chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện án, Tần Phong là cái tay ăn chơi phú nhị đại, uống rượu đột tử, xuyên qua những năm 60 nghèo khổ nông gia, muốn ăn không ăn muốn uống không uống chỉ có thể hăng hái đọc sách thay đổi vận mệnh, thật vất vả thi lên đại học, cuộc sống hạnh phúc có thế đụng tay đến, lại phát hiện hắn kỳ thật xuyên qua nam nhiều lần văn, thủ tịch luật sư, trong quyển sách này, đáng được ăn mừng chính là trong sách không có tầng phong người này, không may hắn thu dưỡng không cha không mẹ bốn đứa bé đều là trong sách trùng phản diện, nhân vật phản diện số một là giới kinh doanh đại lão, bị nam chủ đưa vào ngục giam, ngồi tù mục xương, nhân vật phản diện số hai là quân nhân, cuối cùng lại ngã xuống sườn núi mà chết. Nhân vật phản diện số 3 là đại mãn quán vô màn ảnh, bị nam chủ đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhân vật phản diện số 4 vì cho mấy người ca ca báo thù, lại bởi vì tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mạng, Tần Phong không bình tĩnh, muốn đem bọn hắn đưa đi cô nhi viện. Nhưng mà mở cửa nhìn thấy cổng lại nhiều vứt bỏ, giống như là từ cô nhi viện ra tới, tội nghiệp cùng rau xanh giống như. Tần Phong trong lòng không đành, nháy mắt quyết định hắn toàn nuôi bốn cái chơi không lại một cái năm cái còn làm chẳng qua sao nuôi nuôi tần phong phát hiện lão ngủ rất không thích hợp ai cùng hắn đối nghịch ai không may nhà mình bốn cái trùng phản diện lại một cái sau một cái chính phái từng cái cũng giống như nam nhiều lần văn nam chủ nam chủ lại biến mất chương không một nhi từ trên trời hạ xuống một phút đồng hồ hai phút đồng hồ mười phút đồng hồ đi qua tần phong vắt hết ốc cũng nghĩ không ra hắn làm sao coi như cha thế nhưng là trước mắt tiểu hài là thật Tiểu hài 4 tuổi trái phải, một bộ nạp áo, đầu sáng có thế chiếu sáng, trắng trắng mềm mềm, giống như tranh tết bên trên đồng tử. Hài tử là hòa thượng điểm này kỳ thật cũng không hiếm lạ. Tần Phong tại thủ đô lúc đi học cùng đồng học một khối đi ra ngoài chơi nhi liền gặp qua không ít tiểu hòa thượng. Có vấn đề chính là tiểu hòa thượng cùng hắn khi còn bé 8 phần giống, cùng hắn hiện tại có 6 phần giống. Muốn đặt đời trước đột nhiên toát ra một đứa con trai đến, Tần Phong tuyệt đối tiếp nhận tốt đẹp lại yên tâm thoải mái. Đời này hắn sinh ra ở 60 năm, cả nước trên dưới đều nắm chặt đai lưng bớt ăn niên đại, còn từ phú nhị đại biến thành mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân, không nghĩ chịu đói, không muốn thương tổn gió cảm mạo không có tiền trị liệu một mệnh ô hô, Tần Phong chỉ có thể vén tay áo lên cố lên làm dùng tri thức thay đổi vận mệnh, mỗi ngày đọc sách thời gian đều không đủ, nào có tâm tư phong hoa tuyết nguyệt a, lại nói, hắn 77 năm thi lên đại học, 79 ngày Tết nửa năm xuất ngoại, 8 năm năm về nước trong lúc đó chỉ một lần trở về vẫn là 83 năm, cách nay chẳng qua 3 năm, cùng tiểu hòa thượng tuổi tác cũng đối không lên, cho dù hắn không cẩn thận mắc lừa người khác, bằng hắn quen thuộc nữ đồng học đều là người phương Tây điểm ấy, thằng nhãi con này cũng hẳn là là cái hỗn huyết, Tần Phong ngồi xuống, xong tiểu hài vẫy tay, tiểu hài ngoan ngoãn đi gần, Tần Phong ôm lấy hắn, để tiểu hài ngồi hắn đầu gối, cùng hắn là nhìn tuyến ngang hàng, tiểu hòa thượng, ta hỏi ngươi, ngươi cho ta thành thật trả lời, Ai nói với người ta là ba ba của ngươi. Sư phó A. Đầu trọc tiểu hài không cần nghĩ ngợi nải thanh nải khí nói. Tần phong tức giận hỏi. Hắn nói là ta chính là A. Tiểu hài không chút do dự gật đầu. Tần phong lập tức ý thức được tiếp tục như vậy hỏi không ra cái gì. Hài tử quá nhỏ. Sinh trưởng hoàn cảnh lại đơn thuần. Trong mắt hắn khả năng đều không có phận chia nam nữ. Lão hòa thượng muốn nói hắn là mẹ hắn. Tiểu hòa thượng đều có thể tin tưởng không nghi ngờ. Nhắm mắt lại. Tỉnh táo một lát làm rõ mạch suy nghĩ tần phong nghĩ đến hắn chỗ bắt xe xưởng ở vào tân hải thị đông nam đường cái đối diện chính là nông thôn ngũ lý đôn cũng là hắn quê quán bất luận trong xưởng vẫn là trong thôn người hắn đều gặp chưa từng thấy đứa nhỏ này tiểu hòa thượng khẳng định là từ nơi khác đến bắt xe xưởng xem như tại tân hải vùng ngoại thành hướng bên này hoặc là cưỡi xe hoặc là đi đường hoặc là ngồi xe buýt xe bất luận loại nào đối một cái bốn tuổi trái phải hài tử mà nói đều không thực tế nhất là trên người hắn vác lấy bao, bên chân còn đặt vào một cái bọc lớn, cho nên là có người đem hắn đưa đến hắn môn miệng, có khả năng lúc này còn trốn ở hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong nhìn chầm chầm xưởng thuộc viện, để phòng hắn đem hài tử ném ra, tiểu hòa thượng lưu lạc đầu đường, nói đến tần phong ngay từ đầu cũng không có ý định đem hài tử đưa đến trong nhà tới. Chỉ là chính vào tang tầm, người đến người đi người không ngừng, tiểu hài ba gọi không ngừng, hắn không mau đem hài tử mang về, đến mai toàn xưởng toàn thôn, đường cái đông tây hai bên cạnh tất cả mọi người có thể vì hắn là cái bỏ rơi vợ con cặn bã nam, muốn đặt kiếp trước, mắng hắn cặn bã nam hắn cũng liền nhận, kiếp này liền cô nương tay đều không có chạm qua, còn phải vinh hạnh đặc biệt này, hắn chẳng phải thiệt thòi lớn, tần phong mở mắt ra, nhìn chầm chầm tiểu hài hỏi, sư phó ngươi đưa ngươi đến, tiểu hài ngoan ngoãn gật đầu, đúng nha, tần phong, sư phó ngươi nói ta là ba ba của ngươi, tiểu hài lần nữa gật đầu, tròn trịa trong mắt chất đầy nghi hoặc ba ba vì cái gì hỏi như vậy a à? tần phong khí cười đột nhiên thêm ra con trai hắn không hỏi như vậy hỏi thế nào hắn cũng không phải thần long nữ nhân nằm mơ mơ tới hắn liền có thể mang thai sư phó ngươi liền không sợ ta không nhận ngươi đứa con trai này tiểu hài lắc đầu lòng tin tràn đầy nói sẽ không nha cũng là sư phụ ngươi nói tiểu hài nghĩ một hồi quay đầu nắm qua phía sau túi sách móc a móc móc ra một phong thư tần phong không khỏi nói làm sao không còn sớm lấy ra nắm qua tin hài tử tiện tay ném tới bên người không kịp chờ đợi mở ra nghe được một cổ thuộc về trong tự viện đặc hữu mùi thơm giờ này khắc này tần phong không để ý tới những cái này việc nhỏ không đáng kể triển khai tin nhìn thấy mở đầu không phải ngài tốt cũng không phải cha nó cái này ngôn ngữ mà là trực tiếp thật xin lỗi tần phong liền biết hắn nhớ không lầm hắn không có bẩn tiểu hòa thượng không phải con của hắn trong lúc nhất thời tần phong đáy lòng ngũ vị tạp trần Càng muốn đem hơn Tinh Dáng Tiểu Hòa thượng một mặt, quay đầu nhìn thấy Tiểu hài mập mạp tay nhỏ đặt ở đầu gối, lưng eo thẳng tắp, mím môi, một mặt nghiêm túc khẩn trương bộ dáng, Tần Phong không xuống tay được, nhất là nhìn thấy Tiểu hài khuôn mặt nhỏ phản phất nhìn thấy mình khi còn bé, Tần Phong không khỏi bỏ đi đem hài tử ném ra suy nghĩ, vạn nhất lão hòa thượng đi, chẳng lẽ thật đúng là để đứa nhỏ này lưu lạc đầu đường không thành, Tần Phong thu tầm mắt lại, nhẫn nại tính tình xem tiếp đi lão hòa thượng cũng không phải sinh ra chính là hòa thượng mười năm cách mạng bắt đầu lão hòa thượng vợ con liền cùng hắn phủi sạch quan hệ lão hòa thượng bởi vì gia đại nghiệp đại kia mười năm cũng không dễ vượt qua bất động sản bị phong gia sản bị sung công hắn cũng bị tiến đến nông trường lao động thật vất vả nhịn đến kết thúc vấn đề điều tra rõ gia sản nguyên số hoàn trả lão hòa thượng vốn cho rằng có thể an độ tuổi già ai ngờ thê tử nhi nữ lại tìm tới cửa hướng hắn nhận lầm cầu hắn tha thứ lão hòa thượng bị tổn thương thấu tâm không thèm để ý bọn hắn nhưng bọn hắn liên tiếp tới cửa quái láng giềng bất an lão hòa thượng không còn cách nào khác dứt khoát thừa dịp bọn hắn không ở nhà một ngày đem lớn kiện đồ cổ toàn bộ nộp lên trên quốc gia nguyệt cao gió đêm tối mang theo món nhỏ tiến về chùa miếu nửa đường bên trên bị vấp một chút cúi đầu xem xét quá sợ hãi hài tử lão hòa thượng dùng đèn tinh vừa chiếu tiểu hài sắc mặt thanh bạch thanh bạch như cái giày thối lão hòa thượng liền định tìm một chỗ chôn xuống. Ông lấy hài tử một nháy mắt hài tử bỗng nhúc nhích, lão hòa thượng cúng quyết đưa đi bệnh viện, hắn bọc lấy chăn mình thiếp thân ngộ nửa đêm mới đem tiểu hài thân thể ngộ nóng, vốn cho rằng tiểu hài tỉnh lại cũng là giữ nhiều lành ít, ai ngờ hài tử phúc lớn mạng lớn, hắn đưa đến chùa chiền, mỗi ngày nước cháo bột gạo đúc, tiểu hài càng dài càng thủy linh, lão hòa thượng nguyên kế hoạch chờ hắn 6 tuổi, liền tiễn hắn xuống núi đi học hắn từ trong nhà mang tới vàng bạc ngọc khí cũng không có quyên cho chùa chiền, mà là giữ lại tiểu hài đi học dùng, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lão hòa thượng lòng lan dạ thú người nhà tìm tới hắn, sợ bọn họ phát hiện tiểu hòa thượng tồn tại, cũng sợ tiểu hòa thượng rơi xuống trong tay bọn họ, lão hòa thượng liền định cho hắn tìm người tốt nhà. Không dám ở nơi đó tìm, liền đến đến cách hắn quê quán hơn 100 dặm đường Tân Hải Thị, vừa mới bên trên xe buýt, nhìn thấy cùng tiểu hòa thượng rất giống tần phong lão hòa thượng coi là tìm tới tiểu hòa thượng cha ruột theo đuôi tần phong đến bắt xe xưởng tìm lân cận người nghe ngóng hắn phẩm hạnh như thế nào người ở bên ngoài xem ra hắn phẩm hạnh 10 phần không sai trước kia bên này tuần tự ra ngoài du học có ba cái chỉ có tần phong học thành về sau y nguyên trở về đền đáp tổ quốc tần phong hiếu thuận phụ mẫu đối tỷ tỷ bảo vệ cũng rất thương yêu hai cái cháu gái hắn sau khi về nước đi theo nghiên cứu phát minh tàu điện lão công trình sư bên người học tập lão công trình sư đầu năm nay đi đến nhân sinh cuối cùng tình nguyện đem phòng ở sang tên cho tần phong hai cái cháu trai giao cho tần phong cũng không muốn giao phó cho hắn ở tại thị khu nữ nhi có thể thấy được tần phong nhân phẩm tốt bao nhiêu lão hòa thượng cũng biết dựa theo thời gian suy tính tiểu hòa thượng không thể nào là tần phong nhi tử thế nhưng là không có người so tần phong thích hợp hơn tần phong phụ mẫu song toàn tuổi tác lại không lớn có thể giúp một tay chiếu cố có một lầu nhỏ ở phải hạ tiểu hòa thượng tần phong tiền lương cao cũng nuôi nổi trọng yếu nhất một điểm tần phong cùng tiểu hòa thượng cực giống hai người đến đồn công an không có chứng minh cũng có thể làm hộ khẩu tin cuối cùng lão hòa thượng liền liên tục thỉnh cầu tần phong thu dưỡng tiểu hài tiểu hài trong bao đeo vàng bạc ngọc khí thuộc sở hữu của hắn nếu như tương lai hắn lấy vợ sinh con bất lực chiếu cố cũng mời hắn đem tiểu hài giao cho cha mẹ của hắn đừng đem hắn đưa ra ngoài đứa nhỏ này quá đáng thương, lại một lần nữa bị đưa đi, đời này khả năng liền hủy. Tần Phong nhìn thấy đây, nhìn không được nhìn một chút tiểu hài, tiểu hài cũng không khỏi phải chuyển hướng hắn, mặc dù thân mang nạp áo, nhưng tiểu hài trên thân rất sạch sẽ, so gia thuộc trong đại viện rất nhiều phụ mẫu song toàn tiểu hài thu thập còn sạch sẽ. Móng tay trong khe đều không có bụi đất, có thể thấy được hắn bị lão hòa thượng nuôi tốt bao nhiêu, muốn nói đưa tiễn, Tần Phong bên người liền có một cái nhân tuyển, tỷ hắn. Tỷ hắn sinh hai cái nữ nhi, sợ cái thứ ba vẫn là nữ hài nuôi không nổi cho nên một mực không dám nếm thử, hết lần này tới lần khác cặp vợ chồng đều muốn con trai, Tiểu Hòa thượng giao cho bọn hắn, tỷ hắn khẳng định đợi hắn như Châu Như Bảo, bởi vì Tiểu Hòa thượng giống hắn. Nhưng tỷ phu hắn không được, làm người hẹp hòi yêu tính toán, sớm tối phải đem Tiểu hài nuôi cùng Hồng Lâu mộng, bên trong giả vòng giống như sợ hãi rụt rè không coi là gì, Tần Phong vừa nghĩ tới Tiểu hài định lấy cùng hắn tương tự mặt, làm chút hạ lưu sự tình liền nhịn không được, đưa cho người khác, người khác đời này chỉ có hắn một đứa bé hết thảy dễ nói. Liền sợ tương lai lại có con của mình, tiểu hòa thượng kia tám chín phần 10 sẽ biến thành người nhà kia tiểu nô mới, điểm ấy tần phong càng không thể nhịn, tần phong không khỏi thở dài một hơi, lão hòa thượng là đoán ra điểm này đi, ba ba, ngươi làm sao rồi, tần phong vô ý thức nói, đừng gọi ta ba ba, tiểu hài đột nhiên im miệng, thân thể căng cứng sau đó liền buông lỏng xuống tới sư phó nói qua ba ba không có làm qua ba ba cũng không biết hắn tồn tại ba ba không để hắn kêu ba ba chỉ là còn không quen hắn phải hiểu ba ba phải có kiên nhẫn không thể cùng ba ba so đo cũng không thể sinh ba ba khí tần phong nhìn thấy tiểu hài sắc mặt đổi tới đổi lui há hốc mồm liền nghĩ giải thích hắn không phải trống hắn ba ba vậy ta gọi ngươi thí chủ sao tần phong kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình không được kêu thí chủ thí chủ ba ba, tần phong gọi ta thúc thúc đi tiểu hòa thượng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi giống ca ca như thế sao ngươi còn có ca ca tần phong cuốn quyết hướng nhìn bốn phía chỉ có hai người bọn họ tần phong thở dài một hơi trong lòng bỗng nhiên khẽ động ngươi nói là vô ích cùng thanh cuồng đúng a à. tiểu hài điểm điểm cái đầu nhỏ cố vô ích ca ca cùng cố thanh cuồng ca ca ba ba ca ca vì cái gì không theo chúng ta đồng dạng họ tần a tần phong miệng giật giật rất muốn nói ngươi cũng không họ tần thế nhưng là vừa nhìn thấy tiểu hài mặt tần phong chần chờ cái này tướng mạo nói hắn không họ tần ai mà tin a à. hai người ca ca không phải ba ba thân sinh là sư phụ ta cố gia gia cháu trai ngươi cố gia gia trước khi lâm chung giao phó cho ta mặc dù chúng ta họ không giống nhưng ở một cái hộ khẩu bản bên trên chính là người một nhà tiểu hòa thượng gật gật đầu hiểu rồi tiểu hài giang hai tay hiểu a à, chúng ta là người một nhà tần phong không khỏi vươn tay đem hắn ôm tiểu hài ôm cổ của hắn ta có ba ba ta có nhà ta cũng không tiếp tục là không ai muốn giả hòa thượng á chương không hai lớn cháu trai tần phong trong lòng đau buồn có loại tràn mi mà ra cảm giác đường đường bắt xe xưởng công trình sư 26 tuổi đại lão gia bởi vì hài tử một câu liền khóc nhưng quá mẹ hắn mất mặt tần phong dùng sức nháy nháy mắt đem không cố gắng nước mắt nghẹn trở về không khỏi ôm chặt tiểu hài đứa nhỏ này sinh ra khắc hắn đi không biết hắn nhất là ăn mềm không ăn cứng à ba ba tần phong buông ra làm sao rồi ta đói nha sờ sờ bụng nhỏ một mặt xin lỗi nhìn xem hắn nó không nghe lời gọi tần phong không khỏi nói ta nghe một chút cùng ụt một tiếng tần phong giật mình thật gọi a à. tiểu hài nhẹ gật đầu trong mong nhìn xem hắn tần phong bị nhìn thấy mềm lòng hào khí ngất trời chờ lấy ba ba nấu cơm cho ngươi đi, buông xuống hài tử đứng lên trong nháy mắt đó, tần phong xấu hổ, hắn không biết làm cơm, kiếp trước từ nhỏ liền có bảo mẫu, sống đến 24 tuổi liền bác đều không có soát qua, kiếp này gia cảnh nghèo khó, cái gì đều phải tự mình động thủ, chăn heo cho trâu ăn, đập gặt lúa mạch, mọi thứ đều được, duy chỉ có rất ít tiếng trù phòng, chiên xào nấu nổ đồng dạng sẽ không, nguyên nhân chủ yếu là mẹ hắn sợ hắn lãng phí lương thực lãng phí dầu muối, ba ba, làm sao rồi? Tiểu hài tò mò giữ chặt hắn tay, Tần Phong vội ho một tiếng. Ba ba quên, trong nhà giữa trưa cùng ban đêm không khai hỏa, chúng ta đi nhà gia gia ăn sao? Tần Phong, ngươi còn biết gia gia? Tiểu hài gật đầu, biết a, à. Tần Phong hiếu kỳ lão hòa thượng đều nói với hắn cái gì, dứt khoát ngồi xuống, ngươi còn biết cái gì? Chính là ba ba nhà còn có người nào, nãy nãy, cô cô, tỷ tỷ a, à. Tần Phong nhướng mày, không có cô phụ, cô phụ là cái gì nha? Tần Phong vui, ôm lấy hắn, hảo nhi tử, không có cô phụ liền đúng rồi, tiểu hài mười phần hoang mang, ba ba làm sao cao hứng như vậy a à? đi, ba ba dẫn ngươi đi nhà gia gia, không cần, gia gia hắn đến, thanh âm âm dương quái khí từ ngoài cửa truyền vào đến, Tần Phong vô ý thức đem tiểu hài thả trên ghế salon, đứng dậy ngăn trở tiểu hài, trong phòng tối xuống, cổng thêm ra ba người, hai nhỏ một to, hai cái tiểu nhân phân biệt 10 tuổi cùng 9 tuổi, là hắn một tháng trước mới vừa ra lò con nuôi, cố vô ích cùng cố thanh cuồng. Hai hài tử ở giữa là cái chừng 50 tuổi, tinh anh nhỏ gầy tiểu lão đầu, cùng hắn không có một tia giống nhau, đúng là hắn cha ruột. Hắn cha ruột con dấu hắn không giống cha, thân cao giống hệt mẹ nó, tướng mạo giống hắn không có chống nổi 60 năm gian nan năm tháng gia gia, các ngươi làm sao tới rồi. Tần phong kỳ quái, trong bình thường buổi trưa cha hắn tìm hắn cũng là đi trong xưởng, gần như chưa từng tới gia thuộc đại viện lão đầu tần lão hán hỏi lại ngươi cứ nói đi gọi ta về nhà ăn cơm a à? tần phong nói tần lão hán tâm ngạnh vãn hai bên nhìn hai bên trái phải hai cái tiểu hài một tay ôm lấy một đầu cánh tay trăm miệng một lời da da bất giận có chuyện thật tốt nói nói cái gì tần lão hán chỉ vào nhi tử ngươi thu dưỡng đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử da da chúng ta có danh tự Lão đại cố vô ích nhịn không được nói, tần lão hán chuyển hướng hắn, để ngươi nói chuyện sao, tiểu thiếu niên vô ý thức ngậm miệng, ngươi không nói ta cũng không muốn nói ngươi. Một cái vô ích một cái thanh cuồng, cái này, cái này đều cái tên quái gì. Muốn ta nói, còn không bằng cố lão đại cố lão nhị êm tai, khục. Tần phong vội vàng che miệng, tần lão hán chỉ vào hắn, ngươi còn có mặt mũi cười. Ta ta không cùng ngươi kéo những cái này lung tung ngổn ngang. Ngươi năm đó có thể thi đậu đại học, nhờ có cố công cho ngươi học bù công khóa, ngươi giúp hắn nuôi lớn tiểu tử cùng nhị tiểu tử hẳn là, nhưng ta cũng nhớ kỹ, ngươi không thể bởi vì ta để ngươi nuôi lớn tiểu tử cùng nhị tiểu tử, trong lòng có khí cố ý cùng ta đối nghịch, tùy tiện hướng trong nhà lĩnh hài tử. Lúc này mới bao lâu ngươi liền quên mất không còn một mảnh, hôm nay tới một cái, ngày mai lại đến một cái, hậu thiên lại đến một cái ngươi làm sao xử lý, tần phong không khỏi nói, hiện tại kế hoạch hóa gia đình như thế nghiêm ai bỏ được ném nhi tử tần lão hán tưởng tượng cũng đúng sau đó tưởng tượng rất không đúng vậy nếu là khuê nữ đâu vậy ta liền đối ngoại buông lời ta trọng nam khinh nữ chỉ thích nhi tử không thích khuê nữ được không tần lão hán đang nghĩ gật đầu ý thức được bị nhi tử chuyển hướng không được đứa bé kia đâu kêu đi ra ta cho hắn đưa trở về tần phong nháy mắt cảm giác được phía sau lưng quần áo bị kéo một chút ngươi biết hắn chỗ nào liền đưa trở về tần lão hán không chút suy nghĩ liền nói vậy ta liền đưa cô nhi viện đi ngươi nơi này cũng không phải cô nhi viện dựa vào cái gì hướng ngươi chỗ này đưa tần phong nhíu mày ngươi xác định xác định ngươi bỏ được tần lão hán thốt ra ta có cái gì không bỏ tần phong tránh ra bên cạnh thân bên người thêm ra một cái đầu nhỏ một già hai trẻ cả kinh miệng há thành to hình tiểu hài khẩn trương bất an ngẩng đầu tìm ba ba tần phong không khỏi nhớ tới lão hòa thượng lá thư này tiểu hài bị ném tại ven đường không phải lão hòa thượng phát hiện kịp thời hắn liền hồn chết tàu địa phủ lão hòa thượng ở trong thư cũng nâng lên tiểu hài lúc ấy nhiều lắm là ba tháng lớn cũng có khả năng vừa trăng tròn tiểu hài nếu như thân có không trọn vẹn tần phong cũng có thể hiểu được dù sao kế hoạch hóa gia đình nghiêm từng nhà lại không giàu có thế nhưng là tốt như vậy hài tử a cha mẹ của hắn có còn hay không là người a Tần Phong không lưng ôm lấy hắn, không sợ, không sợ, có ba ba, tiểu hài ôm thật chặt ở cổ của hắn, Tần Lão Hán đột nhiên thanh tỉnh, chỉ vào Tần Phong, ngón tay run rẩy, mặt mũi tràn đầy không dám tin, còn đưa tiễn sao? Tần Phong cười tủng tiễn hỏi, Tần Lão Hán vung lên cái chổi, ba bước làm hai bước đi, tiểu ca hai thói quen muốn ngăn, nhìn thấy tiểu hòa thượng tướng mạo, ý thức được cái này không đứng đắn dưỡng phụ trước kia đã làm gì, đột nhiên dừng lại, trăm miệng một lời, Gia Gia, điểm nhẹ, đừng đánh xấu. Tần lão hán bước chân dừng lại, tần phong ý thức được cái gì, lập tức liền chạy ra ngoài. Đại tiểu tử, nhị tiểu tử, cho ta ngăn lại tên súc sinh này. Hai người thiếu niên chận cửa, tần phong dừng lại, trên lưng chịu một chút. Tiểu hòa thượng dọa đến hoa hoa khóc lớn, không cho phép đánh ta ba ba, không cho phép đánh ta ba ba. Dũi dài cánh tay xong tần lão hán vung nắm tay nhỏ, tần lão hán cái chổi rốt cuộc không nhấc lên nổi, không đánh không đánh, cháu ngoan tôn không khóc. Tần lão hán nhìn thấy tiểu hài lệ trên mặt, vội vàng ném cái chổi, gia gia cũng là vì ngươi xuất khí. Nếu không phải cha ngươi cái đáng giết ngàn đao, đen đuổi khốn nạn, ngươi ngươi, ngươi đến mức biến thành hòa thượng à, nhìn một cái trên người ngươi quần áo, sao gia gia 60 năm mặc quần áo còn phá, cha ta lại không biết. Tiểu hài ngậm lấy nước mắt trừng trồng mắt lớn tiếng nói, tần lão hán nghe rõ hắn tìm ẩn ý tứ, dựa vào cái gì trách ta ba ba, còn đánh ta ba ba a, à. cha ngươi là không biết chờ một chút, cha ngươi không biết. Tần lão hán chuyển hướng tần phong, tần phong xoay người lại, hắn năm nay 4 tuổi, tần lão hán gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó tưởng tượng không đúng, 4 năm trước 5 năm trước con của hắn ở nước ngoài, cốt ngươi cái tần phong, quốc gia xuất tiền phái ngươi ra ngoài học tập, ngươi không hảo hảo học tập, lãng phí quốc gia cùng nhân dân tiền, nhìn ta đánh không chết ngươi tần lão hán nhặt lên cái chổi liền vung tần phong vội vàng né tránh còn tới ngươi làm sao liền không suy nghĩ có người mượn giống sinh con lại hối hận cho nên đem hắn ném trong miếu liền ngươi tần lão hán khí cười cố gia tiểu lão lớn yếu ớt nói không phải là không có khả năng ngài nhìn thúc thúc mặt tần lão hán dừng lại lần đầu nghiêm túc dò xét nhi tử điển hình mặt em bé hết lần này tới lần khác gương mặt này bên trên còn rất dài một cặp mắt đào hoa bất luận cười không cười cũng giống như cái phong lưu loại rõ ràng một dân quê lại so với người ta người trong thành còn trắng cùng đương thời giới văn nghệ nhất không nhận chào đón tiểu bạch kiểm không khác biệt tần lão hán nói như vậy ngươi không biết ta nếu là biết năm trước năm sau ngươi mỗi ngày để ta ra mắt thời điểm ta không đem hắn tìm ra hiện tại không rảnh ra mắt bận rộn lấy thử xe mới làm đứa bé trở về tần lão hán ngẫm lại hắn nói có đạo lý Sắp thí nghiệm mới xe lửa là cố lão công trình sư mang đoàn đội chế tạo. Nếu không phải vì xe mới dốc hết tâm huyết, cố lão công trình sư cũng không đến nỗi đột ngột qua đời. Đừng nói Tần Phong có thể thi đậu đại học nhờ có cố lão cho hắn học bù, chính là không có cái này đoạn nguồn gốc, thử xe cái này trong lúc mấu chốt Tần Phong cũng không tâm tư quản khác, vậy cái này hài tử ở đâu ra? Tần Phong, sư phụ hắn hơn 70 tuổi, có lòng không đủ lực thế nhưng là lại không biết ta có thích hay không hài tử, vẫn không dám nói cho ta. Xong hai con nuôi nhìn một chút, có hai người bọn họ, lão sư phó xác định ta có thế tiếp nhận hài tử, lúc này mới dám đem hắn đưa tới, hai vị thiếu niên không khỏi hỏi, hay là bởi vì chúng ta a? À? Tần Phong cười tủng tỉm nhìn xem hai người bọn họ, hai anh em không khỏi cúi đầu xuống, kỳ thật truyền ngôn có sai, không phải cố lão công trình sư không tính nữ nhi tinh Tần Phong kỳ thực là cái này hai tiểu nhân tình nguyện đi theo có tình có nghĩa chung với quốc gia hiếu thuận phụ mẫu tần phong cũng không muốn đi nhà cô cô cố lão cũng tin tưởng tần phong nhân phẩm thế nhưng là không thể tin được tần phong tương lai thê tử kiên định cho rằng cháu trai đi theo khuê nữ càng ổn thỏa tần phong lại không vui lòng làm hai cái nhỏ nhân vật phản diện về nhà thái độ đối với bọn họ rất bình thường tiểu ca hai liền đi tìm tần lão hán để hắn đi làm bọn hắn gia gia cùng Tần Phong tư tưởng công việc. Tần Lão Hán cho rằng không có cố lão liền không có Tần Phong hôm nay, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, nếu không sẽ thiên lôi đánh xuống. Lúc này mới có hắn lúc trước nói tới để Tần Phong thu dưỡng cố gia tiểu ca hai. Tần Lão Hán chuyển qua hai hài tử phía trước, ngăn trở Tần Phong ánh mắt, người đâu, lão sư phó. Đi, ngươi, Tần Lão Hán cắn răng, cái này khốn nạn đồ chơi, thật muốn đánh chết hắn người ta cho ngươi nuôi mấy năm hài tử ngươi ngươi chí ít cũng phải mời người ta lão sư phó ăn bữa cơm a à. Tần Phong tiểu hòa thượng sư phụ ngươi cái gì tiểu hòa thượng Tần lão hán đánh gãy hắn Tần Phong nghẹn một chút thành thành thật thật hô miểu miểu sư phó đưa ngươi đến thời điểm có phải là nói hắn có việc không thể lại chiếu cố ngươi tiểu hài gật gật đầu ba ba chúng ta phiền phức sư phó thật lâu ba ba biết Tần Phong nhìn về phía cha hắn nghe thấy sao? Tần lão hán nghe thấy, cái nào miau ta, nhỏ bé miểu. Lão sư phó nói, miểu miểu trước kia rất nhỏ, liền cùng mèo con tử giống như. Tần lão hán tưởng tượng một chút, lập tức chịu không được, ta tiểu tôn tôn, đưa tay liền ôm. Tần phong né tránh, ngươi làm gì? Tần lão hán vô hụt, suýt nửa ngã sấp xuống, hai người thiếu niên vội vàng viện hắn. Lão hán vung đến hai hài tử tay, lại một lần nữa nắm lên cái chổi, tổng không người ngăn cản, tần phong ôm lấy hài tử liền chạy ra ngoài dừng lại tần lão háng một bên trống một bên truy trước mật báo sau trốn ở ngoài cửa xem náo nhiệt hàng xóm dọa đến thối lui nhường ra đường đi cố gia lão nhị vội hỏi ca ca làm sao xử lý truy a à. cố gia tiểu lão lớn cuốn quyết đóng cửa lại nhanh chân theo sau da da mỗi ngày nói côn bổng dưới đáy ra hiếu tử chuyện lớn như vậy còn không phải đem thúc thúc đánh cái gần chết cố gia tiểu lão nhân run lập tập thúc thúc gần chết bất lực chiếu cố bọn hắn bọn hắn thân nhất thân nhân liền sẽ biến thành cô cô hắn cũng không muốn lại trở lại kiếp trước thế gian kia luyện ngục Gia da có chuyện thật tốt nói a à. cố nhị nhanh chân đuổi kịp đánh không giải quyết được vấn đề thúc thúc chạy chậm chút đừng làm ngã miễu miễu tần lão hán không còn dám không muốn sống tuy sợ nhi tử không muốn sống chạy té hắn mới vừa ra lò tiểu tôn tử hai người thiếu niên đuổi theo vội vàng bắt hắn lại cánh tay việc đã đến nước này, ngươi chính là đánh chết thúc thúc cũng vô dụng thôi. Cố đại thuyết phục, cố nhị nói tiếp đi, đúng nha. Cái này sự tình nói đến thật không trách ba ba, tần lão hán, không trách hắn trách ai. Nếu là hắn có thế bao ở nửa người dưới có nhiều như vậy sự tình, hai huynh đệ nghẹn lời, không khỏi buông tay, tần lão hán khoát khoát tay, vô lực thở dài một hơi, biểu lộ cũng biến thành thất vọng mất mát, hai thiếu niên nhưng tâm địa hô, ngài, làm sao rồi? Tần lão Hán chuyển hướng hai vị thiếu niên, nhìn thấy bọn hắn giống như có chút bất an, ném đi cái chổi, kéo lấy một cái, da da không phải xong các ngươi. Chúng ta trước kia cũng nói xong, một khi ngươi tần thúc thúc kết hôn, các ngươi liền theo chúng ta lão hai người, tiểu ca hai gật đầu, bọn hắn chưa quên. Cái này chuyện lớn hỏa nhi cũng đều biết, cho nên không ai cảm thấy hai ngươi là vướng víu. Thế nhưng là, có cái này miểu miểu, hiện tại kế hoạch hóa gia đình lại như thế nghiêm ngươi tần thúc thúc lại chỉ có thể có một đứa bé tương lai nữ nhân nào dám gả cho hắn a à. lão hán nghĩ đến điểm này liền buồn khó chịu cũng không tâm tư đuổi theo nhi tử tiểu ca hai thở dài một hơi bọn hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì cố nhị kéo xuống cánh tay của hắn ngài hy vọng tần thúc thúc kết hôn không phải liền là hy vọng hắn có đứa bé để ngươi ôm vào cháu trai ruột sao ta đây chỉ là một thứ hai là tìm người chiếu cố hắn cố đại hiện tại có các ngươi về sau có chúng ta a à? các ngươi lớn lên đây cố nhị nghĩ một hồi ngài có thể bảo chứng tần thúc thúc đời này sẽ không ly hôn lão hán ngẫm lại đức hạnh của con trai trừ học tập cái gì sống đều chẳng muốn làm công việc bây giờ có tiền quần áo đều không tẩy dùng máy giặt nhưng làm hắn đốt không biết mình là ai loại người này cũng chỉ có thể cưới cái cần hắn nuôi người ta phàm là có chút bản lĩnh đều cùng hắn không vượt qua nổi ta suy nghĩ nhiều lão hán bất đắc dĩ nói Tiểu ca hai yên tâm, vậy chúng ta nhanh về nhà đi. Đột nhiên tung ra cái lớn cháu trai, nãy nãy chớ để cho dọa ngất đi qua. Lão Hán vừa nghĩ tới hắn bạn già mỗi ngày ngóng trong nhi tử lấy vợ sinh con, hiện tại không có lão bà, hài tử còn có thể đánh xì dầu, chưa chừng dọa thành dạng gì. Đúng, nhanh về nhà, đến cửa nhà, ông cháu ba người không dám tin, không hẹn mà cùng xoa xoa con mắt, không phải bọn hắn hoa mắt, nhà chính bên trong xác thực rất hòa hài lão phụ nhân ngồi ở một bên, nam nhân trẻ tuổi tại một bên khác, đầu trọc tiểu hòa thượng ở giữa, tọa bắc triều nam, vẫn là chủ vị, chính nắm lấy thì hướng miệng bên trong lây cơm, hai bên trái phải một nam một nữ ôm lấy đầu nhìn chầm chầm hắn, khuyên hắn ăn từ từ, lão hán nhìn về phía hai bên cháu trai, đây là có chuyện gì a à? tiểu ca hai cũng hồ đồ, lão thái thái tiếp nhận cũng quá nhanh đi, cố nhị giấu không được lời nói, vào cửa liền không nhịn được hỏi, nãy nãy, ngươi biết đây là ai không? chỉ vào tiểu trọc đầu, Chu thị không chút suy nghĩ liền hỏi, các ngươi không biết sao. Ta vừa rồi hỏi các ngươi đâu, ngươi tần thúc thúc nói các ngươi ngay tại đằng sau. Chưa thấy qua miễu miễu, lão hán hỏi, lão bà tử, ngươi liền không có gì muốn hỏi, Chu thị, có cái gì tốt hỏi. Nhìn một chút nhi tử, liền hắn dạng này, làm ra ba năm cái ta đều không kỳ quái. Cũng liền ngươi tin tưởng hắn ở bên ngoài nhiều năm như vậy không có nói qua đối tượng chương không ba quần áo bản sửa lỗi nhi tử là cái phong lưu phôi tử lý do này tần lão hán cũng là chịu phục tìm người yêu không phải là có hài tử lão hán nhắc nhở nàng ngươi quên từ bảy chín năm liền có lưu manh tội chu thị lưu manh tội lại không quản được người phương tây địa bàn bên trên tần lão hán nghẹn không có lời nói dựa theo tiểu hòa thượng tuổi tác để tính mẹ hắn có hắn thời điểm đúng là nước ngoài lão hán lại có vấn đề mới miểu miểu là thật hòa thượng hay là giả hòa thượng Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, khóe miệng còn có cái hạt gạo, tròn căng trong mắt đều là mê mang. Thật hòa thượng giả hòa thượng có ý tứ gì a? À? Chu thị cho hắn lau lau miệng, đừng để ý tới ngươi cái này da da, ăn cơm thật ngon. Trừng liếc mắt bạn già, tất cả về nhà, thật giả có trọng yếu không? Không trọng yếu, vô luận thật giả đến phàm trần tục thế đều phải hoàn tục. Tần lão hán, vậy cái này quần áo cũng không thể lại xuyên đi. Tiểu hòa thượng cuốn quyết nắm chặt vạt áo của hắn xấu da da muốn làm gì chu thị trừng hắn ngươi liền không thể nói ít vài ba câu ăn cơm của ngươi đi chuyển hướng miễu miễu ôn hòa nói ta đừng để ý đến hắn quay đầu nải nải cho ngươi thay cái quần áo mới cái này cởi ra nải nải tắm cho ngươi một chút giặt quần áo miễu miễu biết đến dùng sức gật đầu một cái chu thị nhịn không được sờ sờ đầu của hắn trần trùng trục lập tức để chu thị trong lòng cảm giác khó chịu nàng đáng thương lớn cháu trai a thật tốt một hài tử biến thành tiểu hòa thượng, Chu thị khó chịu muốn khóc, lại không tốt ngay trước hài tử mặt rơi lệ, dùng sức nháy nháy mắt, nước mắt nháy sạch sẽ, tay chuyển qua tiểu hài trên lưng, nãy nãy không biết miểu miểu trở về, ban đêm nãy nãy làm cho ngươi trứng gà canh ăn, hòa thượng ăn chay. Lão hán nhịn không được nói, tần phong cùng hắn hai cái con nuôi vội vàng cúi đầu trang không tồn tại, cơm không chận nổi miệng của ngươi. Chu thị rống, tần lão hán yểu xìu, chu thị chuyển hướng nhi tử quay lại đi món chính thị trường cho miễu miễu mua hai cân tôm dùng dầu qua một lần tôm thịt liền không có gì mùi tanh ta bận bịu chu thị bỏ tiền để cha ngươi đi mua tần phong lập tức đem trong túi tiền lớn cho hết cha hắn chu thị đoạt lấy đến cho hắn năm khối tiền cho hắn nhiều như vậy làm gì để cho hắn cầm đi sờ quân bài tần phong thành thành thật thật đem còn sót lại tiền thu lại một chữ không dám nói yểu xìu không giống hăng hái tầng công trình sư ngược lại giống trông cậy vào phụ mẫu thưởng cơm ăn ba ba cháu trai tiểu ca hai nhịn không được đồng tình bọn hắn dưỡng phụ chu thị quét đến nét mặt của bọn hắn nhìn cái gì đâu tranh thủ thời gian ăn cơm ăn cơm làm bài tập đi gặp một lần tiểu tôn tử miệng lớn lay cơm miểu miểu, ta ăn từ từ ta không cần lên học không nóng nảy tầng gia lão thanh thiếu bốn nam nhân đồng thời biểu môi thật tiêu chuẩn kép a tiểu hài ngẩng đầu lên vì cái gì không cần lên học a, à, bởi vì ngươi còn nhỏ, ngồi tại giảng bài trên bàn nhìn không thấy bảng đen. Vậy ta làm gì a? À? Chu thị, nãy nãy dẫn ngươi chơi, Tiểu hài không khỏi nhếch lên miệng, không muốn cùng nãi nãy, Tiểu hài thử dò xét nói, ta muốn cùng ba ba. Chu thị thói quen muốn nói, yêu thương tiểu tử ngươi, đến bên miệng nghĩ đến lớn cháu trai vừa trở về, vẫn là con trai của nàng ôm trở về đến, cùng với nàng nhi tử thân rất bình thường. Đứa nhỏ này là con trai của nàng nhi tử về sau lớn lên còn phải cho nàng nhi tử dưỡng lão cũng phải cùng hắn thân ngươi trước cùng ba ba chơi một hồi ba ba buổi chiều được ban kiếm tiền nuôi miễu miễu đến lúc đó ngươi lại cùng nải nải có được hay không tần phong không khỏi nhìn một chút mẹ của hắn từ nhỏ đến lớn vô dụng như thế giọng ôn hòa từng nói chuyện với hắn a à, cách bối thân thật không lừa ta tần phong nói chuyện chu thị hô tần phong chỉ muốn mắt trợn trắng được miễu miễu ăn no chưa tiểu hài con mắt chuyển qua bánh bao không nhân khung bên trong ba ba đây là cái gì nha tần phong thuận tay nhỏ bé của hắn nhìn lại kỳ quái hỏi bánh bao a à, ngươi chưa ăn qua bánh bao bánh bao không phải vàng vàng sao tiểu hài nghi hoặc không hiểu chu thị trong lòng buồn phiền lão hán trong tay bánh bao ăn không trôi tiểu ca hai cũng không khỏi phải dừng lại đũa trên đời này còn có so với bọn hắn còn đáng thương tiểu hài a à. tần phong cũng rất khó chịu nhìn thấy nhỏ một vòng mình một mặt thuần chân bộ dáng nhìn không được đem hài tử ôm trong ngực tách ra một nửa bánh bao chay trước xé một khối nhỏ thả hắn miệng bên trong ngọt ngào tiểu hài không dám tin hỏi tần phong đúng thế đây là chúng ta nhà mình loại lúa mì đánh bột mì làm người trước kia ăn có tạp mặt bột lúa mì cũng không bằng nhà ta tốt vì cái gì a à? tần phong không đành lòng nói có thể là trong chùa miếu nghèo cũng có thể là không ai bỏ được bán cho hòa thượng bột mì, bởi vì gia gia lợi hại sẽ trồng trọt, trồng ra đến lúa mì tốt, gia gia thật là lợi hại a. À. Tiểu hài sùng bái mà nhìn xem tầng lão hán, lão hán xấu hổ, miểu miểu thích ăn liền ăn nhiều một chút. Quay đầu để nải nải cho ngươi nổ bánh bao phiến, dùng dầu hạt cải nổ, ăn ngon không? Tiểu hài tò mò hỏi, Chu thị ngẫm lại muốn hay không giải thích, thêm mỡ heo dầu hạt cải ăn ngon, thuần dầu hạt cải không thể ăn. Cố nhị mở miệng trước, ăn ngon. Ta dừng lại có thể ăn một chén lớn. Liếc liếc mắt Chu thị, chính là không hay làm, ngươi cũng không nghĩ một chút nhiều phiền phức. Chu thị không khỏi nói, các ngươi gia bốn cái, một lần làm nửa khung bánh bao đều không đủ các ngươi ăn. Cố nhị không khỏi nhìn hắn dưỡng phụ, trong đó một nửa đều là cái này không đáng tin cậy cha ăn. Tần phong hướng đầu hắn bên trên lột một cái, đem hắn đầu theo trở về, ăn cơm của ngươi đi sau đó chuyển hướng mẹ hắn, quay lại cho ta làm điểm hạt vừng muối. Chu thị biết nhi tự ý tứ, nhà bọn hắn đồ ăn đều là dùng mỡ heo xào. Nếu như miễu miễu từ nhỏ liền ăn chay dầu, chợt ăn một lần mỡ heo rất dễ dàng không quen phun ra. Dùng thuần dầu hạt cải bọn hắn cũng không quen. Tiểu hài lại không thể một mực làm ăn bánh bao, quay lại ta lại cho các ngươi xào một bát tương, dùng hành lá xào, tần lão hán, ta lại mua hai khối đậu hũ, Chu thị gật gật đầu, chuyển hướng nhi tử, miểu miểu có phải là liền trên thân cái này một thân nạp áo, ta có thật nhiều thật nhiều quần áo. Ta đều chưa thấy qua quần áo. Tiểu hài nải thanh nải khí nói tiếp, chu thị nhìn về phía nhi tử, ngươi mua, tần phong giải thích, sư phụ hắn mua. Tại nhà ta, ăn cơm ta liền dẫn hắn trở về thay quần áo, chu thị nghe vậy nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cùng nhi tử cùng nhau đi ra chút viện. Nhìn xem tiểu tôn tử còn thiếu cái gì buổi chiều cùng nhau mua được. Gia Trúc Viện cùng ngũ lý đôn cái làng này liền cách một đầu lớn đường cái. Bắt xe xưởng cùng gia thuộc viện tại Lucy một bên, ngũ lý đôn tại đường phía đông. Tần gia mặc dù ở tại trong thôn ở giữa, từ lão hai người nhà tốt thuộc viện Tiểu Dương Lâu, cũng chính là tần phong nhà, chẳng qua một dặm đường, cách gần đó tốt cũng không cần nghỉ ngơi, Chu thị đem bao bọc thả trên bàn trà liền hủy đi, quần áo lấy ra, Chu thị không thể tin được, có miễu miễu hiện tại xuyên, còn có hơn hào miễu miễu chừng hai năm nữa còn có thể xuyên tần lão hán nhịn không được hỏi không có gắn lộn a à. tần phong sư phụ hắn nói có thế xuyên qua miễu miễu sáu tuổi chu thị nhịn không được hỏi sư phụ hắn ý gì sợ chúng ta không có tiền cho hài tử đặt mua quần áo đương nhiên là tiểu hài đến sáu tuổi liền có thể đưa đi một năm trước cấp quần áo chuẩn bị đến sáu tuổi trong lúc này hắn chỉ cần cho tiểu hài cung cấp che chở cho hắn ăn chút gì là được Nuôi bé con đơn giản như vậy, bé con lại với hắn cực giống, hắn còn có gì lý do đem tiểu hòa thượng đẩy ra phía ngoài đâu. Thế nhưng là lời này không có cách nào nói, bởi vì này sẽ liên lụy đến miểu miểu thân thế. Bằng tiểu hài cùng hắn giống như vậy, hắn cha mẹ 99% không tin, còn phải hoài nghi hắn thật xin lỗi hài tử mẹ hắn. Tần Phong, khả năng nghĩ đến ta cũng không có nàng dâu, sẽ không cho miểu miểu mua quần áo đi. Ngươi cũng biết mình quan cô một cái không dễ nhìn tần lão hán lập tức nhịn không được nói, tần phong nghĩ mắt trợn trắng, cha hắn thật là đi, cái gì đều có thể kéo tới hắn chưa lập gia đình phía trên đi, đây đều là các ngươi cho rằng, cũng không phải ta, tần lão hán nghẹn một chút, chu thị, chớ quấy rầy nhau nhau. Sai sử nàng lão đầu, quần áo lấy ra, dựa theo bốn mùa lớn nhỏ chỉnh lý tốt. Chuyển hướng nhi tử, ban đêm cùng chúng ta vẫn là cùng ngươi ngủ, tiểu hài cuốn quyết ôm chặt tần phong cổ. Tần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn lôi kéo hướng phía trước lão đảo, hai người thiếu niên cuốn quyết định hắn, Chu thị mau nói, miễu miễu, buông tay. Nãy nãy chính là hỏi một chút ba ba của ngươi, không phải nhất định phải ngươi cùng gia gia nãy nãy, tiểu hài một mặt cảnh giác, Chu thị bất đắc dĩ nói, ban đêm cùng ngươi ba ba ngủ, tiểu hài tay nhỏ buông ra một điểm, chuyển hướng cha của hắn, vẫn là không yên lòng, Tần Phong, quần áo thả phòng ta trong ngăn tủ chu thị tìm một bộ có thể xuyên, nhưng mà Tân Hải chỗ phương Bắc, lại là thành thị Duyên Hải, lúc này vừa qua khỏi Xuân Phân, âm lịch trung tuần tháng 2, ban ngày ban đêm đều rất lạnh, nhưng lại không phải trời đông loại kia nghiêm lạnh. Lúc này lạnh chủ yếu là bởi vì gió lớn. Sớm tối mặc áo len thêm nhỏ mỏng áo là được, đến trưa đem áo len cởi xuống, đơn mặc một cái mỏng áo liền có thể. Tiền đề đội mũ, lão hòa thượng cho tiểu hòa thượng chuẩn bị quần áo có mỏng áo có giày áo, nhưng không có áo len cùng mũ. tân hải lớn nhất cửa hàng bách hóa bên trong cũng không có bán tiểu hài áo len bởi vì không có thị trường gần như từng nhà phụ nữ đồng chí đều sẽ dệt áo len chu thị khoa tay nửa ngày nhìn nhất thiếp thân tiểu hồng áo vẫn có chút rộng rãi tìm cho ta cái kim khâu ta phải đem eo thu một chút tránh khỏi rót gió lạnh tần phong quần áo lớn rồi chu thị gật đầu y phục này xem xét chính là đặt trong tiệm mua nào có tự mình làm vừa người a à? cố nhị muốn nói lại thôi, nhìn xem tiểu hòa thượng, lại nhịn không được nhìn một chút bà nội hắn, muốn nói cái gì? Chu thị hỏi, cố nhị thử dò xét nói, nếu không thử xem ta sao, của ngươi. Chu thị không khỏi từ trên xuống dưới dò xét hắn một phen, cố nhị biết nàng hiểu lầm, chúng ta khi còn bé quần áo, chu thị chuyển hướng nhi tử, đứa nhỏ này đều 9 tuổi, khi còn bé quần áo còn giữ A, tần phong gật đầu, một tháng trước cố công qua đời, Tần Phong chỉnh lý y phục của hắn thời điểm đem trong nhà lật cái úp sấp, không riêng đem hai hài tử quần áo lật ra đến, còn đem bọn hắn cha mẹ đồ vật lật ra đến, hai hài tử quần áo liền song phá bít tất đều không có ném, bọn hắn cha mẹ tốt quần áo cũng bị Tần Phong tính cả cố công quần áo một khối đốt không còn một mảnh, giống như có. Tần Phong hỏi, ta là phơi một ngày vẫn là hai ngày, hai ngày. Thúc Thúc còn nói như thế không dễ dàng mốt meo khi đó trường học còn không có khai giảng cố nhị hỗ trợ phơi nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng chu thị nhanh đi tìm đến cố nhị còn có lo lắng nhịn không được nhìn một chút hắn ca hai anh em trước kia sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm lão đại hiểu rất rõ đệ đệ hai ta khi còn bé quần áo có đều có bản sửa lỗi kia có cái gì a à? chu thị nhìn một chút lớn cháu trai có trên người hắn bộ y phục này bản sửa lỗi nhiều không thế thì không có cố đại lắc đầu cố nhị lập tức lên lầu một lát, ông một đống quần áo xuống tới, tần lão hán tiếp một chút, thế nào nhiều như vậy, tần phong, sư phó không có nhiều thời gian như vậy, đổi theo mùa thời điểm một lần mua bốn năm bộ, tránh khỏi hướng nội thành đi. Một năm xuống tới chí ít cũng có mười bộ, tiểu ca hai gật đầu chứng minh điểm này, chu thị không khỏi nói, hài tử hay là phải có cái nương A, tiểu ca hai sắc mặt khẽ biến, dọa đến cuốn quyết nói, chúng ta có tần thúc thúc liền đủ, chu thị nhìn bọn hắn gấp gáp như vậy, đau lòng vừa muốn cười, lo lắng có mẹ kế liền có cha ghẻ, chương không bốn, lẫn nhau không chê. Tiểu ca hai vô ý thức gật đầu, tưởng tượng dưỡng phụ vẫn còn, vội vàng chuyển hướng hắn, tần phong nhíu mày, ta là mang tay mềm người sao, tiểu ca hai không xác định, tần phong khí cười, cố nhị vô ý thức giải thích, chúng ta là sợ ngươi thấy sắc liền mờ mắt, tần phong lập tức muốn đánh hài tử, chu thị thấy thế, lập tức tiếp lời gốc rạ, ta không lo lắng, tần phong không khỏi lộ ra ý cười, còn phải là ta mẹ ruột a à. tiểu ca hai luôn cảm thấy nãi nãi không phải ý tứ này chu thị ta và ngươi cha mới chừng 50 tuổi ngươi ván đầu lớn không được chúng ta nuôi hắn nhóm tần phong biểu lộ trở nên một lời khó nói hết tiểu ca hai không khỏi lộ ra quả là thế biểu lộ vừa nhìn thấy dưỡng phụ chuyển hướng bọn hắn lập tức đi giúp nãi nãi tìm quần áo tìm được tìm được tìm ra một cái đầu hổ mũ liền cho tiểu hòa thượng đeo lên trần trùng trục cái đầu nhỏ biến thành tiểu hổ đầu chu thị trong lòng dễ chịu miễu miễu nải nãy, nãy cho ngươi thay quần áo có được hay không chu thị xông tiểu hài vươn tay tiểu hài phản ứng đầu tiên là nhìn hắn ba ba tần phong ôm lấy hắn ngồi xuống ta cho hắn đổi đi lão hòa thượng cho tiểu hòa thượng mua màu đỏ nhỏ quần bông có thể xuyên chỉ là ống quần muốn kéo lên đến một vòng chu thị đem quần bông cho hắn muốn hay không dùng kim khâu khâu một vòng tần phong không cần nhiều khó khăn nhìn a à. cố nhị đem mình nhỏ áo bông đưa cho hắn màu vàng nhạt áo bông phối màu đỏ chất quần bông, xuyên tại trên thân nam nhân dở dở ương ương, xuyên qua nữ nhân trên người cũng nhất định phải vóc người đẹp làn da trắng. Thế nhưng là xuyên qua tiểu hòa thượng trên thân cũng chỉ có vui mừng đáng yêu. Tần phong cho tiểu hòa thượng sửa sang một chút đầu hổ mũ, thân thể ngửa ra sau dò xét một chút tiểu hài, hài lòng gật đầu, không sai. Chu thị câu đầu nhìn xem, đối đầu tiểu hài đen lại sáng tựa như nho tím con mắt, sinh lòng yêu thích, miễu miễu, ba ba nên đi làm nãy nãy ôm A, tiểu hài chuyển hướng Tần Phong. Tần Phong nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, hơn một điểm, các đồng nghiệp đều nên đến cương vị, đợi đến mặt trời xuống núi liền có thể nhìn thấy ba ba. Tiểu hài lập tức từ trên người hắn trượt xuống đến, không có vô cớ gây rối cũng không khóc náo. Tần lão hán nhịn không được nói, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, họ cố tiểu ca hai cũng không nhịn được gật đầu, hai người bọn họ nếu không phải nhiều cả một đời ký ức, liền bọn hắn hiện tại như thế lớn cũng không nhất định có tiểu hài hiểu chuyện. Nghĩ đến đây, hai anh em chuyển hướng lẫn nhau, tiểu hài sẽ không theo bọn hắn đồng dạng đi. Sau đó tưởng tượng, phủ định cái này không đáng tin cậy suy đoán. Bằng lúc trước thúc thúc bị đánh, tiểu hài dọa đến qua oa khóc lớn kia một điểm đã nói lên hắn là cái thực sự tiểu hài. Không giống bọn hắn dưa leo già soát lục sơn giả bộ nai tơ, cố gia tiểu lão lớn đi qua, giữ chặt tiểu hài tay, quyết định tìm cơ hội thử xem hắn không muốn cùng nãi nãi cùng ca ca cũng được. Chờ ca ca đi học ngươi lại cùng nãi nãi, tiểu hài nhìn về phía ba ba, tần phong, sư phó ngươi không nói ca ca cùng chúng ta là người một nhà, tiểu hài nhỏ tuổi, dễ dàng quên sự tình, một khi nhắc nhở nhớ tới, dùng sức điểm điểm cái đầu nhỏ, tần phong nói, vậy các ngươi chơi đi. Cùng người khác chơi cũng được, không cần hỏi ba ba. Đừng đùa quên về nhà là được, tiểu hài lung lay cái đầu nhỏ, đầu hổ mũ hai bên dây lưng cũng đi theo chuyển một chút, đánh tới trên mặt hắn, không thích ứng đẩy ra, tần phong kéo qua tiểu hài, đem dây lưng kéo lên tới, chu thị cùng tần lão hán lão hai người nhìn nhau, nhi tử thật là có điểm làm ba ba hình dáng, tần phong lại cho hắn sửa sang một chút giao lệch ra mũ, ngày khác ba ba đi trong thành mua cho ngươi cái cộng lông mũ, chu thị lập tức nhịn không được nói, mua cái gì mua, đứa con trai này thật lười tốt, có thể sử dụng tiền giải quyết liền không nghĩ tới dùng tay quay lại ta xưng mấy cân cộng lông để tỉ ngươi cho bọn hắn một người đánh một cái lại dệt hai thân áo len cố nhị nhịn không được hỏi còn có chúng ta chu thị kỳ quái thế nào không có a à? nhìn thấy miễu miễu bỗng nhiên tỉnh ngộ các ngươi cùng miểu miểu đồng dạng hiện tại cũng là thúc thúc của ngươi hài tử sao có thể chỉ cấp miễu miễu mua a à? cố nhị há hốc mồm rất muốn giải thích bọn hắn cùng miễu miễu không giống miễu miểu là tần thúc thúc thân sinh Thế nhưng là lời này đến bên miệng hắn lại không muốn nói ra, Tần Phong nhìn thấy tiểu hài biểu lộ, nói, đừng có đoán mò. Tuy nói ta trước kia không nghĩ tới thu dưỡng các ngươi, thế nhưng là các ngươi như là đã đến ta hộ khẩu bản bên trên, vậy các ngươi chính là ta nhi tử. Không thể cho các ngươi mua hàng hiệu, áo len loại vật này ta vẫn là đặt mua nổi, Tần Lão Hán nhịn không được nói, ngươi còn biết mình bao nhiêu cân lượng, Tần Phong lập tức đứng dậy rời đi, tới cửa nghĩ đến hai hài tử còn không có làm bài tập, mẹ, nhìn xem hai người bọn họ viết xong làm việc lại để cho bọn hắn đi ra ngoài chơi. Hai anh em không hẹn mà cùng nói, chúng ta biết, biết cái đếp gì. Tần Phong liếc hắn hai liếc mắt, khi hắn chưa từng có khi còn bé A, hài tử lớn như vậy có thế thành thành thật thật 10 phút đồng hồ cũng không tệ. Cố đại miệng giật giật nghĩ giải thích, bọn hắn thật biết, thế nhưng là hắn mới 10 tuổi, ai mà tin A, không tin liền để nải nải nhìn chầm chầm chúng ta. Chu thị còn liền nhìn chầm chầm hắn hai, chẳng qua cũng chưa quên miễu miễu, để miễu miễu ngồi vào bên người nàng, bởi vì 10 năm cách mạng trong miếu không đến người mới, trừ miễu miễu trẻ tuổi nhất cũng có khoảng 40 tuổi. Như thế tết linh người không tâm tư bồi tiểu hài chơi, tiểu hài liền tự mình chơi, quen thuộc một người, nhìn chầm chầm hai người ca ca làm bài tập cũng không tịch mịch, chu thị gặp hắn không khóc không náo, lại nhịn không được đau lòng, tốt bao nhiêu hài tử a hắn cái kia nhẫn tâm nương làm sao liền bỏ được a à? cho dù hối hận cho dù lúc ấy tần phong ở nước ngoài nàng về nước cũng có thể đưa cho bọn họ hướng trong chùa miếu ném cái gì a à? may gặp được cái tốt hòa thượng nếu là không có người khác phát hiện còn không phải bị trên núi sài lan hổ báo ăn chu thị nghĩ đến điểm này liền chịu không được không khỏi ôm lấy tiểu hài tiểu hài mở to hai mắt thật kỳ quái nhìn xem nàng chu thị có mệt hay không a à? nằm tại nải nải trong ngực nghỉ một lát Ca ca một hồi liền viết xong, còn kém một hàng chữ. Cố Đại nói, Chu thị vội nói, chậm rãi viết. Viết lão bên trong viết ngoáy, quay đầu Tần Phong đánh các ngươi, ta cũng không giúp các ngươi. Cố Đại rất muốn nói, hắn ước gì Tần Thúc Thúc bởi vì học tập đánh hắn. Điều này nói rõ Tần Thúc Thúc hy vọng bọn họ có tiền đồ, mà không phải muốn đem bọn hắn nuôi phế, Độc Bá gia gia lưu lại tiền cùng vật, ngươi yên tâm đi, không viết ngoáy. Cố Đại viết xuống một chữ cuối cùng khép lại sách bài tập, gia gia buổi chiều không có lớp A, Chu thị lắc đầu, không biết, không có nghe lão già chết tiệt kia nói, lão già đáng chết không phải người khác, chính là Tần Phong cha, Tần Phong mẹ phải so cha hắn cao một nửa, năm đó lão hai người ra mắt lúc, Chu thị rất chướng mắt Tần lão hán, người Chu gia khuyên nàng, gã hán gã hán mặc quần áo ăn cơm. Nàng cái đầu cao lực khí lớn, có thể chiếu cố trong đất, Tần lão hán lực mỏng, nhưng hắn đa tài đa nghệ. Trừ làm lão sư kiếm một điểm tiền lương Vẫn là đoàn văn công làm việc Nếu là hắn lại dài cái lớn người cao Nhưng không tới phiên chu thị Chu thị ngẫm lại cũng là cái này lý Tần lão hắn biết mình cân lượng Cái này lão sư mới đầu làm rất miễn cưỡng Ban ngày dạy học sinh Ban đêm hắn tự học Cùng chu thị kết hôn năm đó hắn mới không cần tự học Chỉ nhìn thân cao Hắn cùng chu thị quả thực giống lại cùng thiên nga Tự nhiên không dám chê nàng dốt đặc cán mai Hai người đều không tốt kết bỏ lẫn nhau lẫn nhau nhường nhịn chiều theo đến mức cặp vợ chồng kết hôn mấy chục năm chưa bao giờ cãi lộn qua cố gia tiểu ca hai lúc trước chết sống muốn cùng tần phong không nguyện ý cùng bọn hắn cô cô cũng không nguyện ý cùng trong xưởng không có con cái người kỳ thực chính là chọn trúng tần gia gia đình không khí cha đánh tử tử không mang thù vợ mắng phu phu cũng không thèm để ý thỏa mãn bọn hắn đối ấm áp gia đình hết thảy ảo tưởng nghe được chu thị nói lão già đáng chết cố đại không khỏi nhớ tới lão hai người đối chọi gây gắt tràn cảnh, nhất là trước một khắc tranh đến mặt đỏ tới mang tai, sau một khắc có thế cùng một chỗ nấu cơm, đã cảm thấy bọn hắn nhàm chán lại thú vị, cố đại cũng không nhịn được bần một câu, gia gia biết lại phải gọi ngươi mụ già đáng chết, hắn còn kêu thiếu. Chu thị nhìn thấy tiểu nhị cũng viết xong, sách bài tập lấy tới, tiểu nhị vô ý thức đem sách đưa tới, đến trong tay nàng ý thức được không đúng, vì sao xem ta không nhìn ca. Tần Phong nói ngươi làm việc sau ngươi ca viết ngoáy, tiểu nhị hiếu kỳ, có thế xem hiểu sao, Chu thị, đừng nhìn ta không biết chữ, công không tinh tế ta vẫn là có thế nhìn ra, cuốn tại trong ngực nàng tiểu hài tò mò hỏi, nãy nãy, tinh tế sao, Chu thị ghét bỏ lắc đầu, chỉ cho tiểu hài nhìn, ngươi nhìn hàng chữ này đều là giống nhau, cái này lớn cái này nhỏ, cái này chính cái này lệch ra. Liếc liếc mắt cố nhị, làm bài tập thời điểm nghĩ cái gì rồi. Cố tiểu nhị đang suy nghĩ hắn một đêm trở lại trước giải phóng, không riêng thân thể rút lại, còn muốn làm học sinh tiểu học, quả thực ngày chó, nhưng mà loại này lời nói thật đánh chết hắn cũng không dám nói. Nếu không lợi hại như vậy lão thái thái có thể đem hắn đánh cái gần chết, đánh hắn mù nói bậy, những chữ này ta đều sẽ, ta cảm thấy kỳ thật không cần viết. Còn lãng phí bút cùng sách, chu thị, tần phong không kém chút tiền này, cố nhị nghẹn lại, cố đại cũng không nhịn được nói, chủ yếu là lãng phí thời gian, lãng phí chơi thời gian. Chu Thị liếc nhìn hắn một cái, hai người một cái 10 tuổi, một cái 9 tuổi, không hảo hảo đọc sách làm bài tập có thể làm gì, cái gì cũng không thể chơi, bọn hắn dám ra ngoài, trọng nam kinh nữ người liền dám đem bọn hắn làm nhà mình đi, nói chuyện hành động đánh tơi bời huấn thành tiểu cẩu cẩu. Chu Thị đem sách bài tập còn cho cố nhị, không có chuyện gì liền lại viết một lần. Không phải chờ ngươi thúc tan tầm trở về nhìn ngươi viết như thế viết ngoáy, lại phải phạt ngươi luyện chữ, Cố Nhị Nhịn không được hé miệng, Cố Đại đem hắn sách bài tập dâng lên, ta cũng không cần đi. Chu thị nhìn một chút, ngươi so Nhị tiểu tử tinh tế. Có hắn so sánh hẳn là hiển không được ngươi, Cố Tiểu Nhị một cái lấy tới, nhìn thấy ca ca viết quả nhiên so hắn tinh tế, nhịn không được mắng, âm hiểm, hắn ca đoạt lại trang trong túi sách, nãy nãy, chúng ta đi học đi. Ngươi là ở chỗ này vẫn là về nhà a, à? hồi nhà Chu thị ôm lấy Tiểu Tôn Tử lên, ta phải mang theo Miểu Miểu toàn thôn đi một vòng, tránh khỏi một chút người coi là liền bọn hắn có cháu trai, bắt được cơ hội liền ép buộc con ta nữ không cố gắng, khuê nữ không sinh ra con trai, nhi tử trưởng thành cũng không kết hôn, Cố Đại vừa muốn cười, hắn phát hiện từ lúc cùng người Tần gia, nửa tháng cười số lần so trước kia nửa đời người còn nhiều, quay lại người ta hỏi, Miểu Miểu ở đâu ra? Người thế nào nói a, à? hai người bộ dạng như thế giống còn muốn ta nói? Chu Thị nhìn một chút cháu trai khuôn mặt nhỏ, quay lại từng cái ao ước khó chịu, ta nói nhiều, còn có thể cho là ta cố ý khoe khoang. Kỳ thật ta chính là cố ý khoe khoang. Miễu miễu, đi, cùng nãy nãy khoe khoang khoe khoang đi, chương không năm, hiện thực, tiểu hài nghi hoặc không hiểu, khoe khoang cái gì a? À? khoe khoang, Chu Thị vội vàng ngừng lại, tiểu hài giấu không được lời nói, vạn nhất học cho nàng nhi tử nghe, con trai của nàng không riêng phải lãi nhãi nàng, nghiêm trọng còn có thể không cho phép nàng chiếu cố miễu miễu thật vất vả có cháu trai cái này chỗ nào được a à? nói cho mọi người miễu miễu có ba 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 của ngươi cũng có nghi tử cũng chính là miễu miễu chu thị dụ hống hắn có muốn hay không để mọi người đều biết ngươi có ba ba a à. tiểu hài dùng sức cực đầu hắn muốn nhất chu thị hài lòng tiểu hài muốn xuống tới đi nhưng mà chu thị thân cao gần một m bảy nắm tiểu hài phải không lưng khó chịu nãy nãy ôm lấy đi Nãy nãy thích miểu miểu, nãy nãy không mệt nha." Chu thị sững sờ một nháy mắt, kịp phản ứng tiểu hài yêu thương nàng, lập tức cao hứng ôm chặt tiểu hài, "Ta lớn cháu trai, ngươi thật là hiểu chuyện. Nãy nãy không mệt, nãy nãy thân thể tốt." Chuyển hướng hai thiếu niên, khóa chặt cửa, khóa lại. Cố Vô Ích trước kia gặp qua không ít hài tử, giống tiểu Hòa thượng biết điều như vậy cũng có, ngần ấy lớn còn biết đau lòng trưởng bối cũng chỉ có hắn một cái, "Miểu miểu muốn hay không ca ca ôm một cái, tiểu hài so sánh một chút hắn cùng chu thị thân cao, quả quyết lắc đầu, ôm nải nải cổ, cố vô ích không phải thật sự tiểu hài, sẽ không bởi vậy sinh khí. Nhìn ra tiểu bất điểm chê hắn thấp thậm chí còn muốn cười, sợ ca ca ôm bất động ngươi, mệt mỏi ca ca a, à. tiểu hài rất là trực tiếp gật đầu, cố lão nhị đem chìa khóa treo trên cổ, đi tới liền không nhịn được nói, ngươi thật là không giống tần thúc thúc nhi tử, tiểu hài lớn tiếng nói, ta là hắn đột nhiên động một cái chu thị suýt nữa không có ôm lấy hắn vội vàng vỗ vỗ lưng của hắn trấn an nói ngươi là ngươi nhị ca nói như vậy ý là ngươi so cha ngươi ngoan ba ba cũng ngoan a à. tiểu hài nải thanh nải ký nói đương nhiên chu thị nghẹn lại sắc mặt cũng đi theo trở nên hết sức phức tạp có thể xưng một lời khó nói hết tiểu ca hai vừa muốn cười tần phong sắc thực ngoan nhưng chỉ hạn công việc thời điểm ra bắt xe xưởng hắn liền không có chính hành nếu là không xuyên đồ lao động, không xuyên thuần sắc quần áo, thay đổi áo dắt kết áo rộng chân quần, kia thật cùng trên đường tên du thủ du thực không khác biệt, thị trưởng tự mình con dấu hắn là bắt xe xưởng trẻ tuổi nhất công trình sư cũng không ai tin, nhỏ miễu miễu kỳ quái, hai người ca ca cùng nãy nãy làm sao a? À? Chu thị nhìn thấy trên mặt hắn che kín nghi hoặc, không khỏi nói, là cha ngươi thân nhi tử, hai cha con da mặt đồng dạng dày, cố vô ích lập tức muốn cười, nhưng hắn sợ đầu mâu chuyển hướng hắn, dứt khoát nói sang chuyện khác, nãy nãy, không cần đưa chúng ta, ta nhìn các ngươi đi vào. Chu thị ôm lấy miễu miễu đến giao lộ nhìn bọn hắn chằm chằm, hai anh em bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật đi ngủ lý đôn thôn nhỏ, nói đến hai người bọn họ trước kia cũng không tại thôn nhỏ, mà là cùng bắt xe xưởng công chức con cái cùng nhau đi thành phố ngủ tiểu đi học, ngủ tiểu cách bắt xe xưởng thuộc viện cũng không xa, hơn 200 mét, tiểu ca hai cha mẹ không phải chết rồi, mà là chạy trước kia cố lão còn sống, hắn đức cao vọng trọng, trong xưởng công chức khó mà nói ba đạo bốn, lão nhân gia sau khi qua đời, Tần Phong lo lắng công chức ở nhà nói bậy bị hài tử nghe tới đi, hài tử tới trường học công kích tiểu ca hai, trưng cầu ý kiến của bọn hắn, liền đem bọn hắn chuyển đi thôn nhỏ, Tần Phong là ngũ lý đô một cái duy nhất ra nước ngoài học, cũng là trình độ cao nhất người. Không quan tâm cùng Tần Gia có hay không có thù người, đều đối Tần Phong mười phần hiền lành, trừ sợ ngày nào muốn cầu cạnh hắn, còn có một loại đối cường giả sùng bái. Ngũ Lý Đôn Thôn Dân coi như trong nhà nghị luận cố gia tiểu ca hai, đó cũng là ao ước mạng bọn họ tốt, không cha không mẹ, gia gia cũng không có, còn có thế bày ra tầng phong như thế có tiền đồ dưỡng phụ. Những lời này truyền đến tiểu ca hai trong lỗ tai, không đã thương được bọn hắn. Lại nói, tần lão hán ở trường học dạy học, mặc dù chỉ là giáo một hai niên cấp, học sinh cũng không dám khi dễ hắn cháu trai thật tình không biết cố vô ích cùng cố thanh cùng hai anh em thực tình tiếp nhận người tần gia chính là từ tần phong cho bọn hắn chuyển trường bắt đầu như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn họ suy nghĩ cho dù về sau hắn có lão bà biến tâm bọn hắn cũng sẽ không trách hắn nói trở lại chu thị cũng không muốn bị thân thích láng giềng nói cố công đem phòng ở để lại cho tần phong bọn hắn còn không hảo hảo giúp cố lão công trình sư chiếu cố tôn nhi cho nên tại ven đường nhìn thấy hai người bọn họ vào học phòng chu thị mới về thôn đến cửa thôn chu thị nhớ tới tính toán của nàng liền để miễu miễu mình đi tiểu hài còn nhỏ chân ngắn đi chậm rãi liền cho một chút người gọi lại chu thị cơ hội lúc trước người trong thôn nhìn thấy tần phong ôm cái tiểu hài chạy về đến không chờ bọn hắn thấy rõ ràng tần phong tựa như một trận gió giống như biến mất lại về sau bọn hắn một nhà người đi trong xưởng vừa vặn gặp phải từng nhà ăn cơm hoặc là thu thập bát đũa đến mức không chờ bọn hắn từ trong nhà ra tới người một nhà lại đi hiện tại rốt cục thấy rõ ràng, có người thất kinh thất sắc, có người nghẹn họng nhìn trân trối, có người vội vàng dụi mắt, chỉ sợ mình hoa mắt. Chu thị nhìn thấy chúng nhân nhất phó chưa thấy qua việc đời bộ dáng, nhìn không được sách một tiếng, những người này a à, đều bị tần phong tiểu tử kia bộ kia đẹp mắt túi da lừa gạt, có vị thôn dân kịp phản ứng, chỉ vào tiểu hài, khó có thể tin hỏi, đây là nhà ngươi tiểu phong hài tử, ta nói không phải ngươi tin không? Chu thị hỏi thông dân không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu hắn không phải không kết hôn lúc nào sự tình có thông dân không kịp chờ đợi hỏi chu thị hài tử năm nay bốn phía tuổi các ngươi chính mình tính đó chính là bốn năm năm trước tần phong vừa lúc ở nước ngoài thường nghe người ta nói nước ngoài tập tục mở ra hóa ra là thật a à. khó trách tần phong xuất ngoại trước thành thành thật thật một hài tử trở về tựa như biến thành người khác đặc biệt sẽ đốt tiền công việc bất quá nửa năm nồi cơm điện Tủ lạnh chờ một chút đều đặt mua lên, chỉ sợ tiền đặt qua đêm sinh cái tiểu nhân, may mà bọn hắn giới thiệu với hắn đối tượng hắn một cái chướng mắt, hắn cha mẹ nói hắn ánh mắt cao, bọn hắn còn ngại lão chu cặp vợ chồng không hiểu người tuổi trẻ bây giờ, náo nửa ngày không hiểu chính là bọn hắn, hài tử mẹ đâu. Có thông dân hỏi, Chu thị không chút suy nghĩ thốt ra, ai biết. Lại sợ tiểu hài không hiểu suy nghĩ nhiều, ông lấy miểu miểu, chúng ta miểu miểu có ba ba liền đủ. Tiểu hài lắc đầu, Chu thị trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghe được tiểu hài nải thanh nải khí nói, còn có gia gia nải nải, ca ca tỷ tỷ cùng cô cô. Chu thị ngây ra một lúc, nhìn không được cười lên, đúng đúng, miễu miễu còn có chúng ta, nải nải quên. Chu thị nhìn một chút người trong thôn, có chúng ta còn chưa đủ, mấy vị thôn dân nháy mắt ý thức được thất ngôn, sao có thể ngay trước tiểu hài mặt sách mẹ a? À? may mắn hài tử không có khóc nháo tìm ma ma không phải đừng nghĩ lại tìm tần phong cho bọn hắn nhà hài tử học bù công khóa tranh thủ thời gian đền bù nói đúng miễu miễu có nhiều như vậy người nhà liền đủ nhất là ba ba của ngươi so với chúng ta nhiều như vậy người cộng lại đều lợi hại tiểu hài gật đầu sư phó nói ba ba cực kỳ lợi hại so sư phó còn lợi hại hơn các ngươi bận bịu nồi bắt bầu bồn còn không thu nhặt gia súc còn không có uy ta phải cho ăn gia súc chu thị cùng đầu thôn người không quen để miễu miễu xuống tới mục đích là để mọi người biết tần phong không còn là quan cô một cái không phải muốn cùng bọn hắn khoe khoang đầu thôn mấy người rất có ánh mắt lập tức nói về sau tới nhà chơi a à. tiểu hài quả quyết lắc đầu chu thị bận biểu giải thích đứa nhỏ này dính cha hắn lúc trước liền ta đều không cùng mấy người lập tức biểu thị có thể hiểu được hài tử nhỏ như vậy dính thân nhân mới bình thường chu thị âm thầm thở vào nhẹ nhõm lập tức rời đi liền sợ nói nhiều hoàn toàn ngược lại đi ra một đoạn, quay đầu nhìn lại, xác định đầu thôn người không có nhìn về bên này, Chu thị liền dừng lại, lại một lần nữa để Miểu Miểu mình đi, không ra nàng suy đoán, Miểu Miểu đi hơn 10 mét, nhanh đến cửa nhà, nàng cố ý hô to một tiếng, Miểu Miểu, chậm một chút, chờ lấy nải nải. Chung quanh hàng xóm nghe được thanh âm của nàng đi ra gia môn, thấy rõ tiểu hài tướng mạo nghẹn họng nhìn trân trối, đợi lấy lại tinh thần, không ra nàng suy đoán nhau nhau hỏi, đứa nhỏ này ở đâu ra? những người này cũng không phải người ngoài, đều là tầng gia bà con xa họ hàng gần, cả ngày đánh lấy vì tần phong tốt tên tuổi ép buộc bọn hắn, ngày bình thường không ít đặt phía sau nói thầm, tần phong có bản lãnh như vậy có cái gì dùng, nhanh 30 còn không kết hôn. Muốn bọn hắn nói, lúc trước liền không nên để hắn đi lên đại học, còn ra nước ngoài học. Ánh mắt nuôi cao như vậy có thế coi trọng ai vậy, không phải hài tử đều nên sẽ đánh xì dầu tần lão hán nhà duy nhất có thế bị người tự khoe chính là tần phong không có kết hôn còn nói trong thôn giống hắn như thế tết linh người chỉ cần không phải năm bảo đảm hộ không phải nghèo không kịp ăn người ta ai không phải con cháu cả sảnh đường a chu thị nhìn thấy sắc mặt của mọi người cùng đầu thôn kia mấy nhân nhất dạng đặc sắc lại so tại đầu thôn cao hứng biết rõ còn cố hỏi rõ ràng như vậy còn nhìn đoán không ra phong tiểu tử nhi tử tần phong thân đại nương kinh hô miểu miểu dọa đến dừng lại, chu thị vội vàng ôm lấy cháu trai, nói nhỏ chút, nhìn đem cháu của ta bị hù, nhìn đem ngươi bảo bối. tần phong hắn đại nương lập tức nhịn không được nói, tôn tử của ngươi ngươi không bảo bối. trước kia không có tôn tử tôn nữ, chu thị ít nhiều có chút đuối lý, hiện tại có lớn cháu trai, còn cùng tần phong như vậy giống, chu thị mới không còn nhịn, hắn đại nương nghẹn nói không ra lời, chu thị đắc ý hừ một tiếng, miểu miểu, ta về nhà về sau nhìn thấy các nàng tránh xa một chút tiểu hài ngoan ngoãn gật đầu tần phong đại đại nương cùng nhị đại nương gặp một lần hài tử ngoan như vậy nhịn không được ao ước thế nhưng là tưởng tượng liền sinh con điểm ấy cũng không bằng tần phong lại không cam tâm thế nào không gặp hài tử mẹ hắn chu thị không thể để cho các nàng biết nhà mình nhi tử không đứng đắn càng không thể để các nàng biết hài tử mẹ không chịu trách nhiệm không phải các nàng lại có nói có cháu trai ai còn quản hắn mẹ làm gì lại nói nhà chúng ta miễu miễu cũng không cần ma ma đúng không không ra tần phong suy đoán sinh trưởng ở chùa chiền tiểu hài không biết ma ma là cái gì ta có ba ba đắc ý nhìn một chút mấy người không thể đã được như nguyện đem tiểu hài châm ngòi khóc trống tần phong đại đại nương không ngừng cố gắng tiểu phong mẹ hắn không phải ta nói ngươi ngươi thật là hiện thực chu thị mặc kệ nàng nhưng mà khóe mắt liếc qua nhìn thấy một bóng người lập tức nói cái kia cũng không bằng ngươi hiện thực dám đem con dâu làm sai sử nha đầu, còn để mọi người đều theo ngươi học, bởi vì con dâu là các ngươi xuất tiền mua, không sai khiến ngu sao mà không sai sử. Tần Phong đường tẩu từ trong nhà ra tới, không khỏi nhìn nàng lão bà bà, hắn đại đại nương cuốn quyết cùng con dâu giải thích, Chu thị việc không liên quan đến mình ôm lấy miễu miễu hướng nhà đi, bước vào đại viện, nhấc chân đóng cửa lại, hài tử để xuống đất, miễu miễu, chính mình chơi, nãy nãy cọ nồi rửa chén, tiểu hài điểm điểm cái đầu nhỏ, gót chân gót chân bên trên nàng chu thị sợ ra tới đi vào đụng phải hắn suy tư một lát chuyển cái cái ghế nhỏ đặt ở cạnh cửa phòng bếp để tiểu hài ngồi vô luận nàng đi nhà chính trù phòng vẫn là ở trong viện ép nước đều có thể thấy được nàng tiểu hài cả ngày tại trong miếu chùa miếu lại tại giữa sườn núi không ai cùng hắn chơi cũng không có chỗ ngồi chạy tính tình bị câu nhiều nhu thuận chu thị đem trù phòng thu thập sạch sẽ lại đem nhà chính quét dọn một lần tần lão hán mua thức ăn cũng trở về hẳn đến lúc này tiểu hài đều không có náo hắn càng là nhu thuận chu thị càng đau lòng tạp về quan ra rửa sạch tay chu thị liền không nhịn được ôm lấy hắn tần lão hán nhìn thấy tiểu hài ngoan ngoãn uống tại bạn già trong ngực cũng trông mà thèm miễu miểu, để da da ôm một cái tiểu hài quả quyết quay mặt lão hán nhíu mày chu thị ý không ngoài ý muốn biết vì sao không tần lão hán không biết lại để cho hắn trông thấy ngươi đánh ngươi nhi tử hắn liền da đều không gọi Tần lão hán tò mò hỏi, thật, tiểu hài quay đầu cho hắn cái bên mặt, gối lên chu thị trên vai, chu thị vui, tần lão hán xấu hổ, còn không phải chuyện đột nhiên xảy ra à, sớm biết là ngươi, đừng nói một cái, chính là ba cái gia gia cũng không tức giận, tiểu hài quay đầu nhìn một chút hắn liền thu tầm mắt lại, phản phất đang nói, ta vậy mới không tin ngươi, lừa gạt tiểu hài xấu gia gia, chu thị, buổi chiều không có lớp, cuối cùng một tiết khóa, tần lão hán hướng phòng bên trong nhìn một chút chuông, Thứ nhất tiết khóa mới vừa lên khóa, còn sớm, ngươi đem đồ ăn thu thập một chút thả trong ngăn tủ, quay đầu ta làm, tần lão hán không khỏi nói, cách trời tối còn sớm, đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử chính lớn thân thể không trải qua đói. Chúng ta miễu miễu giữa trưa liền ăn nửa khối bánh bao, tiểu hài nhịn không được nói, còn có nước cháo, cái kia không đỉnh đói, tè dầm liền không có. Có bánh bao chu thị còn nấu nước cháo, chủ yếu là ngại nước sôi không có mùi vị, con trai của nàng lại không cho phép nàng cho hài tử ngâm nước chè, nói cái gì ăn nhiều đường răng sâu. Tần lão hán không khỏi chuyển hướng tiểu hài, nhìn thấy hắn cùng tần phong khi còn bé gần như giống nhau lại ngứa tay, miễu miễu, để gia gia ôm một lát, gia gia mang ngươi mua đường đi. Tiểu hài lần nữa cho hắn cái ót, chu thị cười ra tiếng, nhanh, tần lão hán trừng liếc mắt tiểu hài, liền đi đem hắn mua tôm đổ ra, thả ép bên giếng nước cọ rửa, cái này ép giếng nước cũng là tần phong đánh. Trước kia hắn cha mẹ đều là đi đầu thôn gánh nước ăn, đầu năm nay không ô nhiễm, nước giếng cũng rất sạch sẽ, nhưng là gánh nước quá mệt mỏi, Tần Phong đốt tiền, hắn cha mẹ chỉ là ngoài miệng lãi nhãi, cũng là bởi vì hắn hiếu thuận. Từ lúc hắn trở về, không riêng cho nhà thêm chuông, Tần lão hắn lên lớp không cần sốt ruột bận bịu hoảng. Còn cho trong nhà thêm nồi cơm điện, Chu thị nấu cháo chưng cơm tiết kiệm không ít sự tình, lại cho nhà đánh giếng nước, Chu thị cũng đề cập qua, để hắn tích lũy tiền cưới vợ. Tần Phong nói thẳng, còn chưa đủ nghèo thân thích lo nghĩ. Quả nhiên hắn tiền lương nguyệt nguyệt ánh sáng, nhà hắn nghèo nhất sẽ không nhất sinh hoạt thân thích cũng nhịn không được nhắc tới hắn không biết cách sống. Lời này truyền đến Chu Thị trong lỗ tai, nàng mặt ngoài than thở, mắng Tần Phong không hiểu chuyện. Trở lại phòng bên trong liền cùng người trong nhà nhắc tới, những người kia biết cái gì, nói trở lại, Tần Lão Hán đem đồ ăn thu thập xong, Chu Thị chỉ huy hắn cất kỹ liền mang theo tiểu hài đi bọn hắn phòng ngủ, tiểu hài ngồi trên giường, nàng đem nàng tồn vải cùng bông lôi ra tới, trời nóng nực, qua mấy ngày nhỏ mỏng áo cũng xuyên không được. Nàng dự định thừa dịp ban đêm thanh tĩnh cho ba hài tử làm ba cái bông vải áo cộc tay, nhưng mà lưu bày thời điểm không nghĩ tới có miễu miễu, phải chỉ đủ đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử, chạng vạn tối tần lão hán nghĩ trở về, chu thị liền để hắn cuối tuần ra đường nhiều kéo vài thước vải. Nhìn thấy đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử cũng tới, chu thị còn nói quay lại đem hai ngươi khi còn bé y phục rách rưới lấy tới ta hủy đi cho các ngươi làm giày cố lão đại không khỏi nói không phải vừa làm hai cặp giày vải không trải qua xuyên lại nói càng ngày càng nóng cũng có thể chuẩn bị làm dép lê trước kia cầu cô 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 cũng không cho làm hiện tại giày nhiều xuyên không hết cố gia tiểu lão đại nhất lúc ở giữa có chút khó thích ứng muốn hay không nghỉ mấy ngày lại làm a à, lại không mệt nghĩ cái gì nha chu thị chú ý tới hắn muốn nói lại thôi giống như là có rất nhiều lời muốn nói ai nói với ngươi cái gì rồi bất luận người ta nói cái gì ngươi đều đừng để ý tới khi hắn nương thả rắm chó chương không sáu chán ghét học tập cố vô ích gặp một lần nàng hiểu lầm vội vàng giải thích không có ta là sợ ngươi mệt mỏi đứa nhỏ ngốc chu thị vui mừng cười đem miễu miễu cho hắn lĩnh đệ đệ ở trong viện chơi ta đi làm cơm Cố tiểu nhị lập tức để sách xuống bao, nãy nãy ta nhóm lửa, có da da ngươi cái kia cần phải ngươi. Cố tiểu nhị ngẫm lại, vậy ta giúp ngươi rửa rau đi, rửa sạch. Cố tiểu nhị nhíu mày, vậy hắn cái tuổi này tiểu hài còn có thể làm gì a? À? Ta giúp ngươi ôm củi, Chu thị lập tức nhịn không được nói, nhưng so sánh ngươi thúc mạnh hơn. Hắn như thế lớn thời điểm ta là đánh một gậy hắn mới năng động một chút. Nãy nãy thật không cần ngươi hỗ trợ, từ lúc ngươi thúc làm cái kia thuốc sổ thùng, lại làm phân lân ta và ngươi da da không cần xuống đất hao cỏ khắp nơi nhặt phân chuồng cũng không cần gánh nước sống so trước kia thiếu một nửa có đôi khi đều nhàn toàn thân xương cốt đau cố nhị chỉ vào chuồng gia súc còn có cái kia a à, chỗ ấy có da da ngươi đâu chu thị đẩy một chút hắn chơi đi nếu là không có gì chơi liền đi trong xưởng xem hắn lúc nào tan tầm băng qua đường thời điểm chú ý điểm thế nhưng là hắn vẫn là muốn đi trù phòng tần lão hán từng thanh từng thanh hắn đẩy đi ra chờ chúng ta lão không thể động ngươi lại hiếu thuận cũng không muộn hiện tại hiếu thuận đều là mù hiếu thuận tiểu thiếu niên ngẫm lại cũng đúng miễu miễu ca dẫn ngươi đi tìm thúc tìm ngươi ba ba tiểu hài không khỏi nhìn ra ngoài đi cố vô ích vương tay tiểu hài lập tức nắm tay đưa tới lão nhị nắm hắn một cái tay khác tần lão hán nghe được tiếng mở cửa câu đầu nhìn ra phía ngoài một chút hai lớn nắm tiểu nhân có cái này ba hài tử cũng rất tốt ta trước đó còn lo lắng hài tử nhiều như vậy, miễu miễu vẫn là thân sinh, không có cô nương dám gả cho Phong Nhi, kỳ thật hắn thật không muốn cưới lão bà cũng không có gì a à. Chu Thị, ta nếu không phải sợ người ta nói hắn như vậy có bản lĩnh, liền con trai đều không có, mới lười nhát để hắn đi ra mắt. Tránh khỏi về sau cùng con dâu đánh nhau chửi nhau, ngươi thật nghĩ như vậy, Chu Thị, thế nào không thể là thật. Ta có tiến bộ như vậy nhi tử, tiện nghi người ngoài, phân gia hét lên một cuốn họng dọa đến que diêm đốt tới tầng lão háng tay chu thị suýt nữa cắt đến mình tay dọa đến miễu miễu đến bên miệng ba ba hai chữ nuốt trở về dọa đến tầng phong bước chân dừng lại lập tức kịp phản ứng vội vàng ôm lấy con ngoan sau đó một nhà sáu miệng không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại tầng lão hán chỉ vào phía đông nhỏ giọng hỏi đại tổ nhà bọn hắn lại thế nào rồi chu thị cẩn thận nghe một chút đúng là cháu dâu thanh âm lập tức nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác đem buổi chiều một màn nói cho hắn nghe, lão hán cũng không nhịn được vui, đáng đời. May mắn hôm nay có miễu miễu. Không phải đem nhà chúng ta phong nói cùng vô năng bất hiếu tử tôn đồng dạng, còn phải nói là phong tốt, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tần phong đến cửa phòng bếp liền nghe được câu này, ai còn nói ta cái gì rồi. Tần lão hán cuốn quyết, xuyệt một tiếng, nhắm hướng đông vừa nhìn đi, sau đó đem mới vừa từ thê tử chỗ ấy nghe nói nội dung nói cho hắn tần phong minh bạch ta vừa rồi nghe được phân gia hai chữ còn tưởng rằng nghe lầm chu thị không có hôm nay không phân đến thu cũng phải phân ngươi đại nương nói đem con dâu làm sai sử nha đầu lời kia cũng không phải ta nói bừa rất nhiều người đều biết ngươi đường tẩu tìm nhân nhất nghe ngóng xác định là thật coi như không phân biệt cũng sẽ không giống trước kia cái gì sống đều làm đem ngươi đại nương phục vụ cùng lão thái quân đồng dạng tần phong chị dâu lại không ngốc chính là ngươi không nói nàng cũng sẽ không một mực như thế nhịn xuống đi. Tần lão hán, nói nhỏ chút, đừng để nàng nghe thấy, cố nhị nhịn không được nói, gia gia còn sợ nàng. Gia gia, ta giúp ngươi, giúp ta làm gì? Tần lão hán nguyết hắn một cái, tiểu tử ngươi mới mấy tuổi. Lĩnh đệ đệ chơi đi. Người lớn nói chuyện không có ngươi tiểu hài sự tình, trước kia cố nhị bị rống rất không quen, cho là hắn cùng hắn cô phụ một cái đức hạnh bên ngoài như cái người, tốt biến súc sinh. Hối hận không có lại hỏi thăm một chút tần gia tình huống, tần phong phát hiện hắn trở mặt, liền hướng hắn giải thích trong thôn phòng ốc lớn, thanh âm nhỏ nghe không được, trong thôn nhân nhất cái sau một cái lớn giọng, cũng không phải là không thích hắn, tần lão hắn ý thức được mình hù đến hắn, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nếu là thật không thích hắn, cũng sẽ không để tần phong thu dưỡng bọn hắn, cố nhị gặp hắn cũng hù dọa, cảm thấy khả năng thật sự là mẫn cảm của mình không có mấy ngày phát hiện tần lão hán cũng thích trống tần phong, không vui vẻ còn muốn nện hắn, tần phong một điểm không tức giận, cố nhị mới yên tâm, nhỏ một tháng qua, cố nhị cũng quen thuộc, lơ đỉnh biểu môi liếc nhìn hắn một cái, tiếp nhận tần phong trong ngực tiểu hài, tiểu hài thích ba ba rộng lớn ôm ấp, lắc đầu, con mắt nhịn không được trong nồi nhìn, nơi đó đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên mùi thơm, chu thị chú ý tới điểm ấy, nhiều nhẹ nhàng lật mấy lần, liền đem trong nồi tôm bự vớt ra tới khống dầu. Tần Phong hỏi, dùng cái gì dầu chiên? Chu Thị, cha ngươi mua dầu nành, khó trách nhiều như vậy phù mạc. Chu Thị gật đầu, đúng nha. Thêm điểm mỡ heo liền tốt. Nhưng ta sợ miễu miễu không quen liền không dám thêm. Chờ một chút ta đem cái này dầu thịnh ra tới đơn độc đặt vào giữ lại cho miễu miễu xào tương hạt đậu. Tần Phong, buổi sáng ngày mai lại làm đi. Vô ích, gọi cái gì vô ích? Cha hắn đánh gãy hắn, Tần Phong bất đắc dĩ hô, đại tiểu tử, hướng tôn bự phía trên vung một điểm nát muối bưng đi nhà chính cùng đệ đệ ăn đi đại tiểu tử kinh ngạc hỏi chúng ta cũng ăn tần phong so hắn còn kỳ quái không phải đâu miễu miễu ăn hắn ăn hai ba cái là được hắn còn không quen không thể ăn quá nhiều các ngươi giúp hắn lột một chút xác hoặc là đổ ra một nửa lưu ta cùng da da nải nải ăn đại tiểu tử đổ ra hơn phân nửa chu thị quay người cầm thịnh dầu bồn chú ý tới lại đổ về đi một điểm, chúng ta đều không dài thân thể, ăn lại nhiều cũng là không tốt. Không đợi hắn mở miệng, dáng dấp thật cao, tốt hiếu thuận ngươi thúc. Nói xong cũng đẩy hắn một chút, Cố Vô ít mũi mỏi như, lập tức muốn khóc, trước kia tại nhà cô cô, vẫn là hắn thân cô cô, sẽ chỉ ghét bỏ bọn hắn ăn được nhiều, thế nào rồi? Chu thị gặp hắn cúi đầu xuống, Cố Vô ít lắc đầu, đem trong hốc mắt nước mắt phun trở về cho miễu miễu hai cái vẫn là ba cái a à. tần phong buồn cười chút chuyện như vậy cũng về phần ngươi xoắn suýt trước cho hắn lột hai cái hắn thích ăn liền lại lột một cái nói buông xuống tiểu hài cho hắn đổ nước nóng rửa tay lão hán câu đầu nhìn một chút bồn cảm thấy nhiều như vậy không đủ hai lớn cháu trai ăn bạn già có phải là lại làm gọi món ăn chu thị đem hai khối đậu hũ bẻ vụn đổ vào trong chảo dầu lật xào nhà chính nồi cơm điện bên trong vỉ bên trên còn có một chậu trứng gà canh, một người nửa bác lại uống điểm cháo, ăn nửa cái bánh bao liền không sai biệt lắm. Tần Phong đem tiểu nhân giao cho hai lớn, vào nói, đậu hũ cũng đỉnh đói, Chu thị gật đầu, chuyển hướng nhi tử, không phải có cái kia mì sợi sao. Trước khi ngủ còn đói, liền dùng nhà ngươi lò nấu điểm mì sợi, lại cho bọn hắn đánh cái trứng chần nước sôi, biết. Tần Phong gật đầu một cái, liền đi cầm bát đũa nhìn thấy nồi lớn ẩn ẩn bốc khói, xúc lên xem xét có bánh bao, bác đũa đưa phòng bên trong liền đi cầm bánh bao, lúc này có chút không người kế tục, rau quả rất ít, món ngon nhất lại còn không có già liền số rau cải xôi. Chu thị đem đậu hủ thịnh ra tới liền xào rau cải xôi, trong nồi lửa rất lớn, rau cải xôi lật xào mấy lần liền có thể ăn cơm. Suy xét đến miểu miểu tay nhỏ cánh tay ngắn, Chu thị lại cho hắn tìm chén nhỏ, thịnh một điểm đậu hũ để hắn đào lấy ăn. Non nửa bát trứng gà canh, non nửa bát đậu hũ, miễu miễu lâm vào thật sâu xoắn suýt, ăn trước cái nào tốt, cố nhị dạy hắn, miễu miễu, nhìn ta, một hơi trứng gà canh một hơi đậu hũ, tiểu hài trong mắt sáng lên, cúi đầu, lão hổ mũ hai bên rủ xuống, tần phong cho hắn đỡ một chút, mẹ, quay đầu đem cái này hai bên tiêu nghiễu xuống dây lưng cắt đi đi, được. Tiểu hài lớn có thế mang ở mũ, không cần hai đạo dây lưng hệ một chút, tiểu hài nhìn thấy ba ba không ăn, đào một muôi trứng gà canh hướng trong miệng hắn đưa, Tần Phong há mồm ăn hết, không sai. Miễu miễu mau ăn, ngươi ăn được ba ba ăn tôm bự. Tôm bự cũng ăn ngon, tiểu hài hướng tôm nhìn lại, miệng nhỏ nhịn không được bỗng nhúc nhích, Tần Phong muốn cười, ngươi còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều, không tiêu hóa bụng khó chịu. Có biết hay không tiêu chảy, tiểu hài liên tục gật đầu, lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, cũng may tiểu hài lượng cơm ăn nhỏ, ăn đồ vật không cần nhai, một hồi liền ăn được tần phong sợ hắn mới tới bên này cái gì cũng đều không hiểu trong viện gà trống lớn đều có thể hù đến hắn cho nên liền để hắn chuyển qua bên cạnh hắn nằm sấp trên đùi hắn tiểu hài thích nhất hắn không thể ngồi trong ngực hắn cũng rất hài lòng lão hai người nhìn thấy tiểu hài ngoan như vậy đáy lòng càng phát ra cảm giác khó chịu cố vô ích cùng hắn đệ nhìn thấy hắn ngoan như vậy cũng thật bất ngờ càng nhiều hơn chính là lo lắng về sau nhưng làm thế nào a à? ra ngoài lên đại học còn không phải bị người khi dễ chết, không thể tùy theo hắn tiếp tục như vậy, nhất định phải cho hắn sửa đổi một chút tính tình. Cố nhị buông xuống bát đũa liền nói, miễu miễu, ca ca mang ngươi chơi đi, thường nói, 17-18 hợp đen mù, hôm nay không khéo đúng lúc là 18 tháng 2, bên ngoài đen đưa tay không thấy được năm ngón, tiểu hài nhìn ra phía ngoài một chút liền quả quyết lắc đầu, dính tại ba ba trên thân, chu thị, ngươi cũng đừng chạy loạn phía ngoài đường bất bình lại ném đổ đập rơi răng cửa tần phong không khỏi nói hắn răng cửa rơi cái gì chu thị nhìn về phía tiểu hài cố tiểu nhị cuốn quýt hé miệng lại cảm thấy không an toàn đưa tay che cố lão đại lập tức cảm thấy không có mắt thấy đệ đệ của hắn làm sao thân thể rút lại trí thông minh cũng rút lại a à. tần phong vui hôm nay không để bà ngươi nhìn ngày mai như thường có thế nhìn thấy ngươi còn có thế một mực che lấy Chu Thị bỗng nhiên tỉnh ngộ, thay răng a. Cố Tiểu Nhị nghe xong nàng đoán được, liền nắm tay buông xuống, nhẹ gật đầu. Dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ trở nên ửng đỏ. Tần Lão Hán phát hiện hắn xấu hổ, không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, chuyển hướng Nhi Tử, có hay không đem hắn răng ném trên lầu chót. Dạng này lớn nhanh còn chỉnh tề. Tần Phong nghĩ tiễn hắn cha một cái bạch nhãn, cái kia đời lão hoàng lịch a, ném. Tần Phong nói bậy hai chữ liền nói sang chuyện khác, làm việc viết sao. Cố tiểu nhị vô ý thức nói, buổi chiều không có bố trí làm việc, chữ luyện sao, cố tiểu nhị sắc mặt biến hóa, giữa lông mày lộ ra mấy phần bực bội, kiếp trước hắn bên trên một hai niên cấp thời điểm rất yêu học, gia gia sau khi qua đời đem đến nhà cô cô, cả ngày vội vàng làm việc nhà, không rảnh làm bài tập bị lão sư phê bình, cuộc thi thất bại, thời gian dài liền đối học tập sinh ra chán ghét, về sau hắn ca mang theo hắn ra ngoài sông sáo, ba ngày cổng cái rương bán kem cây, ban đêm ở vòng cầu càng không cơ hội đi học. Lại về sau kiếm được nhiều tiền, hắn ca cung cấp hắn đi học, hắn cũng xác thực thi lên đại học, chỉ là không hy vọng ca ca thất vọng, kỳ thực đánh trong lòng chán ghét học tập, nếu không phải vì để cho hắn có một cái tốt đẹp học tập hoàn cảnh, hắn ca cũng sẽ không bị quản chế tại người, bị đôi kia lòng muôn dạ thú vợ chồng lừa gạt đi một cái thận, ta đều sẽ, tần phong tin tưởng hắn sẽ, cố tiểu nhị thông minh, tiểu học chương trình học cũng đơn giản, mấy cái chữ mới chữ lạ buổi sáng nửa ngày liền học không sai biệt lắm chỉ là đứa nhỏ này tính tình không được tâm cũng táo bạo còn động một chút lại muốn cùng người khô khung trước kia hắn là độc giả quản không được trong sách nhân vật hiện tại không riêng xuyên qua trong sách hoàn thành hắn dưỡng phụ nhất định phải cho hắn câu câu tính tình cũng không thể nuôi ra dẫn đầu đại ca ta hỏi luyện chữ không hỏi ngươi có thể hay không chu thị nhịn không được nói chữ của hắn là phải luyện siêu siêu vẹo vẹo chữ như là gà bới, tần phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, luyện vẫn là không luyện, chương không bảy, giận mà không dám nói gì, cố vô ích kéo một cái đệ đệ, luyện, cái niên đại này cha mẹ ruột đều không chú trọng hài tử giáo dục, giống tần phong như thế chịu trách nhiệm dưỡng phụ đi chỗ nào tìm đi, cố tiểu nhị chuyển hướng hắn ca, cố vô ích trừng mắt, đừng không biết tốt xấu. Mới đến tầng gia mấy ngày liền quên chúng ta lên đời như thế lớn thời điểm qua ngày gì, tiểu nhị nhớ tới, Kiếp trước lúc này tại nhà cô cô, ăn so heo ít, làm so trâu nhiều. Huynh đệ hai người chen tại một tấm một mét hai trên giường nhỏ, không có trứng gà, không có tôm bự có thể ăn, còn phải bị cô cô một ngày ba bữa cơm nhắc tới. Nếu không phải nàng hảo tâm thu dưỡng bọn hắn, bọn hắn liền biến thành không ai muốn cô nhi. Nói thật giống như bạch thu dưỡng bọn hắn đồng dạng, luyện thành luyện. Ca ca không giúp hắn, cố tiểu nhị lại nghĩ tới bực mình chuyện cũ, vì nhịn không được liếc tần phong liếc mắt tần phong thu tầm mắt lại tiếp tục ăn cơm cố tiểu nhị vốn cho rằng tần phong sẽ thừa cơ quở trách hắn cho hắn hai bàn tay thấy này tựa như một quyền đánh vào trên bông không khỏi trừng to mắt cái này xong a à. tần lão hán muốn cười ngươi đều đáp ứng luyện chữ ngươi thúc còn cần đến không buông tha sao cố tiểu nhị nghiêm túc ngẫm lại tựa như là nha thế nhưng là cứ như vậy nghe lời nếu để cho huynh đệ trên đường biết nhiều mất mặt a à. ta còn không có ăn no cố vô ích không khỏi nói ta nhìn ngươi vẫn là ăn ít một chút đi càng ăn càng ngốc ngươi mới càng ăn càng ngốc cố tiểu nhị quay đầu trừng mắt có còn hay không là anh ruột a à? cố vô ích trong lòng tự nhủ không phải anh ruột mới lười nhát quản ngươi chu thị hòa giải đại tiểu tử nhị tiểu tử muốn ăn liền để hắn ăn hắn lại không ngốc không biết đói no bụng cố tiểu nhị liên tục gật đầu vẫn là nải nải tốt tần phong mở to mắt liếc hắn một chút cố tiểu nhị cuốn quýt cúi đầu xuống cầm đũa ra vẻ đáng thương tần lão hán cùng chu thị dở khóc dở cười cố vô ích không mặt mũi nhìn hắn cái này đệ đệ thật không có cứu càng sống càng trở về miễu miễu đến ca nơi này cố vô ích xông tiểu hài vẫy tay vẫn là trông cậy vào cái này một cái đi tần phong đem cuối cùng một hơi bánh bao nhét miệng bên trong Uống thanh nói không cần đi đem khăn mặt lấy tới ta cho miễu miểu lau lau tay cùng mặt khăn mặt lạnh buốt cố vô ích từ trù phòng nước ấm sau trong nồi múc nửa bầu nước nóng đem khăn mặt ướt nhẹp. Tần Phong tiếp nhận khăn mặt thật bất ngờ, không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, không hổ là trong sách khéo léo không rõ chi tiết giới kinh doanh đại lão, nhỏ như vậy liền làm việc cứ như vậy chu đáo, các ngươi là ở chỗ này chơi một hồi, vẫn là cái này trở về, cố vô ích đem hắn trước mặt bác đổ lấy tới cùng mình chồng chất cùng một chỗ, cùng ngài một khối trở về, tần lão hán nói, không cần ngươi thu thập, chờ ta cùng bà ngươi ăn được chúng ta một khối thu thập. Cố vô ích lại đem hai cái đệ đệ bác đũa lấy tới thả cùng một chỗ, không có việc gì. Tần Phong tùy ý nhìn một chút, chú ý tới tôm bự không ăn xong mẹ hắn liền để xuống đũa. Mẹ, tôm ăn, đặt một đêm liền không thể ăn. Chu thị, giữ lại cho đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử ăn. Hai người bọn họ chính lớn thân thể, cũng không thể cùng ngươi giống như xương cốt đau nửa đêm ngủ không được. Lời vừa nói ra, tiểu ca hai không khỏi nhìn nhau. Cố vô ích mở miệng hỏi, Nãy nãy, xương cốt đau là bởi vì chưa ăn no a, à, xương cốt của ngươi đau. Chu thị cuốn quyết hỏi, cố vô ích muốn chút đầu, tùy theo tưởng tượng kia là đời trước sự tình, ta không có. Trước kia nghe cấp cao đồng học nói qua, còn tưởng rằng sinh cái gì bệnh, Chu thị thở dài một hơi, tần phong giải thích nói, không phải. Gọi là sinh trưởng đau nhất. Dài quá nhanh mỗi ngày thịt cá cũng không nhất định dễ dùng bất quá nhiều ăn chút có dinh dưỡng có thế thiếu đau mấy ngày. Chu thị gật đầu, trước kia mua thịt muốn phiếu, chúng ta không có phiếu, nuôi heo giữ lại lúc sau Tết giết chịu dầu, bình thường không bỏ được giết, ngươi thúc chỉ có thể làm chịu. Nhìn về phía Tần Phong, Đức Quảng phải có hơn mấy tháng A, Tần Phong gật đầu, cố vô ích không khỏi nhìn hắn một chút, thật là nhìn đoán không ra A, hắn còn nếm qua loại khổ này. Tần Phong hướng đầu hắn bên trên lột một cái, tiểu tử ngươi ý gì, cố nhị, cha ca coi là thúc thúc ngươi nũng nịu, ăn no rồi cố vô ích chuyển hướng đệ đệ cố tiểu nhị biến thành tiểu nhị cúi đầu xuống lay đậu hũ tần phong chuyển hướng hắn cha mẹ tiền lương của ta đầy đủ chúng ta ra bốn cái dùng ăn xong ngày mai lại mua không đợi mẹ hắn mở miệng cha có cái tốt thân thể cũng tiết kiệm ta quan tâm lời này là ngươi nói a tần lão hán đã từng nói lời này bạn già hai ta phân ăn đi Chu thị thấy Nhi tử đem lời nói đến phân thượng này, liền kẹp mấy cái tôm, chú ý tới miểu miểu nhìn về bên này, miểu miểu có ăn hay không, không thể lại ăn. Tần phong sờ sờ tiểu hài bụng phình lên, cũng không biết có thể hay không tiêu chảy, chu thị ngẫm lại đêm nay bất luận là dầu chiên tôm bự vẫn là rang đậu mục nát cùng rau cải xôi đều vô dụng mỡ heo, sẽ không? Ngươi ban đêm còn tăng ca sao? Tăng ca để cha ngươi đi qua nhìn lấy bọn hắn, tần phong ta phải đi lắp ráp xưởng nhìn một chút, tiểu hài không khỏi chuyển hướng hắn, tần phong cười nói, ba ba sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ, cố vô ích nhìn về phía tần phong, ta cùng tiểu nhị đi trước ngươi trong phòng, chờ ngươi trở về chúng ta lại về chính mình phòng, cũng được. Tần phong hướng trên bàn quét mắt một vòng, tôm bự đều bị hắn cha mẹ ăn, liền ôm lấy tiểu hài lên, đi thôi, tần lão hán vội vàng nhắc nhở, đèn pin đừng quên, trời tối đường không dễ đi, tần phong mang theo đèn pin đến, lúc này liền phóng đại trên bàn vuông, quay lại lại cho các ngươi mua một cái, các ngươi ban đêm đi tiểu đêm thuận tiện. Tần lão hán nghe xong hắn muốn đặt mua đồ vật liền đau đầu, ngươi còn có tiền. Không đợi hắn mở miệng, ngẫm lại tháng này còn có mấy ngày, tháng sau lúc nào phát tiền lương, số 10 phát tiền lương, cách phát tiền lương còn có nửa tháng, tần phong không dám làm, đèn tin đưa cho đại nhi tử, túi sách cầm sao, cố tiểu nhị vỗ vỗ trên thân, hai cái túi sách, tần phong yên tâm, mẹ, sáng mai liền không đến, Chu thị, bánh bao còn gì nữa không, đủ ăn. Không đủ ăn lớn không được nhiều thả điểm gạo thiếu thêm điểm nước uống nồng cháo. Tần Phong không đợi mẹ hắn lại nhảy, đi nhà ăn ăn cũng được, Chu thị nghĩ đến nhà ăn có bán bánh quẩy, hai cái lớn cháu trai thích ăn, lúc mua hỏi một chút người ta dùng cái gì giàu làm, tam thẩm, tam thúc, tiểu phong, các ngươi ra tới cho ta phân xử thử. Thanh âm quen thuộc truyền vào đến, cổng cũng nhiều ra một người, chính là Tần Phong đại đường tẩu lương Quế Chi. Tần Phong không khỏi chuyển hướng hắn cha mẹ, im lặng hỏi, tình thế nghiêm trọng rồi. Chu Thị đứng dậy hỏi, Quế Chi, ra chuyện gì rồi? Lương Quế Chi, cũng không phải đại sự gì. Chính là ta muốn chia nhà, nương nói cha mẹ còn sống không có phân gia đạo lý. Tam Thúc, ta lão Tần nhà còn có loại quy củ này. Ta thế nào không biết, Tần lão hán không khỏi nói, ta cũng không biết, cha hắn. Chu Thị trừng hắn, nói mò cái gì lời nói thật, lương quế chi chuyển hướng phía đông, mẹ, nghe thấy đi. Tam thúc thế nhưng là nhà chúng ta người có học vấn nhất, nhất có học vấn là ta thúc, ngươi phải hỏi ta thúc. Cố tiểu nhị phiền chết sát vách đại nải nải, cả ngày đánh lấy vì hắn thúc cốt danh nghĩa ngấm ngầm hại người ép buộc hắn thúc. Tần Phong nói tiếp, ta cũng không biết, cố tiểu nhị vui, không hổ là hắn thân dưỡng phụ, lập tức hướng về phía phía đông lớn tiếng hô, nghe thấy không, có ngươi tiểu hài chuyện gì hung hãn thanh âm từ cổng truyền tới, Tần Phong nhìn sang, quả nhiên là hắn đại nương cái kia không thể gặp người khác tốt lão già, tiểu hài không phải người. Tần Phong hỏi lại, nhi tử ta thân là Tần Gia một phần tử, hắn đại nương tiền thị không khỏi nói, hắn tính cái gì người Tần Gia, cố nhị sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cố vô ích đột nhiên chuyển hướng cổng, Tần Lão Hán gặp một lần hai hài tử thần sắc không đúng, cuốn quyết một tay ôm một cái, hối hận vừa mới cố ý lắm miệng, Tần Phong không vội không hoảng hốt mà nói, tại ta hộ khẩu bản bên trên không phải người Tần Gia, còn có thể là người nhà ngươi, hắn nhưng họ cố. Hắn đại nương lớn tiếng nói, Tần Phong, ngươi còn họ tiền đâu, tiền thị nghẹn nói không ra lời, cố nhị, phốc, cười ra tiếng, tiền thị sắc mặt dị thường khó coi, hận không thể tiến đến đánh hắn. Tần Phong cũng không có quên hắn còn phải đi lắp ráp xưởng kiểm tra, nhà ngươi sự tình chúng ta không nghĩ lẫn vào, cũng không rảnh lẫn vào nhưng chị dâu đã hỏi vậy ta liền nói cổ nhân có câu nói gọi phụ mẫu tại không đi xa không có cha mẹ tại không phân biệt tần gia cũng không có loại quy củ này các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai người muốn đánh phải không đều về nhà các ngươi đi tiền thị nhịn không được nói nếu không phải mẹ ngươi nói mò ta đem lão đại nàng dâu làm sai sử nha đầu nàng mẹ ta cũng không phải nói mò đại tẩu không tin tùy tiện tìm cùng đại nương quan hệ tốt người hỏi một chút liền biết tần phong nhìn về phía hắn đại nương ngươi dám không chu thị nếu là nói mò tiền thị sớm lôi kéo con dâu tìm tần phong lý luận để tần phong cho nàng làm chủ lương quế chi gặp nàng lão bà bà giận mà không dám nói gì trong lòng càng phát ra hận đến không được đến mai trước kia liền phân gia ngươi không phân cũng phải phân nói xong quay đầu về nhà tiền thị nhịn không được trừng tần phong một nhà Tần Phong, ta nếu là ngươi liền nhanh đi về thống kê một chút có bao nhiêu đồ vật, có đủ hay không ta hai cái đệ tức phụ phân, ngươi ý gì? Tiền thị không khỏi hỏi, Tần Phong cười nói, ý là lão tứ cùng lão ngũ khả năng cũng muốn phân. Dù sao lão đại một nhà phân đi, về sau hầu hạ ngươi cái này lão bà bà sống liền rơi xuống hai cái đệ muội trên thân, lời vừa nói ra, tiền thị sắc mặt đại biến, cúng quyết hướng nhà chạy, Chu thị trừng liếc mắt nhi tử, nhỏ giọng nói, Quay lại lão tứ cùng lão ngũ thật muốn phân gia lại phải quái chúng ta khuyến khích. Tần Phong, ta không khuyến khích nàng liền không trách rồi. Cố tiểu nhị nhịn không được nói, thúc nói đúng. Nãy nãy, bình thường chúng ta cũng không có trêu chọc nàng. Nàng hôm nay không như thường nghĩ dở trò xấu. Chu thị nhớ tới trước kia không có phân gia. Chị em dâu tại một khối thời điểm bởi vì Tần Phong cha hắn làm lão sư có thế kiếm mấy khối tiền. Nàng cái này đại tẩu không ít tại cha mẹ chồng trước mặt mù nói linh tinh cũng phải thua thiệt lão hai người trông cậy vào bọn hắn dưỡng lão hầu hạ, cho nên không tin con trai cả nàng dâu chuyện ma quỷ. Tiền thị tính toán không đến nhà nàng tiền, qua 60 năm, thời gian hơi tốt qua một chút xíu liền nháo muốn phân gia, nhà phân, hai vị lão nhân về bọn hắn dưỡng lão, tiền thị lại khuyến khích lão nhị một nhà đem hài tử đưa tới, để lão nhân cho bọn hắn nhìn tiểu hài, rõ ràng nhiều hai cái có thể kiếm sống lão nhân, bởi vì lão nhân bị hài tử buộc lại, chu thị cùng tần lão hán công điểm ngược lại cùng hắn đại ca đại tẩu cùng nhị ca nhị tẩu nhà đồng dạng nhiều theo tần phong càng ngày càng có tiền đồ thời gian càng ngày càng thuận những cái này chuyện xưa sửa xưa xưa bực mình sự tình chu thị lười đi nghĩ lâu ngày đều không khác mấy quên kinh tiểu nhị kiểu nói này chu thị đột nhiên liền nhớ lại hết nhị tiểu tử nói đúng mặc kệ nàng các ngươi mau trở về đi thôi tần phong khóa chặt cửa quay đầu ta phát tiền lương đem tường viện thêm cao một chút chuyển hướng phía đông lớn tiếng nói tránh khỏi có người cố ý dở trò xấu cửa cũng sửa một cái miễn cho có người nửa đêm tiếng đến đem trâu dắt đi trên đầu tường nháy mắt thêm ra một cái đầu người phong tiểu tử ngươi ý gì nói ngươi sao tần phong hỏi tiền thị nhà ngươi phía tây là hẻm phía đông chính là ta không nói ta ngươi nói ai tần phong không quan trọng nói ngươi đã nói như vậy đó chính là đi chương 08, ba ba rửa chân, tiền thị khí cái té ngửa, cúng quyết trèo ở đầu tường, ngươi, ngươi có gan. Hận đến bập bẹ răng, đến mai ta tìm ngươi lãnh đạo đi, tần phong mẹ hắn chu thị nhíu mày, hai nhà người cãi nhau tìm lãnh đạo tính chuyện gì xảy ra, ngươi tìm hắn lãnh đạo làm gì, tiền thị nhìn về phía tần phong trong ngực tiểu hài, chưa lập gia đình trước dục tác phong không bị kiềm chế cũng xứng làm công trình sư. Trừng liếc mắt Tần Phong, ngươi chờ đắc ý rụt về lại, Chu thị cùng tần lão hán lập tức sắc mặt đại biến, cố vô ích cùng cố tiểu nhị hai anh em hoảng phải chuyển hướng tần phong, tần phong một mặt bình tĩnh, lại cười nói, nhìn đem các ngươi bị hù, Chu thị bắt lấy nhi tử cánh tay, hạ giọng nói, cái này sự tình cũng không nhỏ, mẹ. Tần phong cao thâm khó dò mà lắc đầu, Chu thị thấy nhi tử còn như vậy bình tĩnh, phanh phanh nhảy tâm bình tĩnh lại, tần lão hán nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng lãnh đạo báo cáo chuẩn bị rồi. Tần Phong buổi chiều nửa ngày đều tại lắp ráp xưởng, còn chưa kịp tìm lãnh đạo nói rõ tình huống, nhưng nếu là hắn nói thật, lão hai người hôm nay khỏi phải nghĩ đến ngủ. Tần Phong nhẹ gật đầu, chuyện lớn như vậy, ta còn phải trông cậy vào bọn hắn cho ta mở chứng minh cho miễu miễu lo liệu hộ khẩu, nào dám chậm trễ a? À? cách nhau một bức tường, ghé vào trên tường nghe lén tiền thị cho mày, thất vọng đang nghĩ rời đi, nghe được tần lão hán hỏi, lãnh đạo thế nào nói, tần Phong, ta một không có đặt qua cưới, hai không đối tượng ba không có đã kết hôn bốn không có làm trái kế hoạch hóa gia đình lãnh đạo có thế nói thế nào chúc mừng chứ sao tiền thị hướng về phía vách tường phun một ngụm nước miếng hướng phòng bên trong đi tần lão hán không tin lãnh đạo không nói người tác phong không bị kiềm chế cố vô ích cùng hắn đệ nhìn chằm chằm tần phong mặt tần phong cười nói cha nói lên lưu bang thời điểm có người nói hắn chạy trốn trên đường nhẫn tâm đem nhi nữ đạp xuống xe ngựa sao Thế nhân đàm luận lên lý thế dân thời điểm, có người để ý hắn giết huynh bức cha sao? Tần lão hán lắc đầu, chu thị bị nhi tử làm hồ đồ, ý gì? Đều qua đời người, cùng ngươi có quan hệ gì? Cố vô ích hiểu, nãy nãy một người rất có bản lãnh, không ai sẽ để ý hắn đạo đức cá nhân. Lại nói, thúc thúc cũng không phải đạo đức cá nhân có thua thiệt. Tần Phong đưa ra một cái tay, xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, là nhi tử ta cố vô ích kiếp trước 10 tuổi về sau liền không có cùng người như thế thân mật qua rất không quen đẩy tay của hắn ra còn dám ghét bỏ cha ngươi tần phong trừng mắt cố vô ích im lặng ngươi liền không thể đứng đắn một chút a à. tần phong cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp tần lão hán nhắc nhở nhi tử ngươi nhưng không cách nào cùng người ta hoàng đế so bắt xe xưởng cũng không phải một quốc gia tần phong cũng nhắc nhở cha hắn tần lão hán vô ý thức suy nghĩ bắt xe xưởng tình huống thế hệ tuổi trẻ tần phong trình độ tối cao tiến sĩ. Trừ hắn không phải sinh viên chưa tốt nghiệp chính là trường đại học sinh, bởi vì 10 năm cách mạng chậm trễ, thế hệ trước trẻ tuổi nhất bây giờ cũng có 40 có năm, tinh lực không có cách nào cùng 26 tuổi đang lúc tráng niên tần phong so. Trọng yếu nhất chính là ở vào Tân Hải Bắc xe xưởng là ta quốc lớn nhất động cơ đốt trong xe thiết kế chế tạo căn cứ, sở sinh sinh ra đầu máy sản phẩm nói chiếm cứ thị trường quốc nội nửa giang sơn cũng không đủ hiện tại bởi vì cải cách mở ra bắt xe xưởng lãnh đạo còn muốn lối ra đơn đặt hàng thật có người ngoại quốc tới còn phải tần phong cái này mười phần hiểu rõ đầu máy hiểu rõ người ngoại quốc lại tinh thông ngoại ngữ người ra mặt tần lão hán yên lòng vỗ vỗ nhi tử bả vai cha hiểu vậy ngươi cùng ta mẹ giải thích tần phong nói tần lão hán gật đầu trên đường chậm một chút tần phong ôm lấy hài tử ra ngoài khóa cửa tần lão hán phất phất tay biểu thị biết cố tiểu nhị nhỏ giọng hỏi vừa rồi lời kia không phải an ủi gia da a à, dĩ nhiên không phải tần phong nói lẽ thẳng khí hùng lại thản nhiên ngươi cũng quá xem thường cha ngươi ta cố tiểu nhị liếc nhìn hắn một cái lại chiếm ta tiện nghi tần phong vậy ngươi nói là có còn hay không là cố tiểu nhị nói không nên lời không chữ tần phong thỏa mãn hắn trước kia đối phụ thân hết thảy ảo tưởng học thức quyên bác lại không cứng nhắc khôi hài hài hước lại không mất nghiêm túc nhìn như nuôi thả bọn hắn không quan tâm bọn hắn lại rất xem trọng bọn hắn học tập thân là trưởng bối cũng có thế khiêm tốn nghe vãn bối ý kiến quan cuối cùng điểm này thêm ra cả một đời ký ức cố tiểu nhị cũng không để ý gọi hắn ba ba thế nhưng là hắn luôn cảm thấy gật đầu sẽ cổ vũ địch nhân khí diễm ngươi tạm thời là tiếp qua mấy tháng trong xưởng lại nên đến người mới đi tần thúc thúc trường giang sống sau đè sống trước tần phong sống trước bị chụp chết tại trên bờ cát cố tiểu nhị đột nhiên chuyển hướng hắn Hắn thế mà hiểu, Tần Phong, không phải ngươi cho rằng ta sẽ nói phù sự tình người mới thay người cũ. Vẫn là nói một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi. Lại hoặc là nói sống sau cao hơn sống trước, ngươi thật là sống. Cố Tiểu Nhị nhịn không được trừng hắn, Tần Phong muốn cười, thẹn quá hóa giận, liền không thể nhường một chút ta a. À. Cố Tiểu Nhị dậm chân, ta thế nhưng là con của ngươi, Tần Phong khẽ lắc đầu, chỉ là con nuôi, Cố Tiểu Nhị hô hấp cứng lại nhìn thấy trên mặt hắn ý cười, ý thức được hắn cố ý, không khỏi đẩy hắn một cái, tần phong ngờ tới, rất là ung dung lách mình né tránh, cố tiểu nhị đẩy cái không, bởi vì động đậy còn bị trên người túi sách đập hai lần, liền không nhịn được tìm giúp đỡ, đại ca, ngây thơ. Cố vô ích vượt qua hắn đi ở phía trước chiếu sáng, cố tiểu nhị nhanh chân theo sau, ông cổ của hắn, miễu miểu bắt lấy tần phong quần áo, ba ba, ca ca đang đánh nhau sao, đùa giỡn đâu. Tần Phong sờ sờ tiểu hài mặt, gió thổi lạnh buốt, liền để tiểu hài ghé vào trong ngực hắn. Tiểu bất điểm coi là ba ba cùng hắn thân, cao hứng cả trương khuôn mặt nhỏ chôn ở cổ của hắn bên trong. Tần Phong bị băng đánh cái run rẩy, lập tức quyết định ngày khác nhìn thấy tỷ hắn, để tỷ hắn cho tiểu hài dệt cái khăn quàng cổ. Trước kia tiểu hài tại trong miếu không có chỗ ngồi có thể đi, hẳn là cả ngày tại trong miếu ở lại. Về sau một ngày phải qua lại trong thôn cùng xưởng thuộc viện nhiều lần, mỗi lần đều phải vượt qua lớn đường cái trên đường gió lớn không làm tốt phòng hộ biện pháp sớm muộn cũng sẽ bị gió lạnh thổi cảm mạo nghĩ đến đây Tần Phong nghĩ đến hai đại nhi tử giống như cũng không có vây khăn quàng cổ lão đại ngươi khăn quàng cổ đâu Cố vô ích dừng lại ta a à, ngoại trừ ngươi còn có ai là lão đại Cố Tiểu Nhị vỗ vỗ túi sách không có ném tại trong bọc Tần Phong lấy ra vây lên a à. Cố Tiểu Nhị kinh hô một tiếng. Tần Phong trừng trọng mắt nhìn xem hắn, đêm đen như mực, đèn pin hướng phía trước chiếu sáng, cố tiểu nhị thấy không rõ hắn dưỡng phụ biểu lộ, nhưng hắn biết không mang có thể sẽ bị đánh, một hồi liền tốt, cố vô ích không nói hai lời móc ra khăn quàng cổ cho mình vây lên, sau đó lại cho hắn đệ mặt lên, cuối cùng kéo lên một chút ngăn chặn miệng mũi, cố tiểu nhị ôm ca ca cổ, nhỏ giọng nói, ngươi còn sợ hắn, ta là tôn trọng hắn. Cố vô ích liếc liếc mắt đệ đệ, Hắn chính trực không phải là là lạ người tốt Đừng quên ngay từ đầu hắn cũng không muốn thu dưỡng chúng ta Cố tiểu nhị nhớ tới Hắn hướng gia gia biểu thị thích Tần Phong thúc thúc thời điểm Hắn nhưng là liên tục từ chối Nói thẳng hắn tuổi trẻ Không có nuôi qua hài tử Sẽ không chiếu cố tiểu hài Hoặc đầu cố tiểu nhị thật sự cho rằng hắn thật sự nói thật Cho nên cùng hắn ca mới hướng Tần Lão hắn biểu thị Một khi Tần Phong kết hôn sinh con Bọn hắn liền cùng Lão hai người Đại lừa gạt cố tiểu nhị quay đầu nhìn một chút ta trước kia không có đắc tội qua hắn a à. hai huynh đệ cũng không phải là sinh ra đã có trí nhớ của kiếp trước mà là cố lão bị bệnh trong nhà hai anh em dọa ngất đi qua tỉnh lại nhiều một thế ký ức trong đầu tràn ngập kiếp trước mấy chục năm ký ức trước kia 10 tuổi sự tình đối bọn hắn đến nói lại quá xa xôi không phải ký ức khắc sâu sự tình sớm tối không còn một mảnh cho nên cố vô ích cũng không biết hắn có hay không đắc tội qua tần phong càng không nhớ rõ có hay không Tần Phong cái này một người. Kiếp trước gia gia hắn qua đời thời điểm bọn hắn chỉ lo bi thương luống cuốn, liền làm sao dọn đi nhà cô cô đều quên. Cố vô ích nghĩ một hồi, Tần gia gia nói, thúc thúc trước kia thường xuyên tìm gia gia thỉnh giáo vấn đề, nói không chừng ngươi thật đúng là đắc tội qua hắn, khi đó ta mới mấy tuổi. Cố tiểu nhị kêu sợ hãi, Tần Phong đi nhanh mấy bước tới, làm sao rồi, cố tiểu nhị vội nói, không có việc gì bóp một cái hắn ca, cố vô ích, thúc, ngươi đi trước đi, tần phong vượt qua bọn hắn không yên lòng nói, hồi nhà lại chơi, biết. Cố vô ích gật gật đầu, chờ hắn thoáng đi xa một điểm, nhỏ giọng nói, tần thúc bảy chín ngày Tết nửa năm đi ra, khi trước đó chúng ta vừa vặn hai ba tuổi, nhất không hiểu chuyện nghịch ngợm thời điểm, tần thúc thúc khả năng cảm thấy tiểu hài phiền, cho nên không nghĩ thu dưỡng chúng ta, cố tiểu nhị hướng trước mặt nổ một chút miệng, hắn làm sao không chê miễu miễu phiền. Cố vô ích cười nhìn lấy đệ đệ, tiểu nhị ca không nói gì, đừng nói miểu miểu là Tần Phong thân Nhi Tử, chính là hắn cái này một mực không thích Tiểu Hài Tử cũng thích miểu miểu. Cố Tiểu Nhị nhịn không được nói, miểu miểu như thế trung thực không được. Cố vô ích như thế lớn Tiểu Hài tính tình còn không có định, mang nhiều hắn đi ra ngoài chơi một chút, một năm nửa năm liền sửa đổi đến. Tần Phong dừng lại, quay đầu, cố vô ích vội vàng lôi kéo đệ đệ theo sau, về đến trong nhà thả tay xuống đèn tin cố vô ích liền đi trù phòng sách nấu nước ấm, đổ nước đánh răng rửa mặt, trước kia hắn cũng không có cái này tự giác, tần phong cầm kẹp thang nắm thang đá cắt hù dọa tới, chuyện cũ kể, vô tri không sợ, cố vô ích biết thang đá cắt đánh người nhiều đau, tần phong cũng không phải bắt bọn hắn trút giận, mà là hy vọng bọn họ dưỡng thành một cái tốt đẹp thói quen sinh hoạt thiếu sinh bệnh, ngượng ngùng cùng hắn đối nghịch, càng không muốn nên đánh, chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục. Tần Phong nhìn bọn hắn chầm chầm chậm rãi quét hết răng, chậm rãi đem mặt rửa sạch sẽ xoa kem bảo vệ da mới cho Miểu Miểu rửa mặt rửa chân, Tiểu hài nhi gặp hắn ba ba ra bên ngoài đi, giữ chặt cha của hắn tay, Tần Phong nghi hoặc không hiểu, làm sao rồi? Tiểu hài lê lấy giày lên, chỉ vào hắn ngồi cái ghế nhỏ, Tần Phong không rõ ràng cho lắm ngồi xuống, Tiểu hài ngồi xuống cho hắn cởi giày, Tần Phong giật nảy mình, vội vàng kéo hắn, ngươi làm gì? Cho ba ba rửa chân a. Tiểu hài nói đương nhiên ghé vào nhỏ trên bàn cơm luyện chữ hai anh em đột nhiên chuyển hướng hắn một cái sau một cái khó mà tin được cho ba ba rửa chân những lời này là từ một cái bốn tuổi hài tử trong miệng nói ra tần phong há hốc mồm đột nhiên cảm thấy trong lòng đau buồn nhịn không được ôm lấy tiểu hài ai nói với ngươi muốn cho ba ba rửa chân sư phó a tiểu hài thốt ra cố tiểu nhị nhịn không được mắng lão hòa thượng còn là người sao tiểu hài câu đầu nói sư phó là người Cố tiểu nhị nghẹn nói không ra lời. Tần Phong không tin lão hòa thượng ngược đại tiểu hài. Sư phó có phải là nói, ba ba cho miễu miễu rửa chân, miễu miễu cũng phải cấp ba ba rửa chân. Tiểu hài ngoan ngoãn gật đầu một cái, dãy dụa lấy muốn xuống tới. Tần Phong ôm chặt hắn, sư phụ ngươi không nói hiện tại, mà là chờ miễu miễu lớn lên. Tiểu hài đình chỉ dãy dụa, tần Phong chỉ vào cố vô ích, lớn hơn ngươi ca còn muốn cao thời điểm. Tiểu hài một mặt ngây thơ nhìn xem hắn, là như vậy sao? Tần Phong, không tin hỏi đại ca cùng nhị ca cố vô ích gật gật đầu thúc thúc nói đúng ngươi còn nhỏ rửa chân không nóng nảy ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là ngoan ngoãn xuống tới cùng ca ca cùng một chỗ để thúc thúc đi làm tiểu hài kỳ quái ba ba ca ca vì cái gì không gọi ngươi ba ba gọi ngươi thúc thúc a tần phong không chút suy nghĩ liền nói bọn hắn thích dạng này gọi ta mới không thích cố tiểu nhị thốt ra tác giả có lời nói 12 giờ còn có một chương, chương không chính, kêu ba ba, lớn như vậy phòng khách nháy mắt an tĩnh lại, cố tiểu nhị ý thức được nói cái gì, hoảng so sánh, tần thúc thúc, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ta nói là, đệ đệ chính là ý tứ này. Cố vô ích đánh gãy hắn đệ, cố tiểu nhị đột nhiên chuyển hướng hắn ca, ngươi ý gì, cố vô ích để bút xuống, nhìn thẳng tần phong nói nghiêm túc, tần thúc thúc, ngươi là người tốt, ta biết, cố vô ích nghẹn một chút, khẩn trương đến nắm chặt tại một khối tâm thả lỏng, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, càng là cái tốt trưởng bối, sau đó thì sao? Tần Phong nghi hoặc, tiểu tử này muốn nói cái gì a? À? cố tiểu nhị giấu ở dưới đáy bàn con kia nắm thành quả đấm lỏng tay ra, hắn biết ca ca muốn nói cái gì, cố vô ích, sao ta biết rất nhiều phụ thân đều hợp cách, Tần Phong hải hùng khiếp vía, không thể nào, chúng ta muốn để ngươi cho chúng ta ba ba. Cố vô ích nói ra miệng, Lập tức cảm thấy trên mặt bốc lên nhiệt khí, so kiếp trước vì để cho đệ đệ thuận lợi đi trường quân đội, không thể không hướng hắn chán ghét phụ mẫu cúi đầu lúc còn khó vì tình, Tần Phong đã có dự cảm, thật nghe được ngược lại thở dài một hơi, thấy Cố Vô Ích cúi đầu, Tần Phong ý thức được hắn vừa 10 tuổi, có thể nói ra lời nói này chẳng phải biết dùng bao lớn dũng khí, Tần Phong nghĩ đến Cố Tiểu Nhị, hướng hắn nhìn lại, trong mong nhìn xem hắn thiếu niên ánh mắt bối rối, liên tục không ngừng cúi đầu xuống giống như là sợ hắn cự tuyệt. Giờ khắc này Tần Phong đáy lòng ngũ vị tạp trần, hận không thể tìm tới bọn hắn cha mẹ ruột đánh một trận tơi bời. Tần Phong, vô ích, thanh cuồng, các ngươi hẳn phải biết cha mẹ của các ngươi còn sống, lại sống thật tốt, cố vô ích ngẩng đầu lên, ta biết, vẫn luôn biết. Nhưng bọn hắn ba mẹ qua đời A, Tần Thúc Thúc hẳn là cũng biết gia gia hướng công an cơ quan nói rõ. Dừng một chút, cũng đem bọn hắn hộ khẩu gạch bỏ bọn hắn hiện tại đã là người chết. Tần Phong lắc đầu, ngươi không để ý tới giải, ta ý tứ bọn hắn có khả năng trở về tìm các ngươi, vậy thì thế nào? Cố vô ích hỏi, chúng ta tại thúc thúc hộ khẩu bản bên trên, công an cơ quan mình ra chứng minh còn có thế lật đổ, sau đó cho bọn hắn bên trên hộ khẩu, Tần Phong, có tiền có thế sai khiến quỷ thần, tiền không phải vạn năng. Cố vô ích nói, Tần Phong muốn nói, ngươi còn nhỏ, không biết thế gian này hiểm ác bỗng nhiên nghĩ đến hắn khi còn bé ghét nhất người khác nói hắn còn tiểu bất hiểu chuyện nói thật bất luận các ngươi gọi ta thúc thúc vẫn là ba ba trong mắt của ta không có gì khác biệt nhưng ngươi hẳn phải biết cha ta mẹ mặc dù sau người khác khai thông vẫn có chút bảo thủ các ngươi quản ta gọi cha không cải danh không thay đổi họ bọn hắn cũng sẽ đem các ngươi làm tầng gia lớn cháu trai cháu thứ hai về sau các ngươi cùng cha mẹ ruột đi bọn hắn nhất định sẽ rất thương tâm khổ sở Đến lúc đó, bịch một tiếng, hai anh em hai đầu gối quỳ xuống đất, Tần Phong giật nảy mình, vội vàng buông xuống miễu miễu đi qua, các ngươi đây là làm gì? Hai anh em tránh ra Tần Phong tay, cho hắn đập cái khấu đầu, không phải hai người bọn họ đầu gối mềm, mà là Tần Phong một tháng qua hành động đáng giá, Tần Phong thở dài một hơi, tốt a, à, ta tin các ngươi. Có thể lên sao? Hai anh em nhìn nhau, cố vô ích đầu gối cách mặt đất, cố tiểu nhị thấy thế nhanh chóng đứng lên tần phong nhìn thấy trên đầu gối bụi đất nhịn không được không lưng cho hắn vỗ vỗ không biết nam nhi dưới đầu gối là vàng cố tiểu nhị bật thốt lên chỉ lạy trời cùng phụ thân tần phong nghẹn một chút tùy theo im lặng vừa muốn cười ngươi ca còn chê ta không có đứng đắn ta không đứng đắn hai ta mới giống cha tử a cố tiểu nhị nói tần phong đưa tay đẩy ra cái đầu nhỏ của hắn kéo qua cố vô ích cho hắn vỗ vỗ trên đầu gối thổ sàn nhà đây là bao lâu không có kéo a không có quét rác người máy thật không tiện quần áo bẩn quay đầu ném trong máy giặt quần áo mình tẩy ta cũng không rảnh rỗi cho các ngươi tẩy cố vô ích gật gật đầu việc này hắn quen kiếp trước hắn như thế lớn tại nhà cô cô không riêng tẩy mình còn phải tẩy bọn hắn một nhà quần áo mà lại giặt tay còn không có nước nóng nghĩ đến đây cố vô ích không khỏi nhớ tới tần phong để bọn hắn tẩy bít tất cùng đồ lót đều dùng nước nóng tẩy đáy lòng tràn vào một dòng nước ấm không khỏi hô cha tần phong ngẩn ra một chút kịp phản ứng sợ hắn nhạy cảm vội vàng đáp ứng ai cố tiểu nhị không ngờ tới bị hắn ca vượt lên trước một bước gạt mở hắn liền hô ba ba cố vô ích gặp một lần đệ đệ so hắn thêm một cái chữ nhịn không được nói chớ học miễu miễu tiểu hài miễu miễu ngẩng đầu lên nhìn xem hai cái đại ca ca không hiểu bọn hắn làm sao cố vô ích khóe mắt liếc qua chú ý tới tiểu hài dò xét ít nhiều có chút ngượng ngùng tần phong thấy thế vui hiện tại biết không tốt ý tứ rồi cố vô ích càng phát ra xấu hổ không dám nhìn hắn. Tần Phong xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, ta thật không thể ở nhà chậm trễ, cố vô ích không để ý tới xấu hổ, vậy ngươi mau đi đi. Giữ chặt miễu miễu tay, chúng ta lên trên lầu ba ba gian phòng bên trong chờ ba ba có được hay không, tiểu hài gật gật đầu, cố vô ích để cố tiểu nhị thu thập túi sách, lên trên lầu luyện chữ, trên lầu Tần Phong trong phòng ngủ có bàn đọc sách, cố vô ích cho tiểu hài xông cái túi trường nóng, đem tiểu hài nhét trong chăn, mở ra chính đối giường tivi để hắn xem tivi, hắn cùng cố tiểu nhị gục xuống bàn luyện chữ. Tiểu hài chưa bao giờ thấy qua tivi, phi thường mới lạ, nhìn thấy trên tivi người không riêng quên ba ba, cũng đem cách đó không xa hai người ca ca quên mất không còn một mảnh. Nhưng mà tiểu hài bình thường đi ngủ sớm, nhìn một hồi liền nhịn không được dụi mắt tìm sư phó, nhìn thấy còn tại múa bút thành văn ca ca, tiểu hài ý thức được hắn không tại trong chùa miếu, tại ba ba trong nhà. Ba ba nhà còn có hai người ca ca cùng gia gia nải nải, bọn hắn đối miểu miểu rất tốt, cùng sư phó nói giống nhau như đúc, sư phó tuổi tác lớn, hắn không thể lại để cho sư phó chiếu cố hắn, hắn muốn hiểu chuyện, không thể nghĩ sư phó, ca ca, ta muốn ngủ, cố vô ích ngẩng người, theo tiếng nhìn lại, ý thức được hắn nhiều một cái đệ đệ, vội vàng ném bút, miễu miểu muốn hay không đi tiểu A, miễu miễu quên, kinh hắn nói chuyện, tiểu hài đứng lên, cố vô ích vội vàng tới viện hắn, nhị tiểu tử, đi lấy ống nhổ. Ngươi làm sao cũng như thế hô a à. Cố tiểu nhị nhíu mày, nhiều tục a. À. cố vô ích, ngươi không cảm thấy thân thiết, thân thiết quá mức. Cố tiểu nhị nói không nên lời, không, lại không cam tâm liền nhỏ giọng nói thầm. Cố vô ích đem tiểu hài ôm đến trên mặt đất, nghĩ nghĩ, lột quần của hắn, miễn cho tè ra quần bên trên ngày mai còn phải tẩy. Cố tiểu nhị nhịn không được nói, ngươi cũng không sợ đông lạnh lấy hắn, không có việc gì cố vô ích cầm một trang giấy cho tiểu hài lau lau nhanh chóng đem hắn nhét trong chăn trải qua như thế một trận tiểu hài không buồn ngủ mở to hai mắt nhìn xem hắn cố vô ích ngẫm lại tần phong yêu cầu chữ sớm viết xong dứt khoát cởi xuống áo len quần bông chui trong chăn cùng hắn cố tiểu nhị tìm tới quốc gia đài cũng cởi y phục xuống chui vào miễu miễu một bên khác trước kia chỉ có sư phó bồi miễu miễu hiện tại ba ba còn chưa có trở lại liền có hai người cùng hắn tiểu hài cao hứng cười Nhìn xem bên trái hô một tiếng, vô ích ca ca, chuyển hướng bên phải hô một tiếng, thanh cuồng ca ca. Cố vô ích không thích nhũ danh của hắn, đại bảo, này sẽ để hắn nhớ tới tại hắn cô trong nhà kia mấy năm, còn không bằng cỏ dại. Chí ít cỏ dại có thể tự do sinh trưởng, tự do hít thở mới mẻ không khí, cho nên thì không cho người tần gia gọi hắn nhũ danh. Cố vô ích cũng không thích đại danh của hắn, này sẽ để hắn nhớ tới kiếp trước tâm phúc cho hắn gài bẫy, bị ngoại nhân hiểu lầm từng màng chẳng qua hắn y nguyên dùng cái tên này, tần lão hắn mấy lần đưa ra cho hắn đổi tên hắn đều không có đồng ý, chính là sợ mình quên kiếp trước những sự tình kia, tùy tiện giao phó thực tình, miễu miễu, không muốn hô vô ích ca ca, ta là đại ca ngươi, ngươi muốn hô ta đại ca, gọi hắn nhị ca. Cố vô ích liếc một chút đệ đệ, cố tiểu nhị đuổi theo, đúng. Miễu miễu, ta là nhị ca, miễu miễu tựa như một tấm giấy trắng, hắn nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì đại ca, nhị ca, đúng. Cố vô ích cười, cố tiểu nhị ôm lấy hắn, thật ngoan, bọn hắn cao hứng miễu miễu cũng cao hứng, đại ca, nhị ca, đại ca, nhị ca, cố vô ích có chút im lặng, miễu miểu, chúng ta xem tivi đi, tiểu hài nhớ tới hấp dẫn người tivi, lập tức chuyển hướng tivi, tần phong đạp trên treo cao mặt trăng về đến nhà, nên đón hắn chính là kề cùng một chỗ ba cái cái đầu nhỏ, nhìn xem bọn hắn ngây thơ ngủ nhang, tần phong bỗng nhiên minh bạch có ít người làm sao như vậy thích hài tử tại thời khắc này tần phong không thể không thừa nhận hắn cũng rất thích tiểu hài tay đụng phải chăn mền tần phong nhanh chóng thu hồi đi tắt tivi đèn điện nhẹ nhàng kéo cửa lên nhẹ nhàng xuống lầu rửa mặt đi theo sau hai cái đại nhi tử trong phòng nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm năm điểm tần phong mở mắt ra thói quen nghỉ lười một hồi bỗng nhiên nghĩ đến hắn hiện tại là ba đứa hài tử ba ba là thông qua học tập thay đổi vận mệnh nông gia tử không còn là kiếp trước cái kia chỉ cần không đầu tư lập nghiệp phụ mẫu tùy tiện hắn ăn uống thả cửa loạn tạo phú nhị đại vội vàng đứng lên đến dưới lầu kéo ra lò hắn liền dùng trên lò ấm nước rửa thấu rửa mặt về sau lò lửa không sai biệt lắm mau lên đây tần phong liền đào điểm gạo nấu cháo sau đó đem hắn cha mẹ đưa tới bánh bao cùng trứng vịt muối thả vĩ bên trên lò nấu cháo rất chậm thừa dịp cái này khoảng trống tần phong đi nhà vệ sinh công cộng từ nhà vệ sinh công cộng ra tới đụng phải xưởng lãnh đạo Tần Phong gọi lại hắn, xưởng trưởng khoát tay, có việc quay đầu nói, hai câu nói. Tần Phong kéo lại hắn, ta có con trai, quay đầu cho ta mở cái chứng minh, ta đi cấp hắn lo liệu hộ khẩu, xưởng trưởng phải mắt tiểu nháy mắt biến mất, ngươi nói cái gì, lần này là thân. Tần Phong có nghĩ qua cùng xưởng trưởng một người nói thật. Thế nhưng là tiểu Hòa thượng rất giống hắn, đầu năm nay lại không có cách nào kết thân tử giám định, nói không phải hắn thân sinh xưởng trưởng khả năng còn nghĩ lầm hắn không có đảm đương. Xưởng trưởng nghe hồ đồ, thân sinh có ý tứ gì, hài tử 4 tuổi, nghe nói cùng ta khi còn bé giống nhau như đúc. Xưởng trưởng, nghe nói, đây không phải trọng điểm A, xưởng trưởng hỏi lại, ngươi cứ nói đi, theo cha ta mẹ nói, xưởng trưởng, chuyện gì xảy ra, ta nói ta cũng không biết ngài tin sao. Ta hoài nghi mẹ hắn lúc trước rất thích hài tử hài tử sinh ra tới về sau phát hiện không phải cho ăn chút gì cho điểm uống là được liền hối hận, khi đó nàng cũng đã về nước, mà ta ở nước ngoài, cho nên liền đem hài tử ném trong chùa miếu, còn cùng người lão sư phó nhắn lại, không nghĩ nuôi liền cho ta trả lại, sưởng trưởng luôn cảm thấy hắn đang nghe cố sự, cho nên hiện tại là lão sư phó không nghĩ nuôi rồi, tuổi tác lớn, nhanh 80. Tần Phong nghĩ một hồi, sự thật thắng hùng biện, ngươi đi nhà ta nhìn xem liền biết, xưởng trưởng đưa tay, cái này đi, Tần Phong không khỏi chỉ một chút nhà vệ sinh, nghẹn không chết người, Tần Phong đứng thẳng một chút vai, liền dẫn hắn thẳng đến chuyên gia lầu nhỏ, trong tiểu lâu ba cái tiểu hài còn đang ngủ, muốn đặt dĩ vãng, Tần Phong ép nước thời điểm cố vô ích cùng cố thanh cùng liền tỉnh, tối hôm qua vì bồi tiểu hài xem tivi, hơn 9 điểm mới ngủ, bình thường 8 điểm liền tắt đèn tiến vào mộng đẹp, trước kia đáy lòng bất an, cũng không dám ngủ quá chết, tối hôm qua đổi giọng gọi ba ba, thực sự trở thành tầng gia một phần tử, treo lấy nhỏ một tháng tâm rơi xuống thực chỗ, đến mức ngủ hôn thiên hắc địa, Tần Phong đẩy cửa ra, phòng bên trong cùng hắn chạy đồng dạng, ta đi lên gọi bọn họ, xưởng trưởng nhìn một chút đồng hồ, còn chưa tới 6 điểm, trời còn chưa sáng đường, để bọn hắn ngủ đi, ta cùng ngươi lên lầu nhìn xem, thuận tiện nhìn xem Cố lão hai cái cháu trai, lời này xưởng trưởng không nói ra, mà là dẫn đầu lên lầu, Tần Phong chỉ vào phòng ngủ chính, ở chỗ này xưởng trưởng bước chân dừng lại nhường cho bọn họ ở rồi phòng ta có tivi tối hôm qua tại ta trong phòng nhìn ngủ ta liền để bọn hắn đặt bên này ngủ tần phong đẩy cửa ra kéo màn cửa sổ ra phòng bên trong nháy mắt sáng lên cố vô ích cùng cố thanh cùng mí mắt động tần phong đem lạnh buốt để tay miễu miểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu hài bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thấy hắn mộng trong chốc lát vương tay hô to ba ba tần phong ôm lấy hắn mặt to sát bên khuôn mặt nhỏ Sưởng trưởng trợn mắt hốc mồm, qua một hồi lâu, cố vô ích cùng cố thanh cuồng đều ngồi dậy chuẩn bị mặc quần áo hắn mới lấy lại tinh thần, khó có thể tin chỉ vào tần phong cùng tiểu hài. Hồi lâu biệt suốt một câu, người tuổi trẻ bây giờ, thực biết chơi, chương 10, xuất sinh chứng minh, tần phong ra vẻ cao thâm lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, ta còn nói sai ngươi rồi, tần phong gật đầu, sưởng trưởng tức giận đến muốn đánh hắn cái lớn hỗn đảng, tần phong không dám bần, người ngoại quốc sẽ chơi ngươi nhập ngoại tịch xưởng trưởng tức giận hỏi tần phong gần son thì đỏ gần mực thì đen a à. xưởng trưởng nghẹn một chút cố vô ích vội vàng kéo một chút hắn mới cha cánh tay cái này trong lúc mấu chốt cũng đừng bần xưởng trưởng chú ý tới hắn tiểu động tác ngược lại ngoài ý muốn đứa nhỏ này không riêng lo lắng tần phong còn dám dắt hắn nói rõ cùng hắn thân tại tần gia trôi qua không tệ tần phong không ngại nuôi người khác hài tử tự nhiên không có khả năng ba mẹ qua đời con ruột cho nên tiểu hòa thượng thật sự là hài tử mẹ tính toán đến, sau khi về nước lại đổi ý rồi, xưởng trưởng, ngươi trước kia thật không biết, tần phong nghĩ một hồi, tiểu hài sẽ không nói láo. Miễu miễu, nói cho lão gia này gia, ngươi mới lão gia gia, tần phong, ngươi so cha ta còn lớn 2 tuổi, xưởng trưởng không có lời nói, miễu miểu, ba ba trước kia có biết hay không ngươi tồn tại a? À? tiểu hài lắc đầu, ngoan ngoãn nói, sư phó nói không biết, Miểu miễu không thể quái ba ba. Sưởng trưởng nghe nải thanh nải khí đồng âm, nhìn xem tiểu hài ngoan ngoãn bộ dáng, lại không dám tin, ngoan như vậy hài tử thật là ngươi nhi tử. Tần phong còn chưa lên tiếng, tiểu hài dùng sức gật đầu một cái. Tiểu trọc đầu thấp đi đâm sưởng trưởng con mắt đau thật tốt một hài tử biến thành tiểu hòa thượng hắn cái kia nương làm sao bỏ được a à? nên khen nàng không hổ dám chưa lập gia đình sinh con tính toán tần phong à. Sưởng trưởng nghĩ được như vậy phát hiện không đúng, ngươi nếu có thể bao ở mình, ai có thể tính toán ngươi. Tần Phong vui, sưởng trưởng nghi hoặc không hiểu, thật buồn cười. Lời này nếu là nữ nhân nói, không buồn cười, bởi vì các nàng không hiểu rõ nam nhân. Sưởng trưởng, lãnh đạo, cùng là nam nhân, ngài không biết nam nhân nhất chịu không được sắc, dù sưởng trưởng muốn đánh chết hắn. Giờ khắc này cuối cùng minh bạch tần lão sư tốt như vậy tính cách người, làm sao vừa đối đầu hắn liền liên tiếp cắt gỏng, cùng được nóng nảy chứng đồng dạng. Tần Phong nói tiếp, chớ nói chi là ta không đối tượng, không cần thụ đạo đức cùng lương tâm song trọng khiển trách, đối phương vẫn là cái mỹ nhân nhi, nước ngoài tân tiến như vậy, ta không tin không có kế sinh vật dụng, Tần Phong nói ra cạn bã nam ngôn luận, lại không cần ta sinh, xưởng trưởng nghẹn một chút, cũng nhịn không đi xuống, cô lấy trước bàn sách băng ghế liền nện, chỉ là không chờ hắn dơ lên, hai tay liền bị hai vị thiếu niên ôm lấy, xưởng trưởng trái phải nhìn lại, một cái sau một cái lo lắng, lại vừa nghĩ tới cố lão công trình sư, không khỏi mềm lòng, các ngươi cũng không giống các ngươi đôi kia không có lương tâm cha mẹ, giống cố lão, cố vô ích cùng gật đầu, xem ở gia gia trên mặt cũng đừng cùng thúc thúc so đo đi, gia gia ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Sưởng trưởng cố ý hỏi, cố vô ích nghĩ một hồi, hắn xem như gia gia đồ đệ, vẫn là chúng ta ba ba, ba ba, hai chữ quả thực đem sưởng trưởng kinh ngạc một chút, không khỏi nhìn về phía tần phong, tình huống như thế nào a à? tiểu ca hai thấy thế, tâm không khỏi nhất đến cổ họng, nhưng cũng không biết vì sao như vậy khẩn trương tần phong đều là nhi tử ta cùng ở chung một mái nhà cũng không thể miễu miễu hô ba ba bọn hắn hô thúc thúc đi không biết chân tướng người sẽ nghĩ như thế nào a à, cho nên ta liền để hai người bọn họ đổi giọng cùng miễu miễu đồng dạng gọi ta ba ba bịch một tiếng tiểu ca hai tâm rơi xuống thực chỗ cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn xưởng trưởng lại nghĩ lầm tiểu ca hai không nghĩ tới tần phong sẽ đối với hắn nói thật các ngươi là tự nguyện sao Tần Phong buồn cười, sưởng trưởng nguyết hắn một cái, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Vô ích, nói thật, gia gia cho ngươi làm chủ, cố vô ích vội nói, chúng ta vẫn nghĩ gọi tới. Đừng nhìn Tần Thúc đừng nhìn ta cha không có làm qua cha, vẫn là chưa lập gia đình lớn tuổi nam thanh niên, nói đến đây không khỏi nhìn một chút Tần Phong, Tần Phong nhíu mày, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, cố vô ích thấy thế liền biết hắn không có sinh khí, Yên tâm to gan nói tiếp, so rất nhiều ba ba cũng giống như cái phụ thân, sưởng trưởng từ trên xuống dưới dò xét Tần Phong một phen, thật nhìn đoán không ra a. À. Tần Phong, ta thế nhưng là tiến sĩ, sưởng trưởng bất đắc dĩ vừa muốn cười, quay lại ta liền cho ngươi mở chứng minh về sau chỉ lần này một lần. Tần Phong cam đoan, sưởng trưởng xác định, ta còn có thể một cái hố bên trong té ngã hai lần. Sưởng trưởng gật đầu, tạm thời tin ngươi. Khi cuối tuần ra mắt đương nhiên hủy bỏ. Khu trưởng thiên kim làm mẹ kế, ngài sợ là không nghĩ hổn, xưởng trưởng hư điểm điểm hắn, ngươi chờ đó cho ta. Xe mới thí nghiệm kết thúc ta lại thu thập ngươi, đi thông thả không tiễn, xưởng trưởng bước nhanh xuống lầu, cố tiểu nhị lo lắng kéo một chút hắn, xưởng trưởng có phải là sinh khí rồi, tần phong lắc đầu, hắn mắt tiểu, a, à, tiểu ca hai kinh ngạc đến ngay người, tần phong, ta từ cửa nhà cầu gọi tới. Nói đem nhi tử nhét trong chăn, Miễu miễu, để ca ca mặc quần áo cho ngươi, ba ba đi xem một chút cháo tốt chưa, cố vô ích khoát tay để hắn nhanh đi, nắp nồi rất chặt chẽ, cháo tràn ra tới là chuyện nhỏ, liền sợ đem bánh bao ngâm mềm không có cách nào ăn, đến dưới lầu, tần phong nhanh chóng rửa tay một cái liền hướng trụ phòng chui, cương cân qua bốc khói, cũng may hắn xuống tới kịp thời còn không có tràn ra tới, cho nên liền đem cái nắp lấy ra một điểm hít thở không khí sau đó lại đem lão hòa thượng viết cho hắn lá thư này đốt không còn một mảnh tần phong công việc bận rộn không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm chờ ba hài tử xuống tới liền để bọn hắn mình rửa mặt miễu miễu còn quá nhỏ tiểu ca hai một cái cho hắn kéo tay áo rửa tay một cái cho hắn rửa mặt tần phong khoanh tay ở một bên nhìn hết sức hài lòng chu thị bưng hạt vừng muối cùng tương hạt đậu tiến đến liền thấy một màn này làm cha dựa khung cửa liên tiếp gật đầu nhìn xem hai con nuôi hầu hạ hắn thân nhi tử đại tiểu tử nhị tiểu tử thế nào là các ngươi cho miểu miểu lau mặt cố vô ích ngẩng đầu lên nãy nãy buổi sáng tốt lành ta không tốt đẹp gì chu thị trừng liếc mắt tần phong tần phong bọn hắn lại không cùng ngươi cùng cha không để bọn hắn học vạn nhất ngày nào ta tăng ca về không được chẳng lẽ để miểu miểu đỉnh lấy một mặt giữ mắt ăn cơm tiểu ca hai ngoài ý muốn để bọn hắn mình sự tình tự mình làm hóa ra là suy xét đến điểm này a à? chu thị ngẫm lại cũng có đạo lý vậy ngươi cũng hẳn là giúp một cái tần phong tạm thời không cần khả năng chốc lát nữa liền cần chu thị lại nguyết hắn một cái dù sao ta nói là chẳng qua ngươi cho ngươi tần phong tiếp nhận đi chu thị hướng mấy cái tiểu hài đi đến cố vô ích nải nải miễu miễu rửa sạch khóe mắt liếc qua chú ý tới trên bệ cửa sổ đồ vật lập tức lấy tới mở ra để tiểu hài nghe miễu miễu biết đây là cái gì ư thơm quá a à. tiểu hài mở to hai mắt Đại ca ca, ăn ngon sao?" Cố Vô Ích cười, cũng yên tâm, đứa nhỏ này là nguyên trang nhập khẩu, cái này không thể ăn, là thay đổi sắc mặt. Đâm một khối, tại trên mặt hắn điểm điểm điểm, bảo hộ miểu miểu mặt, Tiểu hài học hắn đâm một chút liền hướng Cố Vô Ích trên mặt bôi, Cố Tiểu Nhị liền vội vàng kéo hắn tay, "Đại ca còn không có rửa mặt." Tiểu hài mắt trợn tròn, "Vậy làm thế nào a?" À? Cố Vô Ích gặp hắn dạng này ngược lại càng phát ra yên tâm chỉ có thuần chân hài tử mới có thể bị chút chuyện nhỏ này bối rối. Chu thị nói, miễu miễu, đặt trên tay ngươi xoa xoa bảo hộ tay nhỏ. Tiểu hài mập mạp tay nhỏ dùng sức xoa xoa cũng không thể xoa vân. Cố vô ích nắm chặt tay nhỏ bé của hắn, lật qua lật lại móng tay trong khe vào một chút. Tiểu hài tay lập tức trong trắng lộ hồng lộ ra mùi thơm. Tiểu hài nhịn không được nghe một chút. Cố vô ích gặp hắn như thế ngây thơ, cười càng thêm chân thành, cùng nãy nãy tìm ba ba đi thôi. Tiểu hài bỏ xuống nải nải hướng phòng bên trong chạy, ba ba, ta là hương. Tần phong tranh thủ thời gian buông xuống cương cân qua, ngồi sổng xuống tiếp được hắn, ta nghe. Cầm qua tay nhỏ bé của hắn, thật sự rất thơm. Miểu miễu khuôn mặt nhỏ cũng là hương. Miễu miểu là cái hương bé con, tiểu hài căn bản không nghe rõ, chỉ biết ba ba thích liền liên tục không ngừng gật đầu. Tần phong, vậy ngươi ngồi xuống, ba ba xới cơm, Tiểu hài đào lấy nhỏ bàn ăn ngồi vào cái ghế nhỏ bên trên. Tần phong hướng ra phía ngoài hô, cố tiểu nhị, bàn chải đánh răng sạch sẽ, mặt rửa sạch sẽ, tay cũng phải cho ta rửa sạch sẽ. ướt nhẹp mặt liền định cầm thăng lông cố tiểu nhị không nhịn được cô, hắn làm sao biết a, à? đường đường một lão gia môn làm sao cũng như thế lại nhảy a. À? Cố vô ít liếc hắn đệ để liếc mắt, trước kia ngược lại là muốn để người lại nhảy, nhưng ai nhớ kỹ ngươi có hay không đánh răng rửa mặt, nói chuyện chuyện cũ, cố tiểu nhị liền yếu xìu ngoan ngoãn lại xoát một lần răng, ngoan ngoãn nắm tay rửa sạch sẽ, tẩy trước đó vẫn không quên đánh một chút dương lá lách, bất luận kiếp này vẫn là kiếp trước, Tần Phong khi còn bé đều chẳng muốn đánh răng rửa mặt, thường xuyên không có rửa mặt liền hướng trường học chạy, chờ ca hai vào nhà, Tần Phong nhìn bọn hắn chầm chầm, thái dương ẩm ướt, trên mu bàn tay ẩn ẩn có thể nhìn ra dầu trơn, giống như là bôi hộ thủ xương, về sau đều như vậy, cố tiểu nhị ngoan ngoãn gật đầu, có thể ăn cơm sao, chu thị, được rồi. Tần Phong, có chuyện gì chờ hài tử ăn no lại nói, không có việc gì. Tần Phong cắt hai cái trứng vịt muối, tiểu ca hai một cái, hắn cùng miễu miễu một cái. Chẳng qua miễu miễu kia một nửa chỉ lưu lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng đẩy đến mình chén cháo bên trong. Tiểu hài tò mò nhìn hắn một chút, tần phong đâm một chút xíu lòng trắng trứng thả tiểu hài bên miệng, tiểu hài mặn khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, còn rung lập cập, Chu thị vội vàng kéo một điểm bánh bao nhét trong miệng hắn, mau ăn đè xuống trừng liếc mắt Tần Phong, có ngươi như thế làm cha sao, không để hắn tự mình nếm thử, hắn sẽ một mực hiếu kỳ. Tần Phong câu đầu nhìn Tiểu Hài, còn có ăn hay không, Tiểu Hài dọa đến dùng sức lắc đầu, Tần Phong vui, Tiểu ca hai cũng không nhịn được cười, đứa nhỏ này thật đáng yêu, Chu Thị đau lòng vừa buồn cười, tại Tiểu Hài ngồi xuống bên người, miểu miễu, ta ăn tương hạt đậu, nải nải thả rất nhiều dầu vừng. Đâm một điểm thả trên bánh bao, liền dạy hắn xé mở bánh bao thấm ăn. Tần Phong nhìn về phía hai lớn, các ngươi cũng ăn. Thứ này nhiều nhất ba ngày liền không thể ăn, Chu thị nhịn không được liếc liếc mắt nhi tử, ngươi xem như ăn, tin. Tần Phong làm như không nhìn thấy, một cái bánh bao tách ra hai nửa, một nửa kẹp tương ăn đậu xong, một nửa kẹp hạt vừng muối ăn. Sau đó lại tách ra một cái kẹp lấy trứng vịt muối ăn, tiểu ca hai nhìn hắn tư thế hận không thể dừng lại đem tương hạt đậu cùng hạt vừng muối ăn sạch, cũng không còn xoắn suýt ăn bao nhiêu, muốn hay không cho miễu miễu lưu một chút, gia ba đều tịch thu, kết quả chu thị bưng tới đồ vật bỏ đi một nửa, tần phong hài lòng, sáng mai lại ăn dừng lại vừa vặn, chu thị một bên giúp hắn thu thập cái bàn một bên nói, mày ngươi tiền lương cao. Không phải ta và ngươi cha đều là lão sư cũng chịu không được ngươi như thế tai họa, tần phong tạm thời coi là khích lệ, cách lên lớp còn sớm, nhìn xem bọn hắn lưng nửa giờ sách, lại để cho bọn hắn đi trường học. Cầm khăn quàng cổ chuẩn bị ra ngoài, chợt nhớ tới một sự kiện, mẹ, quần áo đừng tẩy, chờ cuối tuần lại tẩy. Mấy bộ y phục liền mở máy giặt hao tốn điện, Chu thị không dám tin, bại gia tử thế mà biết tiết kiệm điện, hôm nay mặt trời cùng mặt trăng đi ra đến sao, tần phong dĩ dĩ nhưng rời đi, cố tiểu nhị nhỏ giọng nói, nãy nãy, cha là sợ ngài dùng giặt tay, Chu thị lắc đầu, ta không dùng tay tẩy. Cha ngươi mỗi ngày ngại cái này máy giặt không tốt, ta được nhiều sử dụng, sớm một chút dùng hồi vốn, tránh khỏi ngày nào hắn vụn trộn bán thay cái mới. Nói xong ý thức được không đúng, nhị tiểu tử, vừa rồi gọi hắn cái gì, đột nhiên nói sang chuyện khác, cố tiểu nhị bị hỏi mộng, cố vô ích nghĩ đến tầng phong lúc trước cùng xưởng trưởng đối thoại, đoán chừng hắn cũng sẽ dạng này cùng lão hai người nói, thế là đem hắn mới nhậm chức ba ba cùng xưởng trưởng đã nói lặp lại một lần, chu thị vội vàng hỏi, không phải hắn buộc các ngươi a à? chương 11, ý đồ xấu cố vô ích muốn cười, cha thế nhưng là ngài thân nhi tử, chính là ta nhi tử mới hỏi như vậy. Nhà khác nhi tử có thể làm không ra dạng này sự tình, cố vô ích không khỏi oán thầm, nhà khác nhi tử không phải ép buộc đổi giọng, kia là muốn mạng của bọn hắn a, à, thật không phải. Cố vô ích dùng sức lắc đầu, ba ba hắn mặc dù nhìn không đứng đắn, kỳ thật so rất nhiều ba ba đều nghiêm túc phụ trách. Nãy nãy ngươi nghĩ, ngũ lý đôn nhiều như vậy làm cha, có mấy cái mỗi ngày nhìn chầm chầm hài tử nhà mình làm bài tập, Chu thị ngẫm lại, không có mấy cái, trong thôn những cái kia làm cha mẹ nó nhìn thấy hài tử chơi, không vui vẻ liền nhắc tới một câu, cũng mặc kệ hài tử có nghe hay không, nàng có lần nhìn không được nói một câu, hài tử phải giáo. Những cái kia làm cha mẹ nó còn nói, chúng ta cả ngày mệt mỏi gần chết, nào có ở không dạy bọn họ. Bọn hắn cũng không phải cho chúng ta học. Không biết đi học hữu dụng, tương lai chịu khổ chịu tội chính là bọn hắn bảy tám chín tuổi lớn hài tử làm sao có thể biết đi học hữu dụng a chu thị càng muốn về một câu các ngươi mệt mỏi gần chết không phải cũng là mình không có bản lĩnh quan hài tử chuyện gì sau đó tưởng tượng con trai của nàng tần phong có tiền đồ bất luận nàng nói cái gì đều sẽ bị người xem như đứng nói chuyện không đau eo còn có thể bị người ghen ghét dứt khoát mỉm cười gật đầu phụ họa chu thị tần phong tiểu tử kia điểm này xác thực so người khác mạnh chẳng qua ta và ngươi gia gia hoài nghi hắn là bởi vì lười tiểu ca hai bị nàng nói hồ đồ chu thị các ngươi nghĩ a à, đi học đi làm nhiều nhẹ nhõm trồng trọt thu hoa màu nhiều mệt mỏi a à. thuyết pháp này tiểu ca hai cũng là chịu phục cố vô ích nín cười gật đầu đúng không tin cố vô ích tin ngài nhìn xuống đất bẩn đều không có sàn nhà dạng nãy nãy ta cùng tiểu nhị lê đất quay đầu lại nhìn sách a à. chu thị khoát tay các ngươi đọc sách ta đi rửa chén, chờ các ngươi đi ta lê đất, đừng. Cố vô ích vội vàng nói, nếu để cho cha biết, lại phải quở trách chúng ta không có ngăn lại ngươi, cha ngươi lười nhát làm, đã cảm thấy động một chút đều mệt đến khó chịu. Nhưng là muốn là để ta biết chữ đọc sách, ta cũng khó chịu. Chu thị những năm qua lúc này không phải mang theo sọt đựng phân đầy thôn nhặt phân, chính là xuống đất hao cỏ, hiện tại chuyện gì không có, chu thị thật nhàn khó chịu, luôn cảm giác sống uổng thời gian, chột dạ phải không được quyết định như vậy nói chuyện liền đi trù phòng rửa chén cố tiểu nhị nhỏ giọng nói ba ba hẳn là sẽ không trách chúng ta a à, cố vô ích lắc đầu sẽ không chỉ là ngươi có ý tốt sao tiểu nhị ngượng ngùng nhưng hắn vẫn là cái học sinh hắn muốn nói lão sư giáo đều sẽ cái này nải nải khả năng lại để cho hắn luyện chữ so với luyện chữ cố tiểu nhị càng muốn lưng mẫn nông nếu không chờ một chút lôi kéo nải nải cùng đi ra cố vô ích suy tư một lát Nói, về sau chúng ta ban đêm lê đất, để nàng không nhưng kéo, ta thấy được. Tiểu Nhị gật đầu, dù sao tivi không có gì đẹp mắt, bên ngoài đen đưa tay không thấy được năm ngón cũng không có gì chơi vui, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiểu bất điểm hiếu kỳ không được, ca ca, các ngươi nói cái gì đó. Miểu Miểu làm sao nghe không được a, à, Cố Vô Ích, ca ca không nói gì. Bồi ca ca học thuộc lòng có được hay không? Tiểu hài gật đầu, Cố Vô Ích ngồi xuống liền để tiểu nhị đem tiểu hài thả hắn trong ngực. Chu thị mang theo thùng nước ra tới nhìn thấy tiểu hài ngồi tại lão đại trên đùi, hài lòng cười, chờ tiểu ca hai đi trường học, tốt thấy tầng lão hán, chu thị liền không nhịn được cùng hắn chia sẻ, đại tiểu tử thật hiểu chuyện, như thế điểm liền biết đau đệ đệ, tầng lão hán, hài tử đáng thương sớm biết lo liệu việc nhà a, chu thị không khỏi nhớ tới hài tử từ nhỏ không có cha không có mẹ, chiếu cố gia gia của bọn hắn còn đi, nhịn không được thở dài một hơi người nói kia hai không có lương tâm chính là không phải chết rồi cha ruột qua đời đều không trở lại tần lão hán lắc đầu ai biết được trâu cùng heo đều cho ăn tốt ta lên lớp đi chu thị gật đầu miễu miễu cùng nải nải cho ăn dê đi tiểu hài mở to hai mắt biểu thị không hiểu chu thị chỉ vào màu trắng dê chính là cái kia tiểu hài mở ra bắp chân hướng dê chạy tới chu thị sợ dê đụng vào hắn vội vàng theo tới đem tiểu hài kéo đến một bên Chu Thị liền làm một chút cành đậu chăn dê trước mặt, sau đó xách ghế đổ dựa vào tường ngồi nhìn xem dê ăn cành đậu, chờ dê ăn động tác chậm lại, Chu Thị liền đi làm một điểm nước, dê ăn uống no đủ, Chu Thị liền đem dê chuyển qua bên cửa trên cây buộc lấy, nàng tại nhà chính bên trong làm công việc cũng có thế trông thấy, miễn cho ném cũng không biết lúc nào rớt, nói trở lại, Chu Thị cần phải làm là mấy cái tiểu hài bông vải áo cộc tay. Mặc dù vải vóc cùng bông không đủ, nhưng nàng một lát cũng làm không tốt, vừa vặn hậu thiên chính là cuối tuần, đến lúc đó lại mua cũng không chậm trễ sự tình. Nguyên bản Chu thị còn lo lắng tiểu hài sẽ náo, dù sao làm quần áo cùng cọ nồi rửa rau không giống, không thể cùng tiểu hài nói chuyện phím, dễ dàng phạm sai lầm lãng phí kim khâu. Ai ngờ tiểu hài không có náo, đợi nàng một kiện áo cộc tay làm tốt, mặt trời lên cao, tiểu hài cũng ghé vào một bên ngủ. Chu thị đừng đề cập đau lòng biết bao, đồ vật đều không thu thập liền đem tiểu hài ôm vào trong ngực. Tần lão hán cầm sách giáo khoa tiến đến, nhịn không được hỏi, làm sao không thả trên giường, bên này có mặt trời. Chu thị cũng sợ hắn ban ngày ngủ nhiều ban đêm khóc trống, miễu miễu, ca ca tan học, đừng ngủ, tiểu hài mở to mắt sửng sốt, chu thị cười hỏi, quên ta là nải nải, tiểu hài nhớ tới, lộ ra khuôn mặt tươi cười, thật không tốt ý tứ lắc đầu tránh né tầm mắt của nàng, chu thị đem hắn để xuống đất, muốn hay không đi tiểu, tiểu hài ngoan ngoãn gật gật đầu. Tần lão hán vội vàng rửa tay một cái đi cho hắn cởi ít, da da giúp ngươi. Đưa đến vườn rau bên cạnh, ở chỗ này nước tiểu, tiểu hài không tin hắn, không khỏi chuyển hướng nải nải, chu thị đem bồn đái lấy tới, chờ hắn nước tiểu tốt, chu thị lại ép lướt nước lẫn vào một chút, đổ vào vườn rau bên trong, tiểu hài tò mò nhìn hắn, chu thị nói, dạng này tưới đồ ăn liền lớn lên. Gia gia ngươi không hiểu, không thể trực tiếp nước tiểu, không phải đồ ăn liền bẩn, tiểu hài ghét bỏ liếc liếc mắt tần lão hán tần lão hán đối đầu quen thuộc khuôn mặt nhỏ thói quen giơ tay lên ý thức được đây là cháu trai không phải nhi tử vội vàng rụt về lại ta đi xem một chút đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử làm sao vẫn chưa trở lại đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử trước kia tan học liền hướng nhà chạy về sau biết lão hai người cũng không thèm để ý bọn hắn tới sớm tối lúc ăn cơm biết về nhà là được cho nên tan học thời điểm nếu là chính gặp phải hai anh em làm bài tập bọn hắn liền sẽ viết xong lại về nhà hôm nay học mới chữ lão sư yêu cầu sao chép mấy lần còn kém cuối cùng một hai lượt tan học hai anh em không tại một cái lớp học lại rất có ăn ý quyết định viết xong lại trở về bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến viết xong không thể quay về đến cửa thôn bị người gọi lại thẩm vấn thẩm vấn bọn hắn người không phải người khác tần phong thân tỷ tần dĩnh nếu là người bên ngoài tiểu ca hai có thể chứa không nghe thấy trước kia tần dĩnh đối với hắn hai liền rất tốt Hiện tại bọn hắn đổi giọng gọi ba ba, Tần Dĩnh chính là bọn hắn thân cô cô, nhất định phải nể tình A. À. Tần Dĩnh tìm bọn hắn cũng không phải bởi vì bọn hắn, mà là vì miểu miểu. Tiểu ca hai cảm thấy đối nhà mình người không có gì có thể giấu giếm, liền đem bọn hắn biết đến toàn nói cho bọn hắn. Tần Dĩnh thấy thực sự hỏi không ra cái gì, liền để hai hài tử cùng với nàng một khối trở về. Nhưng mà trượng phu nàng vương căng bảo không đồng ý, tiểu hài tử dễ lừa gạt lại lừa gạt một chút nói không chừng còn có thế lừa gạt ra chút gì đợi đến nhà nhưng là không còn pháp lắc lư vương căng bảo một tay lôi kéo một cái hỏi tần phong có hay không nói cái kia nữ chính là chỗ nào kêu cái gì họ gì tiểu ca hai không thích hắn trong mắt chất đầy tính toán cùng tiền thế những cái kia tính toán bọn hắn lại ỷ vào người ngoài không biết chân tướng còn trả đũa nhân nhất dạng đồng dạng không thèm để ý hắn lại không thể vờ như không thấy dứt khoát lắc đầu biểu thị không biết Vương Căng Bảo lại hỏi, kệ bên này cũng không có chùa miếu, ở đâu ra lão hòa thượng, cố vô ích nghĩ nhíu mày, ta lại không có đi ra Tân Hải, nào biết được ở đâu ra lão hòa thượng a à, cô phụ muốn biết như vậy, quay đầu hướng nhà phương hướng nhìn lại, trong mắt sáng lên, người hỏi Gia Gia, Gia Gia đến, Vương Căng Bảo nhắm hướng đông nhìn lại, phản xạ có điều kiện buông ra tiểu ca hai, tiểu ca hai vội vàng hướng Tần lão hán chạy tới, Tần lão hán duỗi ra hai tay dìu bọn hắn một cái, đây là thế nào rồi? tiểu ca hai hướng sau lưng nhìn lại cô phụ hỏi chúng ta miễu miễu là chuyện gì xảy ra chúng ta đem biết đến đều nói cho hắn hắn còn không tin quan tâm như vậy người không biết còn tưởng rằng hắn đột nhiên thêm ra một đứa con trai tới tần lão hán không khỏi nhìn một chút khuê nữ con rể hắn thế nào nhanh như vậy liền biết rồi tiếng nói vừa dứt hai vợ chồng cách hắn chỉ có mấy bước xa tần dĩnh nghe thấy nói buổi sáng trên đường đụng phải ta đại nương đại nương nói tần lão hán không khỏi quay đầu hướng đại ca hắn nhà nhìn lại nàng ra đường làm gì khả năng mua cái gì đồ vật đi tần lão hán hỏi ngươi hôm nay lại trên đường phố rồi tần dĩnh gật gật đầu ở nhà cũng không có việc gì đến trên đường bán một chút cũng là kiếm tần lão hán lo lắng hỏi thị trường giám thị những người kia không có tìm ngươi a à? không có tần lão hán yên tâm vậy là tốt rồi về sau sẽ càng ngày càng tốt vương căng bảo lập tức nhịn không được nói cha tốt cũng phải, tần dĩnh dắt hắn một chút, không để hắn nói tiếp, tần lão hán nhìn thấy, sợ người ngoài nghe thấy trò cười, về nhà trước, đến nhà chính bên trong, tần lão hán mới hỏi, chuyện ra sao, tần dĩnh không chút suy nghĩ liền nói, không có việc gì, tần lão hán không khỏi nói, lại không có người ngoài, chúng ta còn có thế chê cười ngươi, nhưng cái này sự tình phải từ trước kia nói lên, trước kia tần lão hán để tần dĩnh cùng tần phong một khối lên thành bên trong lên trung học, bản ý là học thêm chút tri thức tương lai nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn thu xếp vào thôn nhỏ. Tần dĩnh tốt nghiệp trung học chết sống không nguyện ý lại đến, cho rằng trong thành náo cách mạng, cao trung lão sư không tâm tư giáo, lãng phí tiền còn chậm trễ tranh công điểm. Tần phong liền nghĩ không lên cũng được, chờ hắn học xong dạy hắn tỷ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. 77 bảy bảy năm, 19 tuổi tần dĩnh tìm đối tượng, đối phương vẫn là trong thành công nhân, trường học nhỏ dáng dấp cô em vợ giới thiệu. Tần lão hán cùng chu thị cảm thấy không sai, tần dĩnh cho rằng có thế gã đi trong thành cũng không tệ. Tần phong vừa 17 tuổi, lại bởi vì cả ngày không có chính hành, hắn nói nữ hài tử đọc thêm nhiều sách so lấy chồng có bảo hộ, cũng không ai coi lời của hắn là thật. Chu thị ngược lại hỏi hắn, đọc tốt không phải còn phải lấy chồng, trong thôn nữ hài tử không lấy chồng, cả nhà đều sẽ bị đâm cuộc sống, tần phong không cách nào phản bác, bởi vì hắn càng không muốn phụ mẫu cả ngày bị chỉ trỏ. Tần Dĩnh lại vui lòng, ngược lại cho rằng ngăn cản nàng lấy chồng Tần Phong không hiểu chuyện. Tần Phong chỉ có thể tôn trọng, 79 năm Tần Phong đi ở học, Tần Dĩnh sinh một đứa con gái. 81 năm Tần Dĩnh lại sinh một đứa con gái. Lúc này còn không người ý thức được không thích hợp, 83 năm Tần Phong trở về hỏi hắn anh rể, trong thành công chức không phải chỉ có thể sinh một đứa bé, lúc này mới biết được Vương Tăng Bảo cũng là cộng tác viên, cùng không có công việc phổ thông thị dân một cái đãi ngộ chỉ cần giao nổi tiền phạt, đơn vị mới mặc kệ cái này nhiều như vậy, Chu thị cùng Tần lão hán mới ý thức tới bị lừa, để lão hai người sinh khí chính là Tần Dĩnh chuẩn bị muốn đứa bé thứ hai thời điểm liền biết, nàng một mực giúp Vương Căng bảo giấu giếm phụ mẫu cùng đệ đệ, biết chân tướng cùng ngày ban đêm lão hai người một đêm không ngủ, ngày thứ hai lên sắc mặt vàng như nến, hai mắt mang theo huyết sắc, cộng tác viên là thực phẩm xưởng thời điểm bận rộn chiêu người, một khi rảnh rỗi khẳng định sẽ mở trừ bọn hắn hai người này không có thổ địa, lại thất nghiệp nhưng làm sao bây giờ a? À? Lúc này trên đường quản được nghiêm, Tần Phong cũng không dám để tỷ hắn từ chức làm ăn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn ở nhà qua mấy ngày đi. Tỷ hắn tìm ai đi a? Năm ngoái từ nước ngoài trở về, Tần Phong nghe hắn tỷ nâng lên, bởi vì cải cách mở ra tiểu thương tiểu phiến nhiều, thực phẩm xưởng sinh ý không bằng trước đó, cũng không biết ngày nào liền từ chức. Tần Phong liền nhảy lên đằng tỷ hắn, từ chức không làm mình làm lão bản, làm hai đạo con buôn khẳng định không an toàn. Tần Phong liền dạy tỷ hắn làm bánh ngọt bánh mì cầm đi bán, bán nhà mình làm đồ vật hồng tụ chương mặc kệ. Tần Phong sẽ làm bánh ngọt bánh mì vẫn là hắn ngày nghỉ đi tiệm bánh mì làm công cùng người nước ngoài học. Những cái này Tần Phong đều không có cùng phụ mẫu đề cập qua, sợ bọn họ biết đau lòng khó chịu. Cũng may hắn sẽ không làm cơm trưa, trở về hơn nửa năm còn một mực không có lộ tẩy, giúp hắn tỷ đắp nướng phòng, hắn cũng là giải thích từ trên sách học tần dĩnh cho rằng đệ đệ ẩu tả sẽ chỉ đọc sách làm nghiên cứu không hiểu kiếm tiền có bao nhiêu khó tần phong hù dọa nàng lần này lại không nghe hắn về sau đừng về nhà ngoại tần dĩnh bị hù dọa ở vương trăng bảo lại nghĩ nịnh vợ tần phong liền quyết định nghe hắn một lần dặm bánh ga tô bánh mì chủng loại ít bởi vì có thể coi là bên trên người bán hàng tiền lương điện tiền thuê nhà chờ chi tiêu cho nên giá cả cũng không tiện nghi Tần Dĩnh bày quầy bán hàng bán không cần tiền thuê nhà phí, bán sau cung tiêu xả cùng cửa hàng tiện nghi, trên đường lại chỉ có nàng một cái, Tần Phong kết hợp hậu thế ăn vào, hướng bánh mì bên trong thả mức táo, hướng bánh ga tô phía trên điểm nho khô, đối thị dân đến nói phi thường mới mẻ, đến mức năm trước nửa tháng Tần Dĩnh liền đem tiền vốn kiếm được tiền tới, Vương Căng Bảo không thỏa mãn, Tần Phong cho bọn hắn làm nướng phòng phiền phức, nướng thiếu còn chậm hơn, dự định để tần phong giúp bọn hắn mua cái thực phẩm xưởng dụng lớn lò nướng thế nhưng là trước kia những cái kia chuyện cũ để tần dĩnh vô luận như thế nào cũng nói không nên lời tìm đệ đệ đòi tiền muốn cái gì vương căng bảo gặp nàng nửa ngày không lên tiếng liền thay nàng nói tần lão hán chờ hắn nói xong cũng khí cười tần phong nếu là có cái kia tiền không trực tiếp đưa ngươi nhóm một cái lớn lò nướng vương căng bảo nhịn không được nói đắt đi nữa cũng không có tivi tủ lạnh thêm máy giặt quý a tần lão hán nghẹn lời Chu thị muốn mắng người, tiểu ca hai muốn đánh người, Miểu Miểu mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn có thể nghe ra ngữ khí tốt xấu, nhỏ lông mày cau lại, bắt lấy nải nải tay, Chu thị đem hỏa khí đè xuống, Tần Phong không có nhiều tiền như vậy. Ta và ngươi cha có, Vương Căng Bảo con mắt mạnh mẽ sáng, Chu thị, ngươi cho chúng ta đánh cái phiếu nợ, Vương Căng Bảo nụ cười trên mặt ngưng kết, không khỏi nói, chúng ta ai cùng ai a, à. Chu thị, ta và ngươi cha lão ngươi cấp dưỡng lão ngươi nếu là nói chúng ta lão tần phong nuôi nửa năm đi nhà ngươi ở nửa năm ta hiện tại liền lấy cho ngươi tiền vương căn bảo nhà chỉ có ba gian chính phòng một gian thiên phòng cùng một cái tiểu viện đều không có chỗ ngồi cho hắn cha mẹ ở nào có ở không chiếu cố nhạc phụ nhạc mẫu a nào có để con rể dưỡng lão vương căn bảo không nhịn được cô chu thị vậy thì có tiền mẹ vợ cha vợ đòi tiền vương căn bảo lắc đầu lời nói không phải như vậy nói mặc dù không có cho con rể tiền nhưng nếu không phải tiểu dĩnh sớm hạ học, các ngươi cầm cái gì cung cấp tiểu phong đọc cao trung học đại học, đọc đại học còn xuất ngoại. Bằng điểm này các ngươi cũng hẳn là giúp tiểu dĩnh một cái A, chương 12, tiến sĩ đánh người, lão hai người nhìn nhau, hắn nói gì thế, từng chữ đều có thể nghe hiểu. Thế nào hợp lại cùng nhau cũng không phải là tiếng người nữa nha. Tần dĩnh kéo một cái trượng phu, ngươi nói mò cái gì, ta lại không có nói sai. Vương Căng bảo lẽ thẳng khí hùng, chu thị bật thốt lên mắng to ngươi đánh rắm vương căng bảo cau mày hô nương ta không phải mẹ ngươi vương căng bảo nghẹn một chút vậy ta đi tìm tần phong ngươi dám chu thị cuống quyết nói ta đến tìm ta làm gì một nhà lão tiểu nhìn ra ngoài tần phong đã đến viện bên trong tần lão hán vô ý thức đứng dậy lúc nào đến các ngươi cãi nhau thời điểm tần phong nhìn về phía tỷ phu hắn ta nếu là không nghe lầm Ngươi ý tứ ta có thể lên đại học là bởi vì tỷ đem đi học cơ hội nhường cho ta. Vương Căng Bảo gật đầu, tiểu dĩnh đều nói với ta, nàng lúc trước hạ học cũng là bởi vì trong nhà làm việc người ít, công điểm ít, ngươi ăn lại nhiều. Tần Phong đi lên chính là một quyền. Tần Phong, Tiểu Phong, Tần Dĩnh cùng tạ lão hán kinh hô, Chu Thị ôm lấy miễu miễu cúng quyết đứng dậy. Tần Phong ngoảnh mặt làm ngơ, không đợi Vương Căng Bảo kịp phản ứng, dắt cổ áo của hắn giống túng giống như chó chết kéo tới trong viện hướng trên mặt lại là một quyền ngay sau đó nâng lên đầu gối hướng hắn phần bụng chính là một chút tần dĩnh cùng ra tới liền kéo tần phong tiểu ca hai nhìn nhau ông lấy tần dĩnh cánh tay tần dĩnh không khỏi nói đừng kéo ta nhanh đi kéo tần phong da da cố vô ích hướng tần lão hán hô tần lão hán vô ý thức tới cố vô ích cùng đệ đệ ăn ý mười phần dùng sức đem tần dĩnh giao cho tần lão hán sau đó hai huynh đệ chạy tới đổ ập xuống liền hướng vương căng bảo trên thân đạp đánh bắt kéo cào, cực giống hung ác lũ sói con, tần dĩnh không dám tin, các ngươi làm gì, giúp ngươi giáo huấn không muốn mặt nam nhân. Tần phong liếc liếc mắt tỉ hắn, hài tử đều so ngươi hiểu chuyện, tần dĩnh như bị người định trụ, không nhúc nhích, tần phong cảm giác được tay đau liền buông ra vương căng bảo, hướng bụng hắn bên trên một chân, bịch một tiếng, đem người đạp đến vườn rau bên trong, ta đồ ăn. Chu thị không khỏi hô to. Tiểu ca hai quay đầu nhìn lại nải nải một mặt lo lắng, quay đầu hướng vương căng bảo trên thân lại là một chân, không hiểu chuyện lão tiểu tử, cũng không biết nhìn địa phương đổ, tần phong giữ chặt hai người bọn họ, đủ rồi, đủ rồi, lại đánh liền đánh phế, tiểu ca hai nghe lời lui lại, vương căng bảo biểu lộ đau khổ lại ngây ngốc, khóe miệng còn có máu, đến mức nguyên bản coi như thanh tú mặt lúc này đặc biệt đặc sắc, tần phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đem ta trước khi vào cửa cùng cha mẹ nói lời lặp lại lần nữa. Vương Căng Bảo lấy lại tinh thần, kéo cổ họng ra lung rống, ngươi dám đánh ta, Tần Phong nhấc chân, Vương Căng Bảo lập tức dọa thành cháu trai, Tần Dĩnh hướng trượng phu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hắn này tấm không có tiền đồ bộ dáng. Nhưng tưởng tượng hắn là hai hài tử cha, lại nhịn không được đau lòng tới đỡ hắn, Vương Căng Bảo không chút suy nghĩ liền vung tay, Tần Dĩnh tay bị đánh vào trên mặt đất, nháy mắt liền đỏ. Tần Phong hướng tỷ phu hắn trên cánh tay chính là một chân, Vương Căng Bảo gầm thét, ngươi không xong rồi. Thật sự cho rằng ta không dám đánh trả, hướng tỷ ta xin lỗi. Tần Phong không quá mức biểu lộ mà nói, Vương Căng Bảo nghi hoặc không hiểu, hắn đạo cái gì xin lỗi a, à? hắn lại không có làm cái gì, Tần Lão Hán cũng nhịn không được thương hại hắn, tiểu dĩnh đỡ ngươi, ngươi vung đi nàng tay, tiểu dĩnh tay đều đỏ, Vương Căng Bảo hướng nàng nhìn sang, trên mu bàn tay là đỏ một mảnh nhưng nếu là chờ một lát nữa, khi dấu đỏ liền biến mất, chẳng phải đỏ một điểm, tần lão hán lập tức lười nhác thương hại hắn, tần phong ma quyền sát trưởng, vương căn bảo cúng quyết nói, thật xin lỗi, tần phong lạnh lùng hỏi, nói xin lỗi ta, vương căn bảo bị hắn dọa đến hô hấp cứng lại, không thể không chuyển hướng tần dĩnh, tiểu dĩnh, thật xin lỗi, ta vừa rồi trên thân quá đau đau hồ đồ, không biết là ngươi, tần dĩnh không để trong lòng, chuyển hướng nàng đệ, tính rồi, tần phong, cha mẹ không phải cha mẹ của ngươi. Ngươi liền từ lấy hắn hồ liệt đâu, ta nghĩ khuyên hắn, ngươi, ngươi liền trở lại. Tần dĩnh nhìn một chút cha mẹ, nghĩ nghĩ, nói thật, ta hiểu rõ cha ta nương, biết bọn hắn không có khả năng cho hắn tiền. Tần phong khí cười, cho nên ngươi liền để cha mẹ làm người xấu, ngươi làm người tốt. Hắn là ai nam nhân, tần dĩnh mặt đỏ bừng đỏ bừng, ra chuyện gì rồi? Có lời gì không thể thật tốt nói quen thuộc lại đáng ghét thanh âm từ phía sau vang lên. Tần Phong không quay đầu lại cũng biết là hắn cái kia thích cười trên nỗi đau của người khác đại nương. Ao ước sao? Tần Phong chậm rãi xoay người. Ao ước ta không ngại để ngươi cũng nếm thử. Tiền thị ngoài mạnh trong yếu. Ngươi dám, đại tiểu tử, đi lấy sẻn. Cố vô ích lập tức đi tìm sẻn. Tiền thị dọa đến rụt về lại. Tần Phong không có tiếp sẻn. Chỉ vào góc tường, đi qua. Nàng vừa lộ đầu ngươi liền cho ta hướng xuống đập. Chụp chết coi như ta. Cố tiểu nhị không khỏi nói, coi như ta. Ba ba, ta nhỏ tuổi, chụp chết người cũng là đi trường dạy nghề. Tần phong mi tâm mạnh mẽ nhảy, cao mày bắt hắn lại, đè lại cái đầu nhỏ của hắn chuyển hướng mình. Ai nói với ngươi tiểu hài tử chụp chết người đi trường dạy nghề. Cố tiểu nhị sắc mặt khẽ biến, khoảng phải tìm ca cầu cứu, làm sao xử lý. Sẽ không bị nhìn ra hắn trong ngoài không đồng nhất đi. Cố vô ích, nghe trong xưởng người nói, tần phong chuyển hướng hắn, thiếu nghe trong xưởng những người kia hồ liệt liệt. Cố tiểu nhị thở dài một hơi, biết rõ còn cố hỏi, không phải sao. Tần Phong nhắm hướng đông vừa nhìn đi, nàng đầu kia mạng già không đáng ngươi đi trường dạy nghề. Cố tiểu nhị một điểm không ngoài ý muốn hắn nói như vậy, ta biết. Cướp đi sắt chạy đến chân tường dưới, hướng trên tường đất dùng sức vỗ một cái, sát vách truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Cố tiểu nhị nhịn không được nhếch miệng cười, tần phong lộ ra ý cười, chuyển hướng tỷ phu hắn, Tần Phong khóe miệng phải ý cười không còn sót lại chút gì, ta vừa rồi chỉ nghe được một nửa, nói một chút cụ thể bởi vì cái gì đi, Tần Lão Hán, ta nói đi, từ đầu thôn nhìn thấy con rể bắt đầu nói lên, một mực nói đến Tần Phong trở về, Tần Phong nhìn xem tỷ hắn, ta dạy cho ngươi bán bánh ga tô bánh mì còn bán sai rồi, Tần Dĩnh vô ý thức lắc đầu, Tần Phong tin tưởng nàng ngay từ đầu không nghĩ tới tìm hắn cùng cha mẹ đòi tiền, tỷ hắn trung thực lại hiếu thuận, hắn không ở nhà những năm này, cha mẹ áo len mũ đều là chính nàng mua tuyến dệt. Ngày mùa thời điểm còn mời giả trở về hỗ trợ thu lương thực, đáng tiếc bị vương căng bảo cái miệng đó tấm kia tiểu bạch kiểm mê ván đầu, tình nguyện tin tưởng hắn chuyện ma quỷ cũng không muốn tin tưởng tần phong lời hay, nếu không phải hắn trở về kịp thời, tỷ hắn giờ này khắc này 10 phần 8, chính sẽ cùng vương căng bảo đồng dạng cho rằng cha mẹ bất công, thiếu nàng rất nhiều, hẳn là cho nàng tiền, tần phong, vậy ta hỏi ngươi, khôi phục thi đại học năm đó, ta có hay không nói qua cùng vương căn bảo từ hôn, ta cho ngươi học bù, ngươi cũng hạ tràng thử xem, tần dĩnh thành thành thật thật gật đầu, ngươi nói ngươi không được, kiểm tra cũng là bạch kiểm tra. Bảy tám năm dặm trung chuyên bắt đầu chiêu sinh, ta có hay không đã nói với ngươi mua cho ngươi sách tham khảo, ngươi thử xem trung chuyên, trung chuyên tốt nghiệp lại sinh hài tử cũng không muộn, tần dĩnh lần nữa gật đầu, tần phong, vậy ngươi có biết hay không ta cao trung liền lên một năm, chỉ so với ngươi nhiều hơn một năm, có thể thi đậu đại học là bởi vì cố lão cho ta học bù, Tần Dĩnh không mặt mũi nhìn hắn, Tần Phong nhưng không có bởi vậy bỏ qua nàng, có biết hay không ta lên đại học không muốn học phí, trường học còn cho phụ cấp, không riêng cho nhà tỉnh lương thực, đến học kỳ mạc còn tích lũy không ít tiền. Ta ra ngoài du học cũng tất cả đều là chi phí chung, Tần Dĩnh liên tục gật đầu, Tần Phong, Vương Căng Bảo nói cha mẹ bất công, thiếu ngươi, thiếu ngươi cái gì rồi, hắn không biết nói chuyện, ngươi đừng nghe hắn. Tần Dĩnh nhịn không được nói, Tần Phong nhìn về phía Vương Căng Bảo, vậy hắn vì cái gì nói như vậy, hắn hiểu lầm. Ý của ta là nhà ta cần người tranh công điểm, ta lại vừa vặn không muốn lên, cho nên mới không có tiếp tục bên trên. Tần Phong không tin, đoán chừng tỷ hắn nhìn hắn có tiền đồ, hoặc là sinh hoạt không như ý thời điểm thuận miệng phàn nàn qua vài câu. Muốn nói thật đố kỵ hận hắn, tuyệt đối không thế, liên quan tới điểm ấy Tần Phong không nghĩ truy vấn ngọn nguồn không hy vọng hắn cha mẹ càng thương tâm thất vọng liền hỏi vương căng bảo không có điếc a à, vương căng bảo không có điếc cũng không có nghĩ đến luôn luôn nhìn không dễ chọc cậu em vợ thật không dễ chọc một điểm không giống đọc mấy chục năm sách con mọc sách ta không tin ngươi xuất ngoại cha mẹ không cho ngươi tiền nhỏ giọng thầm thì nói tần lão hán nhất thời cũng muốn đạp hắn chu thị ngoại quốc tiền đắt như vậy ta và ngươi cha bớt ăn bớt mặt nửa đời người tiền kiếm được không đủ tiểu phong ra ngoài một tháng hoa đều cho hắn lại có cái gì dùng, các ngươi không cho. Vương Căng Bảo không tin, Tần Lão Hán, cho. Tám ba năm Tiểu Phong trở về không riêng còn cho ta, lại cho thêm chúng ta một trăm khối ngoại quốc tiền. Vương Căng Bảo đột nhiên chuyển hướng hắn, Tần Lão Hán nói, liền đặt trong ngân hàng tồn lấy, ta liền không cho ngươi. Vương Căng Bảo thần sắc giận dữ, Tần Phong hướng phía trước dời nửa bước, Vương Căng Bảo nháy mắt biến thành cháu trai hình dáng. Tần Phong, xem ở ngươi là ta cháu gái cha phân thượng, vay tiền là không thể nào cho ngươi mượn nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi một câu có năng lực liền đi phương nam bán buôn mùa xuân quần áo đến trên đường bán bị người lấy đi làm sao xử lý vương Căng bảo thốt ra tần phong lành lạnh nói kia là ngươi không có bản lĩnh nhìn về phía tỷ hắn tốt nếu là hắn dám động ngươi một đầu ngón tay lập tức ly hôn hai hài tử cũng mang về hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía tần phong một cái sau một cái không dám tin Tần Phong cũng không phải là nói đùa, cũng không phải hù dọa tỷ hắn. Năm đó tỷ hắn cùng Vương Căng Bảo ra mắt thời điểm, hắn muốn theo tới. Hắn cha mẹ không phải nói không có cậu em vợ đi qua đạo lý. Về sau hắn nhảy lên đằng tỷ hắn đem người gọi trở về ăn một bữa cơm. Tần Phong đã cảm thấy tỷ phu hắn giống tiểu nhân. Nhưng khi đó hắn còn chưa trưởng thành ngoài miệng không lông làm việc không vững, không ai tin hắn. Mẹ hắn càng là giải thích, Vương Căng Bảo so cha hắn lúc tuổi còn trẻ đẹp mắt nhiều căn bản không nghĩ tới thế đạo biến, trong thành sáo lộ nhiều, Tần Phong suy nghĩ dù sao không có kết hôn, hết thảy còn kịp, nhưng mà hắn vừa tới thủ đô liền tiếp vào cha hắn tin, vương gia thúc gấp, dự định vào tháng 5 đem hôn sự lo liệu, Tần Phong hoài nghi vương căn bảo nhìn ra hắn bất mãn, sợ thời gian dài tỷ hắn bay. Hắn lúc ấy cũng muốn trở về đại náo, nhưng tưởng tượng tỷ hắn yêu đương não, hắn cũng không có thời gian cùng với nàng đánh đánh lâu dài, làm cho hai người bọn họ cả đời không qua lại với nhau cũng chưa chắc có thể đem người khuyên trở về, nàng lại trẻ tuổi thua được, liền đợi đến nàng đụng nam tường, ba năm trước đây từ nước ngoài trở về, trừ lo lắng cha mẹ, chủ yếu là nhìn hắn tỷ trôi qua có được hay không, biết được vương căng bảo là cái cộng tác viên, tần phong liền ám chỉ tỷ hắn kịp thời dừng tổn hại, nhưng mà tỷ hắn trang không nghe ra tới, hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội, tần phong tự nhiên không thể bỏ qua, ta nói thật nuôi không nổi ta giúp ngươi nuôi dù sao ba cái cũng là nuôi năm cái cũng là thả nói mò cái gì đâu chu thị khi hắn nói nói nhảm ta không mù nói tần phong nhìn về phía cha hắn từ vừa mới bắt đầu ta liền không coi trọng nếu không phải sợ ngươi cầm cái chổi đánh ta cầm xẻng đập ta hai người bọn họ lúc trước đừng nghĩ thuận thuận lợi lợi kết hôn chu thị lập tức không dám nhận hắn ăn nói linh tinh tần lão hán không khỏi đánh giá đến nghi tử không giống lâm thời khởi ý cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc tần dĩnh kinh ngạc đến ngay người nàng một mực biết đệ đệ đối vương căn bảo không hài lòng vẫn cho rằng đệ đệ ánh mắt cao hợp lấy tất cả đều là nàng tự cho là vương căn bảo cũng biết tần phong không thích hắn coi là tần phong người đọc sách quá thanh cao cả một đời xuôi gió xuôi nước không có bị khổ không hiểu tiểu thị dân gian nan trong lúc nhất thời bốn người đều tắt tiếng miễu miễu bị quá yên tĩnh có thể xưng bầu không khí ngột ngạt làm cho rất bất an, ba ba, tần phong đi qua tiếp nhận hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, miễu miễu không sợ, ba ba không phải xông ngươi, cố vô ích giữ chặt tiểu hài một cái tay cho hắn ấm áp, cố tiểu nhị khiên sẻn tới, đề phòng vương căng bảo thẹn quá hóa giận, thừa dịp ba ba ôm lấy miễu miễu phân, thân thiếu phương pháp thời điểm hướng hắn xuống tay, tần phong đưa ra một cái tay đè lại cố tiểu nhị cái đầu nhỏ, cha ngươi ta một cái tay cũng có thể đánh thắng hắn nhìn một chút vương căng bảo, ngươi cùng ta tỷ kết hôn nhiều năm như vậy tồn tiền về ngươi, ta cho ngươi đóng nướng phòng cũng về ngươi. Chúng ta chỉ cần hai hài tử, tránh khỏi về sau có mẹ kế có hậu cha. Ngươi không có hài tử, cũng đúng lúc có thể tìm nữ nhân cho ngươi sinh nhi tử, vương căng bảo miệng giật giật, hồi lâu cũng không có biệt xuất một câu, bởi vì hắn bất lực phản bác, vương căng bảo yêu tiền, cũng không bỏ được cái kia kiếm tiền nướng phòng ngược lại là hai khuê nữ hắn bỏ được, càng muốn hơn con trai. Tần Phong tựa như bụng hắn bên trong dung đũa, Vương Căng Bảo đối đầu Tần Phong khí định thần nhàn dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy bối rối lại sợ hãi, thân thể không tự chủ run rẩy. Tần Dĩnh hai cánh tay viện hắn, Tiểu Phong, nhìn đem ngươi anh rể bị hù. Lại nói bậy ta coi như sinh khí, ngươi xác định hắn là bị hù. Tần Phong khóe miệng hơi câu, Tuấn Mỹ mặt em bé bên trên nhiều ba phần tà tính bảy phần trào phúng. Vương Căng Bảo không khỏi hướng Tần Dĩnh dựa sát vào nhau. Tại Chu Thị cùng Tần Lão Hán xem ra khuê nữ cùng con rể tình cảm mười phần không sai, đời này cũng không thể ly hôn. Tần Phong đột nhiên để Tần Dĩnh ly hôn, coi là thật hù dọa Vương Căng Bảo. Tại trong thôn này, hoặc là nói ở niên đại này, mười cái ly hôn nữ nhân chính cái hướng xuống tìm. Chu Thị cũng không hy vọng hai cái ngoại tôn nữ không có cha, ăn cơm trước đi. Không đợi Tần Phong mở miệng, đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử buổi chiều còn phải đi học. Đại tiểu tử lo lắng nói, buổi chiều khóa không trọng yếu, không đi cũng không có việc gì, Chu thị nghẹn một chút, Nhìn không được trừng hắn, Cố tiểu nhị gật đầu, nãy nãy, ta không đói, Chu thị muốn đánh hài tử, bình thường như vậy hiểu chuyện, lúc này làm sao như thế không nghe lời a, à. thấy được nàng nhi tử, Chu thị ngộ, hắn không có lên tiếng, Tần Phong, các ngươi không đói miểu miểu cũng nên đói, Tần Phong biết hôn nhân đại sự gấp không được, nhất là còn liên lụy đến hai cháu gái tỷ hắn cùng vương căn bảo cũng không có lớn mâu thuẫn vậy liền ăn cơm chu thị thở dài một hơi dắt lấy nhi tử hướng nhà chính đi lão đầu tử nhanh xới cơm tần phong dở khóc dở cười ta còn không có rửa tay chu thị ngươi ngồi mẹ đi cho ngươi bưng nước đến viện bên trong liền cho khuê nữ cùng con rể nháy mắt nhanh đi múc nước ta cầm chén đũa vương căn bảo không khỏi nói thầm dựa vào cái gì nào có anh rể hầu hạ cậu em vợ đạo lý trên thân không thương vẫn là muốn cùng ta ly hôn, vương căng bảo không khỏi liếc nàng một cái, nói cái gì đó. Nàng thế nhưng là tần phong tỷ tỷ, với ai cách cũng không thể cùng với nàng cách, người khác muốn kiếm tiền nghỉ điên đều không có đường, tần phong tùy tiện đóng cái căn phòng nhỏ liền có thể bánh mì nướng. Hắn vừa mới nói lên đi phương Nam nhập hàng, hắn cũng nghe trong xưởng đồng sự nói qua, trên đường bán những cái kia quần áo đẹp chính là đi phương Nam tiến, đáng tiếc bọn hắn cũng không biết đi chỗ nào tiến tần phong có thế nhẹ nhàng nói ra khẳng định biết làm sao nhập hàng nói không chừng còn biết khác nếu là hắn cùng tần dĩnh ly hôn những cái kia kiếm tiền môn đạo coi như tiện nghi người khác ngươi còn do dự ngươi thật muốn tần dĩnh không dám tin kêu sợ hãi vương căng bảo thu hồi suy nghĩ gạt ra một tia cười không có sự tình hoạt động một chút gân cốt linh kiện còn có thể sử dụng lập tức đi tìm bồn rửa mặt ta không hiểu chuyện miệng ta tiện hẳn là ép một điểm nước lạnh, lại đi trù phòng làm một điểm nước nóng liền bưng đi nhà chính mời Tần Phong rửa tay. Tần Phong càng thêm chướng mắt hắn, nghệ hắn liếc mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem cái này chậu nước dội trên mặt ta. Chương 13, đưa nuôi, vương căng bảo run sợ run một chút, hắn tại sao lại biết a? À? chẳng lẽ là bởi vì hắn ra nước ngoài học thấy việc đời nhiều, thế nhưng là người ta không phải càng đọc sách càng ngốc sao, bởi vì cả ngày tại cái kia cái gì trong tháp đợi, không tiếp xúc qua người ngoài, tâm tư đơn thuần, hắn cái này cậu em vợ làm sao cùng người khác không giống a à? tần lão hán không khỏi hỏi ngươi thật đúng là nghĩ cách thế nào vương căn bảo lập tức không dám suy nghĩ lung tung làm sao có thể cho ta cái lá gan cũng không dám cha ta vừa mới nói đều là nói nhảm không phải khí các ngươi bất công là bị nhà chúng ta chung quanh láng giềng tức giận bọn hắn nhìn một chút tần phong gặp hắn chỉ lo cho tiểu hài rửa tay đánh bạo nói không bằng ta cùng tiểu dĩnh có tiền vốn cũng không bằng nhà ta tiểu phong có bản lĩnh có thể kiếm so với chúng ta hơn rất nhiều còn gặp một lần lấy ta liền ép buộc chúng ta chỉ có thể làm buôn bán nhỏ tần dĩnh bưng bánh bao tiến đến ngươi lại nói mò cái gì tần phong khẽ cười một tiếng hắn nói ta liền tin ta cũng không phải không có đầu óc năm ngoái đi nhà ngươi đóng nướng phòng thời điểm nhà ngươi láng giềng cái dạng gì ta không biết vương căn bảo gạt ra cười ngưng kết làm sao đem cái này sự tình quên a à? Hơn nửa tháng trước Tần Phong đi cửa hàng bách hóa mua đồ, còn đi qua nhà hắn một lần, mặc dù chỉ là cho bọn hắn nhà đưa trứng gà. Nhưng ngày đó vừa vặn cuối tuần, thời tiết còn tốt, láng giềng láng giềng nhiều ở bên ngoài phơi nắng tán gẫu đại sơn. Tần Phong cho miễu miễu lau lau tay, để hai đại nhi tử rửa tay, vương căng bảo, Chu thị bước chân dừng lại, gọi anh rể. Trừng liếc mắt Tần Phong mới cầm chén đổ thả trên bàn, Tần Phong cười tủm tỉm nhìn xem vương căng bảo, ngươi xứng sao? Vương Căng Bảo sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, mẹ, ta cùng Tiểu Phong cũng không có kém mấy tuổi, gọi cái gì đều được. Chu Thị hô hấp dừng lại một chút, liếc hắn một cái đều cảm thấy cách ứng, trước kia làm sao liền không có phát hiện hắn như thế, không biết xấu hổ như vậy xương cốt mềm a. À. Tần lão hán lông mày cau lại, không biết xấu hổ như vậy, hắn là còn muốn vay tiền không thành, cái này tiền tuyệt không thể cấp cho hắn. Tần phong tiền lương cao, xe mới thử xe thành công hắn còn có tiền thưởng, một người là đủ nuôi sống cái này cả một nhà. Hắn cũng có tiền lương, chỉ cần không phát sinh thiên tai nhân họa, hắn tồn ngân hàng điểm kia tiền đời này đều không cần đến. Điểm ấy Vương Căng Bảo khẳng định cũng biết, quay đầu đem tiền cấp cho Vương Căng Bảo, Vương Căng Bảo muốn nói hắn phải dùng, hoặc là không có tiền trả, hắn cũng không thể bức khuê nữ đi. Vậy cái này tiền 10 phần 8, chín bánh bao thịt đánh chó có đi không về, nói đi thì nói lại, Vương Căng Bảo nếu là cái tốt, hắn đều có thể không muốn cái này tiền, nhưng hắn Tần Phong vừa rồi nâng lên ly hôn, hắn thế mà cũng không tức giận, không chừng hôm nay mượn tiền, hắn ngày mai liền có thể cùng Tần Dĩnh ly hôn. Tần Lão Hán không khách khí nói, ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không đem tiền cho ngươi mượn. A, à, Vương Căng bảo dọa đến cuốn quyết nhìn một chút Tần Phong, gặp hắn không có sinh khí, âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Ta biết kia là cha mẹ thật vất vả tích lũy, vừa rồi thật sự là khó thở không lựa lời nói, thật không có nghĩ tới tìm nhị lão vay tiền, Tần Phong gật đầu, chỉ là nhớ tiền lương của ta. Dù sao ta đều có tiền cho người khác nuôi hài tử, đúng không? Vương Căng Bảo trong lòng rung lên, không khỏi nhìn cố vô ích cùng cố thanh cùng huynh đệ hai người đủ trừng mắt, như cái nhỏ hung thú, không có sự tình. Kỳ thật ta muốn mua lớn lò nướng là hy vọng tiểu dĩnh có thế dễ dàng một chút, lớn lò nướng dùng điện, không cần suốt ngày nhìn chăm chầm lửa. Vương Căng Bảo dừng một chút, Chân Thành nói, không dối gạt các ngươi nói, ta cảm thấy bán mì bao không bằng bán khác kiếm tiền. Tần Phong không khách khí nói, ngươi biết cái rắm. Vương Căng Bảo nghẹn một chút, hô hấp không khoái. Tần Dĩnh rất không cao hứng, đệ đệ của nàng thật muốn cùng với nàng đoạn hướng không thành, như thế không cho tỷ phu hắn mặt mũi. Tiểu Phong, tỷ phu ngươi nói đều là lời nói thật. Tần Dĩnh nói chuyện, nhịn không được cho cha mẹ nháy mắt, Chu thị cùng Tần lão hán đồng thời cúi đầu. Dĩ vãng người ta nói, gã đi khuê nữ dội ra ngoài, bọn hắn thế mà còn không tin. Tần Dĩnh chán nản, chuyển hướng nàng đệ. Tần Phong Trang không nhìn thấy, nhìn chầm chầm Vương Căng Bảo hỏi, tính qua chi phí sao? Vương Căng Bảo bị hỏi hồ đồ, cố vô ích nhìn không được, cha ta ý tứ, ngươi tính qua ngươi nghĩ bán đồ vật cùng bánh ga tô bánh mì chi phí sao? Liền cho rằng bán mì bao bánh ga tô không kiếm tiền. Vương Căng Bảo tiểu học cùng sơ trung đều là hỗn tốt nghiệp, hắn sẽ tính cái quỹ chi phí. Nếu không phải gặp phải khắp nơi náo cách mạng, chính thành chính học sinh đều không tâm tư học tập, vương căn bảo tri thức dự trữ cùng người đồng lứa không sai biệt lắm, hiển không ra hắn không tiến bộ, hắn đừng nghĩ thuận thuận lợi lợi đem tần dĩnh lừa gạt về nhà, tần dĩnh bán bánh mì cùng bánh gato đều là tần phong tính xong cho nàng định giá, vì thế trả lại cho nàng mua lớn nhỏ ba cái cái cân, lưu nàng xưng nho khô quả nhân những vật nhỏ kia, cái này cũng dẫn đến vương Căng bảo coi là làm ăn rất đơn giản đồ vật làm tốt lấy ra đi bán liền thành. Căn bản không biết vẻn vẹn Tần Phong đóng cái kia nhỏ nướng phòng liền có thể làm khó 80% thậm chí 90% muốn làm bánh mì sinh ý người. Vương Căn Bảo không đáp lại được, không khỏi nhìn Tần Dĩnh, còn phải tính chi phí. Tần Dĩnh im lặng, Chu thị nhịn không được nói, cũng cho ngươi còn tại thực phẩm xưởng đi làm. Vương Căn Bảo, nương không biết, xưởng chúng ta rất lớn, trừ sinh sản xưởng còn có đóng gói xưởng, còn có vận chuyển, còn có. Chu thị lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi, kia từng cái bánh mì giá cả thế nào định, vương căn bảo không chút suy nghĩ liền nói, theo lớn nhỏ trọng lượng bao nhiêu định còn sót lại lại nói không ra, thần sắc cũng dị thường xấu hổ, tần lão hán hỏi, ngươi tại thực phẩm xưởng có 10 năm đi, vương căn bảo không chút do dự gật đầu, tần phong cười lạnh thành tiếng, cười vương căn bảo lá gan rung động em vợ hắn sẽ không lại biết đi, lão hai người chuyển hướng tần phong, hắn lại thế nào a à hắn, tần phong, cùng ta tỉ ra mắt hai tháng trước mới đi thực phẩm xưởng hư mười năm còn tạm được vương căng bảo sắc mặt khẽ biến có xấu hổ có chột dạ còn có sợ hãi sau đó nhớ tới cái gì đến tìm tần dĩnh tần dĩnh vô ý thức lắc đầu không phải nàng nói tần phong xùy một tiếng tỉ ta cũng không dám nói cho chúng ta biết ngươi là cộng tác viên dám cùng chúng ta nói ngươi có công việc người ta mới nguyện ý giới thiệu cho ngươi đối tượng vương căng bảo miệng giật giật thật lâu không có biệt xuất một chữ cùng táo bón giống như Cố vô ích vui, lừa gạt người chết không đền mạng hắn cũng có hôm nay a? À. Có phải là hiếu kỳ cha ta làm sao cái gì đều biết? Vương căng bảo rất muốn gật đầu, lại không cam tâm, không khỏi liếc liếc mắt Tần Phong. Tần Phong nhìn hắn liền phiền, cúi đầu cho Miểu Miểu tách ra một điểm mang da bánh bao, sau đó đào nửa muôi hạt vừng muối, gói kỹ mới đưa cho hắn. Cố Tiểu Nhị cười hì hì nói: Bởi vì cha ta thông minh a, à, ngươi nhãn châu xoay động, là hắn biết ngươi kìm nén cái gì xấu. Lời này muốn đặt trước kia Vương Căng Bảo phải về một câu khoác lát không cần lên thuế. Hôm nay Vương Căng Bảo một chữ không dám nói, nhiều lời nhiều sai. Tần Phong nhìn về phía tỷ hắn, trên đường bán phục sức không nhiều, bất luận các ngươi làm quần áo vẫn là tiểu sức phẩm đều có thể kiếm được tiền. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi chỉ có hai khuê nữ, hắn đâu, vẫn muốn nhi tử, liếc liếc mắt Vương Căng Bảo, có tiền coi như không cùng ngươi ly hôn, cũng có khả năng vụn trộn nuôi nhị phòng, khục, phốt. Một nhà lão tiểu, trừ cái gì cũng đều không hiểu miểu miểu toàn bị nghẹn, tiểu hài nghi nghi hoặc không hiểu xem bọn hắn, lại chuyển hướng ba ba, Tần Phong đem hắn cái đầu nhỏ theo trở về, ăn ngươi, đừng để ý tới bọn hắn. Quét một vòng người nhà hiếm thấy nhiều quái, cầm cái bánh bao, Tần Phong bình tĩnh cắn một cái, Chu Thị không để ý tới lau miệng, đè lại hắn tay, vừa rồi nói cái gì, Tần Phong, hỏi ngươi khuê nữ con rể, vương căng bảo lấy lại tinh thần vội vàng cam đoan biện giải cho mình không có sự tình ta ta nếu là có cái kia tâm liền liền trời đánh ngủ lôi ta cũng không nói hiện tại tần phong nghệ hắn liếc mắt vương căng bảo hô hấp cứng lại vậy vậy cũng không có vây ta ta làm loạn a tần phong hướng tỷ hắn nhìn lại ta đây là dự phòng châm chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng lớn không được liền ly hôn lão hai người cùng tiểu phu thê đồng thời thở dài một hơi Nguyên lai hay là bởi vì hy vọng hai người bọn họ ly hôn cố ý nói a? À? Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lo lắng nói, mọi thứ không có tuyệt đối, lòng người dễ biến. Bốn người tâm lại nhất đến cổ họng, Tần Dĩnh muốn nói cái gì, lại sợ cái nào chịu nói sai tổn thương Vương căng Bảo Tâm, do dự một hồi lâu, cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm. Tiểu Ca hai gặp nàng cái bộ dáng này rất thất vọng, làm sao tốt như vậy lại không phân a? À? Ba ba còn có thế hại nàng hay sao? nàng thế nhưng là ba ba thân tỷ duy nhất tỷ tỷ cố vô ích ngẫm lại lão hai người coi bọn họ là cháu trai ruột đau hôm qua thuận miệng nói một câu cho bọn hắn làm áo cộc tay hôm nay liền tay làm rất không hy vọng bọn hắn lại vì tần dĩnh sự tình sầu bạch đầu cố vô ích liếc nhìn vương căn bảo khoác lát ai cũng sẽ nói chúng ta bên kia công chức gia chúc viện một cái đại nương cũng đã nói nam nhân có tiền liền xấu đi vương căn bảo nhíu mày ngươi biết cái gì ta làm sao không hiểu rồi ta cũng là nam nhân. Cố vô ích tưởng ngực, khục, lão hai người lại bị nghẹn, vương căng bảo nghẹn có miệng khó trả lời, tần phong nín cười gật đầu, cố vô ích xem xét hắn lão tử duy trì, lớn mật nói tiếp, cô cô, nhà các ngươi ai quản tiền a? À? Tiền nếu là tồn ngân hàng tồn tên ai a? À? Tần dĩnh không khỏi nhìn vương căng bảo, cố tiểu nhị hiểu, không thể làm như vậy được. Nhà ta đều là nãi nãi quản tiền, đúng. Gia gia ngươi có chút tiền sẽ đốt tiền đây chu thị lập tức nhịn không được hát đệm vương căng bảo há miệng muốn nói nhưng mà ngẩng đầu nhìn đến đối diện cậu em vợ lập tức đem giảo biện lời giải thích nuốt trở về ta trở về liền đem tiền giao cho tiểu dĩnh ai cầm không giống a à? tần dĩnh nhịn không được mở miệng tần phong liếc nàng liếc mắt tần dĩnh dọa đến cúi đầu vương căng bảo lập tức nói ngươi đều nói ai cầm đều như thế vậy thì ngươi thu đi ngươi thận trọng tần dĩnh ngẩng đầu muốn nói lại thôi vương căng bảo lắc đầu liên tục có lời gì chúng ta về nhà lại nói tần dĩnh xem hiểu cười nói cũng đúng tiểu phong ngươi công việc mệt mỏi ăn nhiều thức ăn một chút cho hắn kẹp một điểm đồ ăn tần phong rất không nể mặt mũi cầm chén dời tần dĩnh lúng túng tay cứng đờ tần lão hán cầm chén đưa tới cho ta tùy theo nhịn không được nhìn một chút nhi tử không sai biệt lắm được tần phong cũng không nghĩ làm cho người một nhà đều xấu hổ ăn một bữa cơm nơm nớp lo sợ Tạm thời coi là không nhìn thấy, cắt ra một khối bánh bao chấm chút tương hạt đậu đưa cho Miểu Miểu, Tiểu hài nhi liền hắn tay há to mồm, Tần Phong phóng tới bên miệng hắn, "Tiểu hài ta ô", một tiếng cắn, Tần Dĩnh vô ý thức nhìn hắn, càng xem càng thích, Miểu Miểu thật ngoan, một điểm không kén ăn, lão hai người nhịn không được gật đầu, Tần Phong khóe mắt liếc qua liếc về ba người biểu lộ không khỏi nhìn một chút Tiểu hài, Tiểu hài khóe miệng có hai liếc ria mép, thế là liền lấy bánh bao lau đi sau đó đưa cho hắn ba ba ăn tiểu hài bắt hắn lại tay hướng trong miệng hắn tắt tần phong ngươi đem cái này ăn ba ba liền ăn cơm tiểu hài lập tức đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống lần nữa a à ô một tiếng chu thị có muốn uống chút hay không nước cháo tần phong sờ sờ bát còn rất bỏng đợi lát nữa lại uống sau đó đào một muôi đậu hủ đưa cho tiểu hài cái này đậu hủ là giữa trưa làm chu thị vốn là muốn mua con cá lại sợ miễu miễu ăn nhã buổi sáng nấu cơm thời điểm có xuống nông thôn đổi đậu hũ, liền để Tần Lão háng đào một bát đậu nành đổi hai khối đậu hũ, thế nhưng là đã liên tiếp ăn hai ngày đậu hũ, ngày mai không thể còn ăn đậu hũ A. Chu Thị liền thừa cơ hỏi Tần Phong, đến mai ta giết con gà, để cha ngươi đi mua chút hoa tiêu đại liêu, dùng những vật kia hầm, miễu miễu có thế ăn đi. Tần Phong, gà trống A. Đây không phải là giữ lại tiết đoan ngọ ăn, tiết đoan ngọ còn sớm, khi đó năm ngoái nuôi nhỏ gà trống cũng kém không nhiều có thể ăn tần lão hán nói bổ sung lớn không được tìm người trong thôn mua một con tần phong nhìn về phía hai đại hài tử thèm sao tiểu ca hai không có chuẩn bị tâm lý đột nhiên bị hỏi lên như vậy nhất thời không biết trả lời như thế nào cố vô ích nghĩ một hồi hỏi ngài đâu tần phong cố ý hỏi ta thèm không thèm có quan hệ gì tới ngươi cha thèm ta liền thèm tần phong vui chuyển hướng mẹ hắn vậy liền giết đi chú ý tới vương căn bảo nghĩ đến hắn hai cái cháu gái rất gầy cùng dinh dưỡng không đầy đủ đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử không phải ta thân sinh ta đều bỏ được vết gà cho bọn hắn bồi bổ đại nha đầu cùng nhị nha đầu là ngươi thân sinh bỏ được mua con gà cho các nàng bồi bổ sao vương căn bảo nghiêm trọng hoài nghi hắn cố ý châm ngòi hắn muốn nói rõ nhi bận biệu hoặc là không có nhiều tiền như vậy mua tần phong không chừng liền sẽ kéo tới nhi tử phía trên sau đó thoáng đằng tần dĩnh cùng hắn ly hôn thế nào không bỏ được. Vương Căng Bảo trên mặt chất đầy ý cười, đối Tần Dĩnh nói, sáng mai liền đi, giữa trưa sớm một chút thu quán, lại mua điểm cây nấm một nhĩ đặt một khối, chúng ta ăn một nhĩ cây nấm, để các nàng ăn thịt. Tần Dĩnh liếc liếc mắt đệ đệ, Tần Phong nhíu mày, Tần Dĩnh vội vàng gật đầu, Tần Phong, Đừng tưởng rằng các ngươi bàn giao hài tử thấy ta không cho phép nói lung tung, ta liền nhìn đoán không ra, vương căng bảo cười nói, làm sao đâu cũng không phải hài tử của người khác lại nói một con gà cũng không đến nổi tần phong xùy một tiếng thật có cái kia tâm hai hài tử còn không phải thủy linh cùng như hoa không giữ lại tiền tìm bọn buôn người mua nhi tử lạch cạch vương căng bảo đổ rớt xuống đất đang chuẩn bị quở trách tần phong nói bậy nhị lão nháy mắt một chữ cũng nói không nên lời tần phong không khỏi để đổ xuống hắn chẳng qua thuận miệng nói vương căng bảo thế mà thật có này tâm tần dĩnh vội nói tiểu phong ăn cơm có lời gì ta ăn cơm lại nói. Tần Phong chuyển hướng tỷ hắn, ngươi biết cái này sự tình là phạm pháp sao? Vương Căng bảo nhiệm không được cười, chuyện gì đến trong miệng ngươi đều đặc biệt nghiêm trọng, mua bán nhân khẩu không phạm pháp. Tần Phong hỏi lại, Vương Căng bảo, ngươi sợ là không biết có đưa nuôi. Hài tử cha mẹ nếu là tự nguyện đưa cho chúng ta, chúng ta cho bọn hắn một điểm dinh dưỡng phí, cái này sự tình chính là đến thủ đô nó cũng không phạm pháp. Tần Phong cười nhìn lấy hắn, ai bỏ được đem thật tốt nhi tử tặng cho ngươi vương căng bảo trên mặt cười ngưng kết tần phong che giấu nụ cười ta trước đó cùng tỷ nói qua quyết định sinh nam sinh nữ chính là nam nhân ngươi liền sinh hai cái nữ nhi tái sinh còn có thể là nữ nhi tỷ ta cũng bị tội còn phải tiền phạt tỷ ta liền không có ý định tái sinh ngươi dám mua cái này cưới không rời cũng phải cách chu thị cùng tần lão hán há hốc mồm vừa đối đầu nhi tử không lộ vẻ gì mặt lập tức đem lời nuốt trở về tần phong không có đùa giỡn với ngươi nhìn về phía tỷ hắn cái này sự tình còn không nghe ta về sau đều đừng về nhà ngoại ngươi tại vương gia sống hay chết cùng chúng ta không quan hệ tần dĩnh vô ý thức tìm nương chu thị hy vọng khuê nữ có con trai nuôi con có thế dưỡng già thế nhưng là con trai của nàng không giống nói đùa nhi tử lại so với bọn hắn hiểu nhiều lắm chu thị cũng lo lắng người ta hài tử nuôi không quen không phải mỗi cái hài tử cũng giống như đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử đồng dạng hiểu chuyện cho nên không dám thay khuê nữ làm chủ cúi đầu xuống tránh đi tầm mắt của nàng tần dĩnh không khỏi tìm cha tần lão hán nói thẳng chúng ta còn trông cậy vào ngươi đệ dưỡng lão cũng không dám không nghe hắn tần dĩnh chỉ có thể tìm tần phong không có nghi tử tương lai đại nha đầu cùng nhị nha đầu tại nhà chồng thụ khi dễ đều không có cho các nàng chỗ dựa huynh đệ ta cho ngươi chỗ dựa hữu dụng không tần phong hỏi lại tần dĩnh nghẹn lời lúng ta lúng túng nói người ngươi cũng phải phân chuyện gì a à? sớm nghe ta cùng hắn từ hôn có hiện tại nhiều chuyện như vậy sao tần dĩnh không mặt mũi ngay trước vương căng bảo mặt cũng không tiện nói thật đều là chuyện quá khứ bây giờ nói còn có cái gì ý nghĩa vậy liền không nói tần phong quét mắt một vòng ba hài tử hắn ba là chết cố vô ích ngẩn người kịp phản ứng cười ta là sống tần dĩnh nói không ra lời tần phong hướng hắn đại nhi tử cười cười sau đó chuyển hướng Vương Căn Bảo, Vương Căn Bảo trang không nghe thấy, ăn cơm lại nói, nhưng mà lời vừa nói ra, đều biết hắn nghĩ như thế nào, Tần Phong không khỏi vặn lông mày, ta cuối cùng nói một câu, bất luận đứa bé kia ở đâu ra, ngươi hôm nay làm tới nhà, ta đến mai liền đi công an cục. Trừ phi ngươi có thế một mực giấu giếm ta, Vương Căn Bảo trầm ngâm một lát, không có nghi tử, ta cái này cũng không có gì tiền, lão làm sao xử lý? Chương 14, nắm, Tần Phong không kiên nhẫn khỏi phải cùng ta quanh co lòng vòng, nói cho ta thế nào đi phương Nam nhập hàng. Ngươi nếu có thể để ta kiếm tiền, cái này sự tình liền nghe ngươi. Tương lai bất luận kiếm bao nhiêu đều từ tỷ ngươi thu, tần dĩnh không khỏi trừng liếc mắt vương căng bảo. Vương Căn Bảo ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào Tần Phong, chờ hắn trả lời. Tần Phong nếu là dễ dàng như vậy bị nắm, hắn sống lại 10 lần cũng không thể cầm tới do nhà nước cử du học danh ngạch, còn đọc được tiến sĩ từ đầu đến đuôi về nước. Vì hiếp ta đâu. Tần Phong đùa cợt nghệ hắn liếc mắt, ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Muốn kiếm tiền ý nghĩ của mình tử, ta về sau cũng sẽ không lại đem làm cơm tốt đưa đến trong tay ngươi, vương cây, theo một y. Hoa, bảo đắc ý tâm ngừng đập, Tần Phong nhìn về phía tỷ hắn, xem ở hai đứa bé trên mặt, ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, trên đường không an toàn, trên xe có kẻ trộm dưới xe có cướp đường, nghĩ thuận thuận lợi lợi trở về mang lên đao còn phải mang theo đồng bạn, Chu thị không khỏi nói, nguy hiểm như vậy, Tần Phong, dễ dàng như vậy dặm sớm phố lớn nhỏ nhỏ đều là bán trang sức, Vương Căng bảo nhiệm không được nói, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi chỗ nào nhập hàng đi, dựa vào cái gì? Ngươi họ Vương ta họ Tần, người ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, cũng không có pháp luật bên trên nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tần Phong sắc mặt không chút thay đổi, huống chi ta ước gì ngươi cùng ta tỉ náo mâu thuẫn không vượt qua nổi đến mai liền ly hôn vương căn bảo tức giận đến bỗng nhiên đứng dậy tần dĩnh không khỏi hô căn bảo vương căn bảo chỉ vào tần phong nghiến răng nghiến lợi ngươi ngươi có gan tần phong hướng miểu miểu biểu biểu môi đúng ở chỗ này vương căn bảo hô hấp cứng lại hung dữ nguyết hắn một cái quay đầu liền đi tần dĩnh nhịn không được nói ngươi làm cái gì vậy còn có để hay không cho chúng ta qua rồi không vượt qua nổi có thể ly hôn, tần gia đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Tần Phong một mặt bình tĩnh nói, tần dĩnh tức giận đến dậm chân liền đi, Chu thị nhịn không được nhìn nhi tử, cao hứng rồi, các ngươi cao hứng sao? Tần Phong hỏi lại, nghĩ kỹ lại trả lời, Chu thị không khỏi nhớ tới nàng kém chút bị vương căng bảo tức ngất đi, lập tức không mặt mũi của trách nhi tử, tần Phong nhìn về phía cha hắn, ngài cao hứng sao? Ngươi không phải làm lấy tỷ ngươi mặt nói như vậy, Tần Phong, trước kia chính là cho nàng giữ lại mặt mũi, không hy vọng nàng hận ta, trông cậy vào chính nàng đụng nam tường mới kéo tới hiện tại. Vương Căng bảo nếu là như vậy cùng với nàng ly hôn, bằng nàng đệ là ta điểm này cũng có thể tìm ra dáng, cố vô ích đồng ý, gia gia, nếu là cô cô 40 tuổi về sau lại ly hôn, hầu hạ cô phụ mệt mỏi thành hoàng kiểm bà, cùng mắt cá chết hạt châu đồng dạng, ngươi là lão sư, cha ta là công trình sư thân phận cũng không tốt dùng, tần phong thật bất ngờ tưởng tượng lại bình thường. Hắn hiện tại đã có 10 tuổi, nếu là liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, cũng không thể nào là trong sách cái kia sơ trung không có bên trên sông, đồng dạng trở nên nổi bật có được đưa ra thị trường công ty nhân vật phản diện đại lão, cha, đại tiểu tử đều hiểu được đạo lý, ngươi sẽ không không hiểu sao, tần lão hắn thật không có đem con rể nghĩ xấu như vậy, thế nhưng là ngẫm lại hắn làm sự tình, đầu tiên là ý vào tần phong còn không có tan tầm buộc bọn họ bỏ tiền. Bị Tần Phong đánh một trận, trên mặt không có một khối tốt còn dám buộc hắn, về sau chuyện gì làm không được a? À. Chu thị nhịn không được nói, tỷ ngươi nếu là thật cùng ngươi anh rễ cách, vẻn vẹn vẻ ngươi đại nương một nhà liền có thể chết cười chúng ta. Tần Phong nói, tỷ không có nghi tử điểm ấy, nàng cũng không ít chế dẻo a. À. Chu thị lập tức nghẹn lời, Tần Phong, nói thật, ta cũng không có trông cậy vào tỷ cùng hắn ly hôn. Vừa rồi thừa cơ nói nhiều như vậy, cũng là cố ý khích Vương Căn Bảo Lời vừa nói ra, hai vị lão nhân hai vị thiếu niên cũng nhịn không được chuyển hướng hắn, không thể nào, Tần Phong gật đầu chứng minh bọn hắn không nghe lầm, tỷ biết thái độ của ta, về sau vương căn bảo nếu là khi dễ nàng, nàng không sợ chúng ta biết chế dễu nàng, cũng sẽ không cần nén giận, vương căn bảo biết chúng ta không sợ tỷ ly hôn, cũng không dám như hôm nay đồng dạng oán trách các ngươi bất công, để các ngươi xuất tiền cho đặt mua đồ vật. Cho dù về sau có tiền, hắn cũng không dám làm bởi vì hắn sẽ nhận vì ta có biện pháp thu thập hắn để hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tiền đề ta nói những cái này không thể để cho hắn biết tần lão hắn hỏi ngươi liền không sợ biến khéo thành vụng a tần phong lắc đầu nhạc phụ là lão sư lão cũng không cần hắn xuất tiền chiếu cố cậu em vợ tại bắt xe xưởng đi làm hắn một cái cộng tác viên năm đó nếu không phải dựa vào lừa gạt đốt đèn lồng cũng tìm không thấy tốt như vậy nhạc gia cố vô ích không khỏi nói nhất là cô phụ bây giờ còn chưa tiền trông cậy vào cô cô kiếm tiền lão hai người lập tức yên tâm chu thị nhịn không được liếc liếc mắt nhi tử ngươi cũng không nói trước nói với ta một tiếng dọa dạ đến ta một mực treo lấy tâm tần phong ai biết hắn hôm nay tới cũng thế bình thường đều là chủ nhật tới cũng không có đề cập qua chuyện tiền ta trước kia chỉ biết hắn muốn kiếm tiền xưa nay không biết dám nhớ thương ta và ngươi cha tiền tần lão hán uống miệng cháo nhỏ giọng nói sát bách đại tẩu biết hắn cùng tiểu dĩnh hôm nay tới, tần phong cùng mẹ hắn cũng không khỏi phải chuyển hướng hắn, tần lão hắn gật đầu, còn không có ra âm lịch tháng 2, từng nhà năm trước đặt mua dầu muối tương giấm hẳn là còn không có ăn xong, trong thôn đã có tuổi người không từng tới năm gần như không ai đặt mua quần áo mới, tần phong đại nương viện bên trong trồng đồ ăn, trong nhà cũng có trứng gà, có thể nói không thiếu ăn mặc, theo tần lão hắn biết, nàng cũng không thế nào ra đường. Các xe xưởng lân cận có cái cung tiêu xả, Kim chỉ đến chỗ ấy liền có thể mua được. Tần lão hán đem hắn những suy đoán này nói ra, ta hoài nghi nàng cố ý đi tìm ngươi tỷ, sau đó đem miểu miểu sự tình nói cho nàng, là hận không thể nhà ta loạn lên. Chúng ta hôm qua làm tôm, ngươi đại nương khả năng cũng nghe được, nếu là liền cái này sự tình cùng nhau nói cho tỷ phu ngươi, tỷ phu ngươi khẳng định coi là nhà ta so hắn coi là có tiền, Chu thị hiểu, khó trách hắn hôm nay dám quản chúng ta đòi tiền tần lão hán nhìn về phía nghi tử ngươi hôm qua liền không nên trêu chọc hắn cố tiểu nhị không khỏi nói ngài sai ta vừa rồi nên cho nàng một sẻn. tần lão hán nghẹn thẳng trừng mắt chu thị nhịn không được cười các ngươi nhanh ăn cơm đi chuyển hướng nàng bạn già nếu không phải tiểu phong trêu chọc nàng nàng chạy tới tiểu dĩnh chỗ ấy châm ngòi không chừng cái kia đời mới biết được vương tăng bảo cái biết độc tử một mực nhớ thương tiền của chúng ta cố vô ích gật đầu nói không chính xác cô cô bị nàng đánh cũng không dám để các ngươi biết chớ nói chi là ly hôn tần lão hán ngẫm lại là đạo lý này là ta không nghĩ tới tần lão hán kiểm điểm đồ ăn nên lạnh đi tiểu bất điểm buông xuống thìa vỗ vỗ bụng nhỏ ba ba ta ăn no nha cố vô ích lập tức đi lấy khăn mặt cho hắn lau lau miệng tiểu hài nhi chính mình lau lau tay hút hút mũi ngửi một chút rất sạch sẽ không khác vị liền đi đào cha của hắn chân tần phong hướng bên cạnh hắn dời một điểm Tiểu hài gối lên chân của hắn, nghiêng cái đầu nhỏ giữ nhà mọi người, "Tần Phong, muốn hay không đến ba ba trong ngực đến?" Tiểu hài một cái giật mình ngồi thẳng, Tần Phong buồn cười, bánh bao thả đồ ăn bồn biên giới đem hắn ôm trong ngực, một tay ôm hắn, một tay dùng đũa kẹp bánh bao cùng đồ ăn, như thế thích ba ba, tiểu hài dùng sức điểm một chút cái đầu nhỏ, hướng trong ngực hắn chui, đừng nhúc nhích. Tần Phong đừng hắn đụng thân thể ngửa ra sau, vội vàng bắt lấy cái bàn, trung thực một lát ăn xong cơm ba ba cùng ngươi chơi một lát tiểu hài trung thực xuống tới dựa vào hắn trong ngực nhìn xem đám người ăn cơm chu thị hỏi ban đêm ăn cái gì tần phong buổi sáng cũng không ăn trứng gà giữa trưa cũng không có ban đêm làm mì trứng gà đi nghĩ lau kỹ mì sợi liền lau kỹ không nghĩ liền nấu mì sợi chu thị nhìn về phía tầng lão hán năm nay nhà đông người cuối tuần đừng đi bán trứng gà thực sự ăn không hết liền làm trứng muối Tần lão hán nguyên nghĩ đến nếu là có còn thừa liền cho khuê nữ đưa đi, thế nhưng là vừa nghĩ tới Vương Căn Bảo cái biết độc tử, Tần lão hán liền đến khí, trời ấm áp liền làm, vừa vặn thu lúa mì thời điểm ăn, vậy ngươi chủ nhật còn phải đi vào thành phố một chuyến, Tần lão hán biết, mua bông cùng vải, cho hài tử làm áo cộc tay, đại tiểu tử, nhị tiểu tử, bút mực còn gì nữa không? Ta lại cho các ngươi mua chút, Cố Vô Ích nhìn về phía Tần Phong, cha nói bán buôn tiện nghi chờ chúng ta sử dụng hết hắn dành thời gian phê hai trương văn phòng phẩm xưởng tại thành nam phải ngồi xe buýt xe đi qua tần lão hán cũng không có bản lĩnh làm hai trương đồ vật ngồi xe buýt xe vậy liền để cha ngươi bán buôn đi nếu là hắn không rảnh các ngươi liền đi cung tiêu xã mua mấy cái trước dùng đến có tiền sao tiểu ca hai vô ý thức nhìn tần phong tần phong không có tiền tần lão hán đem trong túi tiền móc ra chu thị xem xét còn lại mấy khối ngươi thế nào còn có nhiều như vậy Tần lão hán sắc mặt biến hóa, cuốn quyết nói, hôm qua mua tôm thừa, thừa không phải mua dầu nành rồi. Chu thị nói ra, lại thấy hắn hướng trong túi trang, nháy mắt minh bạch, còn học được tàn tư tiền thuê nhà rồi. Tần lão hán lắc đầu, phong tối hôm qua vụn trộn cho ta, tần phong không khỏi nhìn về phía cha hắn. Tần lão hán vội vàng cho nhi tử nháy mắt, tần phong bất đắc dĩ nói, không phải đã nói, nếu như bị mẹ trông thấy, liền nói ngươi trộn cầm cũng cho ngươi vẫn là nhân dân giáo sư tần lão hán âm thầm xả hơi chu thị tin là thật trừng mắt tần phong nói về sau không cho phép lại vụn trộm cho hắn tiền không phải mua thuốc chính là sờ bài trước kia cũng không có những cái này tật xấu tần lão hán không khỏi oán thầm trước kia cũng không có hiện tại điều kiện a à, chu thị đưa tay tần lão hán ngoan ngoãn đem tiền lớn nộp lên trên một điểm hai lông mình giữ lại chu thị nhìn lên có ba tấm một nguyên dứt khoát một cái cháu trai một tấm tiểu ca hai không dám đưa tay hai mặt nhìn nhau nãy nãy đây là khảo nghiệm bọn hắn đi thế nào rồi chu thị kỳ quái cố vô ích há to miệng mười phần muốn nói đời trước tại nhà cô cô nàng chưa hề chủ động đã cho bọn hắn một phân tiền cần phải mua sách bút đều phải dùng cầu hơn nữa còn sẽ bị nàng nhắc tới kiếm tiền khó một cái sau so một cái dùng tiền lợi hại cố tiểu nhị thử dò xét nói thật cho chúng ta a à. chu thị gật đầu cầm trẻ ranh to xác trên thân một phân tiền đều không có không thể được hai anh em chuyển hướng tần phong tần phong cầm đi nhưng không cho phép phung phí nếu không không có lần sau cố tiểu nhị rất hiếu kỳ nếu là không loạn hoa đây tần phong nghĩ một hồi một tháng một khối tiền ta nếu là bận bịu quên các ngươi liền nhắc nhở ta các ngươi nếu có thể kiên trì mấy năm theo giá hàng dân lên sẽ còn gia tăng từ trước đến nay so đệ đệ bình tĩnh cố vô ích liên tục không ngừng hỏi tần phong kỳ quái chẳng phải một khối tiền à tuy nói tiền lương bây giờ thấp giá hàng thấp nhưng đây là một tháng tiền tiêu vặt ta cần thiết lừa gạt các ngươi sao cố vô ích gật đầu tần phong ngứa tay tần lão hán hòa giải các ngươi không loạn hoa tiền cũng sẽ không chạy nhà khác đi tương đương với thay cha ngươi tồn lấy cố tiểu nhị câu đầu nhìn xem cha hắn ngươi liền không sợ chúng ta chỉ có vào chứ không có ra ngươi nguyệt nguyệt quan a à tần phong khi chờ ta lão các ngươi đừng nghĩ phân ta tiền tiết kiệm cố tiểu nhị nghẹn một chút cố vô ích nhịn không được cười tùy theo vừa muốn khóc hắn làm sao tốt như vậy a à? tần phong không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt cố vô ích cuống quyết nhếch miệng cười ngây ngô che giấu thất thố ta ăn được miễu miễu cùng ca ca chơi đi để ba ba ăn cơm tiểu hài nhàn nhạt nhìn hắn một chút liền thu tầm mắt lại cố vô ích chúng ta sẽ ở cửa chờ cha cái này có thể có tiểu hài nhi lập tức nắm tay đưa tới cố tiểu nhị hai ba miếng uống xong cháo nhìn thấy hắn lão tử trong tay khăn mặt lấy tới lung tung lau lau miệng lôi kéo tiểu hài một cái tay khác đến cửa chính không nín được lời nói tiểu nhị liền nói ta thật không nghĩ tới hắn tốt như vậy cố vô ích nhịn không được hướng phòng bên trong nhìn một chút ba cái đại nhân chính yên lặng ăn cơm ta vốn cho là coi là phải trông cậy vào da da nải nải không nghĩ tới đúng nha cố tiểu nhị rất là cảm khái tiểu hài nhi nhịn không được kéo một chút trong tay đại thủ hai anh em cúi đầu hỏi thế nào rồi ai nha tiểu hài nhi hiếu kỳ cố vô ích nhìn thấy cùng tần phong rất là tương tự khuôn mặt nhỏ không tự chủ được lộ ra ý cười muốn biết chúng ta nói ai nói ba ba thiên hạ tốt nhất ba ba tiểu hài dùng sức gật đầu lớn tiếng nói ba ba tốt nhất tần phong không khỏi nhìn ra ngoài liếc mắt vừa vặn đối đầu ba con trai ánh mắt các ngươi ăn đi tần phong để đổ xuống một hơi đem cháo uống xong cầm nửa khối bánh bao ra tới như thế một hồi liền muốn ta rồi tiểu hài lập tức duỗi ra tay nhỏ tần phong ôm lấy hắn chuyển hướng hai đại nhi tử bình thường đều đi chỗ nào chơi lúc nghỉ trưa ở giữa mặt dù dài nhưng phải ngủ trưa có đôi khi còn phải làm bài tập bọn hắn không rảnh chạy khắp nơi tần phong gặp hắn hai không hẹn mà cùng lắc đầu khi trở về tiểu ca hai lập tức đi lấy túi sách Chu thị thấy thế, chờ ra bốn cái vừa đi liền không nhịn được nói, trước đó tiểu phong ngại tiểu dĩnh không có hài tử hiểu chuyện. Ta nhìn cũng thế. Lúc này mới đến nhà ta bao lâu, liền biết với ai thân, tần lão hán nhớ tới hai oắt con giúp tần phong đánh vương căng bảo, đúng nha. Người nói cái này tiểu dĩnh có phải là bị thứ gì mê tâm, Chu thị hoảng phải suýt nửa cắn đến đầu lưỡi, không, không thể nào, người kia giải thích từ lúc nhận biết vương căng bảo, nàng tựa như biến thành người khác. Chu Thị ngẫm lại, cốt xấu không phân. Tần Lão Hán cái này nhân nhất đời chưa thấy qua quỷ thần, cũng không tin những cái kia bàn môn tà đạo. Thế nhưng là chúng ta là nàng thân nhất thân nhân a. À. Chu Thị ngẫm lại, ta đến mai đi tìm Âm Dương Tiên Sinh đi nhà nàng nhìn xem. Tần Lão Hán trầm ngâm một lát, quay lại hỏi một chút Tiểu Phong, nhưng mà Tần Phong không tiếp tục trở về, ngủ trưa tỉnh lại, hắn đem ba hài tử đưa đến cửa thôn để bọn hắn chính mình trở về. Cơm tối ăn đến sớm. Chu Thị ở nhà không có chuyện gì, cùng Tần Phong cùng nhau đi ra chút viện trên đường nói với hắn lên việc này. Tần Phong coi là nghe lầm, mẹ hắn lại lặp lại một lần, Tần Phong nhất thời tâm mệt mỏi, tìm cái gì âm dương tiên sinh. Nói dễ nghe một chút cốt xấu không phân, nói khó nghe chút nàng chính là cách nam nhân sống không được, lời này thật khó nghe, nói Chu Thị bước chân dừng lại, chính mình suýt nữa đem chính mình trượt chân, cố vô ích vội vàng dìu nàng một cái, nải nải cẩn thận. Trời tối đường bất bình, cha, đi chậm một chút, bà ngươi chê ta nói chuyện khó nghe. Chu thị lão đảo một chút, Tần Phong cũng chú ý tới, cái này sự tình ngươi cùng cha đừng quản. Về sau bất luận nàng nói cái gì, các ngươi đều lỗ tai trái tiếng lỗ tai phải ra. Chu thị thở dài một hơi, ngươi không biết, ta hôm qua còn cùng cha ngươi nói, nhà ta con kia gà trống lớn lưu đến đoan ngọ lại giết. Quay đầu đem ngươi tỷ bọn hắn kêu đến, cho hai hài tử cải thiện cải thiện cơm nước. Tần Phong không khỏi nhớ tới kia hai hài tử, gầy gò yếu ớt cùng trong thôn tiểu cô nương không khác biệt. Năm ngoái Tần Phong mới gặp lúc, coi là cộng tác viên tiền lương không cao, tỷ hắn tiết kiệm tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho nên không nỡ cho hài tử đặt trước sữa bò mua sữa bột. Trải qua hôm qua, cái kia tiền công dụng không cần nói cũng biết. Sinh hoạt tại loại này gia đình hoàn cảnh bên trong tiểu hài sau khi lớn lên có thế nhẫn tâm thoát ly nguyên sinh gia đình 100 cái cũng nhiều lắm là một cái. Tần Phong không hy vọng hắn cha mẹ lại một lần nữa đêm không thể say giấc, ngươi ngoại tôn nữ họ vương. Hiện tại xem ra đều hiểu sự tình, ai cũng không thể cam đoan lớn lên không cùng ta tỉ một cái đức hạnh. Ngươi vẫn là đừng trút xuống quá nhiều tình cảm, chương 15, thúc người rơi lệ, một, Chu thị trầm mặt xuống, Tần Phong không khỏi liếc liếc mắt mẹ hắn, Chu thị thấy thế, vô ý thức nói, cho ta chậm rãi. Trước kia ngươi ở nước ngoài, ta và ngươi cha trước mặt chỉ có bọn hắn một nhà bốn chiếc, lập tức để ta không thương hắn nhóm, ta cái này. Cũng không quen a, à, Tần Phong, vậy liền chậm rãi quen thuộc, từ đến mai giết gà bắt đầu, Chu thị nghe lời gật đầu đáp ứng, người lại không tinh thần, cũng đem giúp Tần Phong lê đất quên mất không còn một mảnh, đến Tần Phong nhà, Chu thị tọa hạ liền không nhịn được than thở, sầu khuê nữ không hiểu chuyện, lo lắng khuê nữ cùng con rể về đến nhà đánh lên, một hồi nghĩ đến ly hôn tốt thừa dịp trẻ tuổi nói không chừng thật có thể tìm ra dáng một hồi lại suy nghĩ nếu là mang theo hai hài tử chỉ sợ cũng phải tìm có hài tử nam nhân mẹ kế không chịu nổi a à, thân thích hàng xóm sẽ còn trò cười tần dĩnh bị quan cố vô ích cùng cố thanh cùng tiểu ca hai dự định viết xong làm việc liền lê đất gặp nàng thở dài thở ngắn một hồi liền bắt đầu gạt lệ cũng không dám động đồ lau nhà bưng chậu nước bất an cho tần phong nháy mắt tần phong hướng hắn hai vẫy tay Tiểu ca hai ngoan ngoãn rón rén đi qua. Tần Phong đem bút lông lấy ra. Tiểu ca hai có chút trố mắt. Tần Phong gật đầu. Tiểu ca hai muốn khóc. Trường học còn không có giáo bút lông chữ, liền để bọn hắn luyện bút lông chữ. May mà bọn hắn coi hắn là cha ruột. Tần Phong ngón giữa uống lượng gõ gõ cái bàn, mặt không biểu tình nhìn xem hai người bọn họ. Cố vô ích nhịn không được hỏi, không cần đi lắp ráp sưởng nhìn chầm chầm a. Liên tiếp thêm mấy ngày ban, hôm nay nghỉ ngơi. Cố vô ích khổ khuôn mặt nhỏ đi lấy bút lông. Lúc nào mua, hắn thế nào không biết a, à, nếu là biết sớm nhét hang chuột bên trong, ta trước kia dùng. Tần Phong nhìn về phía Cố Tiểu Nhị, có ý kiến, Cố Tiểu Nhị nhanh chóng mở ra mực nước bình, liếc liếc mắt hắn ca, dưỡng phụ càng lúc càng giống nhà khác cha ruột hài lòng đi, Cố Vô Ích xem hiểu đệ đệ ánh mắt, đáy lòng tràn vào một dòng nước ấm, không muốn viết bút lông chữ bực bội nháy mắt bị vuốt lên, khẽ thở một hơi, hắn cũng là ngày sống dễ chịu lâu. Quên trước kia hy vọng dường nào có vị trưởng bối như thế trông coi hắn, vì hắn thu xếp lựa chọn nhân sinh con đường. Khi hắn nhân sinh đạo sư, Tần Phong ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ đến hắn khi còn bé Tê Cung Đô, Dương Tầm, Thư Pháp, Hội Họa sắp xếp tràn đầy. Mặc dù học chẳng ra sao cả, lại có thế hù hù người ngoài nghề. Ở nước ngoài du học đoạn thời gian kia hắn còn dựa vào Dương Tầm cùng Hội Họa kiếm không ít tiền. Nếu không không có khả năng vừa về đến liền mua tivi, tủ lạnh, quạt máy giặt bởi vì hắn trở về mới nửa năm, không ăn không uống cũng tích lũy không được nhiều tiền như vậy. khắc sâu nhận thức đến nhiều học một điểm sớm tối hữu dụng. Tần Phong trang không nghe thấy tiếng thở dài đó, ông lấy miểu miểu nhìn chầm chầm hắn hai viết nửa giờ, bút mực thu lại. Chu Thị nước mắt cũng chảy khô ngừng lại. Tần Phong cầm đèn pin tiễn hắn mẹ đến cửa thôn. Không sau giữa trưa, Tần Phong cùng không có việc gì nhân nhất dạng ngồi vào trước bàn cơm, đem hai đùi gà cho hai đại nhi tử, hắn cùng miểu miểu một nhân nhất cái cánh gà. Chu thị nguyên bản còn có thể tiết ngoại tôn nữ không kịp ăn, gặp một lần hắn lần này diễn xuất, khí tinh thần, cố ý nói, ta và ngươi cha ăn cái gì, gà cái cổ chân gà. Tần Phong không khách khí nói, cố vô ích đem hắn đùi gà đưa tới, Tần Phong ngăn lại, ngươi ăn. Nàng khuê nữ xem ra không trông cậy được vào. Các ngươi ăn nhiều một chút, cao lớn cao, về sau bọn hắn già không thể động, các ngươi cũng có sức lực đưa bọn hắn đi bệnh viện, chiếu cố bọn hắn cố vô ích không khỏi nhìn một chút hai vị lão nhân thần sắc, tần lão hán trước kia là không tin hài tử của người khác có thế dưỡng thục. Hắn nuôi cố gia hai hài tử chẳng qua là báo ân, không có trông cậy vào về sau hiếu thuận hắn, trải qua hôm qua mới ra, tần lão hán không còn cố chấp như vậy người thân, cha ngươi nói đúng lắm. Ta và ngươi nãy nãy tuổi tác lớn, thịt ăn nhiều không tiêu hóa, chẳng lấy tim cũng khó chịu, cố vô ích đời trước không có sống đến hắn cái tuổi này, không biết hắn nói thật hay giả, tìm hắn lão tử, Tần Phong gật đầu, tháng sau phát tiền lương ta đi mua một ít sữa bột cùng đậu sữa bột, lão hai người cùng một chỗ nhíu mày, Tần Phong trang không nghe thấy, kẹp một điểm gà lá gan thả tiểu hài trong chén, tiểu hài ăn một chút xíu liền không nhịn được nhíu mày, Tần Phong không dám miễn cưỡng hắn, cho ba ba ăn đi. Kẹp về mình trong chén, liền đem chân gà da đẩy ra, để hắn ăn thịt, sợ da gà mang mùi tanh tiểu hài hung nhã, tiểu hài cho rằng ba ba thương hắn nhịn ăn thịt một tay nắm lên đũa, một tay chống đỡ bàn ăn đứng lên, kẹp một khối thịt lớn thả hắn cha trong chén. Tần Phong nhìn xem kia ngực nhô ra thịt lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một cái, cho hắn ăn như thế nghẹn người đồ chơi, không hổ là con của hắn, ba ba mình sẽ kẹp, ngươi nhanh lên ăn. Tiểu hài ngoan ngoãn ngồi xuống, cố tiểu nhị gặp hắn như thế nghe lời, nhịn không được thương hắn, liền lột một cái đùi gà thịt cho hắn. Tần Phong không nói hai lời gấp lên ném về hắn trong chén, tiểu nhị mộng cố vô ích nhắc nhở, quên miểu miểu còn không quen ăn thịt, cố tiểu nhị lập tức không dám mù kẹp, lão hai người nhìn thấy nhi tử động tác giống như là mang theo nộ khí, đoán chừng hắn còn sinh tần dĩnh khí, cũng không dám lại nói nhảm. Đến mức bữa cơm này dị thường trầm mặt, tần phong xác thực rất tức giận, chẳng qua là cố ý, sợ hắn cha mẹ cho rằng hôm qua khuyến khích tần dĩnh ly hôn là nói nhảm, đến ban đêm, tần phong còn không có biểu tình gì. Lão hai người không dám trêu chọc hắn, cũng không dám cùng hắn đi ra chút viện, cũng càng thêm xác định Tần Phong trong lòng chướng mắt Vương Căng Bảo, ngày hôm qua chút lời nói đều là hắn lời từ đáy lòng. Bọn hắn nếu là còn duy trì Tần Dĩnh cùng Vương Căng Bảo qua xuống dưới, Tần Phong tuyệt đối dám đem bọn hắn đuổi đi Vương Gia, đem lão tử nương ra bên ngoài đuổi loại sự tình này tại nông thôn sẽ bị thân thích hàng xóm đâm cuộc sống. Nhưng mà Tần Phong ở thuộc viện, đồng sự so người trong thôn hiểu lễ, chung quanh cũng không có nhà hắn thân thích, không ai sẽ lẫn vào thanh quan cũng khó gãy việc nhà trải qua cố vô ích phổ cập khoa học lão hai người cũng biết nhà mình nhi tử có bản lĩnh trong xưởng mới không quan tâm hắn đạo đức cá nhân dù sao không có xúc phạm pháp luật lại nói để bọn hắn đi tầng dĩnh nhà không phải là ba mẹ qua đời đều không được xưng làm trái trật tự công cộng thế nhưng là thật nháo đến loại trình độ kia tần phong không quan trọng sĩ diện lão hai người chịu không được lão hai người đời này cũng chưa từng nghĩ tới để khuê nữ dưỡng lão, tần dĩnh gả cho vương kim bảo nhiều năm như vậy, lão hai người đều không có ở vương gia qua qua đêm, trời tối người yên, lão hai người nằm ở trên giường phân tích tần phong tâm lý cùng hắn có thể làm được sự tình, nhất trí quyết định về sau lại dính đến khuê nữ cùng con rể, bọn hắn coi như mắt mù, lại sợ tần phong khí lâu thương thân, sáng sớm hôm sau ăn cơm xong, lão hai người liền đi ra chút viện nhìn hắn, tới cửa đụng phải thân mang quần áo thể thao tần phong lão hai người dừng lại cùng một chỗ dụi mắt tần phong lau lau mồ hôi trên trán nhìn một chút đồng hồ vừa bảy điểm sớm như vậy tới xảy ra chuyện gì rồi lão hai người xác định là nhà mình nhi tử nhìn không được chỉ y phục trên người hắn xuyên mỏng như vậy không lạnh a à. tần phong chạy năm cây số ngài nói đúng không tần lão hán nghẹn họng nhìn trân trối chu thị không dám tin mười dặm đường tần phong gật đầu lại lau lau mồ hôi ăn cơm chưa ăn chu thị vô ý thức nói ra lại nhịn không được hỏi ngươi đây là đi chỗ nào chạy tần phong thuận cổng con đường này chạy đến dặm lại chạy về tới chu thị biểu lộ lập tức một lời khó nói hết thật sự là nhàn tần phong cười cười không có phản bác nàng không hiểu vận động rèn luyện ý nghĩa cũng cùng với nàng giải thích không rõ ràng cha không phải muốn đi dặm tần lão hán cửa hàng bách hóa còn không nên mở cửa ta chờ một lúc lại đi Mấy đứa bé còn không có lên, hẳn là đi. Tối hôm qua trước khi ngủ Tần Phong cho phép hai đại nhi tử ngủ nướng. Đại khái không cần nhớ sáng sớm, Tần Phong rời giường lúc lo lắng miểu miểu một đứa bé che không nóng ổ chăn đem hắn nhét cố vô ích trong ngực, cố vô ích đều không có tỉnh, tìm hắn có việc, chu thị, cũng không phải đại sự gì. Ta muốn để cha ngươi mua mấy cân cộng lông, cũng không biết đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử thích cái gì nhan sắc. Nói lên cái này sự tình chu thị lại nhịn không được sầu muộn, nhi tử cùng khuê nữ náo thành như thế, cũng không biết khuê nữ còn nguyện ý hay không cho mấy cái tiểu nhân dệt áo len. Tần Phong chú ý tới mẹ hắn một mặt xoắn suýt, đi vào đại môn, cách các cổng hơi xa một chút liền hỏi, không đủ tiền, chu thị lắc đầu, tiền còn có. Vốn là giữ lại cho ngươi cưới vợ, gặp một lần nhi tử nhíu mày, vội vàng đem lời nuốt trở về, nói ra nàng lo lắng, Tần Phong im lặng vừa muốn cười, liền cái này sự tình ta quay đầu tìm trong xưởng người đánh lớn không được cho người ta mua hai bao đường đánh cái gì a à? hiếu kỳ giọng nữ truyền tới một nhà ba người theo tiếng nhìn lại phương chú ý tới bất tri bất giác đến chỗ rẻ bên cạnh trên đường nhỏ tới mấy nữ nhân cách hắn cũng liền hai ba bước hẳn là mới từ nhà vệ sinh công cộng ra tới tần phong trong lòng hơi động đến chủ ý cười nói cho mấy đứa bé đang áo len cùng mũ một ngày này sau một ngày ấm xuyên không được áo bông bọn hắn ba a ta ban đêm không có việc gì nếu là không chê ta biết nhiều kiểu ít ta giúp bọn hắn đánh đi tần phong mới trở về hơn nửa năm cả ngày ở tại nghiên cứu phát minh xưởng không rảnh cùng người liên hệ suy tư một hồi lâu mới nhớ tới nàng là lắp ráp xưởng tiểu tổ trưởng ngô chính thê tử tiết tình hai người kết hôn nhiều năm không có hài tử nghe nói đinh khắc cái niên đại này nhân số khắc tần phong một vạn cái không tin Nghe nói hai vợ chồng tình cảm rất tốt, 10 phần 8, chính vấn đề xuất hiện tại cái kia tiểu tổ trưởng Ngô Chính trên thân, chớ nhìn hắn kiếp trước kiếp này đều không có đã kết hôn, cũng không luận kiếp trước vẫn là kiếp này vòng sinh hoạt, nữ nhân không thể sinh nam nhân còn không ly hôn, hoặc là nghèo cách không dậy nổi, hoặc là chính là nữ so nam mạnh rất nhiều, nghĩ đến đây, Tần Phong nhịn không được đồng tình nàng, không tốt lắm ý tứ phiền phức nàng, ba kiện áo len ba cái mũ có thể hay không quá phiền phức tiếp tình bên cạnh nữ tử nói tiểu hài quần áo đánh nhanh tần công nếu là lo lắng không kịp mũ liền giao cho ta đi cái này người tần phong coi là thật không biết ngài là ta gọi phùng mạch miêu ngươi gọi ta lão phùng cũng được gọi ta phùng đại tỷ cũng được tần phong bỗng nhiên tỉnh ngộ ngươi là triệu kế toán người yêu a à. phùng tỷ ngươi tốt làm phiền ngươi cùng tiết tỷ không phiền phức phùng mạch miêu rất không xem ra gì khoác khoát tay chú ý tới tần phong mặt tẩy biến sắc quần áo thể thao, đầu đầy mồ hôi y nguyên rất tuấn mỹ, nhịn không được đáng tiếc nàng làm sao liền không có vãng sinh 10 năm, tần công, xuyên mỏng như vậy mau về nhà đi thôi, tần phong, khi chờ ta cha đem cộng lông mua về lại đi nhà ngươi bái phỏng, phùng mạch miêu cởi mở cười nói, cái gì bái phỏng không bái phỏng, đều là một cái đại viện đồng sự, ngươi quá khách khí, tần phong gật gật đầu, hẳn là, không cần. Phùng mạch miêu chuyển hướng lão hai người, cũng đừng cho chúng ta mua đường. Không phải các ngươi tìm người khác, Chu thị thật bất ngờ, những người này nhìn có văn hóa cùng với nàng có khoảng cách, thế mà cũng nhiệt tâm như vậy ruột, chẳng qua người ta đã đem nói đến nước này, nàng cũng không thể không biết điều, trên mặt gật gật đầu, cốt liền hỏi thăm Tần Phong, quay đầu trứng muối làm tốt, cho các nàng đưa chút trứng muối thành à, Tần Phong ngẫm lại làm trứng muối đơn giản, nhưng trong xưởng phần lớn người đều không rảnh, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày còn chưa đủ đi ngủ làm việc nhà đâu, cũng đừng quá nhiều. Tần Phong bên cạnh rửa mặt vừa nói, Chu Thị, cái này sự tình trong lòng ta nắm chắc. Tần Phong nghĩ đến nhân tình lui tới phương diện này hắn cha mẹ so hắn khéo đưa đẩy chu đáo, vậy các ngươi tọa hạ nghỉ một lát, ta đi xem một chút nổi lên không, lên nha. Cố tiểu nhị từ trên lầu lộ ra cái cái đầu nhỏ, ca tại cho miễu miễu mặc quần áo, ngươi không cần lên đến, Tần Phong bước chân không ngừng cố tiểu nhị không nhịn được cô ta còn có thế lừa ngươi a à, ngươi không dám tần phong liếc nhìn hắn một cái đến chính mình phòng ngủ thay đổi áo len lông quần đi theo sau đại nhi tử trong phòng thấy cố vô ích mặt chính là hôm qua cùng hôm trước xuyên qua quần liền để hắn cởi ít áo ra thay mới cố vô ích nghi hoặc không hiểu quần của hắn có vấn đề gì à tần phong bẩn chỗ nào bẩn rồi thiếu niên cúi đầu nhìn một chút rất sạch sẽ a à? tần phong ống quần thiếu niên giơ chân lên, trên ống quần có chút thổ, đoán chừng trong thôn dính vào, vỗ một cái liền rơi, Tần Phong trừng mắt, tôn trọng thích lại không hy vọng hắn thất vọng thiếu niên lập tức không dám nói nhảm, Tần Phong cấp tốc đem cái chăn ga giường kéo, cố tiểu nhị không nín được, cái này còn tẩy. Không phải vừa tẩy, nửa tháng. Tần Phong nhắc nhở hắn, cố tiểu nhị vô ý thức hồi tưởng, lập tức phát hiện trọng điểm sai, nửa tháng tẩy một lần, theo ngươi ý tứ một tháng tẩy một lần, Cố tiểu nhị không chút suy nghĩ liền hỏi, không đều là bẩn lại tẩy. Nhìn về phía hắn ca, đời trước cố vô ích không có tiền thời điểm chưa bao giờ dùng qua ga giường cái chăn. Có tiền thời điểm không có thời gian, đóng chăn mình mốt meo cũng không rảnh thanh tẩy. Lại về sau có tiền có thời gian liền giao cho bảo mẫu. Đến mức hắn căn bản không biết khi nào nên tẩy, trình độ gì nên tẩy. Cố tiểu nhị gặp hắn ca hé miệng, liền biết không trông cậy được vào, ngài không chê mệt mỏi a. À hỏi hắn lão tử, lại không cần ta giặt tay. Nói chuyện ông lấy quần áo cùng ga giường cái chăn, chờ một lúc đem ngươi cùng miễu miễu cũng lấy xuống, cố tiểu nhị nhìn về phía hắn ca, cố vô ích đem tiểu hài ôm đến trên giường, kéo áo khoác cùng quần, cho hắn đổi một thân sạch sẽ, được, các ngươi đều đổi liền ta không đổi, hắn lại phải huấn ta. Cố tiểu nhị lắc đầu lột trên thân vừa xuyên ba ngày quần áo, nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng kinh hô, mới mấy ngày ngươi liền tẩy thật tốt quần áo đều bị ngươi tẩy xấu cố tiểu nhị nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác đáng đời miễu miễu tò mò xem hắn lại chuyển hướng đại ca hắn ai đáng đời nha đương nhiên là bị chu thị của trách tần phong nhưng mà tiểu hài giấu không được lời nói cố vô ích không dám nói thật nói chính hắn đáng đời cho tiểu hài mặc giày cầm lấy không lắm bẩn quần áo đi cho cha đưa đi chờ một chút ta cố tiểu nhị lê lấy gót giày bên trên đạp đạp trừng xuống lầu âm thanh làm cho tần phong nhíu mày, chậm một chút, cố tiểu nhị không dám dùng chạy, cố vô ích cũng không dám ôm miễu miễu, lo lắng rời tay hai người bọn họ một khối té xuống, nắm tay nhỏ bé của hắn chậm rãi đi, chu thị vào nhà tìm một giặc dương mắt nhìn thấy ba hài tử vai sóng vai, thân mật cùng cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ, đáy lòng lập tức tuôn ra cảm khái vô hạn, sau đó lại nhịn không được thở dài, ba hài tử thêm một khối không có nàng khuê nữ lớn, nàng khuê nữ lại ngay cả cái kia nhỏ nhất cũng không bằng, nàng đời trước làm cái gì nghiệt a, à, nãy nãy, nhìn cái gì đâu. Cố tiểu nhị nhìn thấy còn có một bậc thang, lập tức nhảy xuống, bành một tiếng, bừng tỉnh chu thị, không có gì. Quần áo cho ta, ta thả trong máy giặt quần áo. Cố tiểu nhị né tránh, thuận tiện cầm qua hắn ca thủ bên trong quần áo, chu thị, trước đừng thả, chờ ngươi cha đổ điểm nước nóng đem bột giặt tan ra lại thả. Cố tiểu nhị nhíu nhíu mày muốn nói, làm gì phiền toái như vậy, khóe mắt liếc qua nhìn thấy hắn lão tử mang theo nấu nước ấm từ trù phòng ra tới, lập tức đem lời nuốt trở về, cùng ca ca đệ đệ đi nhà vệ sinh công cộng, nhưng mà chờ bọn hắn chậm rãi từ nhà vệ sinh công cộng trở về, lão hai người đều không tại, cố vô ích tò mò hỏi, nãy nãy về nhà rồi, tần phong, sợ ngươi gia gia sẽ không mua cộng lông, cùng hắn cùng nhau đi. Ta để bọn hắn cho các ngươi mang hộ vài đôi bít tất cùng mấy đầu đồ lót, về sau mỗi ngày đổi một lần. Hai anh em chấn kinh, Tần Phong nhíu mày, cố ý nói, cảm động không biết nói chuyện rồi. Cố vô ích miệng giật giật, rất muốn giải thích bọn hắn rất sạch sẽ, lại muốn nói hắn kiếp trước có tiền mới như thế đốt tiền. Thế nhưng là lời nói đến cuốn hỏng mắt, hắn không dám nói, cũng nói không nên lời. Bất luận loại nào giải thích đều lộ ra hắn không biết tốt xấu. Cố Tiểu Nhị lại nhìn không được khó trách gia gia nãy nãy nói ngươi đốt tiền. Ngươi thật là có thế đốt, phép khích tướng đối ta vô dụng, ai nói là phép khích tướng rồi, chẳng lẽ không phải các ngươi không nghĩ tẩy, cố ý nói như vậy, cố tiểu nhị chấn kinh, chính chúng ta tẩy, tần phong nhẹ gật đầu, một mực không đều là các ngươi mình tẩy, cố tiểu nhị nhớ tới, từ lúc hắn hai anh em cùng tần phong quen thuộc, tần phong liền không lại khách khí với bọn họ, tiểu y vật đều để chính bọn hắn động thủ, ngươi, ngươi liền không sợ thật tốt quần áo đều tẩy xấu rồi, Tần Phong coi như không có tẩy xấu, đến thời gian nhất định cũng phải đổi, Cố Vô Ích há hốc mồm, cái này cha làm sao so hắn đời trước có tiền nhất thời điểm sống còn tinh xảo a, Tần Phong gặp hắn hai đều không lời nào để nói, coi như bọn hắn đồng ý, đánh răng rửa mặt ăn cơm. Ăn cơm ta tẩy lớn kiện, các ngươi tẩy món nhỏ. Rửa sạch ta lau giày. các ngươi lê đất, dù là Cố Tiểu Nhị tối hôm qua cùng hắn ca thương lượng xong, sáng hôm nay bọn hắn lê đất nhưng nghe hắn như thế nhất an sắp xếp cố tiểu nhị ngược lại không nghĩ như hắn nguyện ngươi ngược lại là sẽ an bài đây không phải nhà ngươi cho ta kéo tần phong hỏi lại cố tiểu nhị lập tức nghẹn lời kiếp trước cẩn thận từng ly từng tí nghiêm túc cố gắng nhiều năm rốt cục có cái nhà nhưng hắn còn không có cảm nhận được nhà ấm áp nhà liền sụp đổ cố vô ích trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn cái này cha thuận miệng một câu luôn có thể nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Phản phất biết bọn hắn thích nghe cái gì, lời gì nhất có thể đã động hắn, Tần Phong sẽ không độc tâm thuật, thấy tiểu ca hai thần sắc một cái sau một cái phức tạp, nhịn không được hỏi, ta nói sai rồi, cố tiểu nhị dơ lên khuôn mặt tươi cười, không có. Thế nhưng là ta đói, ta đi xới cơm. Nấu nước trong ấm không có nước, dùng phích nước nóng bên trong nước nóng, cố tiểu nhị không chút suy nghĩ liền nói, ta dùng ép nước giếng vừa ép ra nước rất ấm áp, thật sao? Tần Phong nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, rất muốn lười biến cố tiểu nhị liên tục không ngừng vào nhà sách phích nước nóng. Hôm nay bữa sáng giống như thường ngày, cháo cùng bánh bao cùng trứng vịt muối. Tần Phong không biết mấy đứa bé có hay không chán ăn, dù sao hắn là chán ăn, lại tiếp tục như thế. Hắn không phải phải bệnh kén ăn chứng không thể, cha, nghĩ cái gì đâu. Cố tiểu nhị tò mò dò xét hắn, Tần Phong thuận miệng kéo một câu, chuyện làm ăn. Cố vô ích hiếu kỳ, lúc nào thử xe, tần phong, nhanh. Có chuyện gì ăn cơm lại nói, tiểu ca hai gặp hắn không muốn nói chuyện nhiều, nghĩ lầm muốn giữ bí mật cũng không dám hỏi lại, yên lặng ăn xong, tần phong cọ nồi rửa chén, tiểu ca hai phân công, lau bàn quét rác, tiểu bất điểm phát hiện các ca ca không cần hắn, liền đi trù phòng giúp tần phong. Trong phòng bếp không chỉ có lửa còn có dao phay, Tần Phong cũng không dám để hắn chờ lâu, đi đem ngươi nhỏ biết tất tìm ra thả rửa chân trong chậu. Nghe lời tiểu hài lập tức hướng trên lầu chạy, cố vô ích vội vàng nói, ở trong viện trên mặt đất, tiểu hài liền nện bước nhỏ chân ngắn ra bên ngoài chạy, cố tiểu nhị không khỏi nói, hắn còn thật thích làm việc. Tần Phong tại trù phòng nghe nói như thế nhịn không được lắc đầu, bốn tuổi lớn hài tử biết làm việc gì a à, 10 phần 8, chính là lão hòa thượng giáo đến ba ba nhà phải nghe lời hiểu chuyện, muốn giúp ba ba làm việc, nghĩ đến đây, Tần Phong thở dài một hơi, nhịn không được đau lòng tiểu bất điểm, nhanh chóng tẩy một chút bát, cọ nồi nước đổ trong thùng giữ lại quay đầu cho heo ăn tùy tiện lau lau tay liền ra ngoài lúc này ngâm mình ở trong máy giặt quần áo quần áo cũng kém không nhiều có thể tần phong lôi ra cắm tấm mở ra máy giặt lại đi đến mặt đổ một chút nước giếng liền cầm lấy khăn mặt đi nhà chính tiểu hài nhắm mắt theo đuôi đi theo vào tần phong nghỉ một hồi quăng ra trong bình hoa nhựa plastic hoa xác một chút đưa cho tiểu hài giúp ba ba cầm rốt cục có đất dụng vỏ tiểu hài cao hứng dùng sức gật đầu một cái Tần Phong dùng sạch sẽ cái tay kia sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ngồi trên ghế salon chờ ba ba, cố vô ích cầm đồ lau nhà tiến đến, nói, cái bàn chúng ta xác là được. Tần Phong, lầu trên lầu dưới kéo sạch sẽ các ngươi nếu là còn có thể động, về sau cái bàn ngăn tủ liền để cho các ngươi xác. Cố tiểu nhị nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, xem thường ai đây. Tần Phong Trang không nhìn thấy, đối phó những cái này oắt con, sự thật thắng hùng biện, sự thật không ra hắn suy đoán, ba bốn mươi bình phòng khách và phòng ăn kéo sạch sẽ, hai anh em hướng trên mặt đất một tòa, tiểu bất điểm coi là chơi vui cũng đi theo đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này Tần Phong sớm đem tủ quần áo đầu mấy lau sạch sẽ, đang chuẩn bị phơi quần áo. Tiến đến tìm cọc treo đồ, nhìn thấy cố tiểu nhị mệt mỏi cùng hắc xi, si. lập tức muốn cười, làm sao rồi, cố tiểu nhị vô ý thức quay đầu, nhìn thấy hắn đầy mắt ý cười, lập tức không nghĩ để ý đến hắn, Tần Phong hứng thú, trên lầu cũng kéo tốt rồi cố tiểu nhị đưa tay che lỗ tai, cố vô ích từ dưới đất bò dậy, tiểu nhị trừng to mắt nhìn hắn ca, cố vô ích vội ho một tiếng, lão sư bố trí làm việc còn không có viết. Ta dự định trước làm bài tập, trên lầu buổi chiều lại kéo, cố tiểu nhị ngẩn người, kịp phản ứng vội vàng gật đầu, tần phong vô cùng muốn nhắc nhở hai anh em, làm việc tối hôm qua liền viết xong, nhưng hài tử lại nhỏ cũng phải mặt mũi, ví dụ như hắn khi còn bé, mỗi lần bị phụ mẫu vạch trần đều sẽ thẹn quá hóa giận khi trước làm bài tập trên lầu không lắm bẩn không nóng nảy cố tiểu nhị đứng lên liền hướng trên lầu chạy tần phong trong miệng đồ lau nhà hai chữ không nói ra liền thấy cố vô ích cầm lên miễu miễu đuổi theo hắn đệ nhìn thấy ném xuống đất đồ lau nhà cùng khăn lau tần phong bất đắc dĩ cầm đi viện bên trong dùng phiêu quần áo nước rửa sau đó ga giường cái chăn đều phơi dây thừng bên trên phát hiện còn không một cái dây thừng tần phong đem hắn cùng mấy đứa bé đệm chăn lấy ra phơi nắng đồng sự từ cổng qua nhìn thấy viện bên trong phơi tràn đầy hắn còn tại lau giày không khỏi dừng lại hỏi thăm tần công đây đều là ngươi tẩy tần phong ngẩng đầu nhìn thấy gia công xưởng đồng sự không phải người ngoài liền nhẹ gật đầu nam đồng sự không khỏi duỗi ra ngón tay cái ngươi cũng thật là lợi hại tần phong hướng máy giặt nhìn một chút công lao của nó vậy cũng phải vừa đi vừa về ép nước nam đồng sự đi tới gặp hắn soát giày rất nhỏ vô ích cùng thanh cuồng tần phong gật đầu nam đồng sự khó trách cố công qua đời trước tình nguyện đem hai người họ giao phó cho ngươi, đều không cho nữ nhi của hắn chiếu cố. Tần Phong cười nói, bông vải dày dày, hai người bọn họ tẩy không sạch sẽ. Qua vài ngày đổi đơn dày dày xăng đăng, liền để bọn hắn mình soát, hẳn là không phải ngươi cũng vội vàng không đến. Nam đồng sự nhìn thấy nhà chính cổng có cái bàn nhỏ, lấy tới tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tần phong lông mày khẽ động, đây là có việc gì, thông thả. Nam đồng sự ngẩn người, ý thức được hỏi hắn, cười nói, thông thả, Tần Phong không tin cũng không còn tiếp ra, nam đồng sự cùng Tần Phong không quen, lại bởi vì hắn là tiến sĩ, sợ nhiều lời nhiều sai bị hắn trò cười, cũng không dám tùy tiện cùng hắn liên hệ, đến mức ngồi 5 phút đồng hồ, thực sự chịu không được phần này yên tĩnh đứng dậy cáo từ, cha, hắn làm chi đến rồi. Cố Tiểu Nhị lúc trước nghe được tiếng nói chuyện rất hiếu kỳ, ghé vào trên cửa sổ vẽn tay kết quả cái gì cũng không nghe thấy. Tần Phong, ai biết, có phải là giới thiệu cho ngươi đối tượng A? Tần Phong ngẩng đầu hỏi, cứ như vậy muốn cái mẹ kế, cố tiểu nhị cấp tốc trụt về lại. Tần Phong hài lòng, tìm ra ván giặt đồ, Tần Phong cầm đế giày, giày mặt tại ván giặt đồ bên trên xoa mấy lần, thanh thủy xông lên tựa như mới. Lại dùng giày xoát xoát một chút bên trong, lại tẩy trắng một chút, liền đặt ở trên bệ cửa sổ phơi nắng, lúc này viện bên trong cũng ẩm ướt không thể nhìn. Tần Phong đem máy giặt chuyển phòng bên trong, đang chuẩn bị quét dọn một chút, liền thấy hắn cha mẹ chạy vào, khoảng giống đằng sau có sói truy bọn hắn, động tác nhanh toàn vẹn không giống tuổi trên 50 người, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Phong vội vàng đỡ lão hai người một cái, tần lão hán, đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử cô cô đến, tới thì tới chứ sao? Tần Phong buông ra bọn hắn tiếp tục quét qua mặt đất nước, tần lão hán bắt được cây chổi, kẻ đến không thiện cùng ngươi thiếu nàng mấy vạn khối tiền giống như, Tần Phong buồn cười, không tốt còn để các ngươi trở về cho ta báo tin, Chu thị, bọn hắn cưỡi xe đến. Chúng ta ngồi tại trên xe buýt nhìn thấy, so với bọn hắn đi được nhanh, Tần Phong dừng lại, chú ý tới trong tay nàng còn mang theo một bao đồ vật, là cộng lông A. Trước thả trên lầu đi, Chu thị gật đầu một cái liền nghĩ lên lầu, dương mắt nhìn thấy hai cái cái đầu nhỏ, cố vô ích gặp hắn bị phát hiện, liền trực tiếp hỏi, nàng lại tới làm gì chu thị cùng tần lão hán nếu là biết còn không vội nữa nha lão hai người lắc đầu liền nhìn tần phong tần phong cũng nghĩ không ra bọn hắn tới làm gì hơn một tháng trước cố công qua đời trước đem phòng ở sang tên cho tần phong liền định đem phòng bên trong đàn một đồ nội thất lưu cho hắn nữ nhi cố tuyết hai hài tử chết sống không đồng ý cố công mặc dù không hiểu bọn hắn làm sao chán ghét như vậy cố tuyết nhưng hắn đã vô lực làm rõ những cái này chỉ có thể tại di chúc càng thêm phòng trên tử bên trong tất cả mọi thứ về tầng phong. Cố lão công trình sư tiền lương rất cao, trừ ông cháu ba người chi tiêu, mỗi tháng còn có thế thừa gần một nửa. Cố lão vừa muốn đem tiền lương cho nữ nhi, nhưng mà tiểu ca hai vẫn là không đồng ý, người khác khuyên như thế nào đều vô dụng. Tiểu ca hai mặc dù là thủ tịch luật sư, quyển sách kia bên trong nhân vật phản diện, mà dù sao không phải nhân vật chính, liên quan tới tuổi thơ của bọn họ ghi chép rất ít. Tần Phong cũng không có vì vậy phát hiện tiểu ca hai không thích hợp, nghĩ lầm hai người bọn họ một mực chán ghét như vậy cô cô của bọn hắn, chỉ là trong sách không có Tần Phong cho bọn hắn làm chủ, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi cô cô của bọn hắn. Tần Phong nghĩ đến trong sách cố vô ích liền sơ trung đều không có đọc xong, liền cho rằng cố tuyết trong ngoài không đồng nhất, không nghĩ tiện nghi nàng, liền đem cái kia sổ tiết kiệm nhận lấy, sau đó để thay cố lão viết di chúc xưởng trưởng cùng hắn cùng một chỗ đem tiền tiết kiệm kỳ hạn cải thành 10 năm tiểu ca hai hài lòng cố tuyết tức điên từ lúc cố lão đầu bảy qua đi liền rốt cuộc chưa từng tới còn tuyên bố không nhận cố vô ích cùng cố thanh cùng hai cái chất tử về sau bọn hắn bị tần phong khi dễ chết cũng đừng đi tìm nàng tần phong nhìn về phía hai hài tử nàng có phải là thừa dịp ta không ở nhà thời điểm tới qua cố vô ích lắc đầu tần phong chuyển hướng hắn cha mẹ cũng không có đi đi tìm các ngươi chu thị buồn bực nàng tìm chúng ta làm gì cố công đồ vật đều ở chỗ này tiền tại trong ngân hàng ngươi không đi ai cũng không lấy ra tới tần phong vậy liền kỳ quái tần lão hán trong lòng bỗng nhiên khẽ động lại lắc đầu liên tục không có khả năng không có khả năng tần phong hiếu kỳ nghĩ đến cái gì ngươi đại nương có thế nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm ngươi tỷ cũng có thế nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm cố tuyết a tần lão hán dừng lại một chút thế nhưng là ngươi đại nương nếu là đi đi tìm bọn hắn hôm qua liền nên đến tần phong cười nói ngươi không nói ta đều nghĩ không ra. Ta đại nương một người khả năng không có như thế đại năng lượng, nếu là tăng thêm vương căng bảo đâu, lão hai người tử sắc mặt đột biến, đồng nói, không có khả năng, ta đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, còn để tỷ ta cùng hắn ly hôn, hắn muốn làm sinh ý ta còn không giúp hắn, tương đương với đoạn người tài lộ lại cùng hắn có đoạt vợ mối hận. Hắn chỉ là đi cố tuyết trước mặt nói lung tung vài câu không phải rất bình thường, cố tiểu nhị lập tức nhịn không được nói, vẫn là đánh cho nhẹ, tần lão hán nguyết hắn một cái, ngươi đừng nói trước. Tiểu Phong, hiện tại làm sao xử lý, Chu thị lo lắng hỏi, nếu không ta đi tìm xưởng trưởng, thanh quan khó gãy việc nhà. Tìm xưởng trưởng có làm được cái gì? Tần Phong không đồng ý, trước đó xưởng trưởng giúp cố lão sư viết di chúc thời điểm, nàng liền la hét xưởng trưởng liên hợp ta lừa gạt đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử, lừa gạt cố lão sư, lại đem xưởng trưởng kêu đến, nàng có thể liền xưởng trưởng một khối mắng, di chúc là tại thành phố bệnh viện nhân dân viết, lão hai người không tại, không biết tình huống cụ thể, chỉ nghe gia chúc viện người nói qua, ngày đó cố tuyết tức giận đến kém chút muốn chơi chết nàng hai cái chất tử, lại cùng cố lão cùng nhau đi, chu thị, vậy cái kia, ta đi trong thôn tìm người, tần lão hán lắc đầu, nàng sẽ nói chúng ta ỷ thế hiếp người, lại nói, nàng tóm lại là đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử cô cô. Cố Vô Ích từ trên lầu đi xuống vừa vặn nghe được câu này, ra nhà chính cửa liền nói, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta mặc dù nhỏ, nhưng biết ai đối với chúng ta tốt, Tần Phong vui, người không miệng lớn khí không nhỏ, cùng cái đại nhân giống như không sợ ta trang, Cố Vô Ích trước kia sợ, sợ hắn ra vẻ đạo mạo, người trang cũng không cần để chúng ta mỗi ngày đổi nội y cùng biết tất a. À. Xuyên tại bên trong một tháng không đổi cũng không ai biết, Tần Phong sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn có ngươi câu nói này liền đủ. Cùng miễu miễu lên lầu, nàng giao cho ta, tránh khỏi các ngươi khó xử, cố vô ích lắc đầu, tần phong, các ngươi không nghị luận cái gì, đến cố tuyết trong miệng đều có thể biến thành ta suối dục, cố vô ích do dự, tần phong đẩy hắn một chút, trừng liếc mắt cố tiểu nhị, còn cần ta mời các ngươi, hai anh em lập tức dẫn miễu miễu lên lầu, tiểu bất điểm mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là thấy gia gia nải nải sắc mặt không đúng, né tránh hai người ca ca tới ôm lấy Tần Phong đùi, ba ba, Tần Phong nhìn về phía chuyển hướng mẹ hắn, Chu Thị, Miễu Miễu, cùng nải nãy lên lầu. Ba ba của ngươi muốn đánh người xấu, ngươi ở chỗ này vướng bận, tiểu hài không khỏi nhớ tới vương căng bảo, cho là hắn lại tới, lập tức đem tay nhỏ đưa tới, Tần Lão Hán nói, hẳn là đến cửa chính. Cái đôi này một khối đến, hai ta được không? Cố tuyết cùng nàng trượng phu thân cao cùng tần dĩnh cùng vương căng bảo không sai biệt lắm, nữ khoảng 1m6, nam 1m7 ra mặt, Tần phong 1m8 to con, đời trước học qua taekwondo, kiếp này ở nước ngoài không ít cùng khi dễ gốc á người nước ngoài đánh nhau, kinh nghiệm phong phú, một người liền có thể chơi ngã cố tuyết cùng nàng trượng phu, thế nhưng là bọn hắn không phải tần dĩnh cùng vương căn bảo. Nếu là đem cố tuyết đánh mặt mũi bầm dập, cố tuyết liền dám đi công an cục cáo hắn, tần phong lại không am hiểu cùng nữ nhân cãi nhau, trầm ngâm một lát, tần phong để cha hắn trở về cầm hai dạng đồ vật để tránh cùng cố tuyết đụng vừa vặn từ sau phòng đường nhỏ quấn ra ngoài tần lão hán nghe được hắn xách hai dạng đồ vật cảm thấy rất kéo tần phong thần sắc chắc chắn tần lão hán cho dù trong lòng không có yên lòng cũng quyết định nghe hắn tuy nguyên vẫn là tần lão hán cũng không am hiểu cùng nữ nhân cãi nhau bởi vì làm lão sư muốn lấy thân làm thì hắn những năm này liền một chút lời mắng người đều nói không ra miệng tần lão hán chân trước đi Cố Tuyết tới cửa, Tần Phong Trang không nhìn thấy đem chăn mình lật qua phơi nắng, Cố Tuyết gặp nàng bị không để ý tới, tức giận lên đầu, lớn tiếng hô: "Tần Phong!" Tần Phong không thể không chuyển hướng nàng, trái phải hàng xóm cũng bị nàng một tiếng này bạo a à cả kinh đi ra gia môn. Trước kia Cố Tuyết thường xuyên tới, hàng xóm cùng với nàng rất quen, liền cười chào hỏi: "Cố Tuyết đến rồi." Cố Tuyết chịu đựng nộ khí xong hàng xóm gật đầu một cái, chuyển hướng Tần Phong, nghe nói ngươi có con trai tần phong đột nhiên chuyển hướng nàng làm sao ngươi biết chuyện này ngươi không cần quản tần phong nghe vậy lập tức lười nhác cùng với nàng vòng quanh vương căng bảo nói a à, cố tuyết sắc mặt biến hóa hô hấp đình trệ khí diễn biến mất rất nhiều rơi tầm thường nhưng mà nàng còn không có ý thức được đúng thì thế nào ngươi không nên nói cho ta một chút hài tử là chuyện gì xảy ra sao ngươi tính là cái gì tần phong dẻo cật nói cố tuyết nghẹn lại trượng phu nàng nhịn không được nói Chúng ta bây giờ là cho ngươi cơ hội. Đừng cho mặt không muốn mặt, Tần Phong khí cười, ta cũng không cần mặt, làm sao rồi? Cặp vợ chồng nghẹn họng nhìn trân trối, hắn là Tần Phong sao? Vẫn là cái kia về nước tiến sĩ phải không? Tần Phong nhíu mày, không có lời nói rồi. Không có lời nói liền lăng con bê, ta chỗ này không chào đón ngươi. Cố Tuyết lập tức nhịn không được nói, chỗ này thế nhưng là nhà ta, chủ hộ là ta. Tần Phong không ngại nhắc nhở nàng, Cố Tuyết kia là ngươi lừa gạt, tần phong xùy một tiếng, pháp luật tán thành. Không phục đi tòa án kiện ta đi, cố tuyết có thế cáo cũng sẽ không tức giận đến một tháng không thấy. Trưởng phu nàng gặp một lần hù dọa không ngừng tần phong, tần phong cũng không thuận bọn hắn tiếp chiêu, đổi dùng thủ đoạn mềm dẻo, tần phong, chúng ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ có con trai ruột của mình, lại nuôi lớn bảo cùng hai bảo, tương lai nữ nhân nào dám gả cho ngươi trên lầu cố tiểu nhị không khỏi bắt hắn lại ca cánh tay chu thị thấy thế nhỏ giọng nói đừng nghe hắn nói bậy cha ngươi cả ngày loay hoay thời gian ngủ đều không đủ nào có tâm tư tìm đối tượng hắn nếu muốn tìm còn có thế đến phi người khác nhìn một chút trong ngực miễu miễu cố tiểu nhị trầm tĩnh lại đúng nha tần phong có tâm tìm lão bà chỉ bằng hắn tướng mạo cùng học thức miễu miễu ma ma làm sao có thể đem miễu miểu ném đi chùa miếu nghĩ đến đây cố tiểu nhị nằm ụịt xuống giường hai chân tréo ngoảy liền nghe được hắn lão tử nói vậy liền không tìm cố tuyết trượng phu nghẹn một chút cố tuyết không tin ngươi cam đoan được a à. tần phong gật đầu đáp ứng đến viết biên nhận theo cũng được nhưng các ngươi cũng phải cho ta lập cái chữ theo cùng vô ích cùng thanh cùng đoạn hướng vô luận hai người bọn họ về sau sống hay chết là nghèo khó vẫn là giàu có đều cùng các ngươi không quan hệ cố tuyết bật thốt lên dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Tần Phong hỏi lại, cố tuyết há hốc mồm, chúng ta là lo lắng hai người bọn họ. Tần Phong, ta không lo lắng hai người bọn họ, lo lắng ta đem bọn hắn nuôi tiền đồ, các ngươi đến hái quả đào. Ta hy sinh hôn nhân, các ngươi lại cái gì đều không ra, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, cặp vợ chồng bị hỏi á khẩu không trả lời được. Tần Phong chuyển hướng về sang đây xem náo nhiệt hàng xóm đồng sự, các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này mặc dù những người này cùng cố tuyết càng thêm quen thuộc nhưng luận thân sơ xa gần vẫn là cùng tần phong thêm gần cho nên không hẹn mà cùng gật đầu đứng hắn cố tuyết xem xét tình thế không bằng người lập tức nói ngươi nói vô dụng đại bảo cùng hai bảo đâu kêu đi ra ta muốn hỏi một chút bọn hắn nghĩ như thế nào chơi đi tần phong nói cố tuyết vậy ta ở chỗ này chờ bọn hắn trở về tần phong gật đầu chờ có thể đừng ở nhà ta chờ cố tuyết không dám tin hắn làm việc như thế tuyệt, cái phòng này một ngày viết tên của ta, ta liền không chào đón ngươi. Tần Phong nâng tay lên bên trong cây chổi, tiến đến cũng được, ta không ngại tìm công an, liền nói các ngươi tự xông vào nhà dân, quát tháo làm loạn, cố tuyết hướng hắn, phi một tiếng, lôi kéo trượng phu nàng ra ngoài, chương 15, thúc người rơi lệ, hai, trượng phu nàng đời này không có mất mặt như vậy, tức giận đến chỉ vào Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta, Tần Phong chờ lấy, còn chuyển một cái ghế ở trong viện bạch ngọc lan dưới cây chờ lấy chờ một lát không đợi đến tiểu ca hai ngược lại là đem tần lão hán chờ đến không dám tùy tiện mở miệng trái phải hàng xóm vội vàng hướng hắn vẫy gọi để tần lão hán mau chạy tới đây khuyên nhủ tần lão hán vô ý thức hướng cố tuyết cùng nàng nam nhân trên mặt nhìn gặp một lần hai người thật tốt thở dài một hơi cách hàng rào sắt tần phong nhìn thấy cha hắn biểu lộ lập tức vừa bực mình vừa buồn cười coi hắn là thành người nào a à. cố tuyết bỗng nhiên đứng dậy tần đại thúc tần lão hán vô ý thức lui lại cố tuyết không khỏi dừng lại biểu lộ cũng biến thành một lời khó nói hết tần lão hán nói thẳng cố lão qua đời thời điểm ta không tại ngươi cùng tần phong sự tình nói với hắn vòng qua nàng liền hướng nhi tử đi đến đem đồ vật đưa cho hắn cố tuyết chuyển hướng trượng phu nàng hắn kia là cầm cái gì trượng phu nàng lắc đầu nhỏ giọng nói hắn không dám cùng chúng ta động thủ ta ước gì hắn động thủ tiếng nói vừa dứt dùng vải bọc lấy đồ vật trong đó một cái lộ ra bộ mặt thật cặp vợ chồng kinh ngạc thế mà là nhị hồ tần phong đưa cho cha hắn cái ghế cũng làm cho cho hắn có chút năm không có kéo qua đi tần lão hắn lắc đầu ngày lễ ngày tết sẽ kéo một đoạn có đôi khi chúng ta thôn người lo liệu việc hiếu hỉ người không đủ cũng sẽ để ta đi qua góc số lượng kéo ngựa đua vẫn là kéo khác ngựa đua đẹp bọn hắn tần phong hướng ra phía ngoài nhìn một chút giống như cười mà không phải cười mù lòa a bỉnh tần lão hán suýt nữa không có ngồi vững vàng ngươi ngươi xác định sẽ không tần lão hán trừng mắt xem thường cha ngươi năm đó ta tốt xấu là đoàn văn công hảo hán không đề cập tới năm đó dũng tần phong cố ý kích động cha hắn tần lão hán nghẹn một chút ngươi ngươi chờ lập tức làm dáng trái phải hàng xóm hiếu kỳ nhịn không được hỏi tần công phụ thân ngươi sẽ còn kéo nhị hồ tần phong liếc liếc mắt cha hắn liền hắn cái này thân cao, cũng không có so người khác lớn lên nhiều đẹp mắt, có thể lấy được cao hơn hắn hơn phân nửa đầu mẹ ta, dựa vào chính là điểm này tài nghệ, tần lão hắn tay run một chút, tức giận lên đầu, trừng tròng mắt nhìn tần phong, tần phong không yên lòng nói, xem ngươi nhị hồ đừng nhìn ta, tần lão hắn hô hấp không khoái, tiểu hỗn đảng, hắn hôm nay liền để hắn kiến thức một chút ai là lão tử, tần lão hắn nhắm mắt lại hồi tưởng một chút làng điệu, đầy ngập phẫn nộ làm lực lượng, bi thương làng điệu bị hắn diễn tấu thúc người rơi lệ, xem náo nhiệt hàng xóm chịu không được, nổi da gà tất cả đứng lên, tần công, không phải kéo cho các ngươi nghe. Tần Phong nhìn về phía cố tuyết cùng nàng trượng phu, kéo cho bọn hắn nghe. Bọn hắn khi nào thì đi, cha ta lúc nào ngừng. Kế tiếp là khổ bông cải cùng trường tương tư, coi như kéo không tốt, cũng sẽ để các ngươi muốn khóc, buổi chiều nửa ngày đều không có hảo tâm tình, có hàng xóm không khỏi nói, ngươi đây không phải giết địch 800, tự tổn 1.000 sao, Tần Phong lắc đầu, không phải a, à, ta khi còn bé thường xuyên nghe, quen thuộc, thế nhưng là chúng ta không quen, Tần Phong không nhận bi thảm làng điều ảnh hưởng, mỉm cười, vậy liền để cố tuyết xéo đi, chương 16, đại xuất tấn, chúng hàng xóm lập tức muốn mắng người, cũng không phải bọn hắn để cố tuyết đến, cố tuyết cũng không phải đến tìm bọn hắn, dựa vào cái gì để bọn hắn ra mặt, Tần Phong khoanh tay, một chân còn đi theo hắn cha chỉ huy dàn nhạc, đừng đề cập nhiều khoan thai vênh váo các bạn hàng xóm không có hắn tốt như vậy tâm tính nhất là nghĩ đến cố lão năm bảy vừa qua khỏi luôn cảm thấy nhị hồ đưa tới âm phong trận trận tiểu cố ngươi liền trở về đi hàng xóm đại tẩu nhịn không được mở miệng cố tuyết cười khẩy nói ngươi thật là nghe tần phong hàng xóm đại tẩu sắc mặt không tốt trong lòng có mấy phần tức giận cố vô ích cùng cố thanh cùng hai hài tử tình nguyện đi theo tần phong người ngoài này cũng không muốn đi nàng cái này nhà cô cô nàng không kiểm điểm, còn hoài nghi Tần Phong lắc lư hài tử. Hiện nay phòng ở đã qua hộ, hai hài tử cũng tại Tần Phong hộ khẩu bản bên trên, ván đã đóng thuyền, nàng còn tới náo, náo cái rắm A, liên lụy mọi người không được sống yên ổn, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Ngươi không phải nơi này hộ gia đình, cũng không phải xưởng chúng ta công chức, ngươi nếu là không đi, ta hiện tại liền đi tìm bảo an, cố tuyết sắc mặt khẽ biến, không còn dám miệng tiện, ta trước kia không có đắc tội qua ngươi đi. Hàng xóm đại tẩu nói, ngươi trước kia là không có đắc tội qua ta, hiện tại đắc tội. Hướng tần lão hán nhìn một chút, cố tuyết cứng họng, lại cũng không phải ta để hắn kéo. Tần phong lập tức nói, ngươi nếu là đi, ta lập tức đến một khúc, bách điểu triều phượng, vui vẻ đưa tiễn ngươi, cũng thuận tiện cùng mọi người bồi cái không phải. Lời vừa nói ra, cổng cùng hàng rào bên ngoài xem hàng xóm nhau nhau hỏi, tần công cũng sẽ kéo nhị hồ. Tần phong không trả lời mà hỏi lại, muốn biết cố tuyết đi ta sẽ nói cho các ngươi biết đám người đồng thời chuyển hướng cố tuyết cố tuyết gặp một lần không ai hướng nàng cũng tới khí hai tay chống nạnh ta liền không đi ta nhìn ngươi có thể đem ta làm gì tần phong ta không thể bọn hắn có thể đem ngươi kiên đi ra quét mắt một vòng mọi người sẽ không không dám a à. những người này đều so tần phong tuổi tác lớn coi như không có hắn thông minh cái kia cũng có phong phú nhân sinh trải qua biết hắn cố ý cũng không muốn bị hắn làm vũ khí sử dụng, nhưng mà bọn hắn không phải trong thôn những cái kia không hiểu chuyện mù chữ, thích đánh nhau ẩu đả. So với nhìn hắn cùng cố tuyết cãi nhau, bọn hắn càng muốn nhìn hơn nhìn du học trở về tiến sĩ kéo nhị hồ, lại nói, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, cũng không muốn nghe một ngày bi thảm làng điệu, đám người không hẹn mà cùng chuyển hướng cố tuyết cặp vợ chồng. Mấy cái chừng 30 khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi càng là ma quyền sát trưởng, cố tuyết cùng nàng nam nhân sợ thế nhưng là tiền tài động nhân tâm. Cố tuyết nghĩ đến đây chỗ lầu nhỏ là phụ thân nàng, phòng bên trong đồ nội thất vật trang trí đều là từ trước kia nội thành lão trạch bên trong chuyển tới. Trẻ tuổi nhất Bình Hoa cũng có 30 năm lịch sử, nghe nói một cái ghế đỉnh nàng 3 tháng tiền lương, lại vừa nghĩ tới phụ thân nàng lưu lại tiền tiết kiệm, lập tức lại có tiếp tục náo dũng khí. Ta cũng không phải đến cãi nhau đến gây chuyện, ta là lo lắng đại bảo cùng hai bảo. Nhị Hồ Thanh âm không ngừng, cố tuyết chỉ có thể lớn tiếng nói, Tần Phong, hai người bọn họ bị ủy khuất tự nhiên có nội quy nhà máy quốc pháp chế tài ta, không cần đến ngươi nhọc lòng, cố tuyết cười lạnh, rất xem thường, Tần Phong lập tức biết nàng người thiếu kiến thức pháp luật một cái, xem ra ngươi không biết ẩu đã trẻ vị thành niên cấu thành cố ý tổn thương tội, muốn theo nếp gánh chịu trách nhiệm hình sự A, nhị hồ âm thanh im bặt mà dừng, Tần Phong vô ý thức trở lại, nhìn thấy cha hắn một mặt kinh ngạc, ngài không nghe lầm cha đánh nhi tử đạo lý hiển nhiên kia là kiến quốc trước lão hoàng lịch cố tuyết lại cười nhạo một tiếng tần phong làm không nghe thấy nói tiếp trượng phu đánh thê tử thê tử đánh trượng phu cũng phạm pháp chẳng qua muốn đi trước bệnh viện nghiệm thương sau đó mới cốt đi công an cục báo án xong cố tuyết chọn một hạ lông mày có phải là cùng nghe cố sự giống như không đợi nàng mở miệng chuyển hướng các bạn hàng xóm các ngươi nói vô ích cùng thanh cùng là theo chân ta cái này tiền lương cao hiểu pháp luật pháp quy về nước tiến sĩ tốt, vẫn là đi theo nàng một công nhân bình thường người thiếu kiến thức pháp luật có tiền đồ, ngươi tài pháp mù. Cố tuyết nhịn không được phản bác, tần phong bị nàng dắt cuốn họng rống đau đầu, cha, tiếp tục. Ta tình nguyện nghe ngài kéo, khổ bông cải, cũng không muốn cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, tần lão hán, người nói đều là thật, đương nhiên thật, tần lão hán không nghĩ hủy đi nhi tử đài, nhưng hắn muốn làm rõ ràng, về sau cũng làm tốt khuê nữ làm chủ, ta thế nào không nghe người ta nói qua, cố tuyết cười, nghe không? Cha ngươi cũng không tin ngươi, đó là bởi vì cha ta hắn không hiểu. Tần Phong liếc liếc mắt cố tuyết, liền đối với hắn cha nói, có mấy cái nghi tử dám cáo lão tử, có mấy cái thê tử cáo trượng phu. Bên này còn chưa nói ly hôn, bên kia các ngươi liền khuyên giải, đi công an cục báo án đem người bắt lại, các ngươi còn không phải liền đánh mang mắng trách nàng không hiểu chuyện. Quét mắt một vòng các bạn hàng xóm, nhà ai cặp vợ chồng náo ly hôn, các ngươi cũng không thiếu khuyên người ta chịu đựng qua a. À. Cùng cố tuyết đối đầu hàng xóm đại tẩu nhịn không được hỏi, tần công ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện. Tần phong trong lòng tự nhủ, ta sống hai đời, cộng lại ròng rã 50 tuổi, kiếp trước mặc dù là phú nhị đại, cũng không phải sống ở trong chân không, đời này còn sinh trưởng tại nông thôn, cái gì không biết ta kiến thức rộng rãi hàng xóm đại tẩu nghẹn lại tần phong cười ta đọc sách nhiều không phải là con mọc sách lại nói ta nhìn sách cũng không đều là chuyên nghiệp thư tịch văn xuôi tiểu thuyết tống từ nguyên khúc cổ kim nội ngoại đều có đọc lướt qua hàng xóm đại tẩu bị thuyết phục tần phong nhìn một chút cha hắn mù loà a bỉnh xin cơm khúc kỹ xảo không khó chí ít đối tần lão hán cái này kéo gần nửa đời nhị hồ người mà nói đơn giản cần phải lôi ra cảm xúc đến không dễ dàng, cảm xúc thứ này rất khó được, Tần lão hán dừng lại, lại tiếp tục cũng kéo không ra vừa rồi đau khổ, thế là hắn đổi kéo, khổ bông cải. Các bạn hàng sóng nghe xong luận điệu biến, Tần Công, thật dự định để cha ngươi kéo xuống. Tần Phong hướng nhị hồ nhìn một chút, vừa mới cố ý về nhà cầm. Các ngươi nói sao? Đầy mắt vui vẻ nhìn xem Cố Tuyết, nơi này không phải Cố Tuyết địa bàn, Cố Tuyết suy nghĩ Tần Phong chính là tiến sĩ người đọc sách thanh cao, khẳng định ngượng ngùng cùng với nàng động thủ. Tần Phong lại là cái nam nhân, khẳng định nhau nhau chẳng qua nàng, cho nên mới trên đường đều dự định tốt, nếu không về ba nàng sổ tiết kiệm cũng phải để hắn ra điểm huyết. Vạn vạn không nghĩ tới Tần Phong cái bực mình đồ chơi không tiếp chiêu còn làm nhị hồ buồn nôn nàng, cố tuyết bị Tần Phong thấy nổi giận, liền kiếm nàng trượng phu, nàng nam nhân hướng viện bên trong đi. Ba, từ trên trời đến rơi xuống một vật, cố tuyết vô ý thức nhìn sang, là một con bông vải dày. Hắn nam nhân vô ý thức nhìn Tần Phong, Tần Phong khoanh tay, thần sắc cũng có chút dị thường, hiển nhiên không thể nào là hắn làm. Cặp vợ chồng ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn, trên cửa sổ thêm ra cái cái đầu nhỏ, không phải người ngoài, chính là cố tiểu nhị, cố tuyết không dám tin, đây là ngươi ném, có người làm chỗ dựa, cố tiểu nhị cũng không phải thật nhỏ hài, một điểm không sợ nàng, đúng. duỗi ra một cái tay, trong tay còn có một con giày, nhà chúng ta không chào đón ngươi ở đâu ra về đến nơi đâu không phải đừng trách ta không khách khí ta là ngươi cô cố tuyết lớn tiếng nói cố tiểu nhị cầm giày hướng nàng ngắm một cái liền nện cố tuyết dọa đến cuốn quyết trốn tránh cố tiểu nhị trong tay lại nhiều một con giày gặp hắn cô phụ thế mà còn dám chỉ hắn ngắm cũng không ngắm liền hướng hắn đập tới tần phong vội vàng cách kia hai vợ chồng xa một chút để tránh bị tai họa giày rơi xuống đất tần phong không khỏi gầm thét cố thanh cuồng ngươi cho ta thấy rõ ràng lại nện tần lão hán vô ý thức dừng lại tần phong hướng hắn nói ngài tiếp tục cố tiểu nhị nhịn không được nói ta thấy rõ ràng tần phong nhặt lên giày đây là cái gì ngươi liền nện cố tiểu nhị mở to hai mắt nhìn thấy kia là một con bóng lưỡng bóng lưỡng giày da lập tức trong lòng rung lên quay đầu tìm hắn ca kết quả nhìn thấy một cái tiểu bất điểm tiểu bất điểm trong ngực còn ôm lấy một con giày da đệ a à, ngươi ở đâu ra cố tiểu nhị vội vàng cướp đi cho hắn ca ngươi cũng không nhìn lấy điểm cố vô ích ta tưởng rằng cũ tiếp nhận đến liền nhét trong ngăn tủ miễu miễu cái này dày là mới không thể động cho ngươi cái này cho hắn một con giày thể thao tiểu hài lập tức cho cố tiểu nhị cố tiểu nhị quay thân liền hướng hắn cô phụ đập tới ba liên tiếp ba lần nện không lần thứ tư rốt cục nện vào vừa vặn nện vào hắn cô phụ trên mặt cố tuyết trượng phu phản xạ có điều kiện nhắm mắt cố tuyết dọa đến kinh hô một tiếng tần lão hán lần nữa bị đánh gãy không khỏi nhìn nhi tử còn kéo sao tần phong gật đầu tần lão hán phục hắn luôn rồi nhi tử tần phong cũng không nghĩ chỉ là cải cách mở ra kinh tế thị trường càng ngày càng tốt theo quốc gia có tiền chơi gây sở kiến thiết bắt xe xưởng sẽ càng ngày càng bận rộn tần phong thân là bắt xe xưởng công trình sư thời gian nghỉ ngơi cũng càng ngày càng ít Tần Phong không nghĩ sau này khó được ngày nghỉ ngơi đều lãng phí ở cạn bã trên thân, khi nhất định phải một đám đến cùng, cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Tần Phong liếc nhìn cố tuyết, ngươi muốn gặp ngươi chất tử, vô ích cùng thanh cùng ngay tại trên lầu, bọn hắn không chào đón ngươi, có thể lăn đi, còn không đều là ngươi suối dục. Cố tuyết chỉ vào Tần Phong nói, trên lầu cố tiểu nhị không khỏi quay đầu nhìn hắn đại ca, thế mà bị nhỏ ba ba đoán đúng, cùng ta cha không quan hệ. Chu thị xuống lầu, không ai ngăn đón cố vô ích, không cố kỵ gì liền gạt mở cố tiểu nhị hướng dưới lầu rống. Cố tuyết đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì, ngươi biết rồi. Cố vô ích hỏi lại, cố tuyết khó có thể tin, ngươi quản hắn gọi cha, hắn không phải cha ta còn có thể là cha ngươi. Tần phong vội vàng khoát tay, ta nhưng không dám nhận ba nàng. Bày ra như thế cái khuê nữ, ta phải sống ít đi 10 năm, cố vô ích gật đầu, đúng nha cho nên Gia Gia không tới 70 liền đi, khục, xem náo nhiệt hàng xóm cười phun, cố tuyết sắc mặt đỏ bạch bạch đen, sao phơi tại dây thường bên trên bao hoa tử còn đặc sắc, trượng phu nàng sắc mặt đỏ lên, không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ, đau lòng nhất ốc hỏi, đại bảo, biết ngươi đang nói cái gì sao, ta 10 tuổi, cái gì không hiểu. Cố vô ích liếc nhìn hắn một cái, lớn tiếng hô, Gia Gia, ngừng một chút các vị thúc thúc a di bá phụ bá mẫu nhóm khẳng định kỳ quái lúc trước chúng ta vì cái gì không cùng cô cô ngược lại muốn cùng tầng ba ba chúng hàng xóm cũng không khỏi phải gật đầu tần phong cũng rất muốn biết không khỏi quay người ngẩng đầu nhìn lại cố vô ích trước kia không dám nói thật sợ tần phong trong ngoài không đồng nhất trông cậy vào hắn cùng cố tuyết lẫn nhau chế hành giờ này ngày này cố vô ích không cần lại lo lắng tần phong diễn kịch liền chỉ vào cố tuyết nói cha ta bên trên đại học mặc dù không có cách nào cùng tầng ba ba so, thế nhưng mạnh hơn nàng, nàng không thừa nhận mình lười, cha ta mặc dù là đồ cặn bã nhưng thông minh hiếu học, liền ao ước đố kỵ cha ta, còn cảm thấy gia gia bất công. Cha ta chạy, tìm không thấy cha ta, nàng liền nghĩ từ trên người chúng ta bù trở về. Nhìn thấy cố tuyết cả kinh mở to hai mắt, đừng tưởng rằng, ngươi nói bậy. Cố tuyết gấp dơ chân, lớn tiếng ngăn cản nàng nói tiếp cố vô ích nhìn về phía hắn cô phụ ta còn biết ngươi không thích gia gia bởi vì bắt xe xưởng tiền lương cao đãi ngộ tốt ngươi nghĩ điều đến bắt xe xưởng gia gia không có giúp ngươi đúng cố tiểu nhị đem một cái khác cửa sổ mở ra dùng sức gật đầu một cái cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi kia đức hạnh cái gì cũng đều không hiểu còn muốn đến bắt xe xưởng tốt cho ngươi cơ hội hao chủ nghĩa xã hội lông cừu a lời vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi chuyển hướng cố tuyết cặp vợ chồng cố tuyết cùng nàng nam nhân nhanh chân hướng phòng bên trong đi tần phong vung lên cây chổi tựa như xung phong quyết chiến đại tướng quân cặp vợ chồng dừng lại tần phong tìm hàng xóm đại tẩu đi tìm bảo an cố tuyết đánh người cặp vợ chồng trăm miệng một lời ai đánh ngươi rồi ta cũng không nói các ngươi đánh ta tần phong lãnh sắc hỏi thở hồng hộc hướng phòng bên trong làm gì không phải đi lầu hai đánh ta nhi tử chẳng lẽ muốn thừa cơ bắt ta nhà đồ vật cố tuyết hô hấp đình trệ chỉ vào tần phong một mặt không thể nói lý đừng khinh người quá đáng tần phong vui tới nhà của ta viện bên trong chỉ vào người của ta nói ta khinh người quá đáng ta nếu là không khi dễ ngươi chẳng phải có lỗi với ngươi vung lên cây chổi liền nện tiểu phong chu thị vội vàng ngăn đón hai cái vị này cũng không phải nàng khuê nữ cùng con rể tùy tiện không thể động thủ tần phong thuận thế dừng lại cha kèn cho ta tần lão hán vô ý thức cầm để dưới đất đồ vật tần phong đem bao lấy kèn vải quăng ra nhìn chằm chằm hai người mới vừa rồi là không phải rất hiếu kỳ đây là vật gì quét mắt một vòng các bạn hàng xóm trong xưởng lo liệu việc tang lễ không giảng cứu nhiều như vậy các ngươi chưa nghe nói qua kèn thổi vải đắp một cái toàn thôn già trẻ chờ thêm đồ ăn a à. hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cố tuyết không khỏi hỏi ngươi có ý tứ gì cho ngươi đưa tan. Tần Phong thử một chút kèn, có thế lên tiếng, lập tức thổi lên đại xuất tấn, cố tuyết hoảng, liên tục không ngừng tìm nàng trượng phu, nàng nam nhân không chút suy nghĩ liền đi đoạt Tần Phong kèn, Chu thị dơ lên cây chổi liền hướng trên người hắn nện, Tần Phong còn không có tìm tới điều, dù sao gần 10 năm không có chạm qua, thấy thế liền thừa cơ dừng lại, Chu thị, ngươi thổi ngươi, ta không sợ. Quay đầu nháo đến công an cục, ta liền nói hắn khi dễ ta một lão thái bà, cố tuyết trượng phu cười lạnh một tiếng liền đoạt nàng cây chổi, tần lão hán vung lên nhị hồ liền nện, cố tiểu nhị mở ra hắn lão tử tủ dày, bất luận cũ mới liền hướng hạ ném, trong lúc nhất thời đưa tan ai khúc phối hợp hỗn loạn tình cảnh thật cùng nông thôn đưa tan giống như, chúng hàng xóm nhìn mà trợn tròn mắt, theo rơi xuống dày càng ngày càng nhiều, tần phong càng thổi càng ra sức, mà bởi vì kèn phân tâm, lại muốn tránh thiên nữ tán hoa dày, đến mức cố tuyết cùng nàng nam nhân không thể chuyên tâm nên chiến, chỉ có thể chạy trối chết. Tần Phong xem xét hai người bọn họ hoảng phải ra bên ngoài chạy, lập tức dừng lại, đừng truy. Chu Thị cùng Tần Lão Hán dừng lại, chúng hàng xóm lấy lại tinh thần, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Phong nhìn một chút các bạn hàng xóm, mỉm cười lần nữa cầm lấy kèn. Hàng xóm mở to hai mắt, còn tới, bách điểu triều phượng, truyền vào láng giềng trong tai. Chúng hàng xóm lập tức tinh thần chấn động nhưng mà Tần Phong sẽ chỉ một đoạn, một phút đồng hồ liền dừng lại. Có tiểu hài không khỏi hỏi, Tần Thúc Thúc làm sao không thổi à nha? Tần Phong cười nhún vai, liền sẽ như thế điểm, chúng hàng xóm không tin. Tần Phong gật đầu, trước kia không biết có thế khôi phục thi đại học, cha ta cảm thấy trên ánh sáng mấy năm học không an toàn, một chiêu tiên cực biến thiên, liền để ta cùng ta đại cửu học kèn. Lúc ấy Tần Phong thật không vui lòng học, nhưng hắn lại không có cách nào giải thích 77 năm khôi phục thi đại học. Cha mẹ thương hắn, Tần Phong lại rảnh rỗi, vì để cho bọn hắn cao hứng an tâm, sửng sốt từ 8 tuổi học được 16 tuổi, chẳng qua cũng không phải mỗi ngày, nhàn thời điểm liền mang theo kèn đi bờ sông đồng ruộng bên trong luyện tập, trong thôn lo liệu việc vui không có lo liệu việc tang lễ dùng kèn dùng nhiều, cho nên đã cách nhiều năm hắn còn có thế thổi mấy thủ đưa tan khúc, lại ngay cả một bài vui mừng từ khúc cũng thổi không hoàn chỉnh, hàng xóm đại tẩu không khỏi nói, khó trách a, à, ta còn kỳ quái ngươi một mực đang nước ngoài làm sao lại chúng ta nhạt khí? Tần Phong, nước ngoài cũng có người Hoa, phố người Hoa cùng Tân Hải thị khu không khác biệt, hẳn là cũng có kèn nhị hồ. Chẳng qua cách ta trường học quá xa, chỉ đi qua mấy lần, vẫn là lúc sau Tết có nam đồng sự nhịn không được hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến dùng cái này đối phó bọn hắn? Tần Phong, động thủ trước đối lý, không cần cái này, chẳng lẽ cùng cố tuyết nhau nhau? Vị kia nam đồng sự gật đầu, xác thực tần đại thúc không kéo nhị hồ ngươi không thổi kèn cố tuyết có thế tại nhà ngươi cổng ngồi vào trời tối tần phong để cha hắn cầm nhị hồ chính là sợ cố tuyết chơi xấu không đi dù là đem nàng đuổi đi ra nàng cũng có thể ở nhà thuộc cửa đại viện khóc trống nàng muốn gặp hai hài tử tính việt tư trong xưởng không tiện ra mặt cuối cùng còn phải tần phong giải quyết một khi tần phong rơi tầm thường sau đó vô cùng có khả năng một lần sau một lần bị động kinh nam đồng sự nói chuyện cái khác người vây xem cũng minh bạch, Tần Công, cái này chiêu tuyệt, Tần Phong, cũng là ta sẽ không theo nữ nhân cãi nhau. Hàng xóm đại tẩu lắc đầu, ngươi thật biết. Cố Tuyết nói ngươi không muốn mặt, nếu là đổi thành ta, ta khẳng định nói, ngươi mới không muốn mặt. Nhưng nếu là nói như vậy, khẳng định ầm ĩ lên không xong. Ngươi trực tiếp thừa nhận, lập tức đem Cố Tuyết nghẹn không biết nói cái gì, Tần Phong cười cười tiếp nhận nàng khích lệ, không trách ta thổi nhạc buồn hàng xóm đại tẩu khoan dung độ lượng cười nói, ngươi cũng là không có cách nào, tần phong mẹ hắn lo lắng, cố tuyết sẽ không trả lại đi, hàng xóm đại tẩu, khẳng định không còn dám tới, chu thị chờ nhi tử trả lời, tần phong, buổi chiều không có khả năng, cuối tuần cũng không có khả năng. Nhị hồ cùng kèn liền lưu chỗ này, thấy ba hài tử đều từ trên lầu đi xuống, về sau ta không ở nhà, các ngươi liền khóa lại cửa trong phòng, hoặc là đi trong thôn. Cố tiểu nhị không khỏi nói, sợ hắn tần phong không nói hai lời đi qua một tay xốc hắn lên ai sợ ngươi cố tiểu nhị lập tức yểu xìu tần phong buông hắn xuống hướng đầu hắn bên trên khò khè một cái tiểu hài xấu hổ cúi đầu quần chúng vây xem vui hàng xóm đại tẩu nín cười nói ngươi lợi hại hơn nữa cũng là tiểu hài hôm nay nếu không phải tần công ở nhà ngươi chính là đem chăn mình ném đến cũng vô dụng tần phong nghĩ đến giày của hắn vừa nhìn thấy có từ nước ngoài mang về giày da có không bỏ được xuyên giày thể thao, lập tức tức giận lên đầu, cố thanh cuồng, cố tiểu nhị dọa đến nhảy ra, ta ta, ta cái này nhặt lên lau cho ngươi sạch sẽ, tần phong, sẽ sát sao, cố tiểu nhị liên tục gật đầu, đi trước nhặt giày da, hàng xóm xem xét viện bên trong khắp nơi đều là giày, cũng đều tiến đến giúp hắn nhặt, giày vải trực tiếp ném giặt quần áo trong chậu, giày thể thao thả ép bên giếng nước để tần phong tự mình xử lý, giày da thả nhà chính cổng, giữ lại cố tiểu nhị lau sạch sẽ nhiều người lực lượng lớn, hai phút đồng hồ dày liền phân loại cất kỹ, Tần Phong từng cái nói lời cảm tạ, lúc trước nghe được A Bỉnh xin cơm khúc, cùng đưa tan khúc ngại không may, ngại Tần Phong nhiễu dân hàng xóm lập tức không tốt cùng hắn so đo, tốt năm tốt ba tán đi lúc, còn nhịn không được bội phục vừa đồng tình Tần Phong, cố tuyết là hai hài tử thân cô cô, hôm nay cái này sự tình đổi thành xưởng trưởng chỉ sợ cũng khó thiện, cố công hàng xóm cũ lưu đến cuối cùng căn dặn cố vô ích, đã gọi Tần Công ba ba, về sau muốn nghe tần công nhìn thấy trên người thiếu niên quần áo cùng giày so với nhà của hắn hài tử còn sạch sẽ tần công người tốt coi như kết hôn cũng sẽ không biến thành cha ghẻ tần phong chờ ta kết hôn bọn hắn cũng nên bên trên sơ trung trọ ở trường ta biến thành cha ghẻ bình thường công việc bận rộn như vậy cũng không rảnh giáo húng bọn hắn hàng xóm cũ cười nói ta là sợ hài tử không hiểu chuyện như thế lớn tiểu hài chính là nghịch ngợm thời điểm nhất là tiểu nhị, chỉ vào ngồi tại cửa ra vào xác giày da tiểu hài, thật tốt giày đều bị hắn ném xấu, cố tiểu nhị nhịn không được hỏi, xấu lại mua, không tốn tiền của ngươi, dùng da da để lại cho tiền của chúng ta, hàng xóm cũ liếc nhìn hắn một cái, tồn 10 năm ngươi cô đều không yên lòng, cha ngươi dám lấy ra dùng. Nàng còn không phải đi tìm xưởng trưởng náo, ngươi thiếu cho tần công gây chuyện, cố tiểu nhị nói không lại hắn, biểu môi tiếp tục làm sát giày da tiểu hài, hàng xóm cũ nói, trời không còn sớm, các ngươi làm việc đi, ta cũng nên quay đầu nhìn thấy gác cổng, trong lòng rung lên, sẽ không cố tuyết lại trở lại đi. Tần phong thuận hắn ánh mắt nhắm hướng đông nhìn lại, gác cổng không nhanh không chậm, hẳn không phải là, tiếng nói vừa dứt, gác cổng đã đến hàng rào sắt bên ngoài, nhìn thấy tần phong trong mắt sáng lên, tần công ở nhà liền tốt, tránh khỏi ta đi trong xưởng, tần phong, ta hôm nay không có ra ngoài, gác cổng không khỏi hỏi, ta làm sao nhớ kỹ ngươi từng đi ra ngoài. Ngươi nếu là nói buổi sáng, kia là đi chạy bộ. Có việc a, à, các cổng vỗ đầu một cái, nhìn ta trí nhớ này. Cửa chính có hai người tìm ngươi, nói là ngươi đại cửu cùng đại cửu mẹ. Tần Phong thở dài một hơi, chuyển hướng hắn cha mẹ, ta mấy ngày nay là đắc tội lộ nào thần tiên. Chương 17, giới thiệu đối tượng, Chu thị tốt khí vừa muốn cười, ngươi đại cửu cũng không phải người bên ngoài, còn có thế tới tìm ngươi phiền phức hay sao? tần phong nhìn xem trong tay kèn mẹ hắn nói có đạo lý nhưng mà tuần đại cửu chính là đến tìm hắn phiền phức cái này sự tình còn phải từ tần phong từ nước ngoài trở về nói lên tuần đại cửu đối tần phong cũng coi như có ân tần phong đối mổ mổ một nhà giác quan không sai liền nghĩ giúp một chút bọn hắn đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá ví dụ như giúp hắn tỉ chính là không trả tiền mà là dạy nàng làm bánh mì hắn đại cửu một nhà người trưởng thành liền danh tự đều viết không đầy đủ biết chữ đều là vị thành niên hay là bởi vì tần phong có tiền đồ người chu gia nhìn thấy tri thức có thể thay đổi vận mệnh mới nắm chặt đai lưng đưa hài tử đi học tần phong sợ đại cửu một nhà bị người lừa gạt mà chu gia cách nội thành xa không thích hợp làm ăn cùng thổ địa đánh cả một đời quan hệ người cũng không dám cùng thành phố giám thị bộ môn hồng tụ chương chơi mèo vờn chuột thế là tiễn hắn mổ mổ một cái xe đạp có chiếc xe này hắn đại biểu ca cũng có thể đưa nhỏ biểu đệ đi trên trấn đi học cũng có thế cưỡi xe đến dặm bán trứng gà những vật này. Bán nhà mình đồ vật hồng tụ chưa một loại mặc kệ, mới đầu chỉ có hắn biểu ca hội. Về sau hắn biểu ca cùng người trong thôn làm thợ hồ, liền dạy hắn đại cửu cưỡi cử xe, từ hắn đại cửu đem trong nhà đồ vật vận ra tới, hôm nay tuần đại cửu giống như thường ngày chở bạn già chở đi trứng gà cùng đồ ăn đi vào thành phố, đồ ăn cùng trứng gà mới mẻ, sau chợ bán thức ăn bán chạy, hơn 8 giờ đến nội thành, 10 điểm liền toàn bán sạch tuần đại cửu nhìn thời tiết tốt cùng bạn già tùy tiện ngao du bất tri bất giác liền đi dạo đến tầng dĩnh quầy hàng bên trên vương căn bảo cuối tuần nghỉ ngơi liền giúp tầng dĩnh ra quầy hắn vừa nhìn thấy tuần đại cửu xe đạp đã cảm thấy tần phong cố ý cùng hắn đối nghịch có tiền cho cửu cửu mua xe tử đều không nỡ cho tần dĩnh mua điện lò nướng vương căn bảo tìm tuần đại cửu tố cáo không hề đề cập tới hắn tìm tần phong muốn lò nướng chỉ nói tần phong bức tần dĩnh cùng hắn ly hôn niên đại này khỏi phải nói dân quê, chính là tiền lương giai tầng cũng cho rằng bất luận nam nữ ly hôn đều là một kiện rất mất mặt sự tình. Tuần đại cửu mới đầu cũng không tin hắn, liền hỏi Vương Căng Bảo bởi vì cái gì? Vương Căng Bảo nói thẳng hắn tìm Tần Phong vay tiền làm ăn, Tần Phong không muốn cho mượn sinh khí. Cuối cùng không quên nói cho tuần đại cửu Tần Phong chưa lập gia đình trước dục làm ra đứa bé tới. Tần Phong thế nhưng là tuần tần hai nhà có tiền đồ nhất hài tử, đều trông cậy vào hắn làm rạng rỡ tổ tông, làm sao có thể làm ra như vậy khốn nạn sự tình, không có cho vương căn bảo nói tiếp, tuần đại cửu liền mang theo thê tử đến tìm hắn, Cốc thuộc viện cửa chính tuần đại cửu còn muốn xông vào, các cổng cản lại, tuần đại cửu tỉnh táo lại, nơi này không phải hắn có thế dương oai địa phương. Cháu trai làm ra đứa bé cái này sự tình cũng không nên quá nhiều người biết, cho nên Trang không có việc gì nhân nhất dạng. Đến phòng bên trong, tuần đại cửu không nín được, dơ lên bàn tay liền phải đánh Tần Phong. Tần Phong cuốn quyết né tránh liền hỏi hắn mẹ, ta vừa rồi nói cái gì tới, Chu thị ngăn lại nàng huynh đệ, điên rồi, các ngươi mới điên. Tuần đại cửu đẩy ra nàng tay, lại muốn dạy huấn Tần Phong. Ba, cố tiểu nhị vừa mới lau sạch sẽ giày da bị ném ra, tuần đại cửu chân đau dừng lại, tiểu bất điểm cướp đi hắn nhị ca chính xác giày da, trừng trong mắt, nải thanh nải khí, không cho phép đánh ta ba ba. Nói chuyện nâng tay lên bên trong giày da tuần đại cửu mộng, Chu thị sửng sốt, Tần Phong kịp phản ứng ôm lấy hắn, hảo nhi tử. Mừng rỡ ý cười đầy mặt, cố tiểu nhị nhịn không được liếc liếc mắt tiểu hài, ngươi ngược lại là sẽ gặp may khoe mẻ, tiểu hài gật gật đầu, miểu miểu rất ngoan, cố tiểu nhị nghẹn một chút, đem giày kiếm về tiếp tục sát, cố vô ích hòa giải, Chu gia gia, có lời gì không thể thật tốt nói. Nhìn một chút Tần Phong, cha ta coi như tội đáng chết vạn lần, cũng có quyền biết phạm cái gì sai, chọc giận ngươi phát như thế đại hỏa a, à. Tuần Đại Cửu chỉ vào cùng Tần Phong khi còn bé gần như giống nhau khuôn mặt nhỏ, như thế vẫn chưa đủ, Cố Vô Ích ngẩn người, thử dò xét nói, bởi vì miểu miểu, Tuần Đại Cửu tức giận đến hừ một tiếng, nhìn nhiều Tần Phong liếc mắt đều nháo tâm, Tần Phong kỳ quái nhíu mày, miểu miểu hộ khẩu còn chưa lên, ngươi là thế nào biết đến, Chu thị nhịn không được hỏi, sẽ không lại là ngươi anh rể a, à? chính là căn bảo nói cho ta. Thế nào rồi? tuần đại cửu cứng cổ hỏi chu thị lập tức nhìn không được muốn hỏi hậu vương gia tổ bối tần lão hán biểu lộ có thể xưng một lời khó nói hết cố tiểu nhị trợn mắt trừng một cái cố vô ích thở dài đưa cho hắn cùng vợ hắn một cái băng ngồi người tần gia như thế khác thường ngược lại là đem tuần đại cửu hỏa khí làm tiếp hai vợ chồng lẫn nhau nhìn một chút liền nhìn về phía chu thị cùng tần lão hán đây là ra chuyện gì hay sao chu thị trước kia cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài Vương Căng Bảo quá mức, Chu thị rất thất vọng, thế là liền đem ngày đó chuyện phát sinh cẩn thận nói một lần, bao quát Tần Phong lo lắng, Tuần Đại cửu mộ mạnh, mặc dù Vương gia cũng không có so Chu gia mạnh đến đến nơi đâu, nhưng người ta là ăn lương thực hàng hóa người trong thành, ngươi nói người kia là căng bảo. Tiểu Dĩnh Trượng phu, Chu thị, như thế chuyện mất mặt, ta lừa ngươi làm gì? Đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử cô cùng cô phụ vừa đi, Chu cửu mẹ hỏi chúng ta vừa rồi tại cổng đụng phải một đối ba hơn 10 tuổi nam nữ, không phải là, chính là hai người bọn họ cô phụ cùng cô cô A. Nhìn về phía tiểu ca hai, cố tiểu nhị liếc một chút miệng, cố vô ích nhúng nhúng vai, chu gia lão hai người còn có cái gì không rõ, chính là hai người bọn họ, thế nhưng là bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng chu thị nói tới vương căn bảo là bọn hắn nhận biết cái kia vương căn bảo. Tuần đại cửu hỏi, ở giữa là không phải có cái gì hiểu lầm, tần phong, ngài cảm thấy thế nào? tuần đại cửu có thế thế nào cảm giác a à? hắn cho dù không tin lớn cháu trai cũng không cách nào hoài nghi muội muội của hắn cùng muội phu tần phong đi ra du học những năm kia chỉ có tần dĩnh một người tại cha mẹ bên người chu thị cùng tần lão hán hận không thể đem vương căng bảo làm con trai tần dĩnh hai cái nữ nhi khi còn bé hai người bọn họ cũng không ít chiếu cố bọn hắn so với ai khác đều hy vọng vương căng bảo cùng tần dĩnh thật dài thật lâu bạch đầu giai lão tuần đại cửu trầm ngâm hồi lâu thở dài nói cái này nhân tâm thế nào dễ dàng như vậy biến A, à. Tần Phong cười khẽ, biết người không rõ liền biết người không rõ, còn trách lòng người dễ biến, tuần đại cửu nghẹn sắc mặt biến, Tần Lão Hán trừng liếc mắt nhi tử, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi, giữa trưa chớ đi, đi chúng ta chỗ ấy, Tiểu Phong nơi này chỉ có gạo, mì sợi, trứng gà cùng trứng vịt muối, Tần Phong mở thu hồi phân tạp suy nghĩ, không được, phải đi, người trong nhà không biết, đừng quay đầu lo lắng lại tới tìm. Nói xong cũng nhìn nàng Trượng phu, Tuần Đại Cửu không nhúc nhích, con mắt chuyển hướng Tần Phong, ngươi cái này ba hài tử, về sau ai dám gả cho ngươi a, à? cái này so cho người ta làm mẹ kế còn lợi hại hơn. Cố Vô Ích cùng hắn đệ không khỏi khẩn trương lên, dù là biết Tần Phong sẽ không biến thành bố dượng, cũng không nghĩ là nhanh như thế liền có hậu nương. Tần Phong biết rõ còn cố hỏi, cái kia lợi hại rồi, Tuần Đại Cửu nói thẳng, hiện tại kế hoạch hóa gia đình như thế nghiêm thôn chúng ta giống ngươi như thế lớn nhiều lắm là hai hài tử, rất nhiều người ta chỉ có một cái. Ngươi cái này còn không lợi hại, vậy liền không tìm chứ sao? Tần Phong rất không quan trọng biểu thị, tuần đại cửu không vui vẻ, cha mẹ ngươi còn có thế hầu hạ ngươi cả một đời. Tần Phong hướng hai đại nhi tử nhìn một chút, về sau để bọn hắn tiếp ban. Tuần đại cửu lại nghẹn một chút, dứt khoát tìm hắn muội cùng muội phu, các ngươi cũng mặc kệ quản, mấy ngày nay so đánh trận còn náo nhiệt ngươi phương hát thôi ta lên sàn. Lão hai người trong thời gian ngắn không nghĩ quản nhiều như vậy, chỉ muốn an tâm mấy ngày, Chu thị, ta ngược lại là muốn quản. Nhưng hắn bận rộn công việc, cũng không để trống đi cùng người liên hệ tìm bằng hữu, ta lại ai cũng không biết, thế nào quản, tuần đại cửu nghe vậy cũng bắt đầu phạm đau đầu, lớn cháu trai không phải người bình thường, cha ruột nương muốn quản cũng vô lực, qua một hồi lâu, tuần đại cửu có chủ ý, hắn bởi vì sẽ thổi kèn, mười dặm tám thôn đỏ trắng sự tình đều sẽ mời hắn. Tần Phong 15-16 tuổi chính đang tuổi lớn ăn được nhiều, tuần đại cửu không ít đeo hắn đi chợ tử, đến mức mười dặm tám thôn người đều biết hắn cháu trai dáng dấp tuấn. Tuy nói mấy năm gần đây hắn tuổi tác lớn không thổi, cũng không có cùng những cái kia thổi kèn cắt đứt liên lạc, năm ngoái còn có người mời hắn chỉ điểm một hai, tuần đại cửu nói, người ta quen biết nhiều, quay đầu ta cho ngươi tìm, vợ hắn nhíu mày, ngươi biết đều là người gì chữ lớn không biết một cái, cùng tiểu phong xứng sao, tuần đại cửu ngẫm lại cũng thế, mặt lộ vẻ do dự, sau đó tưởng tượng hắn cháu trai là tiến sĩ, dựa theo hắn trình độ văn hóa tìm, khỏi phải nói Tân Hải, chính là thủ đô cũng không tốt tìm, tuần đại cửu, tiểu phong, ngươi có hay không yêu cầu gì, tần phong là cái tục nhân, hắn cũng chưa từng phủ nhận qua điểm này, gia thế trong sạch gia phong chính, sơ trung trở lên trình độ, không bao gồm sơ trung trọng yếu nhất chính là ôm nhu xinh đẹp, tính tình của ta có đôi khi không được tốt, ta cũng không muốn làm đóa bá vương hoa trở về, ba ngày một nhỏ đánh, năm ngày một nhỏ náo, tuần đại cửu cao mày, tần lão hán, cưới vợ cưới hiền, tuần đại cửu liên tục gật đầu, ôn nhu xinh đẹp lại không thể coi như cơm ăn, tần phong, nhà ta có nồi cơm điện có máy giặt, muốn như vậy hiền lành làm gì? Lại nói, các ngươi trước kia thế nhưng là đã nói với ta, cha tọa tọa một cái, nương thấp thấp một tổ. Tần lão hán khí cười, ta nói cho ngươi nói nhiều, ngươi chỉ toàn nhớ những cái này lung tung ngổn ngang, ta mặc kệ, xinh đẹp nhất định. Người nếu là đặc biệt ôm nhu xinh đẹp, sơ trung trình độ ta cũng nguyện ý, lớn không được cưới về nhà chính ta giáo. Tần lão hán lập tức không muốn cùng hắn nói chuyện, đại cửu mẹ nhịn không được nói, tiểu phong, nữ nhân này a, à, tắt đèn đều như thế, tắt đèn ta liền ngủ mất, chính là cái người chết ta cũng không biết, đại cửu mẹ thua trận, tìm hắn cha mẹ. Chu thị thở dài, phong A, cái này xinh đẹp nhưng so sánh thành tích cao còn khó tìm, vậy liền chậm rãi tìm, dù sao ta mới 26. Ta biết những chuyên gia kia giáo sư, rất nhiều 30 tuổi còn không có tướng qua thân. Nhìn về phía hai đại nhi tử, cố lão sư có phải là hơn 30 mới kết hôn, tiểu ca hai cùng một chỗ gật đầu, tần phong nhìn về phía bốn vị trưởng bối, tuần đại cửu chú ý tới lớn cháu trai giống như lại tuấn, cháu trai nàng dâu nếu là cái xấu, người ngoài nhìn xem cũng không thoải mái, được. Tuần đại cửu vỗ đùi, tìm xinh đẹp. Ta trở về liền giúp ngươi hỏi, Chu thị nhịn không được hỏi, cái này trở về, tuần đại cửu gật đầu, ngay sau đó đứng dậy, tần lão hán đứng dậy tiễn hắn, lần sau tới cùng trong nhà nói một tiếng, ăn cơm trưa lại trở về, tuần đại cửu khoát khoát tay, hôm nào trời mưa ngươi để ta đi ta cũng không đi. Chú ý tới tần phong ôm lấy hài tử dậy, các ngươi cũng đừng đưa ánh mắt dừng lại tại tiểu hài trên mặt gọi cái gì tên tần phong hắn nhỏ nhất nhũ danh liền gọi miễu miễu nhỏ bé miễu tuần đại cửu từ trong túi móc nha móc móc ra một khối tiền đưa cho hắn tần lão hắn ngăn lại đây là làm gì hài tử lễ gặp mặt tuần đại cửu không đợi hắn mở miệng ngươi nếu là ngại ít vậy coi như nói đến nước này ai còn dám ngại ít tần phong thay miễu miễu nhận lấy ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu tiểu hài lớn tiếng nói tạ ơn cửu gia gia, tuần đại cửu cao hứng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, rất tốt. Cùng ngươi cha khi còn bé đồng dạng đồng dạng, lời này miễu miễu thích nghe, không khỏi nghiêng đầu khuôn mặt nhỏ dáng mặt to, cố vô ích nhìn xem bốn một trưởng bối đi xa, liền chuyển hướng hắn lão tử, xinh đẹp nữ sinh cũng không sầu gã. Tần Phong trống đi một cái tay xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, sầu gã ta còn muốn cầu nhất định phải xinh đẹp, cố tiểu nhị trong mắt sáng lên, ngươi cố ý, Tần Phong liếc hắn, giày lau sạch rồi cố tiểu nhị yểu xìu mãi cho đến tầng lão hán tới gọi bọn họ ăn cơm cố tiểu nhị cũng không có đem giày làm sạch sẽ những cái kia đặt ở trong ngăn tủ giày tầng phong cũng không nóng nảy xuyên sau bữa cơm trưa để cố tiểu nhị tiếp tục nhìn hắn về sau còn dám hay không ném loạn tầng phong cũng không có nhàn rỗi từ trong nhà kéo hai xe thổ cùng trước kia xây nhà thừa tảng đá gạch một cùng quay đầu sau đó lại kéo mấy cây đầu gỗ cùng ngói Tại giao lộ nói chuyện trời đất tiết tình cùng phùng mạch miêu trông thấy, nhịn không được hỏi, "Tần công, có cần giúp một tay hay không?" Tần Phong khoát tay, "Không cần. Ta theo cha ta một hồi liền chuẩn bị cho tốt, cuối tuần không có việc gì, hai người liền hướng hắn đi tới, dựng lều giữ lại tắm rửa, không phải tắm rửa có thể đặt phòng vệ sinh tẩy. Ta dự định làm cái nhỏ lều, sau đó đặt lều dưới đáy đắp cái có thể làm bánh mì lò, bánh mì hai chữ mới ra." không có hứng thú người cũng không nhịn được tới, nhao nhao hỏi hắn có cần hay không hắn hỗ trợ. Tần Phong biết bọn hắn ý không ở trong lời, vừa lúc hắn còn kém mấy dạng đồ vật, liền để mọi người giúp hắn góp một chút. Cuối cùng không quên biểu thị làm tốt mọi người dùng, lời này mới ra liền trong đại viện yêu nhất tính toán, nhất biết sinh hoạt người đều đi giúp hắn tìm đồ, sau đó đưa cục gạch đưa cục gạch, cùng bùng cùng bùng, chẳng qua ba điểm đem hắn muốn lò đắp tốt, nhưng mà tốt cũng không cách nào làm. Tân Hải chỗ phương Bắc Đại Địa, âm lịch tháng 2 phần y nguyên cần xuyên áo len cùng áo bông, thời tiết rét lạnh như thế, mặt phát chậm, hiện tại bắt đầu làm, đến ban đêm 8, 9 điểm cũng không nhất định có thể làm tốt. Tần Phong liền cùng hỗ trợ đồng sự hàng xóm giải thích, hắn trời tối ngày mai lại làm, cũng may ngày thứ hai là thứ hai, không ai nhàn rỗi đến gây sự, xe mới chỉ đợi kiểm tra lần cuối thử xe, không cần hắn cái này về nước tiến sĩ nhìn chằm chằm, chuẩn chút tan tầm liền đi lân cận cung tiêu xả mua đậu sữa bột cùng đường trắng. Sau bữa ăn, Tần Phong nhào bột mì, mẹ hắn kỳ quái hắn động tác làm sao thuần thục như vậy, Tần Phong nói thẳng cùng người nước ngoài học, bằng không thì cũng không dám dạy tỷ hắn làm bánh mì, nâng lên Tần Dĩnh, Chu thị vì nàng nóng ruột nóng gan, lập tức không rảnh nhìn chầm chầm Tần Phong, buổi chiều. Chu thị đem muốn dùng đồ ăn cùng củi cùng tiểu bất điểm miễu miễu kéo đi ra chút viện, liền chờ Tần Phong tan tầm. Tần Phong tan tầm trở về, cha hắn đã đem lò đốt nóng bánh mì phóng tới nhỏ nhôm trong chậu nướng tần phong liền để hắn cha mẹ xới cơm chu thị không khỏi hướng ra phía ngoài một lều nhìn lại không cần nhìn chằm chằm lửa tần phong lắc đầu bên trong rất nóng lò mắt lại dùng đồ vật ngăn trở không bay hơi không cần nhìn cố vô ích còn là lần đầu tiên biết lò đất cũng có thế bánh mì nướng nhịn không được hiếu kỳ cô trong nhà cũng là dạng này tần phong lớn hơn so với cái này nhưng nguyên lý không sai biệt lắm Chu thị cũng minh bạch hài tử vì cái gì hỏi như vậy, vậy ngươi anh rể còn nói ngươi tỷ phải suốt ngày nhìn chằm chằm lửa, tần phong, thật như vậy phiền phức đến cho ngươi chúc Tết thời điểm không nói, Chu thị ngẫm lại đầu năm hai nàng khuê nữ một nhà đến chúc Tết, chỉ nói tiền vốn kiếm về, năm sau bán bao nhiêu đều là kiếm, tỷ ngươi A, tần lão hán, chúng ta ăn cơm trước, bọn nhỏ đều đói, Chu thị trước cho mấy đứa bé cắt thịnh một cái trứng chần nước sôi, sau đó cho bọn hắn thịnh mì sợi, tần phong, đừng thịnh quá nhiều. Chu thị biết mấy đứa bé cũng muốn ăn bánh mì, cho nên một người nửa bát, mì sợi nóng hổi ăn đến chậm, chờ ba hài tử ăn được nghỉ một lát, Tần Phong buông xuống bát đũa, liền dẫn bọn hắn đi lấy bánh mì. Cố Tiểu Nhị hiếu kỳ đào lấy cánh tay của hắn, nhanh như vậy a, à. Tần Phong, xem trước một chút. Nhỏ như vậy thổ lò nướng ta cũng là lần thứ nhất dùng, nếu là không có đã nướng chín liền bỏ vào lại nướng một hồi. Tiếng nói vừa dứt, tiếng đến mấy người, Tần Phong nhìn sang, chính là buổi chiều hỗ trợ các bạn hàng xóm ăn rồi mấy cái hàng xóm gật đầu liền chờ ngươi đây tần phong cũng không nói nhảm đi đến sát bên góc tường lều hạ đem cản trở lò mắt khối gỗ dời nồng đậm mặt hương nháy mắt bay ra thơm quá a à. đi theo trưởng bối tới tiểu hài kinh hô cố tiểu nhị nhịn không được đập đi miệng cố vô ích trừng liếc mắt đệ đệ cố tiểu nhị trang không nhìn thấy đánh lấy đèn pin hướng bên trong chiếu tần phong bọc lấy ướp sủng thăng mặt đem hai cái bồn lấy ra mặt mùi thơm càng phát ra nồng đậm vây xem các bạn hàng xóm bên cạnh nuốt nước miếng bên cạnh không tiếc tán dương tần công ngươi cũng thật là lợi hại nếu ai gả cho ngươi coi như có phúc tần phong không muốn cưới cái tổ tông trở về hầu hạ liền không có nhận cái này gốc rạ chúng ta đi trước nhà chính bên này quá tối đúng bên trong còn nóng các ngươi nhà ai có khoai lang có thể bỏ vào trước khi ngủ hẳn là có thế tốt lúc trước cùng cố tuyết đối đầu hàng xóm đại tẩu nói ta trở về nhìn xem. Tần Phong đem lò cửa chắn. sau đó dẫn một đám người đi nhà chính. Đèn tin chiếu sáng chỉ có một sợi, nhìn không rõ ràng, đến tựa như ban ngày trong nhà ăn. Cố tiểu nhị không khỏi kinh hô, cùng người ta bán đồng dạng. Tần Phong nhướng mày Phong, có phục hay không? Vậy ta phải nếm thử mới biết được. Tần Phong liếc nhìn hắn một cái, nói thật giống như ngươi nếm qua đồng dạng. Cố tiểu nhị mở to hai mắt nhìn xem hắn. Tần Phong dùng thăng mặt lau lau tay, thăm dò một chút bánh mì rất bỏng, lập tức đi trù phòng cầm ăn cơm tây giao nĩa bộ này giao nĩa vẫn là hắn từ nước ngoài mang về muốn đặt đời trước tần phong nhìn cũng không nhìn nhưng mà bây giờ một phân tiền đều có thể làm khó hắn tần phong không còn dám mạo xưng đại gia dùng giao nĩa đem bánh mì chia nhỏ nhanh tần phong xuyên một khối nhỏ trước cho cố vô ích sau đó lại cho hắn một khối cố vô ích lắc đầu tần phong giúp miễu miễu cầm sau đó cho tiểu nhị lại sau đó mới là hài tử của người khác Cuối cùng là hắn cha mẹ, Chu Thị kinh ngạc, chúng ta cũng có. Tần Phong cảm thấy buồn cười, sau đó nhịn không được nhíu mày. Lời này ý tứ mẹ hắn trước kia chưa ăn qua, suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật không có nếm qua. Trước kia dạy hắn tỉ làm bánh mì thời điểm, làm thất bại còn chưa đủ vương gia nhân ăn. Niên đại này không có túi nhựa, dùng giấy bọc về đến lạnh cứng trắng sập. Tần Phong lười nhát cầm, công việc lại bận biệu, thường xuyên từ tỷ hắn chỗ ấy trực tiếp trở lại xưởng bên trong đến mức không có lấy ra qua. Tết xuân tỷ hắn tới ngược lại là lấy ra một bao mềm mềm bánh gato, nhưng kia bánh gato không hiếm lạ. Trước kia đi thủ đô đi học năm thứ nhất nghỉ trở về liền cho hắn cha mẹ mua qua, dùng trường học cho hắn phụ cấp. Nghĩ đến đây, Tần Phong nhịn không được muốn cho mình một bàn tay, cũng không biết cha mẹ nhớ thương bao lâu. Con của ngươi làm, làm sao không thể có? Chu Thị nháy mắt lộ ra ngượng ngùng cười, giống như là nàng không xứng với bánh mì bực này dương đồ chơi giống như tần phong trong lòng buồn phiền không để ý bỗng lập tức đem cái kia hoàn hảo lớn bánh mì xé mở cha mẹ một nhân nhất khối lớn tần lão hán liên tục khoác tay ta nếm thử mùi vị là được lưu ngươi ăn đi tần phong cái này bánh mì không đủ sốt lạnh liền cứng rắn không trắng nổi tần lão hán nửa tin nửa ngờ tiếp nhận đi tần phong lại cho nhỏ miễu miễu xé một ổ bánh trong bọc tương đối sốt ăn ngon không tiểu hài không biết trả lời như thế nào dùng sức mở to hai mắt tần phong cái này ăn ngon vẫn là bánh bao ăn ngon, một dạng ăn ngon. Tiểu hài cắn một cái liền hướng tần phong miệng bên trong tắt, tần phong né tránh, ngươi ăn đi. Lại cho hai đại nhi tử xé hai khối, một cái lớn bánh mì nháy mắt chỉ còn một điểm, hàng xóm đại tổ tiến đến thấy thế liền hỏi, không có rồi, tần phong hướng hắn cắt gọn bánh mì nhìn lại, còn có một điểm. Hôm nay trước nếm thử mùi vị, về sau có thời gian làm cái sự tình làm hàng xóm đại tẩu nghe nói lời này lập tức cầm một khối nhỏ nếm thử liền sợ đầy bị bọn trẻ ăn sạch tần phong kiểu gì hàng xóm đại tẩu duỗi ra ngón cái cùng trong tiệm bán đồng dạng đồng dạng chẳng qua có chút không đủ ngọt tần phong quét một vòng tiểu hài cả đám đều tại thay răng ta không dám thả nhiều như vậy đường chú ý tới hai đại nhi tử ăn xong đi ra ngoài chơi nhi sẽ đi trở về vừa vặn ăn khoai nướng hàng xóm đại tẩu muốn hướng tần phong thỉnh giáo làm bánh mì lập tức để nhà nàng hài tử đem miễu miễu mang đi ra ngoài chơi diều hâu bắt gà con hoặc là mèo vờn chuột hoặc là quan binh bắt kẻ trộm chu thị lúc đầu muốn đi trù phòng bồn tắm nghe xong hàng xóm để tần phong gọi bọn nàng làm bánh mì vội vàng dừng lại cho tần phong nháy mắt tần phong trang không nhìn thấy từ hắn cặp công văn lấy ra giấy cùng bút đưa cho hàng xóm để nàng nhớ kỹ sau đó còn biểu thị bọn hắn muốn lấy cái thổ lò nướng hắn cũng có thể hỗ trợ, làm bánh mì quá phiền phức, hàng xóm sợ qua một đêm tỉnh táo lại không có hứng thú, liền biểu thị sau này hãy nói, chu thị bọn người ra ngoài liền giữ chặt nhi tử cánh tay, người thế nào có thể dạy các nàng làm bánh gato? Tần Phong hiểu rõ mẹ hắn, trực tiếp hỏi, lo lắng cướp ta tỷ sinh ý, Chu thị lập tức có chút xấu hổ, không nghĩ tới một câu liền bị nhi tử nhìn ra, Tần Phong, chúng ta thành phố có thực phẩm xưởng, ta không dạy bọn hắn, những cái kia làm bánh gato tô bánh mì đại sư phó cũng sẽ dạy bọn họ gia thân thích. Lại nói, vương căng bảo ánh mắt cao như vậy, không ai đoạt mối làm ăn hắn cũng làm không dài. Chu Thị nhớ tới chuyện ngày đó không có lời nói, Tần Phong, trời không còn sớm, ta đưa các ngươi trở về đi. Ngươi cũng biết làm thế nào, quay đầu nếu là muốn ăn liền tự mình làm, đừng keo kiệt trứng gà đậu sữa bột những vật kia. Sao mua người ta có lợi nhiều, Chu Thị không cần đưa chúng ta ta cùng cha ngươi cùng một chỗ đâu các ngươi chậm một chút tần phong một cây đèn pin cho nàng tần lão hán tiếp nhận đi thở dài một hơi tần phong lông mày cau lại lại thế nào tần lão hán quăng ra mũ gãi gãi đầu phong a ta buổi chiều lúc không có chuyện gì làm nghĩ nghĩ ngươi đại cửu nhận biết những người kia coi như hắn cảm thấy rất không sai rất tốt cũng không cách nào cùng ngươi người quen biết so nếu là thật có thể cho ngươi tìm đối tượng đừng quản cô nương thế nào cũng đừng quản gia bên trong người kiểu gì ngươi đều nhìn một chút, Tần Phong thả lỏng cười, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, sẽ không để cho ta đại cửu trên mặt không qua được, Chu thị liếc liếc mắt nhi tử, hắn như thế chọn, xinh đẹp hơn ôm nhu, đi chỗ nào cho hắn tìm đi, Tần lão hắn lắc đầu, ngươi không hiểu. Ngày khác ngươi liền biết, hậu thiên ta cũng không biết. Chu thị hoài nghi hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, trước hắn một bước đi ra ngoài. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hậu thiên trước kia, dương lịch ngày 1 tháng 4, tuần đại cửu đến, Tần Phong ăn cơm xong đem ngày hôm qua lịch ngày xé toan, nhìn thấy hắn đại cửu cùng gác cổng một khối tiến đến, kém chút coi là cùng hắn qua ngày cá tháng 4. Sau đó tưởng tượng lúc này người còn không biết ngày cá tháng 4, liền bình tĩnh nên tới cửa, cảm ơn gác cổng, sau đó mới hỏi, làm sao không có đi bán đồ ăn, tuần đại cửu khoát khoát tay, bán đồ ăn không vội. Ngươi sự tình trọng yếu. Người hôm trước nói lời không phải lừa gạt ta đi. Tác giả có lời nói, trời tối ngày mai 11 giờ đổi mới, ta hai ngày này viết nhiều điểm, tranh thủ càng một vạn. Văn hoang các bằng hữu, đề cử một bản mới văn, hành văn có bảo hộ, giáo thảo đột nhiên dùng thẻ người tốt công kích ta, bi tam thủy cỏ nhỏ, thân là lăng thành nhất trung giáo thảo, lục tự nhân sinh cùng tên của hắn đồng dạng dọc theo cố định trật tự tiến lên. Thẳng đến 16 tuổi sinh nhật ngày ấy, hắn thu được đến từ sau 12 năm tin nhắn có nữ hài nhi sẽ tại 11 tháng sau vì cứu hắn mà mù, nàng gọi thịnh la, một cái nhuộm tóc, đánh nhau, hình xăm, cùng ra ngoài trường xã hội người pha trộn sân trường cạn bã, một cái công khai nói mình thầm mến lục tự toàn trường kẻ thù chung, thịnh la, ta có thể để ngươi tiền đồ rộng lớn, để người khác minh bạch ngươi kỳ thật không có xấu như vậy, điều kiện duy nhất là không cho phép ngươi lại thầm mến ta. Ngậm tôm phiến tại nhà mình quán cơm nhỏ điên mui xào rau nữ hài nhi nhìn xem hắn, cười. Ngài là vị nào nha? Hiểu lầm cùng chỉ trích như là bao vây lấy Mỹ Ngọc Nguyên Thạch, Lục Tự không nghĩ tới làm Thịnh La Mỹ hảo một mặt bày ra, sẽ dẫn tới nhiều người như vậy yêu thích, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là hắn mình, chưa từng có hiểu lầm, thầm mến thật đang phát sinh, từ vừa mới bắt đầu chính là hắn thầm mến Thịnh La, không phải Thịnh La thầm mến hắn. Đây là người nào đó cố gắng đem toàn trường đồng học đều biến thành mình tình địch nhẹ nhõm sân trường cố sự. Chương 18, bàn điều kiện, Tần Phong vô ý thức muốn hỏi hắn hôm trước nói cái gì đến bên miệng ý thức được chuyện gì tần phong kinh ngạc thử dò xét nói không thể nào ngươi đại cửu làm việc có cái gì sẽ không hắn đại cửu hỏi lại tần phong ngẫm lại hắn đại cửu tính cách thích kết giao bằng hữu tính tình nóng nảy rất giản nghĩa khí nếu là sinh ở cổ đại không phải ngõ cương anh hùng cũng là lương sơn hảo hán thế nhưng là ngươi cái này cũng quá nhanh đi tuần đại cửu còn nhanh Ta hôm qua nghe ngóng một ngày mới thăm dò được, Tần Phong chịu phục, hắn đại cửu không hổ là hắn đại cửu, một ngày liền thăm dò được, ngươi sẽ không đem người mang đến đi, hôm nay có rảnh, Tần Phong vội vàng nói, không rảnh, hôm nay phải thử xe. Một ngày đều phải ở tại trong xưởng, Tuần đại cửu một điểm không ngoài ý muốn, ta cùng người ta cô nương nói xong, chủ nhật đi, đi, đi nhà ngươi. Tần Phong không hy vọng tướng cái thân làm cho toàn thôn toàn xưởng đều biết, người ta là nhà gái cũng không thể để nàng đến nhà chúng ta tới. Ngài nói đúng không, tuần đại cửu gật đầu, đúng. Ta vào nhà, ta nói cho ngươi nói cô nương kia tình huống, tần phong một điểm không có hứng thú, nữ nhân kia cho dù tốt cũng không có tiền hương, hắn cái này cả một nhà nhiều như vậy há mồm đều chờ lấy hắn nuôi đâu, lại nói, hắn đời trước vòng mập yến gầy minh tinh võng hồng cái dạng gì nữ nhân không có kết giao qua a, à. trừ phi nữ nhân kia có thế nuôi hắn, đại cửu, ta cái này phải đi trong xưởng, Ngươi theo cha ta mẹ nói đi, Tuần Đại Cửu, ngươi không muốn biết, ngươi xem trọng khẳng định không sai, lời này Tuần Đại Cửu thích nghe, hướng trên vai hắn vỗ một cái, "Tốt. Ta cái này đi tìm cha ngươi mẹ." Không đợi hắn mở miệng liền hướng bên ngoài đi, hùng hùng hổ hổ, tuyệt không giống hơn 50 tuổi người, Cố Vô Ích câu đầu nhìn một chút, chờ hắn đi xa lập tức liền chạy ra khỏi đến, "Cha, ngươi kỳ thật không có hứng thú a." Tần Phong không khách khí nói, có công việc cô nương có thế coi trọng ta người này, cũng chướng mắt ba các ngươi, cố vô ích không hiểu, cho nên, nhà ta nhiều như vậy người đủ rồi, lại đến một cái ta có thế nuôi không dậy nổi. Tần Phong nói trở về phòng cầm cặp công văn, đi, nhỏ miễu miễu phất phất tay, nải thanh nải khí hô, ba ba gặp lại, Tần Phong quay người, trở về, ngồi xuống tại trên mặt hắn hôn một chút, tiểu bất điểm mộng, cố vô ích vui, ba ba đây là cùng ngươi tốt, thích ngươi, tiểu hài nhi lấy lại tinh thần, nháy nháy mắt to, thích ta, cố tiểu nhị gật đầu, đương nhiên. Cha đều không có hôn qua ta, ngươi bao lớn rồi. Không nói liếc nhìn hắn một cái, cố vô ích ngồi xổm xuống ôm tiểu hài, chẳng qua chỉ có thể hôn mặt gò má, mà lại chỉ có thể hôn chúng ta nhà người, không thể thân người ngoài. Tiểu hài ghét bỏ lắc đầu, miễu miễu mới không muốn thân người ngoài. Cố vô ích đối câu trả lời này rất hài lòng, đứng dậy lôi kéo hắn tay, vậy chúng ta đi nhà bà nội đi nhà bà nội làm gì tiểu hài vô ý thức hỏi cố vô ích ca ca đi học ngươi không đi nhà bà nội một người để ở nhà tiểu hài dắt lấy hắn ra bên ngoài chạy cố tiểu nhị vội vàng kéo lấy hai cái túi sách đuổi theo đến cửa nhà hai anh em cũng không tiến vào vừa đến nhanh lên khóa thứ hai nhà gái tình huống lão hai người sớm tối phải nói cho tần phong tần phong biết còn có thế không nói cho bọn hắn nói trở lại tần phong nói cho hắn đại cửu hôm nay phải thử xe đúng là thật Lần này thử không phải truyền thống xe lửa mà là tàu điện. Tại tàu điện phương diện này, quốc gia chế tạo kỹ thuật các loại phương diện đều không lắm thành thục. Lần đầu thử xe liền có thể thành công. Bắt xe xưởng trên dưới cùng ăn tết giống như. Tần phong giữa trưa không có thể trở về đến. Cùng các lãnh đạo một khối dùng cơm. chạng vạn tối. Tần phong tốt. Không ra tiểu ca hai suy đoán. Tần lão hán lập tức đem hắn gọi đi nhà chính. Tiểu ca hai nhìn nhau. Nắm miểu miểu đi theo vào tần lão hán vô ý thức muốn đem bọn hắn đẩy ra sau đó tưởng tượng nếu là thấy thành sau này sẽ là người một nhà dứt khoát để mấy đứa bé cũng nghe một chút tần phong không có vội vã phát biểu ý kiến bởi vì người còn không có nhìn thấy bất luận hắn nói cái gì cha hắn đều có chuyện chắn hắn tần lão hán cũng không có để hắn chờ quá lâu tòa hạ liền có chút cảm khái cùng hắn đếm kỹ nhà gái rất không tệ phụ mẫu đều là nhà máy trang phục công nhân tần phong nghe vậy nhướng mày phong theo hắn biết giống như vậy đời thứ hai phần lớn là tìm môn đăng hộ đối, không tới phi người ngoài, có thể thấy được cha hắn rất hài lòng, Tần Phong tiếp tục ngoan ngoãn nghe hắn cha giảng, nhà gái trung chuyên tốt nghiệp, năm nay 19, tại thành Bắc một nhà nhà trẻ làm lão sư, Cố Tiểu Nhị nhịn không được xong Tần Phong nháy mắt ra hiệu, Tần lão hắn thấy thế, thuận mồm hỏi, thế nào rồi? Tần Phong nhìn Nhị Nhi tử cười đặc ở người trưởng thành trên mặt có thể xưng hèn mọn, muốn nói ta trâu già gặm cỏ non a. À. Cố tiểu nhị cả kinh có chút trố mắt, tần phong, tiểu tử ngươi trong bụng có thế có cái gì tốt lời nói. Nguyết hắn một cái, cha, ngài tiếp tục, cô nương kia gia nhân khẩu cũng đơn giản, chỉ có một cái ca ca, tần phong gật đầu, rất tốt, tần lão hán ngay ra một lúc, dò xét một phen nhi tử, xác định hắn nói chuyện, vội vàng hỏi, ngươi ý tứ nhìn một chút. Chỉ sợ chậm một chút hắn đổi ý, ta nói không gặp được không? Tần phong hỏi lại tần lão hán nghẹn lại may mà hắn còn chuẩn bị một cái sọt thuyết phục tần lão hán không yên lòng hỏi ngươi sẽ không tới thời điểm lại đổi ý a à? một nữ nhân ta cần thiết hay không tần phong buồn cười lại nói cũng không phải kết hôn tần lão hán ngẫm lại cũng đúng con của hắn thế nhưng là liền nhi tử đều có không phải cái gì trung thực xấu hổ tại gặp người dưa sanh viên ngươi đại cửu ý tứ đến nhà ta cùng nhà hắn đều không thích hợp nhà hắn quá xa cuối tuần đặt tiệm cơm thấy tần phong Ta đặt trước tiệm cơm vẫn là đại cửu đặt trước, đương nhiên là ngươi. Ngươi đại cửu nào hiểu a, à? Tần Phong, vừa vặn ngày mai có rảnh, vậy ta ngày mai đi Tân Hải tiệm cơm hỏi một chút. Tần lão hán kinh ngạc thốt ra, đặt Tân Hải tiệm cơm, đây chính là Tân Hải tốt nhất tiệm cơm, nghe nói một bữa cơm có thể ăn mất công nhân bình thường nửa tháng tiền lương. Tần Phong gật đầu, thuận tiện cho các ngươi cùng bọn hắn cải thiện cải thiện cơm nước, ngươi là đi ra mắt vẫn là ăn cơm. Tần Phong, hai không chậm trễ không đợi cha hắn phản đối không phải đem hắn ba thả trong nhà tần lão hán đang nghĩ gật đầu bỗng nhiên nghĩ đến cố tuyết trước đó không được đến tiện nghi ai cũng không thể cam đoan cuối tuần này có thể hay không lại đến để mẹ ngươi cùng ngươi cùng nhau đi ta ở nhà tần phong nhà gái nếu là phụ mẫu ca tẩu đều đi đâu lại nói nếu là thấy thành bọn hắn muốn gặp hắn một chút ba đâu tần lão hán bị nhi tự thuyết phục đảo mắt đến cuối tuần Tần lão hán sáng sớm lên liền đi ra chút viện, để tần phong cùng mấy đứa bé sớm một chút lên, thuận tiện nhắc nhở bọn hắn xuyên thể diện chút, từ tuần đại cửu tới đến tần lão hán để hắn đi ra mắt, tần phong đều không nói nửa chữ không, tự nhiên không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt cùng hắn cha đối nghịch, hắn đem mới tinh kiểu áo tôn trung sơn lấy ra, liền đi cho ba hài tử tìm quần áo, cố vô ích lại không muốn đi. Tần Phong không cần thiết lừa bọn họ, lại trực tiếp hướng bọn hắn cho thấy giai đoạn hiện tại không có ý định kết hôn vậy khẳng định có biện pháp ứng phó trưởng bối hắn ba theo tới vô cùng có khả năng ảnh hưởng hắn phát huy nghĩ đến đây cố vô ích liền nói cha chúng ta liền không đi đi tần phong chính cho miễu miễu mặc quần áo nghe vậy không khỏi dừng lại làm sao rồi đi ngươi còn phải chiếu cố chúng ta tần phong đột nhiên nghĩ đến chiếu cố việc nhỏ liền sợ nhà gái bên kia không hiểu chuyện trực tiếp hỏi hai đại nhi tử cha mẹ đi chỗ nào Miểu miểu mẹ là làm cái gì? Tiểu ca hai phụ mẫu không tốt cùng người ngoài giải thích. Miểu miểu mẹ cần hắn hiện trường biên. Miểu miểu cũng không có mụ mụ khái niệm. Tần phong cũng không hy vọng hắn biết quá nhiều. Tần phong, không đi giữa trưa ăn cái gì? Cố vô ích, có mì sợi có trứng gà, làm mì trứng gà chứ sao? Ta cũng không phải sẽ không làm, hắn xác thực sẽ làm. Cho cố công lo việc tan ma trong lúc đó. Tiểu ca hai nhà ai cũng không nguyện ý đi. Mỗi ngày liền chính mình làm thanh thủy nấu bát mì cũng may mà bọn hắn có thế ăn hết nhưng bọn hắn ba thêm một khối không có tần phong lớn tần phong không yên lòng khách sạn đồ ăn nhưng so sánh tự mình làm ăn ngon nhiều cố vô ích cười trêu chọc ngài thật có lòng tình ăn cơm a à. tần phong buồn cười nhịn không được hướng hắn cái đầu nhỏ bên trên khò khè một cái ta làm sao liền không tâm tình tuổi tác không lớn hiểu được còn không ít là ngươi nên hiểu sao ngươi liền nói được hay không đi tần phong sợ không hiểu chuyện thân thích tìm tới cửa nhưng ta phải từ bên ngoài giữ cửa khóa lại cố vô ích không quan trọng khóa liền khóa thôi tiểu nhị ngươi đây tần phong hỏi thời tiết rất lạnh gần đây ăn không tệ cố tiểu nhị cũng không phải rất thèm thịt lại nói hắn ta không đi khẳng định có không đi lý do ta đều được vậy được phòng bên trong có phòng vệ sinh trong phòng vệ sinh có bồn cầu bình thường để bọn hắn đi nhà vệ sinh công cộng là bởi vì bồn cầu chất lượng không được cũng không có chuyên nghiệp khơi thông bồn cầu Tần Phong không nghĩ ba ngày hai đầu thông bồn cầu, quay lại ta để đầu bếp làm nhiều hai cái đồ ăn trực tiếp đóng gói. Cố vô ích lập tức vừa mừng vừa sợ, không thể tin được hắn nghe được. Tần Phong, có phải là chợt phát hiện ta đặc biệt tốt? Cố vô ích phi thường thống khoái gật đầu. Tần Phong ngẩn người, kịp phản ứng nhịn không được cười lên, ta đây coi là cái gì tốt? Nếu là có cho điểm, ta cũng liền vừa qua khỏi tuyến hợp lệ. Cố tiểu nhị thuận mồm nói tiếp, vậy ngươi liền không ngừng cố gắng, tranh thủ cầm cái mát điểm, sướng chết ngươi. Tần Phong liếc nhìn hắn một cái, ông lấy miễu miễu xuống lầu, tiểu ca hai cùng đi theo. Tần lão hắn biết được hắn ba không đi, tốt thấy bạn già liền không nhịn được cảm khái, hài tử thật hiểu chuyện. Vừa lúc Chu thị lo lắng gặp lại sau lấy nhà gái người nhà không tốt giải thích, hắn ba không đi Chu thị rất là thở dài một hơi, nhưng lại cảm thấy thật xin lỗi hài tử. Tuần đại cửu nhà cách xa, ăn cơm xong hắn còn chưa tới, Chu thị thừa cơ để tầng lão hán hao một cái món rau, mà nàng lại để cho cố vô ích nhóm lửa, cho bọn hắn nổ năm cái bánh bao phiến, rửa sạch sẽ rau xanh cùng bánh bao phiến tính cả ba hài tử nhốt vào gia chúc viện trong tiểu lâu, chu thị yên tâm. Cho dù là bọn họ giữa trưa không khai hỏa, có đậu sữa bột cùng bánh bao phiến cũng đói không được bọn hắn, lúc này, tuần đại cửu rốt cục đến, thường nói, càng sớm càng tốt, tuần đại cửu sợ nửa đường bên trên xe biết xấu, bọn hắn phải đi lấy đi nội thành, xe đạp hướng phòng gác cửa cổng vừa để xuống, liền thúc Tần Phong nhanh đi. Phía trước 99% đều nhịn xuống tới, Tần Phong không có khả năng liền cuối cùng điểm này đều nhịn không được. Tần Phong nghe lời lên xe, đi ở phía sau tuần đại cửu nhịn không được cùng Tần Lão Hán nói thầm, ta còn tưởng rằng Tiểu Phong trước đó không chút suy nghĩ sẽ đồng ý là hống ta vui vẻ đâu. Tần Lão Hán lập tức giống tìm tới tri âm, ngươi khoan hãy nói, hắn thống khoái như vậy làm cho ta hiện tại trong lòng đều không nở. Tuần đại cửu bị hắn nói trong lòng hơi hồi hộp một chút, không 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 thể nào, Chu thị liếc liếc mắt hai người bọn họ, nghĩ cái gì đâu. Nhà ta tiểu phong có đôi khi xác thực sau đầu dài phản cốt. Thế nhưng phân chuyện gì? Hắn không hiểu chuyện mất mặt cũng không chỉ nhà chúng ta. Tuần đại cửu khóe mắt liếc qua nhìn thấy bắt xe xưởng cao lầu, nhỏ giọng nói là ta không nghĩ tới. Hắn là quốc gia bồi dưỡng sinh viên, vẫn là bắt xe xưởng công trình sư. Chu Thị nghe nói lời này rất cảm thấy kiêu ngạo lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chân đến Nhi Tử ngồi xuống bên người. Tần Phong, nói cái gì đó, không nói cái gì. Tân Hải tiệm cơm cách chỗ này xa sao? Chu Thị còn chưa có đi qua khách sạn lớn. Tần Phong, tới gần khu Tây Thành bên kia, khoảng 10 dặm đường đi. Chu Thị kinh hô, xa như vậy. Tần Phong, cách nhà gái nhà cũng không gần. Chu Thị nghĩ đến nhà gái tại Thành Bắc, Nhà nàng tại Đông Nam, hai người cái này nếu là thành, nàng về một chuyến nhà mẹ đẻ cũng không dễ dàng, trước trông thấy người. Tần Phong hướng hắn đại cửu nghệ từng cái mắt, nhỏ giọng nói, ánh mắt của hắn cùng ta ánh mắt cũng không đồng dạng, Chu thị vô ý thức nghĩ hồi, có cái gì không giống, đến bên miệng nghĩ đến nàng đại ca đời này đi nơi xa nhất chính là Tân Hải thị khu, thấy qua nữ nhân xinh đẹp khả năng còn không có con trai của nàng nhận biết hơn nhiều, nghĩ đến đây chu thị nhịn không được lo lắng nàng đại ca nói tới xinh đẹp chỉ là cùng với nàng khuê nữ tần dĩnh không sai biệt lắm trừ dáng dấp trắng cũng chỉ thừa thanh tú tần phong gặp một lần mẹ hắn sắc mặt đổi tới đổi lui không để ý tới nói với hắn bảy nói tám khóe miệng hơi câu nhắm mắt dưỡng thần mơ mơ màng màng thấy nghe được người bán vé nâng lên đến tân hải tiệm cơm tân hải tiệm cơm đứng ở có hay không xuống xe có xuống xe xin nhanh lên một chút xuống xe tần phong vội vàng ngồi dậy xoa xoa con mắt, tuần đại cửu không khỏi hỏi, khốn rồi, Tần Phong nói bậy, tối hôm qua viết tổng kết báo cáo hơn 11 giờ mới ngủ, tuần đại cửu lập tức đau lòng, ngươi công việc này thật vất vả. Chẳng qua về sau liền tốt, Tần Phong nghe ra hắn tìm ý tứ, không hy vọng hắn nhắc tới xuống dưới, nói sang chuyện khác, bọn hắn có hay không nói ở đâu chờ chúng ta, tuần đại cửu không để ý tới thuyết phục cháu trai tranh thủ thời gian tìm đối tượng, giúp hắn chia sẻ một chút xuống xe liền hướng bốn phía nhìn, xem xét đối diện Tân Hải khách sạn lớn cổng có mấy người, chỗ ấy, Tần Phong dương mắt nhìn sang, Tân Hải tiệm cơm cạnh cửa đứng sáu người, ba nam ba nữ. Theo bọn hắn vượt qua đường cái, sáu người không hẹn mà cùng hướng bọn họ nhìn qua, Tần Phong nhìn thấy ngay mặt rất là ngoài ý muốn, trong đó một nữ hai nam hơn 50 tuổi, hẳn là nhà gái phụ mẫu cùng bà mối, còn có một đối hai hơn 10 tuổi nam nữ, hẳn là nhà gái ca cùng chị dâu nhà gái cũng liền 18 tuổi dáng vẻ, dáng người không tính là cao gầy, cũng liền 1 m hai, nhìn ấm ôm nhu nhu, nhìn thấy hắn cười rất ngượng ngùng, như cái trung thực cô nương, dáng dấp không phải phi thường xinh đẹp, chí ít không cùng tần phong tuần tự ra nước ngoài học, đến nước ngoài thường xuyên cùng một chỗ liên hoan đồng học xinh đẹp, tần phong nhớ tới hắn cái kia đồng học khẽ lắc đầu, cô nương kia hắn nhưng tiêu thụ không dậy nổi, phụ thân là quân nhân không nói, tổ phụ vẫn là sở công an tỉnh người đứng đầu điển hình tướng môn hổ nữ, nói một không hai. Cũng không biết tương lai nam nhân kia dám cưới, tiểu phong, nghĩ cái gì đâu. Chu thị kéo chỉ một chút tử, tần phong cười nói, đột nhiên nghĩ đến một cái đồng học, nàng một cái thúc thúc giống như chính là tân hải khách sạn lớn chủ bếp, lời vừa nói ra, vốn là muốn chào hỏi hắn nhà gái một nhà đồng loạt nhìn về phía tần phong. Giống như là không thể tin được tiệm cơm cũng có người hắn quen biết, vừa lúc phục vụ viên ra ngoài đón tân, nghe vậy thuận mồm đáp một câu chúng ta nơi này chủ bếp cũng không ít vị đồng chí này nói là vị nào a à? tần phong ta không biết hắn kêu cái gì nhưng hắn có cái thân thích đã du học vẫn là do nhà nước cử đi ra phục vụ viên ngẫm lại lập tức không khỏi nói ngươi nói là đỗ sư phó a à? ta bạn học kia mẹ là họ đổ, cũng là tân hải người phục vụ viên cười nói đó chính là đỗ sư phó chúng ta bây giờ đỗ sư phó cùng ngươi đồng học không tính thân thích Ngươi đồng học mẹ của nàng là đổ sư phụ của sư phụ. Cái kia đổ đầu bếp trước kia cũng là tiệm chúng ta bên trong đầu bếp. Chu thị tò mò hỏi, không ở chỗ này làm rồi. Phục vụ viên, chúng ta ngược lại là nghĩ a, đáng tiếc, nàng người yêu là quân nhân, nàng phải theo quân. Tần Phong gật đầu, cùng hắn nương giải thích, vị đồng chí này trong miệng nói đổ đầu bếp phụ thân chính là tỉnh chúng ta cái kia đổ lão. Tần lão hán cả kinh cứng họng, vậy cái kia, cái kia trải qua tivi đổ lão. Tần Phong ngoài ý muốn, ngài biết, Tần Lão Hán không khỏi nói, thế nào không biết. Chúng ta chỗ này gần đây mấy chục năm liền ra một cái nhân vật lợi hại như vậy. Nghe nói sớm mấy năm trả lại qua, nhà gái một nhà nhìn Tần Phong sắc mặt nháy mắt biến, có thể xưng mừng rỡ như điên, lại liều mạng ngăn chặn, đến mức có chút vặn vẹo. Tần Phong nói hắn đồng học thời điểm là thuận miệng kéo một cái, nói đến đổ lão đúng là cố ý, không phải hắn lòng tiểu nhân cố ý thăm dò nhân tính. Nếu là hắn quan cô một cái, cứ cái dạng gì hắn còn không sợ, lớn không được ly hôn, hiện nay trong nhà ba đứa hài tử, nhỏ nhất mới 4 tuổi, mà lại thân thế đáng thương, hắn nhất định phải thận trọng lại thận trọng, chẳng qua hắn trang không nhìn thấy, để tránh về sau mỗi ngày bị nhắc tới, hôm nay cái này sự tình nhất định phải từ hắn cha mẹ biểu thị nhà gái cùng hắn không thích hợp, Tần Phong cười nói, cha, cổng gió lớn, nếu không ta đi vào trước, phục vụ viên lập tức phía trước dẫn đường sau đó đưa tới một bình trà cùng một bàn hạt dưa tần phong không khỏi nhìn phục vụ viên phục vụ viên cười giải thích quản lý tặng khó được đụng phải một cái điềm nhi đồng học chu thị không khỏi hỏi điềm nhi tần phong cùng ta cùng đi ra đồng học thiệu điềm nhi hắn vừa mới nói đổ đầu bếp nữ nhi phục vụ viên gật đầu các ngươi chậm dùng chúng ta ngay tại bên ngoài tần phong có chút tâm sao phục vụ viên đem menu đưa tới hiện tại ăn cơm có chút sớm chỉ có một đĩa nhỏ hạt dưa lại quá keo kiệt, Tần Phong liền điểm sáu phần điểm tâm. Dù là Chu Thị rất hy vọng Nhi Tử Thành gia gặp hắn cùng người lần đầu gặp mặt cứ như vậy hào phóng cũng không nhịn được ké mắt. Tần Phong trang không nhìn thấy, cho đám người đổ nước. Nhà gái mẹ hoảng nổi thân, ta tự mình tới là được. Tần Tần gọi ta Tần Phong là được. Tần Phong đời trước không có hầu hạ qua người, đời này trừ ở nước ngoài làm công thời điểm cũng không có cơ hội hầu hạ người, rất là không được tự nhiên nghe vậy liền lập tức trở về ngồi xuống giả bộ ngượng ngùng hỏi ta tình huống bá phụ bá mẫu đều biết a à, nhà gái mẹ nhìn về phía ngồi tại hai nhà ở giữa bà mối đều cùng chúng ta nói ngươi là du học tiến sĩ hiện tại là bắt xe xưởng công trình sư thu dưỡng ba đứa hài tử đúng không tần phong đột nhiên nhìn về phía hắn đại cửu ngươi làm sao nói với người ta tuần đại cửu thật muốn nói với người ta ba cái đều là thu dưỡng nhưng nhỏ miễu miễu cực giống hắn cháu trai nói không phải thân sinh quỷ đều không tin, ta nói chính là hai cái thu dưỡng một cái thân sinh A, à. nhà gái mẹ cười gật đầu, có thu hay không nuôi đối với chúng ta đến nói đều như thế, tần phong nhướng mày phong, có ý riêng hỏi, vị muội muội này tình huống ta đại cửu cũng nói, năm nay mới 19 đúng không, nhà gái mẹ không nghe ra đến, lôi kéo khuê nữ của mình cánh tay, trên mặt mang theo mấy phần khoe khoang cùng đắc ý, đúng nha. Sau ngươi tiểu thất tuổi, ngươi về sau nhưng, chờ một chút, tần phong cũng không có dự định đàm về sau bá mẫu ta hy vọng ngài rõ ràng ta mặc dù là tiến sĩ nhưng có ba đứa hài tử vẫn là dân quê cha mẹ ta không có tiền hưu tương lai phải nuôi năm người nhà gái mẹ nụ cười không thay đổi ngươi đứa nhỏ này thật với cửu cửu ngươi nói đồng dạng thực sự những cái này chúng ta đều biết ngươi tiền lương cao nuôi nổi tần phong chuyển hướng hắn cậu tuần đại cửu gật đầu cũng không thể để ta nói ngươi nuôi không nổi trông cậy vào con gái người ta cùng ngươi cùng một chỗ nuôi a à. lại nói ngươi vốn là nuôi nổi chu thị sợ con dâu bay lập tức nói kỳ thật cũng không cần tiểu phong nuôi ta cùng cha hắn còn làm phải động tương lai các ngươi nếu là kết hôn mấy đứa bé cùng chúng ta cũng được tần phong nhịn không được nhíu mày nhà gái mẹ xem xét biểu lộ trực giác không tốt rễ hiền phải bay nhìn đại mùi tử nói hai người bọn họ kết hôn hài tử chính là hai người bọn họ sao có thể để các ngươi nuôi tần phong gật đầu chu thị đối câu trả lời này thật bất ngờ cũng rất hài lòng lão chị dâu nói đúng lắm là ta hiểu lầm nhà gái mẹ không để ý nói đây coi là hiểu lầm gì đó a à, chẳng qua có mấy món sự tình ta muốn làm rõ ràng hy vọng đại muội tử đừng nóng giận tiểu phong ngươi cũng đừng để vào trong lòng chu thị gật đầu ngươi nói nhà gái mẹ nhìn về phía tần phong ngươi đại cửu nói ngươi hiện tại ở trong xưởng Tần Phong nhìn về phía hắn đại cửu, ngài thật là đi, tuần đại cửu, không cùng người nói rõ ràng, chỉ bằng ngươi ba hài tử ai dám gả cho ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, xong nhà gái một nhà gật gật đầu, nhà gái cha hỏi, ngươi đại cửu nói ngươi ở phòng ở mặc dù tại xưởng thuộc viện, nhưng thật ra là trong xưởng phê mình đóng. Ta ý tứ về sau các ngươi đều không tại, nhà kia cũng không cần còn cho trong xưởng. Tần Phong gật đầu, cái gia thuộc viện thời điểm trong xưởng không có tiền đóng chuyên gia lâu để chuyên gia ở nhà ngang ảnh hưởng công việc dù sao nhà ngang cách âm không được cố lão sư liền để trong xưởng cho hắn một mảnh đất mình xuất tiền đóng nhà gái mẹ tiếp tục hỏi cố gia kia hai hài tử cũng chính là ngươi thu dưỡng đại nhi tử cùng nhị nhi tử sau khi lớn lên sẽ không tìm ngươi muốn a à. tần phong ngẫm lại trong sách hai anh em một cái thương nhân nhất cái quân nhân một cái mình có tiền một quốc gia xuất tiền nuôi Mặc dù về sau một cái ngồi tù một cái chết rồi. Nhưng bây giờ có hắn, khẳng định không có về sau, sẽ không, vậy là tốt rồi. Nhà gái mẹ yên tâm, có thể hỏi một chút ngươi tiền lương bao nhiêu không? Tần Phong lắc đầu, cơ bản tiền lương cùng các ngươi biết đến không sai biệt lắm, nhà gái mẹ minh bạch, chủ yếu trông cậy vào tiền thưởng, ta hiểu qua, cơ bản tiền lương cũng không thấp, Tần Phong Kim Tốn nói, vẫn được. Đủ người một nhà dùng. Bá mẫu còn có cái gì muốn hỏi sao tranh thủ thời gian hỏi nhiều lời mới có thể ra sai nhà gái cha hỏi người cái này du học trở về ở trong xưởng rất được coi trọng a à. tuần đại cửu lập tức nhịn không được nói đó là đương nhiên đầu ta một lần đi xưởng thuộc viện tìm hắn các cổng đều không cho ta tiếng chỉ sợ ta làm bị thương hắn lần thứ hai đi người ta gác cổng tự mình theo giúp ta đi tìm hắn nhà gái mẹ yên tâm như vậy cũng tốt đánh giá tần phong giống ngươi như thế được người tôn trọng, nếu là cho người trong nhà thu xếp cái công việc cái gì hẳn là cũng không khó a à. Chương 19, băng, tần phong lông mày nhíu lại, rốt cục đến rồi, tần phong trên mặt không chút biến sắc mà cười cười nói, vậy phải xem công việc gì. Giống quét dọn khu xưởng vệ sinh, hoặc là quét dọn nhà vệ sinh công cộng, khẳng định không khó, nhà gái mẹ nhíu mày, công việc kia ta cũng có thế thu xếp, tần phong giả bộ không hiểu, ý của ngài là, Nhà gái mẹ nhìn về phía con trai của nàng, ngươi nhìn ngươi người đại ca này, thân cao tướng mạo đều không có gì nhược điểm a. Chu thị cùng Tần lão hán đồng thời nhíu mày, không khỏi nhớ tới Cố Tuyết Trượng phu, cái này toàn gia sẽ không muốn để Tần Phong an bài cho hắn công việc đi. Chu thị chuyển hướng nhi tử, đầy mắt lo lắng. Tần Phong tay chuyển qua dưới bàn, vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn lão mụ cánh tay, xu nịnh nói, bá mẫu một nhà tướng mạo đều rất tốt. Nhà gái mẹ nói, đúng a, à, ngươi người đại ca này a. À chính là không có bày ra thời điểm tốt. Không phải khẳng định giống như ngươi lợi hại, Chu thị vô ý thức muốn phản bác, Tần Phong lại kéo một chút mẹ hắn, cười nhìn lấy khả năng so hắn còn nhỏ nam nhân, cái này đại ca nhìn tựa như có học vấn người, nhà gái mẹ lập tức nhịn không được nói, vẫn là ngươi có ánh mắt. Nếu không như thế nào là tiến sĩ đâu? Tần Phong ngượng ngùng cười cười, không có ngài nói tốt như vậy. Bá mẫu, ngài đến tụt cùng muốn nói cái gì a? À? nơi này lại không có người ngoài, lời gì không thể nói thẳng. thống khoái. nhà gái mẹ không khỏi vỗ bàn, ta liền thích ngươi dạng này người. là như vậy, nguyên bản chúng ta muốn để đại ca ngươi tiếp lớp của ta. nhưng ta là làm quần áo, tiếp ban nhất định phải sẽ cắt quần áo hoặc là khâu cúc áo, hoặc là dẫm máy may. đại ca ngươi một đại nam nhân, làm sao làm những cái kia a? lại nói, mấy năm này phương nam nhà máy trang phục càng ngày càng nhiều xưởng chúng ta sinh ý cũng càng ngày càng không tốt không chừng ngày nào liền nghỉ dài hạn ta muốn để ngươi cho bọn hắn thu xếp cái công việc đối với ngươi mà nói không khó a à, tần phong giả bộ khó khăn có phải là sớm điểm nhà gái mẹ nhịn không được hỏi cái gì sớm ta ý tứ thu xếp công việc cái này sự tình có phải hay không chúng ta sau khi kết hôn lại nói đến lúc đó cũng danh chính ngôn thuận sau khi kết hôn nhà gái mẹ kinh ngạc tần phong gật đầu không phải ta lòng tiểu nhân ta điều kiện tuy tốt mà dù sao có ba đứa hài tử ta cho đại ca đại tổ an bài tốt ngài đổi ý ta tìm ai đi nhìn về phía hắn cha mẹ các ngươi nói có đúng hay không chu thị vô ý thức gật đầu nhà gái cha rất không cao hứng vậy ngươi thật đúng là lòng tiểu nhân chu thị không vui vẻ ngươi thế nào nói chuyện đâu ta nói như vậy làm sao rồi nhà gái cha hỏi lại tần phong không sai các ngươi cũng có khả năng lo lắng kết hôn ta không cho lo liệu, ta có đồng dạng lo lắng cũng rất bình thường a, à, nhà gái một nhà xác thực có cái lo lắng này, lời vừa nói ra, nhà gái cha không phản bác được, bà mối hòa giải, cái này sự tình có thể sau này hãy nói, Tần Phong lắc đầu, cái này sự tình trước hết nói rõ ràng. Bởi vì chuyện này không thể điều hòa, nhà gái ca nhíu mày, ngươi nói là nhất định phải sau khi kết hôn, nếu không không có đàm, Tần Phong gật đầu nhà gái cha tức giận đến một chút đứng lên, sau đó liền bị vợ hắn kéo xuống, nhà gái mẹ nghĩ một hồi, như vậy đi, ngươi cho chúng ta viết cái giấy cam đoan, Tần Phong nhìn về phía hắn cha mẹ cùng đại cửu, cười như không cười hỏi, các ngươi cảm thấy được không, cha hắn cảm thấy rất không được, vừa mới bắt đầu không có phát hiện, bây giờ thấy cùng Tần Phong ra mắt cô nương vẽ mặt vội vàng, giống như là sợ phụ mẫu huynh trưởng cùng Tần Phong chơi cứng. Hắn mới ý thức tới từ tọa hạ đến bây giờ, cô nương gia một câu không nói, hai cái thanh niên chào hỏi thời điểm nàng cũng chỉ là cười cười. Loại tình huống này để tần lão hán nhớ tới thôn bọn họ hận không thể đem khuê nữ luận cân bán người ta. Hết lần này tới lần khác những người kia nhà khuê nữ vẫn không cảm giác được phải phụ mẫu có cái gì không đúng, sau khi kết hôn vật gì tốt đều hướng nhà mẹ để chuyển. Đối ca ca đệ đệ so với mình nam nhân còn thân hơn, tần lão hán chỉ là tưởng tượng một chút liền chịu không được, dạng này con dâu không thể nhận dù là dáng dấp cùng thất tiên nữ giống như tần lão hán hỏi nhìn về phía nhà gái một nhà trực tiếp hỏi các ngươi đáp ứng đến ra mắt có phải là liền nghĩ để tần phong an bài cho các ngươi công việc nhà gái một nhà sắc mặt biến có xấu hổ có chột dạ còn có tức giận một mực chưa mở miệng cô nương thì thầm nói cũng không hoàn toàn là nói chuyện nhanh chóng nhìn một chút tần phong cuốn quýt cúi đầu xuống lỗ tai cùng mặt đều đỏ tần lão hán cùng chu thị nhìn nhau cô nương này đối bọn hắn nhà hỗn tiểu tử vừa thấy đã yêu, Tần Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì cô nương xinh đẹp thích mà đắc ý, ánh mắt như vậy kiếp trước kiếp này thấy nhiều, đời trước là bởi vì tiền giấy năng lực, đời này là bởi vì dáng dấp hiếu học hỏi cao, Tần Phong, vậy liền không nói thu xếp công việc. Bất luận trước hôn nhân vẫn là cưới về sau, đều để ngươi ca tự lực cánh sinh được không? Lời vừa nói ra, nhà gái đại ca trừng mắt, nhà gái mẹ nhìn Tần Phong cũng không tiếp tục lạc mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng, phi thường không vui vẻ, dễ cực nói, ta tân tân khổ khổ nuôi lớn khuê nữ gả cho ngươi, vẫn là làm mẹ kế, liền cái công việc cũng không cho thu xếp, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, Tần Phong cười nói, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta cũng nói vài lời lời nói thật. Nhìn về phía hắn đại cửu cùng cha mẹ, tuần đại cửu đều không nghĩ tới để Tần Phong cho hắn nhi tử thu xếp công việc, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì thân gia trước nhớ thương, đến mức hắn cũng không vui vẻ, một phương diện cảm thấy nhà này người không giảng cứu, một mặt là cảm thấy mất mặt, không có đem cháu trai sự tình làm tốt, Phong tiểu tử, muốn nói cái gì cứ việc nói, Tần Phong nói, ta nếu không có ba hài tử, cũng không có khả năng cùng ngươi nữ nhi ra mắt, chí ít trình độ điểm ấy lại không được, nhà gái một nhà sắc mặt lần nữa trở nên đỏ bừng, cùng Tần Phong ra mắt cô nương hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Phong không khỏi nhớ tới trong thôn những cái kia hôn sự từ phụ mẫu làm chủ cô nương, hôm nay là ta không có thấy sắc khởi ý, đổi thành người khác 100% đem các ngươi nhà cô nương xem như mua được tiểu tức phụ, nhà gái một nhà đồng thời nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong nhìn thẳng cùng hắn ra mắt cô nương, phụ mẫu nuôi ngươi lớn lên, ngươi hiếu thuận phụ mẫu hẳn là Ngươi ca tẩu có quan hệ gì tới ngươi? Còn trông cậy vào về sau tại nhà chồng bị ủy khuất, hắn có thể vì ngươi làm chủ hay sao? nhà gái ca lớn tiếng nói, làm sao không thể. Đây chính là ta thân muội muội. Tần Phong cười nhạo một tiếng, các ngươi chỉ biết ta là tiến sĩ, ở nước ngoài ngốc 6 năm lâu, biết ta phẩm tính như thế nào, có đánh hay không lão bà, ta nếu là thích đánh nữ nhân, đáp ứng điều kiện của các ngươi, cưới sau muội muội của ngươi chịu không được ta đánh chửi muốn ly hôn, ngươi bỏ được để nàng ly hôn với ta, nhà gái đại ca khí diễm hoàn toàn không có, cô nương nhìn về phía nàng đại ca, gặp hắn miệng giật giật nửa ngày không có biệt xuất một chữ, lập tức khó có thể tin. Nhà gái mẹ xem xét tình huống không tốt, vội vàng nói, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn chính là muốn cưới ngươi, lại không nghĩ cho ngươi ca thu xếp công việc. Tần Phong cười nói, ta là cưới không lên lão bà không phải con gái của ngươi không thể người sao. Cả đám nháy mắt nghĩ đến Tần Phong nhi tử đều sẽ đánh xì dầu. Tần Phong, ta đáp ứng đến ra mắt chẳng qua là muốn tìm cái nghi gia nghi thất, không cần ta quan tâm trung thực cô nương hôm nay lần thứ nhất gặp mặt tìm ta muốn công việc ta thật không muốn nói nhà các ngươi mặt thật to lớn nhà gái cha bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào tần phong lặp lại lần nữa hẹn quá hóa giận tần phong nhướng mày hỏi nhà gái cha vượt qua người trung gian liền phải đánh hắn người trung gian lập tức đứng dậy ngăn lại làm cái gì vậy có lời gì không thể thật tốt nói có hắn nói như vậy sao nhà gái cha lớn tiếng chất vấn tần phong nghe được tiếng đập cửa cho hắn cha nháy mắt, tần lão hán cùng chu thị ra ngoài đem sáu phần điểm tâm lấy đi vào, tần phong như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn xem nhà gái cha dơ chân, vừa rồi nói các ngươi không hiểu rõ ta, không phải gạt các ngươi. Người ngoại quốc thích khi dễ châu Á hậu duệ, ta ở nước ngoài những năm này không ít cùng người ta đánh nhau, mặc dù không có cách nào cùng thiếu lâm tự cao tăng so, nhưng một cái đánh các ngươi hai cha con dễ dàng, nhà gái đại ca lập tức đứng lên, làm bộ muốn cùng tần phong luyện một chút tần phong ý của ta là ta một quyền là có thể đem muội muội của ngươi đánh mũi miệng cùng một chỗ chảy máu nói xong nhìn về phía cùng với nàng ra mắt cô nương ta nói đến thế thôi ngươi muốn một thế an ổn sinh hoạt hạnh phúc còn phải chính ngươi làm chủ cô nương kia lập tức minh bạch tần phong lời nói này nói là cho nàng nghe nhưng nàng không hiểu tần phong tại sao phải dạng này giảng thật chẳng lẽ giống mẹ của nàng nói như vậy tần phong châm ngòi tần phong nhìn thấy nhà gái trong mắt nghi hoặc không quan trọng cười cười chuyển hướng ngăn lại nhà gái cha hắn bà mối đại bá để ngài bị liên lụy thật có lỗi nói chuyện đưa cho hắn một gói thuốc lá bà mối vô ý thức đưa tay xem xét không phải một cây vội vàng dừng lại ngươi đây là làm cái gì tần phong đưa cho hắn đại cửu tuần đại cửu cùng bà mối ngồi một chỗ thấy thế nhận lấy điếu thuốc nhét bà mối trong túi về sau không chừng còn phải làm phiền ngươi bà mối minh bạch nhìn xem nhà gái một nhà lại nhìn xem tần phong cái này tần phong nói thẳng cha ta mẹ đều là người thành thật thê tử của ta mạnh mẽ một điểm kỳ thật cũng không quan hệ chủ yếu là người nhà mẹ để thông tình đạt lý tự hiểu rõ không phải thê tử không bớt việc người nhà mẹ để mỗi ngày đi theo cổ vũ ta thời gian này phải mỗi ngày gà bay chó chạy so trên sân khấu còn đặc sắc nhà gái mẹ nhìn không được hỏi chỉ bằng ngươi ba đứa hài tử vẫn còn muốn tìm cái dạng gì tần phong Nhà ta có tivi, tủ lạnh, máy giặt có nồi cơm điện, cha ta mẹ trung hậu trung thực, có thể giúp một tay mang hài tử, ta không hút thuốc lá không uống rượu, không có không tốt ham mê, hiểu ta nhà tình huống, chính là sinh viên ta cũng có thể tìm tới, vậy ngươi làm sao không tìm?" Tần Phong cười nói, "Nhi tử ta 4 tuổi." Nhà gái mẹ sắc mặt đỏ lên, cùng hắn ra mắt cô nương nhịn không được nhìn Tần Phong, Tần Phong cười với nàng cười, "Ta mặc dù thu dưỡng hai đứa bé, nhưng không phải cái gì đại thiện nhân." bản thân ngươi có lẽ rất tốt, cha mẹ ngươi cùng ca ca dạng này, ta chính là đánh cả một đời quan côn cũng sẽ không cùng ngươi nhà kết thân. Cô nương trên mặt thất vọng mắt trần có thể thấy, khóe mắt ẩn ẩn nổi lên thủy quan. Tần Phong vốn không muốn giả ngay thẳng như vậy, nhưng hắn thật không hy vọng qua mấy năm từ hắn đại cửu trong miệng nghe nói, trước kia cùng ngươi ra mắt cô nương kia bị nhà chồng đánh chết. Tần Phong chuyển hướng hắn cha mẹ, còn tâm sự sao? Chu Thị không khỏi nói, ngươi đều đem lời nói đến phân thượng này, còn trò chuyện cái gì a? À? Tần Phong nhìn về phía hắn đại cửu, tuần đại cửu thật không nghĩ tới nhà này người tính tình so hắn còn lớn hơn, bị Tần Phong nói đúng thẹn quá hóa giận liền phải đánh người, tiểu phong, cậu có lỗi với ngươi, chỗ nào? Tần Phong nắm ở hắn đại cửu bả vai, kỳ thật ta một điểm không ngoài ý muốn, lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn hắn, Tần Phong nói thật, 19 tuổi hoa một loại cô nương, dung mạo xinh đẹp, công việc thể diện, tìm phụ mẫu vợ chồng công nhân viên trường đại học sinh cũng không khó nàng không biết mẹ kế không chịu nổi cha mẹ của nàng cũng không biết tuần đại cửu minh bạch nhưng ngươi là tiến sĩ a tần phong nhưng ta có ba đứa hài tử trừ phi nàng có khó khăn khó nói ví dụ như kết giao qua đối tượng thanh danh không tốt chuyển hướng hắn đại cửu thật có tin đồn ngươi cũng không thể để ta biết tuần đại cửu gật đầu tần lão hán nhịn không được nói vậy ngươi không nói sớm Tần Phong, không để các ngươi tự mình tới xem một chút, còn không phải từ năm tháng nhắc tới ta đến cuối năm." Tần lão hán nghẹn lời, Tuần Đại Cửu không khỏi nói, "Khó trách ngươi trước đó đáp ứng như vậy dứt khoát." Tần Phong cười nói, "Hôn nhân đại sự cái kia dễ dàng như vậy." Tuần Đại Cửu nghe vậy không khỏi nghĩ đến hắn đi nói cho cháu trai ngày ấy, Tần Phong không thể tin được dáng vẻ, là ta không có dò nghe. Nhìn về phía bà mối, bà mối nói, "Kia ta liền ai về nhà nấy, nhà gái chị dâu thốt ra hiện tại bà mối bị hỏi hồ đồ chu thị không còn một lòng nghĩ con dâu mà là đem người đối diện xem như địch nhân đầu cũng dễ dùng ăn cơm rồi đi nhà gái chị dâu rất muốn gật đầu nhưng cảm giác được không thích hợp liền nhìn về phía công công bà bà nhà này người trước khi đến liền cùng hàng xóm khoe khoang bồi cô nương ra mắt đối phương là lưu qua dương tiến sĩ giữa trưa tại tân hải tiệm cơm ăn cơm láng giềng láng giềng nghe vậy đừng đề cập nhiều ao ước bọn hắn lúc này trở về cốt vừa vặn gặp phải giờ cơm làm sao cùng hàng xóm giải thích a à? tần phong gặp bọn họ sắc mặt đổi tới đổi lui cũng không nói chuyện khoanh tay mỉm cười nhìn xem bọn hắn phản phất có thế nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ gì cùng tần phong ra mắt cô nương không tiếp tục chờ được nữa đứng dậy liền đi mẹ của nàng vô ý thức đuổi theo nhà gái cha cùng ca ca tẩu tẩu nhìn xem mở ra cửa lại nhìn xem tần phong tần phong nhướng mày phản phất đang nói còn muốn ta đưa các ngươi nhà gái ca hư chỉ một chút hắn quay đầu liền đi nhà gái cha trừng liếc mắt tần phong trưởng bối theo sau bà mối thở dài một hơi xong tuần đại cửu gật gật đầu tuần đại cửu cùng ra ngoài tiễn hắn tần phong chuyển hướng lão hai người có gì cảm tưởng chu thị không biết nói cái gì cho phải tần lão hán tốt như vậy khuê nữ cha mẹ nàng thế nào dạng này à tần phong chính là trung thực khả năng cùng cha mẹ một khối đến ra mắt không phải coi như tới cũng không phải nghe nàng mẹ một người nói dài dòng mà là cha mẹ nghe nàng nói điều kiện với ta tần lão hán không khỏi nói còn không bằng tìm chủ ý lớn chu thị gật đầu ta trước kia cảm thấy con dâu hiểu chuyện trung thực tốt cái này xem xét còn phải là cái lợi hại chí ít có thế bao ở người nhà mẹ đẻ tuần đại cửu tiến đến đối mặt muội phu một nhà rất là ngượng ngùng nâng tráng tần lão hán không trách ngươi dạng này người trong thôn liền có không ít chu gia ngẫm lại thôn bọn họ xác thực không ít đầu năm có cái gã khuê nữ chính là cầm khuê nữ đổi lễ hỏi. Bởi vậy tuần đại cửu không ít cùng hàng xóm trò chuyện cái này sự tình, đồng tình kia khuê nữ, nhưng bọn hắn là người trong thành A. Tuần đại cửu náo không rõ, nghe nói cô nương kia cha mẹ biết chữ, ca vẫn là tốt nghiệp trung học. Thế nào cũng cùng chúng ta nông thôn mắt mù đồng dạng, tần phong, người trong thành cùng dân quê đều là ăn ngủ cốc hoa màu lớn lên, không có gì khác biệt. Đại cửu, phục vụ viên ở đây sao phục vụ viên ngay tại ngoài cửa nghe vậy tiến đến tần phong mời phục vụ viên đem điểm tâm bọc lại lại muốn ba phần thịt kho tàu ba một trưởng bối đồng thời chuyển hướng hắn tần phong mấy đứa bé vẫn chờ đâu tần lão hán gật đầu may mắn không mang bọn hắn không phải không chừng nói gì thế tần phong nghe vậy cũng không nhịn được may mắn đại nhi tử hiểu chuyện không phải cô nương kia mẹ không lựa lời nói hắn lại khí huyết cấp trên không phải đánh lên không thể chẳng qua ba phần thịt kho tàu cũng ăn không hết tân hải tiệm cơm một phần thịt kho tàu phải có một chậu thô sứ chén lớn gần hai bát tần phong muốn ba phần trong đó một phần là cho hắn đại cửu nhà hắn có hộp cơm có thể chứa trong hộp cơm để hắn đại cửu mang về cho bọn nhỏ nếm thử lúc này còn chưa tới giờ cơm đám thợ cả rất nhàn đốt dầu đốt dầu cắt thịt cắt thịt nửa giờ tần phong đã nghe đến nồng đậm mùi thơm niên đại này có thể đóng gói nhưng không có đóng gói hộp Tân Hải tiệm cơm quản lý đại sảnh biết được hắn biết trên lò đổ sư phó, liền dùng cơm hộp bới cho hắn thịt kho tàu, ngày nào hướng nội thành tới cho bọn hắn trả lại là được. Tần Phong lưu lại địa chỉ cùng điện thoại, cho tiền, liền mang theo cha mẹ cửu cửu ra ngoài, cổng liền có trạm xe buýt, cũng không cần băng qua đường, cho nên Tần Phong cũng không có che chở hắn nữa cha mẹ, mà là một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường. Ai, ngươi là Tiểu Phong A, Tần Phong dừng lại, theo tiếng nhìn lại, trạm có cái chừng 30 tuổi nữ nhân, cái đầu rất cao, phải có 1m67, ngũ quan xinh đẹp, giống như đã từng quen biết, không nhớ rõ ta rồi. Ta là tỷ ngươi sơ trung đồng học vương Mỹ Quyên A. Nữ nhân nói chuyện đi tới, nhìn thấy chu thị cùng tầng lão hán, đại thúc, thím, nhớ kỹ A, chu thị gật đầu, nhớ kỹ, nhớ kỹ, tiểu dĩnh kết hôn thời điểm ngươi còn đi qua. Khi đó còn giống như nâng cao bụng lớn, nữ nhân cười gật đầu, đúng nha. Chu thị thuận mồm hỏi, hài tử không đến, trên mặt nữ nhân nụ cười trì trệ, không trả lời mà hỏi lại, các ngươi đây là đi chỗ nào? Chương 20, thuyết phục, Tần Phong nhìn ra nàng không muốn trả lời, thuận lại nói của nàng, cuối tuần ra tới Ngao Du, thuận tiện mua chút đồ vật, Vương Mỹ Quy nhìn thấy hộp cơm liền hỏi, mua hộp cơm, Tần Phong gật đầu, nói bậy, giữ lại đi nhà ăn ăn cơm dùng. Chú ý tới có xe buýt dừng lại, xe tới, Vương Mỹ Quy nhìn một chút không phải hướng nhà nàng đi đường kia, đây là hướng ngoại ô đi, nhà ta tại thành tây. Sớm mấy năm nghe ngươi tỷ nói, ngươi ở nước ngoài. Tại sao lại trở về rồi? Ta ở nước ngoài đi học, Vương Mỹ Quyên gật đầu, ta biết, ta là do nhà nước cử đi ra. Vương Mỹ Quyên lần nữa gật đầu, biết a, à, Tần Phong lập tức không muốn cùng nàng tiếp lời, do nhà nước cử xuất ngoại còn ở lại nước ngoài, hắn thành người nào rồi, đừng nói kiếp này cha mẹ chính là đời trước chỉ biết kiếm tiền đôi kia cha mẹ cũng có thể xuyên qua đến đánh chết hắn, nước ngoài cho dù tốt cuối cùng không phải cố hương a. À. Tần Phong già mồm một cái, Vương Mỹ Quyên lắc đầu biểu thị không thể nào hiểu được, cũng không muốn cùng hắn nói tiếp lời không hợp ý không hơn nửa câu, ta gần đây đi tìm ngươi tỷ, làm sao trong nhà không có một người? Tần Phong lông mày cau lại, tỷ hắn thế mà còn cùng dạng này người lai vãng, nhưng tưởng tượng tỷ hắn nếu là cùng Vương Căng Bảo ly hôn, hắn tình nguyện tỷ hắn mỗi ngày cùng vương mỹ quyên tại một khối nàng gần đây trước cửa nhà trên đường bán bánh ga tô vương mỹ quyên công việc từ rồi tần phong gật đầu tìm nàng có việc một chút chuyện nhỏ vương mỹ quyên xem xét xe của nàng đến ta phải đi thúc thím quay đầu đi nhà ngươi chơi a à. nói xong cũng lên xe tần lão hán kéo một cái tần phong tần phong nghi hoặc không hiểu nhìn xem cha hắn lão nhân này lại thế nào a à? vừa rồi nàng nói ngươi thế nào trở về ý gì a à? Tần lão hán nhíu mày hỏi, tần phong lập tức muốn cười, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia, ở lại nước ngoài. Khi quốc gia chẳng phải bạch bồi dưỡng ngươi. Tần lão hán còn tưởng rằng người khác lão đầu óc hồ đồ lý giải sai, nàng thế nào dạng này, tần phong, khả năng cảm thấy ngoại quốc không khí đều là ngọt, tuần đại cử chuyển hướng hắn lớn cháu trai, chẳng lẽ không đúng sao, tần phong đau đầu, Chu thị nhịn không được của trách nàng đại ca, ngươi vừa rồi không có nghe tiểu phong nói người ngoại quốc khi dễ chúng ta tần lão hán bổ sung liên quân tám nước mới trôi qua bao lâu ngươi liền quên rồi tuần đại cửu nhớ tới nhớ tới khi còn bé gặp quỷ tử tần phong nhìn thấy xe của bọn hắn cũng tới để ba vị trưởng bối lên xe trước ba người đến trên xe tâm tình theo tới lúc hoàn toàn không giống lúc đến khẩn trương hưng phấn lo lắng chờ mong lúc này như giếng cổ đường rất dài trên xe nhàm chán ba người lúc xuống xe đều có chút mệt trả rời tần phong thấy thế thật cao hứng nói rõ không có đem người nhà kia để ở trong lòng nhưng mà bái hắn đại cửu hùng hùng hổ hổ sốt ruột bận bịu hoảng ban tặng gia chúc viện gác cổng cũng biết tần phong sáng hôm nay tại tân hải tiệm cơm ra mắt nhìn thấy tần phong giữa trưa trở về gác cổng mười phần chắc chắn tần công không có phối hợp tần phong gật đầu cô nương gia điều kiện là cùng ta kết hôn liền phải cho nàng ca ca tẩu tẩu thu xếp công việc gác cổng lập tức lắc đầu dạng này người không được dính vào liền cùng nước mũi đồng dạng không vung được còn làm người buồn nôn tần phong nhìn về phía cha mẹ cùng hắn đại cửu nghe thấy không tuần đại cửu xấu hổ nói đều tại ta quá gấp không có dò nghe lần sau sẽ không các cổng lập tức nhịn không được hỏi còn tướng a liền tần công điều kiện chỉ cần hắn nguyện ý chúng ta xưởng nữ đồng chí còn không theo hắn chọn tuần đại cửu cười cười hắn khoa trương các cổng gặp hắn bị nghi ngờ không vui vẻ thanh âm cũng không khỏi phải tăng lớn, ngươi không tin. Lúc trước không có Miểu Miểu thời điểm, xưởng chúng ta dài chừng là muốn đem khu trưởng Thiên Kim giới thiệu cho hắn, lời vừa nói ra, ba người chấn kinh, đầu ván mắt hoa, tựa như nằm mơ, các cổng không khỏi nhìn về phía Tần Phong, không biết a, à, Tần Phong nhún nhún vai, Chu thị lấy lại tinh thần, vội hỏi, lúc nào sự tình, Miểu Miểu đến một ngày trước xưởng trưởng nói với ta. Nguyên bản định cuối tuần đi có miểu miểu đâu còn có ý tốt a. À. Tần Phong lúc này khó mà nói, hắn không có ý định đi, lúc ấy chính suy nghĩ làm sao cự tuyệt, miểu miểu liền đến, Tuần Đại Cửu không dám tin cứng họng, gắt cổng hồ đồ, không khỏi hỏi Tần Phong, ngươi cậu đây là thế nào rồi, hắn cho rằng ta có ba đứa hài tử, có người nguyện ý cùng ta cũng không tệ, Tuần Đại Cửu không có nghĩ như vậy, nhưng cũng lo lắng Tần Phong tuổi tác lớn tìm không thấy ra dáng, lời vừa nói ra các cổng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chu Thị hỏi, hôm nay cùng chúng ta đi qua là sợ ngươi không đi, ta và ngươi cha lại nhảy ngươi. Tần Phong, nếu là không đi qua ta nói có thế cưới khu trưởng Thiên Kim, các ngươi cũng không tin a? À. Tần Lão hán lắc đầu liên tục, không được, nhà ta không xứng với người ta. Tần Phong cười cười không có phản bác, bởi vì hắn ngờ tới cha hắn nếu là biết chuyện này nhất định sẽ nói như vậy. Đại cửu, ngươi cũng đừng tự trách, cũng không cần thay ta nhọc lòng nhìn cách đó không xa lớn đường cái, bên này mặc dù cùng ngũ lý đôn chỉ cách một con đường, nhưng ta tình huống cùng trong thôn người trẻ tuổi vừa lúc tương phản. Trong thôn nam nhân càng lớn càng khó tìm. Ta càng già càng nổi tiếng, tuần đại cử một vạn cái không tin, các cổng đối tầng phong giác quan vô cùng vô cùng tốt. Đầu tiên hắn có thể ở lại nước ngoài, nhưng không có. Tiếp theo hắn công việc nghiêm túc, cũng không có ý vào dáng giúp tuấn loạn thông đồng đại cô nương tiểu tức phụ còn nửa cố gia hai hài tử từ lúc cùng hắn, mỗi ngày vô cùng cao hứng, xuyên sạch sẽ, tháng ngày qua so có cha có mẹ nó hài tử còn có tư có vị. Các cổng rất sợ tốt như vậy công trình sư bị hắn đại cửu hủy, tần công hắn đại cửu, tần công nói đều là thật. Đừng nói tần công dáng giúp tốt, chính là tướng mạo phổ thông, 50 tuổi cũng có thế tìm hai 30 tuổi. Người ta còn có thể không tham tiền của hắn, chỉ cầu hắn người này. Tuần Đại Cửu từ trên xuống dưới dò xét một phen Tần Phong, dáng dấp tốt thì tốt, cùng trong phim ảnh tiểu bạch kiểm giống như. Nhưng hơn 50 tuổi còn có thế cùng hiện tại đồng dạng tìm, nói nhảm không phải sao, đồ tuổi của hắn lớn A, à, các cổng nghẹn nghĩ mắt trợn trắng, Tần Phong cười nói, đồ ta có mị lực không được A, à, mị lực là cái gì? Tuần Đại Cửu vô ý thức hỏi, Tần Phong lập tức cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, các cổng chậm quá khí, nói, nói như vậy, qua cái 10 năm 8 năm, cố gia hai hài tử cùng miễu miễu lên đại học lên đại học, lên cấp 3 ở trường trọ ở trường, tương đương với không có hài tử, còn khả năng giúp đỡ tần công chiếu cố tiểu, tần công cũng mới 36, như thường có thế tìm 20 tuổi vừa tốt nghiệp sinh viên, tần lão hán cổ họng khô chắc chắc, trong thôn nhà ai nếu là có cái 36 tuổi lão quan côn, một nhà lão tiểu đều không ngóc đầu lên được, không phải lừa gạt chúng ta a à. Tần lão hán thăm dò hỏi, các cổng, ta lừa gạt ngươi làm gì? Ngươi nếu là không tin, chờ thêm mấy năm không chừng xưởng trưởng có thể cho hắn giới thiệu cái thị trưởng nhà thiên kim. Ba người chuyển hướng Tần Phong, Tần Phong cười cười không nói chuyện, ba người thấy thế không thể không tin hắn. Chu Thị tìm về ngôn ngữ liền hỏi, ngươi trước kia cùng chúng ta nói đùa nói không vội, hợp lấy thật không cần phải gấp. Tần Phong, ngươi là mẹ ta, tìm ẩn ý tứ ta cần thiết lừa ngươi à. Chu Thị nhìn về phía bạn già, Tần Lão Hán nói, vậy ngươi hôn sự chúng ta về sau về sau mặc kệ rồi nói xong cũng nhìn hắn đại cửu tử tuần đại cửu là không dám quản cháu trai quá lợi hại quản không được a à. tần phong quay lại ta đại đại nương cùng nhị đại nương còn có ta cô hỏi chuyện của ta các ngươi dự định trả lời thế nào tuần đại cửu cùng tần gia những người khác không quen cũng không nghĩ lại lẫn vào cái này sự tình dứt khoát trang không nghe thấy tần phong nhìn về phía hắn cha mẹ chu thị nghĩ một hồi ai hỏi liền để ai cho ngươi tìm dung mạo xinh đẹp ôn nhu hiền lành còn phải là sinh viên vậy các nàng sẽ nghĩ lầm ngươi cố ý khó xử các nàng tần phong kỳ thật không thèm để ý người khác nói thế nào hắn hôm nay cùng hắn cha mẹ đi ra mắt cũng không phải không dám cự tuyệt nhị lão mà là không để hắn cha mẹ hết hy vọng coi như bọn hắn không dám thúc hắn tìm đối tượng cũng sẽ vụn trộn sầu muộn ví dụ như cả đêm cả đêm ngủ không được bọn hắn chỉ có thản nhiên đối mặt thân thích hàng xóm chỉ rõ, Tần Phong mới cùng cùng bọn hắn thẳng thắn tìm đối tượng tùy duyên, qua dễ làm dưới, nữ nhân A, à, hắn thật không có thèm, mà lời vừa nói ra, không ra Tần Phong suy đoán, mẹ hắn mặc lộ vẻ khó xử, Tần Phong nhìn về phía cha hắn, Tần Lão hắn quan ra mũ hung hăng vào đầu đau đầu, Tần Phong hỏi, cha, đại bá nếu là bắt hắn nhà con cháu đổi với người ta, ngài đổi sao, nghĩ hay lắm. Tần lão hắn thốt ra. Tần Phong cười, đã dạng này, các ngươi còn có cháu trai, ta kết hôn hay không còn trọng yếu hơn sao? Các cổng trước lắc đầu, tuần đại cửu nhịn không được nói, không có nàng dâu dù sao không dễ nhìn. Tần Phong ghét nhất câu nói này, mẹ, tìm giống ta đại nương như thế, Chu thị dọa đến đánh cái run rẩy. Tần Phong hết sức vui mừng, Chu thị có chút ngượng ngùng, nhịn không được nguyết hắn một cái. Tần Phong che giấu nụ cười, kỳ thật ta vẫn muốn cùng các ngươi thẳng thắng, người tinh lực là có hạn không nói chiếu cố hài tử, chỉ nói công việc liền dùng xong ta gần như toàn bộ tinh lực. Ta thật đề không nổi tinh thần tìm đối tượng. Chớ nói chi là tái sinh đứa bé, mỗi ngày ban đêm oa oa khóc, ta phiền ở văn phòng, có nàng dâu cùng không có nàng dâu khác nhau ở chỗ nào, các cổng vô cùng đồng ý, liếc liếc mắt tuần đại cửu, cũng liền các ngươi những cái này một ngày nhàn đến muộn hai ngày nhàn đến đen người cảm thấy không có nàng dâu chịu không được, tuần đại cửu hô hấp cứng lại, tức giận hỏi, Ngươi không có nàng dâu, các cổng gật đầu, tuần đại cửu, vậy ngươi nói cái gì? Ngươi cái này gọi đàn ông no không biết đàn ông chết đói, các cổng nhìn về phía Tần Phong, ngươi đói không? Tần Phong biết hắn có ý tứ gì, cố ý nói, ta không dám nói đói, còn có mấy đứa bé muốn nuôi, tuần đại cửu nghẹn nói không ra lời, các cổng nói, ngươi nha, cũng không biết hưởng thụ. Giống chúng ta nhìn xem báo chí uống chút trà, rảnh rỗi đủ loại đồ ăn trồng chút hoa treo chọc chim giúp tới chơi người tìm người cuối tuần cùng lão bằng hữu họp gặp nhiều dễ chịu a à, ăn no rỗi việc mới quản con cháu những sự tình kia tần lão hán vô cùng đồng ý con cháu tự có con cháu phúc tuần đại cửu nhịn không được trừng hắn với ai một bên a à, như có khả năng đương nhiên là gác cổng không chỉ tần lão hán chu thị lúc trước cùng tần lão hán thuận miệng kéo một câu không có con dâu cũng rất tốt cũng là lời trong lòng thế nhưng là ra khỏi nhà xem xét nhà ai đều có con dâu không có con dâu bị người chỉnh trời nghị luận, lão hai người liền dao động, tần phong thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, xông gác cổng ôm quyền, tạ, gác cổng kính cái lễ, khách khí, tần lão hán giúp nhi tự ứng phó hắn đại cửu, cũng muốn nói chút gì, gác cổng không chờ hắn mở miệng, liền phải cùng tần lão hán học nhị hồ, tần lão hán lời đến khóe miệng không thể không nuốt trở về, đổi thành cái này sự tình buổi chiều lại nói, tốt không gặp mấy đứa bé, tần phong hoảng hốt, lên lầu xem xét, Ca ba đầu sát bên diện mạo dáng mặt nằm ngáy o o radio đặt vào tà âm bất đắc dĩ cười cười nắm cố tiểu nhị khuôn mặt nhỏ thiếu niên mở mắt ra liền hỏi hừng đông rồi tần phong ngay ra một lúc kịp phản ứng buồn cười giữa trưa cố tiểu nhị đẩy tay của hắn ra cánh tay xoay người ôm lấy miễu miễu ghé vào miễu miểu trên lưng ngủ tiếp bỗng nhiên đột nhiên ngồi dậy tần phong giật mình làm ác mộng rồi ngươi trở về rồi cố tiểu nhị kinh hô cố vô ích bị đánh thức, miễu miễu uống tại trong ngực hắn, hắn hơi nhúc nhích miễu miễu liền tỉnh, tiểu hài mê mẩn trừng trừng mở mắt ra, nhìn thấy ba ba liền đưa tay muốn ôm một cái, tần phong ôm lấy tiểu hài ngồi tại bên giường, cho hắn mặc vào áo khoác cùng quần, lại mặc vào giày, lúc này cố vô ích cùng cố thanh cùng tiểu ca hai cũng thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng làm sao liền trở lại, tiểu nhị ca lột lên hắn lão tử tay áo, nhìn thấy vừa 11 giờ 30 phút, khó có thể tin hỏi là giữa trưa sao? tần phong một tay ôm lấy tiểu hài kéo ra cửa sổ ánh mặt trời ấm áp trải đầy toàn bộ phòng ngủ cố tiểu nhị trở lại hiện thực tần phong muốn biết cái gì hỏi da da nải nải đi bọn hắn tại trù phòng chưng gạo cơm chuyển hướng tiểu hài muốn hay không đi tiểu tiểu bất điểm ngoan ngoãn gật gật đầu hai tay ôm cổ của hắn khuôn mặt nhỏ gối trên vai hắn tần phong ôm lấy hắn nhìn một chút hai đại nhi tử Tiểu ca hai lập tức cùng hắn xuống lầu, Tần Phong đi phòng vệ sinh, hai anh em chen vào trù phòng, đối mặt hài tử hỏi thăm, Chu thị cũng không có dấu giếm, nhưng đợi nàng nói xong, ngược lại kỳ quái, các ngươi thật giống như cũng không ngoài ý liệu, Cố Vô Ích hỏi lại, dưới tình huống bình thường ai bỏ được để thật tốt cô nương làm mẹ kế. Nãy nãy, nếu là có cái tiến sĩ muốn cưới cô cô, ngài đồng ý không? Chu thị không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu cùng ở tại trù phòng tần lão hán cùng tuần đại cửu không hẹn mà cùng nói, ta còn không có đứa bé thấy rõ, cố vô ích cười cười không có nhận gốc trạ, nhìn thấy trên thất có ba cái hộp cơm, ở đâu ra, chu thị mở ra, hai anh em cả kinh mở to hai mắt, tần phong cho miễu miểu lau lau tay tiến đến, tiểu nhị, đem trong đó một hộp đắp lên, cố tiểu nhị lập tức đắp lên, lưu đến mai ăn, tần phong để hắn nhìn xem miểu miễu chớ đụng lung tung đồ dùng nhà bếp, đi tìm túi lưới, đem kia một hộp trang túi lưới bên trong đưa cho hắn đại cửu, tuần đại cửu vội vàng khoát tay, tần lão hán cầm đi, ta liền biết tiểu phong mua cho ngươi. chúng ta vài ngày trước vừa giết một con lão gà trống, mấy hài tử kia không lắm thèm, nhất là miểu miểu, chỉ có thể ăn một khối, cái kia dùng ba phần nhiều như vậy a, phong a phải có sáu cân a, ngài quản nó mấy cân làm gì? tần phong nói chen đến bên trong cầm bồn, chu thị kỳ quái, tần phong giải thích trời nóng nực mặt phát phải nhanh, ăn cơm xong liền không sai biệt lắm. Quay đầu làm mấy cái bánh bao cho đại cửu cầm, tuần đại cửu cười nói, trong nhà có bánh bao, tần phong nghẹn lại, tiểu ca hai thấy thế, phốc, cười ra tiếng, tuần đại cửu bị cười hồ đồ. Chu thị để tần phong đi phòng khách và mặt người một nhà đều chen tại trù phòng, nàng không lưng thái thịt đều khó khăn, chờ tần phong đem ba đứa hài tử mang đi ra ngoài, chu thị liền nói cho hắn bánh mì là người nước ngoài bánh bao, tuần đại cửu minh bạch, Hắn tại tầng dĩnh quầy hàng bên trên gặp qua Tầng dĩnh muốn cho hắn mấy cái nếm thử Hắn cảm thấy vật kia nhìn không rẻ Có thể bán không ít tiền Liền không có có ý tốt muốn Sau đó tuần đại cửu lại nghe được dùng bột mì cùng lò đất liền có thể làm Nghe không khó khăn Cùng chưng bánh bao không sai biệt lắm Lúc này mới dám biểu thị hắn quay đầu nếm thử Chu thị lo lắng trời lạnh bột lên men chậm đã không kịp Trước khi ăn cơm cố ý đem chậu rửa mặt thả nước ấm trong chậu Dùng nắp nồi đắp lên lại thả một kiện cố vô ích của áo bông giữ ấm, đợi đến một giờ chiều tiếng chuông gõ vang, tần lão hán đem lò đất đốt nóng, lúc trước sống mặt đã phát đầy bồn, tần phong đem mì vắt nắm chặt thành miễu miễu nắm đấm lớn nắm bột mì, làm thành bánh mì hình dạng liền phóng tới thổ lò nướng bên trong nướng, tuần đại cửu nhìn hiếm lạ, đơn giản như vậy, tần phong gật đầu, chu thị nhịn không được nói, nhìn đơn giản, bên trong phức tạp. Tiểu Phong làm cái này thổ lò nướng thời điểm thả rất nhiều đồ vật, còn họa bản vẽ, ta đã nói rồi. Đơn giản như vậy người người cũng có thể làm. Tuần Đại Cửu nói ra, nhịn không được bội phục hắn cháu trai, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến có thể dùng nồi cơm điện làm bánh gato. Bánh gato so bánh mì đơn giản, mà hắn chuẩn bị bánh mì mặc nhiều, chờ một lúc còn phải lại nướng một nồi, hắn Đại Cửu cũng không vội mà trở về, Tần Phong trong nhà cũng không thiếu trứng gà, thế là tìm ra nồi cơm điện làm bánh gato. Miễu miễu không có cảm giác an toàn, sư phụ hắn để hắn đi theo Tần Phong, hắn liền rất dính Tần Phong. Chỉ cần Tần Phong ở nhà, trong mắt của hắn gần như dung không được người khác, Tần Phong đi đến chỗ nào tiểu hài nện bước nhỏ chân ngắn theo tới chỗ nào, nhưng hắn quá nhỏ, Tần Phong không để ý liền sẽ dẫm lên hoặc đụng vào hắn. Tần Phong dứt khoát đem thứ cần thiết chuyển qua phòng khách, để hai đại nhi tử nhìn xem tiểu nhân, tiểu hài nhi mặc dù cùng ca ca chơi, nhưng vừa nghiêng đầu vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy ba ba, cho nên cũng không có lại dáng tần phong. Cố tiểu nhị hiếu kỳ, ngươi đây là làm cái gì, chốc lát nữa liền biết. Tần phong trước thừa nước đục thả câu, sau đó nghĩ đến ngày mai lại phải đi làm, mấy ngày kế tiếp cũng không rảnh làm bánh gato bánh mì, lại phải hút cháo hoặc là ăn mì. Tần phong liền chuẩn bị làm hai nồi trứng gà bánh ngọt, chẳng qua hắn thứ nhất nồi còn chưa làm tốt, bánh mì liền quen. Tần phong lấy ra thả bánh bao không nhân giỏ bên trong liền đi bánh mì nướng, Chu thị tìm đao cùng xiên, cùng với nàng nhi tử học, một cái mì sợi bao cắt mấy khối, sau đó dùng gạch chéo cho nàng ca, tuần đại cửu cũng không lắm dám chạm mặt bao. Hắn chú ý tới cố tiểu nhị nắm bắt liền hướng miệng bên trong đưa, lại cảm thấy mình không thể bị một đứa bé làm hạ thấp đi, lập tức tiếp nhận đi thả trong miệng, vừa ra nồi bánh mì rất mềm, mang theo nồng đậm mặt hương, bởi vì thả trứng gà cùng đậu sữa bột, còn có trứng hương cùng nhàn nhạt mùi sữa, đến mức tuần đại cửu mồm miệng nước miếng, cố vô ích không phải thật sự tiểu hài, Nhìn ra Tuần Đại Cửu thích, liền đi cầm một đôi đũa cho hắn kẹp một cái, Tuần Đại Cửu khoát tay, ngươi ăn đi, Tần lão hán biết hắn ngượng ngùng, cũng không phải cái gì vật hiếm có. Lại nói, ngươi cháu trai cũng ăn được lên, Tần Phong tiến đến, nói, ta nếu là không cưới nàng dâu, không còn sinh con, các ngươi mỗi ngày ăn ta cũng làm lên, Tuần Đại Cửu vô ý thức muốn nói, người sao có thể không kết hôn a, à? sau đó ý thức được hắn cháu trai không phải người bình thường, không thể dùng yêu cầu đại chúng luân lý quy tắc yêu cầu hắn, dứt khoát nói, vậy cũng phải tồn ít tiền giữ lại mấy đứa bé lên đại học, Tần Phong gật đầu, cha ta tồn đủ, Tần Lão Hán cười gật đầu, đúng. Nhìn thấy nồi cơm điện bốc khói, nghĩ đến ba hài tử rất thích thịt kho tàu phối cơm, giữa trưa một nồi cơm đều không có đủ ăn, Tiểu Phong, bên trong là cơm A, Tần Phong không trả lời, mà là lại chờ một lát mới xốc lên nắp nồi, nồng đậm bánh gato hương phiêu đầy toàn bộ phòng khách tuần đại cửu thở nhẹ thơm như vậy tần phong cười nói không có thực phẩm xưởng làm hương xong cố vô ích nháy mắt hai cha con rèn luyện hơn một tháng cố vô ích đã có thế xem hiểu hắn nhỏ ba ba ánh mắt lập tức đi trù phòng cầm mấy cái đĩa cùng đũa tần phong dùng đao mổ mở sau đó dùng đũa kẹp đến trong mâm mấy một trưởng bối một nhân nhất khối ba đứa hài tử một cái đĩa bên trong thả hai khối miễu miễu hiếu kỳ ba ba đây là bánh bao sao tần phong khẽ lắc đầu không phải nha, đó là cái gì nha, Tần Phong cười nói, để ngươi nhị ca bóp một điểm ngươi nếm thử, cố tiểu nhị sợ sấy lấy hắn, tách ra một khối nhỏ còn dùng sức thổi một chút, sau đó mới dám đưa đến bên miệng hắn, mềm mềm đến bánh ga tô đến trong miệng đều không cần nhai. Tiểu hài nhi kinh hỉ vạn phần, ba ba, ta rất thích a. À. Tần Phong trên mặt chất đầy cười, thích về sau ba ba mỗi tuần mạc đều làm, cố vô ích cùng cố thanh cùng tiểu ca hai đột nhiên chuyển hướng hắn. Tần Phong, chút chuyện như vậy ta về phần lừa các ngươi sao trừ phi ta tăng ca cố tiểu nhị nhịn không được nói ngươi làm sao tốt như vậy a à? tần phong đem còn sót lại thịnh ra tới thả bàn ăn bên trên thuận tiện lột một cái cái đầu nhỏ của hắn có phải là so với hôm qua càng thích ta rồi cố tiểu nhị mới đầu nghe được thích một từ thật không tốt ý tứ bởi vì đời trước chưa bao giờ có cùng trưởng bối ôm nhu thời khắc tần phong nói số lần nhiều cố tiểu nhị thản nhiên gật đầu có thể dạy ta làm sao không thể. Tần Phong không dám, sợ hắn không hiểu chuyện điện giật, ta có thể giáo gia gia nải nải, chờ bọn hắn có thời gian rảnh làm cho ngươi. Hai anh em chuyển hướng Chu Thị, Chu Thị trước kia liền biết Nhi Tử có năng lực, cho nên chê hắn xài tiền bậy bạ cũng chỉ là lãi nhãi vài câu, chưa hề ngăn cản. Giữa trưa được các cổng một lời nói, Chu Thị liền lãi nhãi đều không nghĩ lãi nhãi, lộ ra nàng quá không kiến thức quá không phóng khoáng, trong nhà trứng gà không nhiều quay đầu tích lũy nhiều liền cho các ngươi làm. Tuần đại cửu hiếu kỳ, tiểu phong, tỷ ngươi bánh ga tô cũng là làm như thế. Tần phong lắc đầu, ta tìm người dùng sắt lá cho nàng làm cái khuôn đúc, bán nhỏ bánh ga tô bao lớn, làm được liền bao lớn. Từng khối từng khối đó là dùng sắt bàn làm, làm tốt mở ra. Chu thị lập tức nhịn không được nói, đại ca, ngươi nói tiểu phong dụng tâm A. Liền cái này vương căn bảo cái quy tôn tử còn không biết dừng, tuần đại cửu gật đầu, hiểu biết chính xác người biết mặt không tri tâm. Ai, ngươi nói đúng buổi trưa cái kia nữ tìm tiểu dĩnh chuyện gì a? À? hắn không nói chu thị đều quên, đầu tuần không đến, tuần này cũng không đến, đoán chừng cuối tuần nên đến. Chu thị nghĩ một hồi, quay lại đến ta hỏi một chút, nhưng mà cuối tuần cũng không đến, tần phong lại làm mấy lần bánh gato, tô, ăn cố vô ích cũng ba ba dài ba ba ngắn hô, tiết tình cùng phùng mạch miêu cho mấy đứa bé đánh áo len đều mặc lên người, lúa mì bắt đầu trổ bông, Tần Dĩnh xuất hiện, Tần Phong bắt đầu mới nghiên cứu phát minh công việc, nguyên bản cuối tuần cũng phải tại nhà máy. Chỉ là ngày quốc tế lao động Tần Phong không có nghỉ ngơi, ngày mùng 4 tháng 5 là Chủ nhật, liền bị xưởng trưởng chạy về nhà nghỉ ngơi một chút não, khó nghĩ được, Tần Phong không muốn ra ngoài, dứt khoát ngồi dựa vào trên ghế nằm, tiểu nhi tử như cái mèo con giống như ghé vào trên người hắn. Hai cha con tại chỗ thoáng mát nhìn xem cố vô ích cùng cố thanh cùng lau giày tẩy bít tất cùng đồ lót mẹ hắn dùng máy giặt tẩy bọn hắn cả một nhà quần áo cha hắn hỗ trợ ép nước trong viện không một người nói chuyện lại rất náo nhiệt tần dĩnh ngay vào lúc này đến một người tần phong nhướng mày giống như cười mà không phải cười vương trăng bảo đâu tần dĩnh dừng ở cửa chính sắc mặt trở nên xấu hổ vừa tức buồn bực kia là tỷ phu ngươi tần phong nói thẳng không phải xem ở trên mặt của ngươi ta liền hỏi chết chưa tần dĩnh quay đầu liền đi chu thị lần thứ nhất lâu như vậy không gặp khuê nữ đi lên giữ chặt nàng, hai hài tử đâu, Tần Dĩnh vô ý thức nhìn Tần Phong, thấy Tần Phong không có hướng nàng nhìn bên này, nhỏ giọng nói, ở nhà cùng mấy người ca ca tỷ tỷ chơi, Chu thị, thế nào không mang tới a, à? Tần Dĩnh không nói chuyện, lôi kéo Chu thị ra bên ngoài đi, mẹ, ta có lời nói cho ngươi, Tần Phong trong lòng rung lên, Vương Căng Bảo còn chưa hết hy vọng sao, lời gì còn phải cổng ta. Tần Phong ung dung hỏi, Chu Thị nhớ tới Vương Căng Bảo làm sự tình, khuê nữ còn trách nhi tử không hiểu chuyện vào nhà đi dừng một chút coi như không để bọn hắn nghe thấy chờ ngươi đi ta vẫn là phải nói cho bọn hắn tần dĩnh tưởng tượng trong nhà tiền mặc dù đều là mẹ của nàng tồn lấy kỳ thật chủ nhà người là cha nàng hiện tại tần phong trở về lão hai người đau nhi tử tần phong nói một bọn hắn không dám nói hai giống như là sợ lão tần phong không nuôi hắn nhóm kia vào nhà đi tần phong không tiến vào tiếp tục bồi hai đại nhi tử trong giày soát sạch sẽ là được cố vô ích chỉ vào giày mặt cái này không soát a à, lại không dán chân bẩn điểm cũng không có gì tần phong ta khi còn bé ngươi còn nói không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh đâu tần lão hán nghẹn một chút tiểu ca hai tò mò nhìn hắn tần lão hán không thể không nói đó là bởi vì mỗi ngày gánh nước quá mệt mỏi chúng ta đều không nghĩ gánh nước chỉ vào ép giếng nước đi hai bước liền có nước ta có thể một ngày tẩy tám lần ngươi nói cái gì phòng bên trong truyền đến một tiếng kinh hô tần phong không khỏi ngồi thẳng tần lão hán nghe thanh âm giống bạn già vội vàng đi vào thế nào rồi